Đây cũng không phải là võ đạo gia loại này toàn dân thông dụng giải trí trò chơi. Đây là một phương quân đội chuyên dụng, huấn luyện binh sĩ sức chiến đấu hệ thống. Hệ thống, không phải trò chơi, tại đây huấn luyện người, chú ý địa cũng là muốn một kích chí mạng, trực tiếp giết chết đối phương. Không dùng được bất luận cái gì đích thủ đoạn, nhưng là ta dùng bát quá trưởng thời điểm ngươi còn không phải như vậy trong thời gian ngắn không làm gì được ta. Trần Húc không phục, có chút tức giận nói, hơn nữa ta một đệ tử học cái loại này giết người đích thủ đoạn làm cái gì ta cần gần kề chỉ là tự bảo vệ mình là được rồi muốn giết người ta có càng nhiều phương pháp cùng thủ đoạn còn có vũ khí hừ ta thực dùng vũ khí ngươi có thể đánh nhau thắng ta sao trần húc nói vũ khí tự là chỉ trên cổ tay hắn đồng hồ lần sóng âm công kích vũ khí cái đồ chơi này dùng thế nhưng mà người ngăn cản giết người phật ngăn cản giết phật địa nào biết được độc nhãn huấn luyện viên khinh thường địa cười cười nói ai nói cùng ta học tự nhất định phải giết người Hừ, đương nhiên giết người chỉ là một cái phương diện, ngoại trừ giết người là trọng yếu hơn cũng có thể tại ngắn nhất địa trong thời gian chế ngự, đồng phục đối thủ. Mà ngươi lại đi học bát quái trưởng cái chủng loại kia xáo lộ, đẹp mắt là đẹp mắt, thực dụng nha, hắc. Về phần ngươi nói vũ khí, hừ, nếu như súng ống là vô địch cái kia chúng ta tự không cần rèn luyện rồi. Hừ, ngươi không phục, cái kia thì tới đi, ngươi dùng cái gì vũ khí? Cái này chân thật chiến đấu chính giữa còn có thể sử dụng vũ khí mô phỏng. Không có gì quá kỳ quái, cái này mô phỏng hệ thống vốn chính là quân đội rèn luyện toàn năng chiến sĩ dùng, trước kia không thể sử dụng vũ khí là bởi vì này khoản trò chơi số liệu còn sao có hoàn toàn khôi phục. Đợi đến lúc hoàn toàn khôi phục về sau người tựu sẽ biết cái này hệ thống cường đại tính, 208 năm trước khi các quốc gia chế thức vũ khí trang bị, thậm chí còn có thể chính mình mô phỏng lái phi cơ xe tăng, hừ, cái này hệ thống cường đại tính bao hàm khá nhiều loại. Còn có thể lái phi cơ xe tăng, con chó, cái này cũng quá nghịch thiên a. À còn có trò chơi tư liệu khôi phục một bộ phận có thể chơi ngoan ngoãn lòng đông người muốn hiện tại trò chơi xóa bỏ chút vốn liệu thử xem có trò chơi khả năng xóa bỏ âm nhạc văn bản tài liệu tựu không cách nào mở ra kỳ thật thật muốn nói cái này chân thật chiến đấu cũng chỉ là cái kia khổng lồ quân dụng mô phỏng hệ thống chính giữa một bộ phận một phần nhỏ cái này mô phỏng hệ thống bao dung phương diện nhiều lắm chân thật chiến đấu súng ống điều khiển tùng lâm chiến đấu đặc trùng chiến đấu thậm chí đến đại hình chiến tranh mô phỏng, dĩ vãng chiến tranh mô phỏng phân tích. Bao hàm đồ vật nhiều lắm, bởi vì hệ thống mô phỏng chính giữa không tồn tại tử vong, hơn nữa siêu chân thật trò chơi không khí lại để cho các chiến sĩ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, toàn bộ rất thật trò chơi mô phỏng khiến cho các loại vũ khí hiệu quả cùng sự thật chính giữa giống như đúc. Cái này khiến cho về sau quân đội vô cùng nhiều huấn luyện đều đặt ở loại này mô phỏng hệ thống chính giữa, cơ hồ sở hữu tất cả chiến sĩ đều có thể rèn luyện thành biển lục không tam quân làm một thể siêu cấp chiến sĩ. Phải biết rằng, loại này mô phỏng còn có một lớn nhất chỗ tốt tựu là tiết kiệm tiền. Một cái bao trùm toàn quân mạng lưới, nhân thủ một máy tính, tăng thêm giữ gìn phí tổn còn có điện phí, người đồng đều một năm sử dụng thành phẩm tối đa không đến một vạn khối tiền nhân dân tệ. Cái này con mẹ nó nhiều tiết kiệm tiền à, lại tiết kiệm tiền, lại có thể rèn luyện kinh nghiệm, hơn nữa bên trong viên đạn tùy tiện đánh, không đau lòng. Đừng nói đạn, đạn đạo bay đầy trời đều không sao cả cho nên tương lai thế giới toàn quân diễn tập cơ hồ là hàng năm đều muốn cua được cái hai ba lần siêu đại hình một lần tối thiểu tiếp tục một hai tháng mô phỏng địa hình mô phỏng chiến tranh cách cục máy bay đạn đạo bay đầy trời căn bản không sợ dùng tiền phải biết rằng sự thật chính giữa một quả đạn đạo giá trị tự cơ hồ đủ tất cả quân một năm thiết bị tiêu hao loại này phát minh quả thực là dù sao quân đội cao thấp nhất trí đối với hắn làm ra độ cao khen ngợi như vậy một đồ tốt trần húc thật sự rất muốn đưa cho quốc gia bởi vì hắn biết rõ thứ này tại trong tay mình giá trị hoàn toàn không sánh bằng cho quốc gia mang đến giá trị bất quá hắn cầm không xuất ra đi trừ phi là hắn đem chính mình máy tính đưa cho quốc gia nếu không không cách nào chóc bong cường đại nhất cũng là trọng yếu nhất hệ thống mô phỏng vật này một khi không có nghiên cứu ra đến như vậy cái này hệ thống tự vĩnh viễn không có khả năng thực hiện cho nên hiện tại trần húc chỉ có thể đem cái này bảo bối làm của riêng đồng thời tại phương diện khác đối với quốc gia làm một ít đền bù tổn thất để lời nói với người xa lạ tạm dừng, Trần Húc nhìn xem độc nhãn huấn luyện viên, hừ lạnh một tiếng, máy định vị bằng sóng âm thanh thương, người có sao, hắn vỗ vỗ cổ tay của mình, trong hiện thực đồng hồ tay của ta là có thể phóng ra ra lần sóng âm, người nếu như tại trong hiện thực gặp được ta, cam đoan cho người đều không biết mình chết như thế nào. Độc nhãn huấn luyện viên ha ha nở nụ cười, máy định vị bằng sóng âm thanh thương. Vật kia hoàn toàn chính xác không tệ, cũng là chúng ta thường dùng đấy. Nhưng là ta có thể nói cho người biết, đối với loại vũ khí này chúng ta lý giải so ngươi sâu nhiều nói xong bàn tay của hắn bên trên lại đột nhiên nhiều hơn một khối đồng hồ ném tới trần húc trước mặt nói đồng hồ hình máy định vị bằng sóng âm thanh thương người tới dùng a thẳng thắn nói cho người biết loại vật này uy lực thì không tệ nhưng là thật muốn giết khởi người đến thực sự tiện tay thương đồng dạng hư người cho rằng công nghệ cao đồ vật tựu nhất định rất nghịch thiên sao một người mệnh tựu lớn như vậy người dùng máy định vị bằng sóng âm thanh súng bắn hắn là chết dùng súng ngắn đánh hắn cũng là chết, người lấy đao chọc hắn, chọc đến chỗ hiểm hắn cũng không sống được. Tiểu tử, đừng tưởng rằng công nghệ cao tử vô địch, bất kỳ vũ khí nào đều là người đến dùng, người bổn sự không được, vũ khí cường thịnh trở lại cũng chỉ là một đống rác rưởi. Máy định vị bằng sóng âm thanh thương so về súng ngắn duy nhất chỗ tốt nếu không có sức giật, mặt khác, chẳng qua là giết người đích thủ đoạn không giống với mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, Trần Húc thoáng cái tựu mờ mịt, Đầu tiên cái này ngữ khí đã hoàn toàn không giống NPC rồi, đương nhiên Trần Húc biết rõ cái này đoán chừng là tương lai trò chơi thiết lập vấn đề, đại khái cũng có không ít người có cũng giống như mình nghĩ cách, nhận thức làm vũ khí cường đại người cũng tự cường đại. Nhưng là hắn nói hoàn toàn chính xác đúng vậy, súng ngắn một súng bắn người trong cũng là chết, máy định vị bằng sóng âm thanh súng bắn người trong cũng là chết. Người là một loại rất yếu ớt, nhưng là rất cường đại sinh vật, quân không thấy hiện tại các quốc gia nghiên cứu chế tạo súng ngắn đi đều là thấp uy lực lộ tuyến sao. Đi đều là cái loại này không phải chí mạng sát thương hình vũ khí lộ tuyến, chủ yếu là dùng cho trang bị cảnh sát. Muốn giết người rất đơn giản, nhưng muốn giết không chết người, đây mới là kỹ thuật. Nhưng Trần Húc hay vẫn là không phục, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem đồng hồ đeo lên, chỉ cần cổ tay hắn vừa nhấc, sẽ sinh ra một đạo tụ tập sóng âm, giống như viên đạn đồng dạng đem trước mặt địch nhân trọng thương, như thế nào đánh. Trần Húc thí nghiệm thoáng một phát, cảm thấy loại vũ khí này dùng phi thường thuận tay. Chủ yếu là bởi vì không có sức giật, nhân vật mới vừa dùng thương thời điểm, cho dù mặt đối mặt, mười thương có thể đánh nhau trong ba phát tựu là rất khó lường sự tình. Chủ yếu cũng là bởi vì súng ống bạo tạc đẩy mạnh viên đạn tiến lên lúc sinh ra cái chủng loại kia cường đại sức giật. Chấn người toàn thân đều đã tê dần, Độc Nhãn huấn luyện viên lạnh lùng xem hắn đang thí nghiệm, nói: "Đã ngươi không tin, vậy thì đến thử xem a." À. Tân binh viên đều cho rằng cầm đem thương có thể vô địch thiên hạ rồi. Trần Húc tuy nhiên không có chính thức chơi đùa thương, nhưng là cũng có nghe nói, thương đường kính càng lớn, uy lực càng lớn, sức giật cũng lại càng lớn. Nhưng là máy định vị bằng sóng âm thanh thương sẽ không có loại này hạn chế, hơn nữa sóng âm không giống viên đạn, viên đạn chịu lấy đến địa cầu lực hút cùng hướng gió các loại ảnh hưởng hội làm cho viên đạn quý tích trách đi, nhưng là máy định vị bằng sóng âm thanh thương lại không có phương diện này hạn chế, cho nên Trần Húc thí nghiệm hai cái cảm thấy rất thuận tay. Vì vậy đã nghĩ ngợi lấy như thế nào đem cái này ngạo mạn độc nhãn huấn luyện viên cho cạo chết. Tuy nhiên làm như vậy thật sự không có phúc hậu, nhưng là thực lực sai biệt ở chỗ này à. Không có phúc hậu cũng tự không có phúc hậu A, à, tranh giành một hơi trước. Chủ yếu bởi vì Trần húc nuốt không trôi cơn tức này. Độc nhãn huấn luyện viên thật sự cũng quá cản rỡ điểm A. À. Nếu như là bình thường súng ngắn, hắn nói như vậy có lẽ vẫn có đạo lý nhưng là máy định vị bằng sóng âm thanh thương loại vật này đi thẳng tắp cùng không có sức giật cái này hai chủng đặc tính thật sự so về bình thường súng ngắn muốn nghịch thiên khá hơn rồi. Có cái này hai cái đặc tính tại, loại vũ khí này thường thủ tựu đặc biệt dễ dàng, độc nhãn huấn luyện viên lời này, không khỏi vô lễ. Vì vậy Trần Húc tựu nói ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi, như thế nào mới bắt đầu pháp. Máy định vị bằng sóng âm thanh thương nơi tay, Trần Húc cũng nhiều mấy phần tin tưởng, cho nên tựu không cố ý chiếm độc nhãn huấn luyện viên tiện nghi, Độc nhãn huấn luyện viên cười lạnh một tiếng, Trần Húc đang ở tràng cảnh lập tức tự thay đổi, biến thành một tòa nhà lầu, Trần Húc tự đứng tại bên cửa sổ lên, mà trước mặt độc nhãn huấn luyện viên tắc thì đã mất đi thân ảnh, chỉ có thanh âm trên không trung truyền đến, trò chơi hiện tại chính thức bắt đầu, ta và ngươi đều ở vào nhà này nhà lầu chính giữa, kế tiếp tự nhìn ngươi ta ai có thể đủ trước giải quyết đối phương rồi, cho phép sử dụng bất luận cái gì phương pháp cùng thủ đoạn. Là nhà lầu phục kích, Trần Húc cảm thấy hưng phấn, chật chật, cái này chẳng phải là cùng chân nhân CS đồng dạng. Một mực tại Hồng Kông cảnh phỉ trong phim chứng kiến cùng loại tràng cảnh, cái này cuối cùng với mình tự thể nghiệm rồi. Trần Húc nhịn không được toàn thân một hồi kích động, nhà này mô phỏng nhà lầu chiến trường cũng đích thật là như Hồng Kông cảnh phỉ phiến như vậy. Là một tòa tầng ba địa lạn vĩ lâu, Trần Húc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút, nhà lầu không tính lớn, nhưng giống như gian phòng rất nhiều bộ dáng, không biết cái lúc này huấn luyện viên núp ở chỗ nào. Trần Húc học điện ảnh bên trên tạo hình, dán tại trên vách tường chậm rãi đi tới cửa ra vào kéo cửa ra về sau nhẹ nhàng ló cẩn thận từng ly từng tí tả hữu nhìn quanh thoáng một phát xác định hai bên đều không có người về sau mới đi ra cửa dán tường hướng một cái phương hướng đi đến đây là một hồi phi thường kích thích mèo vờn chuột trò chơi nhưng không biết hai người ai là mèo ai lại là con chuột trần húc học kitty như vậy dựa vào tường từng bước một địa hướng phía trước đi sợ làm ra một đinh điểm thanh âm mà đồng thời hắn cũng vãnh tay đến nghe động tĩnh chung quanh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lên một cái. Sợ huấn luyện viên tự tại phía sau mình, đi tới cửa một căn phòng, Trần Húc một chi tay bắt lấy tay cầm cái cửa tay, tay trái dơ lên máy định vị bằng sóng âm thanh xả thủ bề ngoài, nghĩ nghĩ điện ảnh bên trên động tác, vặn mở cửa bắt tay về sau một cước đá văng phía sau cửa mãnh liệt địa vị rời tới cửa, giơ máy định vị bằng sóng âm thanh thương nhắm ngay trong phòng. Trong phòng không có người, nhưng phía bên ngoài cửa sổ một bóng người lập tức hiện lên trần húc vội vàng hướng chuyển cửa sổ bắn một phát súng nhưng là đã đã chậm lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến đông một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm trần húc vội vàng chạy đến cửa sổ cửa ra vào duỗi đầu nhìn lại phát hiện trái hạ một thân ảnh lập tức tránh tiến vào trong cửa sổ là huấn luyện viên trần húc nhìn thoáng qua lâu nay phòng mỗi tầng địa cửa sổ bên cạnh đều có một cái điều hòa tổng đài điện thoại chắc hẳn vừa rồi cái kia âm thanh đông tựu là huấn luyện viên nhảy đến tổng đài điện thoại bên trên thanh âm, sau đó hắn nhất định là theo cửa sổ bò tiến vào. Thực như bức à, Trần Húc chỗ chính là lầu 3, nhảy đến bên cạnh cửa sổ khoảng cách tối thiểu có 3 mét đã ngoài, nếu Trần Húc nhất định là không dám nhảy, hình như người ta chẳng những nhảy, còn nhảy nhẹ nhàng như vậy như ý. Trần Húc vội vàng lao ra phòng, dựa vào vách tường đi tới đầu bậc thang lại không vội vã xuống dưới. Tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, nhưng là dù sao cảnh phỉ phiến xem qua không ít. Trần Húc biết rõ dùng huấn luyện viên tốc độ hiện tại khẳng định đã chuẩn bị cho tốt chính mình ra rồi. Lúc này thời điểm tùy tiện lao xuống đi chỉ có thể rơi vào huấn luyện viên cái bẫy. Vì vậy Trần Húc cẩn thận từng ly từng tí địa dán tại trên vách tường rời xuống, bởi vì nơi này là lầu ba tầng cao nhất. Cho nên không cần lo lắng đằng sau sẽ có người đánh lén. Mà vừa lúc này, nơi cửa thang lầu đột nhiên có một bóng dáng lóe lên, toàn thân thần kinh căng cứng Trần Húc vội vàng nổ súng, nhưng lại đã chậm một bước, bóng người kia lóe lên tự lập tức lui về rồi. Bởi vì biết rõ chỉ có cùng huấn luyện viên hai người tại giao phong, cho nên Trần Húc xác định huấn luyện viên dưới lầu về sau tâm tình đại định, vội vàng bước nhanh đi vào hai đạo thang lầu chính giữa khu vực, cúi đầu nhìn một chút, phát hiện phía dưới vẫn không có người nào. Chết tiệt con chuột, Trần Húc mắng câu, hắn rất chán ghét loại cảm giác này, loại này hoàn toàn không biết đối phương ở nơi nào, hoàn toàn đem cầm không được đối phương, Hoàn toàn lại để cho sự tình thoát ly mình bây giờ khống chế địa cảm giác, loại cảm giác này lại để cho hắn cực độ khó chịu. Trần Húc đi xuống cái này tầng chệt hay vẫn là không thấy được huấn luyện viên bóng dáng không khỏi có chút phát điên, kêu lên: Huấn luyện viên, người cái nát dưa hấu, có bản lĩnh đi ra cùng ta mặt đối mặt sâu lâu à? Trốn trốn tránh tránh tính toán cái gì bổn sự. Huấn luyện viên không đáp lời, tùy ý Trần Húc tại đâu đó mắng người cái này độc nhãn long, người nhát gan, nếu không ra ta nguyền rủa ngươi cả đời đều là xử nam không, ta nguyền rủa lão bà ngươi cả đời đều là xử nữ. Ta nguyền rủa ngươi đời này ăn Trung Quốc đồ ăn tìm không thấy chiếc đũa ăn cơm Tây tìm không thấy rau nĩa, ăn mì ăn liền tìm không thấy đồ gia vị bao. Trần Húc vừa mới bắt đầu mắng còn rất nhã nhặn, càng về sau là cái gì thô tục đều xuất hiện, cái gì ngày ngươi cái tiên nhân bản bản, cây khối mụ mụ không nở hoa, ngươi cái đổ chó hoang gặm dưa hấu, xa hơn sau dứt khoát tựu là, em mờ đấy. Lão tử nếu không phải hồi dân dứt khoát tươi sống cắn ngươi chết bầm, gì à đi, đừng cho lão tử bắt được ngươi, bằng không thì phun ngươi vẻ mặt đại tiện. Trần Húc đã mắng nói năng lộn xộn rồi. Trần Húc mắng chính là miệng đắng lưỡi khô, nhưng huấn luyện viên một điểm phản ứng đều không có, chung quanh im ắng địa chỉ có mô phỏng đi ra địa chim hót khôn trùng kêu vang thanh âm, cái này lại để cho Trần Húc rất là phiền muộn, MB, liền khát nước địa hiệu quả đều có thể mô phỏng đi ra, sẽ không huấn luyện viên nghe không hiểu những này mắng chửi người A, chẳng lẽ ta mắng quá thâm ảo rồi hả? Nhưng kỳ thật, tại đây giả thuyết ảo cảnh nội là gần như 100% mô phỏng trong hiện thực hết thảy, trong đó tự nhiên cũng kể cả mắng chửi người, nếu như cái kia độc nhãn huấn luyện viên muốn mắng, cơ sở dữ liệu bên trong mắng chửi người địa câu nói tuyệt đối có thể làm cho một đầu là tự nhiên tôn heo cũng nhịn không được thắt cổ đấy. Trần hút mắng những này hoàn toàn là đồ chơi cho con nít rồi. Bất quá đây cũng là huấn luyện tâm lý tố chất một loại. Như độc nhãn huấn luyện viên loại này cường đại cấp độ B sự tồn tại, cũng sớm đã sẽ không đem loại này dỗi rãnh nói toái ngữ để ở trong lòng rồi, cái này là trở thành một gã cao thủ thiết yếu điều kiện một trong. Bất quá Trần Húc là như vậy muốn, cao thủ cũng chưa chắc tâm lý tố chất đều thật là tốt, quân không thấy lữ bố đồng học, tam quốc vũ lực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất a Có thể bị Trương Phi một câu ba họ ra nô như vậy một mắng. Mặt bị tức đều nhanh có thể cùng quan nhị ca so sánh rồi. Trần Húc tuy nhiên vừa mắng lấy, nhưng là một bên đã ở độ cao đề phòng, Hắn cảm giác toàn thân của mình giống như một đầu đang chuẩn bị săn mồi con mồi con báo, nhưng vấn đề tự không biết mình cái này chỉ tiểu báo tử có phải hay không cái con kia độc nhãn lão báo tử đối thủ. Đi hai bước, Trần Húc tự phát hiện mình lâm vào một cái cửa đại địa nguy cơ chính giữa. Tầng lầu này cấu tạo hình như là nhà khách hoặc là phòng ngủ cái loại này nhiều gian phòng cấu tạo, một đầu đường tắt rất chật vật, tối đa cũng chỉ có thể cho ba cái người trưởng thành sóng vai đi qua, mà đường tắt hai bên đều là môn. Có trời mới biết cái con kia độc nhãn con báo hội giấu ở cái đó phiến phía, phía sau cửa. Có thể tưởng tượng chính là, Trần Húc một khi mở ra sai rồi môn, như vậy đầu kia độc nhãn con báo nghe được tiếng mở cửa về sau lập tức sẽ chui ra đến đối với hắn tiến hành công kích. Làm sao bây giờ? Trần Húc nghĩ nghĩ, đi đến đệ một cánh cửa bên cạnh, bay lên một cước đá văng môn, nhưng là tại đá văng ra môn lập tức hắn không có xông đi vào xem, mà là quay mắt về phía đối diện cánh cửa kia làm tốt phòng ngự nhưng là bên cạnh mấy phiến không có cửa đâu cưng phản ứng chút nào, là độc nhãn huấn luyện viên không có đi ra, hay là hắn vừa vặn ngay tại căn phòng này bên trong. Trần Húc cẩn thận xoay người, vừa xong trước cửa, đột nhiên một chi tay bá thoáng một phát từ bên trong vươn ra trực tiếp xiên hướng cổ của mình. Lúc này thời điểm Trần Húc làm sao có thời giờ đi nổ súng. Ngạnh xanh xanh thò tay ngăn cản hắn một lúc sau đưa chân đá vào, độc nhãn huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, dùng bụng dưới ngạnh kháng Trần Húc lần này. Trần Húc cũng cảm giác được chính mình một cước đá vào trên miếng sắt, sau đó mắt cá chân chỗ đã bị một cái kìm sắt cho nắm rồi. Trần Húc lập tức tự muốn dọn ra tay trái cho hắn đến truy cập, có thể độc nhãn huấn luyện viên đem hắn địa chân hướng bên trên nhếch lên, Trần Húc cả người lập tức tự mất đi cân đối ngược lại phi. Hơn nữa hay vẫn là 360 độ cái chủng loại kia. Có thể Trần Húc lật ra, thì ra là chân chỉ lên trời đầu hướng xuống thời điểm, độc nhãn huấn luyện viên đuổi kịp tự là một cước trực tiếp đá vào ngang hông của hắn. Trần Húc cứ như vậy dùng võ thuật đặc hiệu tạo hình thẳng tắp đâm vào trên tường. Nhìn xem điện ảnh chính giữa cái kia đánh võ động tác nguyên một đám siêu cấp xoái bộ dáng, nhân vật chính bị như thế nào đánh đều không có việc gì, nhưng là vấn đề này thực đến phiên trên người mình thời điểm cảm giác sẽ không tốt như vậy rồi. Một cước này đá vào ngang hông của hắn, Trần Húc cảm giác mình địa thắt lưng đều muốn đã đoạn. Eo có thể là nam nhân địa vận mệnh à, lần này đá Trần Húc cảm giác mình nửa người dưới lập tức sẽ không có trực giác, mà đâm vào trên tường địa lập tức cái mũi của hắn dán tại trên tường phẳng phất đều muốn đã đoạn một cái. Cả cái đầu ông ông, đầy mặt và đầu cổ đều là sao nhỏ tinh. Có thể cái lúc này độc nhãn huấn luyện viên còn không buông tha hắn. Xông lên bá thoáng một phát bắt được tay trái của hắn dùng sức khẽ cởi. Xoẹt xoẹt, Trần Húc tay trái lập tức bị rỡ xuống các đốt ngón tay, Trần Húc đau ngao, ô ô ô hét thảm một tiếng, hận không thể ngất đi, mà lúc này độc nhãn huấn luyện viên rất nhẹ nhàng liền đem đồng hồ tay của hắn cho hủy đi xuống dưới, hừ lạnh một tiếng nói, thế nào, có phục hay không? Bị áp trên mặt đất Trần Húc đầu đầy mồ hôi lạnh, kêu lên, phục, MB, lão tử phục ngươi MB à. Tranh thủ thời gian cho lão tử trị liệu, mẹ nó bước quá chứ lão tử muốn chết rồi. Mắng xong những lời này, Trần Húc tự cảm giác mình quanh thân lập tức đắm chìm tại bạch sắc quang mang ở bên trong, cái loại này quen thuộc cảm giác ấm áp lại một lần nữa hiện lên đi ra. Trên người thương cũng rất nhanh không đau, tiêu hao thể lực cũng thời gian dần trôi qua về tới trên người. Theo Bạch Quang trong đi ra về sau, Trần Húc nhịn không được nhìn hầm hầm cái này độc nhãn huấn luyện viên, mà mẹ mày, cái này thế giới giả tưởng cảm giác đau đớn như thế nào như vậy chân thật à? Mẹ nó bước qua chứ các ngươi NPC có hay không cảm giác đau đớn à? a à, xin tha thứ Trần Húc nói nhiều như vậy lời thô tục, loại chuyện này đổi đến bất luận kẻ nào trên người đều khó có khả năng lại thân sĩ cùng nhị ngũ bát phạt ngồi chém gió tự kỷ tựa như. Lúc này thời điểm đã sớm đau mặt đều nhân thành tam lục cửu đầu rồi độc nhãn huấn luyện viên nhìn xem hắn, ánh mắt rất thương cảm, thái điểu, biết rõ người tình cảnh hiện tại đi à nha? Cũng không phải nói người có được vũ khí là có thể đầy đủ cường đại đấy. Ta hay vẫn là câu nói kia, cường đại hơn chính là người, không phải vũ khí, vũ khí cường đại trở lại cũng không quá đáng chỉ là cho người sử dụng. Nếu như người luyện điểm này đều làm không rõ, vậy ngươi nhanh đi về đem làm ngươi quay bảo bảo con ngoan a, à, tại đây không thích hợp ngươi. MB B ngươi đem làm lão tử nghĩ đến à? trần húc thấp giọng thầm nói trời đất chó chết nếu không phải vì như vậy cái gì chó má quyền hạn lão tử hội tới nơi này thụ loại này tội bất quá tuy nhiên mắng quy mắng trần húc trong nội tâm hay vẫn là minh bạch đấy độc nhãn huấn luyện viên thuyết pháp không có sai quả nhiên vũ khí cũng không thể đại biểu thân thể thực lực cường đại chính mình phải đi lộ còn rất dài à trần húc kỳ thật cũng không muốn trở thành vì cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ các loại có thể ở võ đạo gia bên trên cáo mượn oai hùm một bà hắn đã rất thỏa mãn nhưng là hắn như vậy biết rõ chịu lấy khổ còn đến đây tự làm khổ cũng không phải nói Trần Húc Trời sinh tựu là cái thụ ngược đãi cuồng. Mà là rất nhiều chuyện hắn đã muốn rất rõ ràng, tương lai địa chính mình vì mình bây giờ thiết hạ quyền hạn, tuyệt đối không chỉ có chỉ là lưu làm thú vị hoặc là tương lai chính mình dỗi rãnh được nhất cả chứng tra tấn mình bây giờ dùng đấy. Nhất định có thật sâu ý, tuy nhiên Trần Húc tạm thời còn không biết rốt cuộc là cái gì thâm ý, nhưng là hắn đã có thể xác định. Dù sao, không ai có thể so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình cho dù là tương lai chính mình, trải qua vô số mưa gió cùng nhấp nhô. Như vậy Trần Húc càng tin tưởng, tương lai mình nhất định là hữu dụng ý địa. Nếu không mình thụ ngược đãi thì ra là hắn tại thụ ngược đãi loại chuyện này ai sẽ đi làm. Cho nên tương thông điểm này về sau Trần Húc tự xác định, tương lai khả năng thật sự có chuyện gì cần chính mình dùng vũ lực đến giải quyết đấy. Mà một việc nhất định phải muốn dùng vũ lực đến giải quyết. Cái kia đã nói lên chuyện này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt gây chuyện không tốt còn sẽ có nguy hiểm. Cho nên Trần Húc mặc dù đối với lấy độc nhãn huấn luyện viên phàn nàn, nhưng là nhưng trong lòng hay vẫn là đề cao cảnh giác, nhất định phải đề cao thực lực của mình. Độc nhãn huấn luyện viên lúc này thời điểm nói, tiểu tử, muốn hiểu chưa? Trần Húc lúc này thời điểm trên người cũng không đau, hít sâu một hơi đứng nói ta hiểu được, cảm ơn huấn luyện viên chỉ đạo. Độc nhãn huấn luyện viên trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, nói, kỳ thật tiến bộ của ngươi coi như không tệ, thực lực ngươi bây giờ đã đạt đến cấp E đỉnh phong, người bình thường đối mặt ngươi đã tuyệt đối không là đối thủ rồi. Mà nếu như ngươi xử lý địa thỏa đáng, như vậy cho dù là một ít luyện võ qua thuật hoặc là vật lộn người ngươi đều có thể thủ thắng. Nhưng là ngươi bây giờ khuyết điểm lớn nhất ngay tại ở lực lượng của ngươi bên trên. Nhanh nhẹn mà miễn cưỡng là đã đủ rồi, nhưng là ngươi địa lực lượng còn chưa đủ, đánh tới người khác một quyền về sau người khác không đến nơi đến trốn. Nhưng là người khác một quyền đánh tới người ngươi tự gánh không được rồi người phải biết rằng bất kể là công phu gì thế đều là không có luyện đánh người trước luyện bị đánh người bây giờ kháng bị đánh năng lực quá kém muốn muốn thăng cấp nhất định phải muốn luyện ra một thân cương cân thiết cốt xong rồi a à, trần húc nhịn không được liếc mắt nói lão đại ta là đệ tử ai không là quân nhân chân chính cương cân thiết cốt ngươi không bằng dùng vật liệu thép cho ta đem xương cốt thay đổi tốt rồi 80 năm sau có cái này khoa học kỹ thuật a à. kháo cương cân thiết cốt đó là người bình thường luyện đi ra đấy sao? Yêu cầu này thật sự là lại để cho người quá khó xử rồi. Muốn nói luyện tập đánh người Trần Húc còn có thể tiếp nhận, nhưng là luyện tập bị đánh. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đây không phải không có việc gì cho mình tìm tai vạ sao? Không có làm hay không, loại chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Trần Húc vừa rồi đầy ngập nhiệt tình lập tức hóa thành hư ảo, không có việc gì lại để cho người đánh, hơn nữa hay vẫn là trong hiện thực bị người đánh. Nói nhảm thế giới giả tưởng bên trong bị người đánh đối với thân thể có hiệu quả sao? Tối đa cũng tự là trên tinh thần rất có thể chịu đựng được đau đớn mà thôi. Chứng kiến Trần Húc đầu lắc cùng chống bỏi giống như, độc nhãn huấn luyện viên nhịn không được tức giận hừ một tiếng, không có tiền đồ đồ vật này nọ. Trần Húc trợn trắng mắt, không có tiền đồ sẽ không đã có tiền đồ, thật muốn như người nói địa như vậy có tiền đồ chính mình chỉ sợ đều treo rồi. Hơn nữa luyện thành cái kẻ cơ bắp đối với chính mình có chỗ tốt gì à? quá mức cơ bắp hình địa nam nhân quản dịch các nàng không thích được không? Còn có, càng vấn đề trọng yếu là, cái đó bản đô thị dị năng văn nhân vật chính là một thân cơ bắp. Sau đó luyện được một thân thập tam thái bảo kim trung cháo hoành luyện công phu hay sao? Chúng ta muốn chính là tiến công, lại tiến công, người độc nhãn huấn luyện viên thực lực cường hãn, Trần Húc hiện tại biết rõ chính mình không thể trêu vào báo biển cấp bậc, nhưng là mình có thể trêu chọc đến cái này cấp bậc đối thủ sao? Hơn nữa chính mình một đệ tử, nhã nhận cùng tiểu thụ tựa như. Phi Phi, Trần Húc là công, vĩnh viễn công, không vô nghĩa rồi, chính mình sao một đệ tử, trường đúng là một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, sau đó vụng trộm dùng máy định vị bằng sóng âm thanh thương hạ độc thủ đánh hôn mê, người bình thường không có phòng bị dưới tình huống ai là đối thủ của mình à. Nghe được Trần Húc cưỡng từ đoạt lý độc nhãn huấn luyện viên nhịn không được hừ lạnh một tiếng, không bao giờ để ý tới hắn rồi, Trần Húc có chút xấu hổ rời khỏi chiến đấu hệ thống, trong nội tâm nghĩ đến phải làm gì ai, không thể bị đánh đích thật là cái vấn đề, tuy nhiên chưa hẳn tính toán bên trên là cái vấn đề lớn gì, nhưng là miễn miễn cứng cứng cũng coi như một điểm a, nếu có thể cho mình một bộ khôi giáp thì tốt rồi, tốt giống như trước một bộ rất nổi danh Nhật Bản anime vũ trụ kỵ sĩ như vậy, kết DBOY, cái kia bộ khôi giáp xoái à. Bất quá Trần Húc cũng biết cái kia là không thể nào, N, chủ yếu vấn đề là quyển sách này là đô thị, không có nhiều như vậy loạn thất bát tao ngụy khoa học viễn tưởng ý tứ. Trần Húc Khi, tỉnh lại là buổi sáng 5 điểm, cái lúc này phòng ngủ mặt khác vài đầu ra xúc cũng còn tại nằm ngáy o, o. Chỉ có Ngô Nguyên một mực tại kiên trì cái lúc này lại để cho Trần Húc gọi hắn rời giường, sau đó đi giúp Bích Hiên cùng một chỗ đến bánh ngọt trong tiệm làm việc. Đối với yêu cầu này với tư cách công chúa bánh ngọt điếm lão bản một trong Trần Húc tự nhiên là sẽ không cự tuyệt đấy. Thật tốt một ô xin à, còn không cần cho tiền công, không cần ngu sao mà không dùng à. Bất quá lúc này thời điểm Trần Húc đang muốn gọi hắn rời giường, lại chứng kiến Ngô Nguyên mắt mở to dựa vào trên giường, vậy mà so với hắn tỉnh còn sớm. Trần Húc rất ngạc nhiên từ trên giường nhảy xuống, nói: "Lão đại, người hôm nay rất chăm chỉ đó a. À. Không phải là Bích Hiên đặc thù yêu cầu a? À. Đi chết." Ngô Nguyên không khách khí mắng lại một câu, mẹ nó bước qua chứ không thấy được lão tử một đầu mồ hôi sao. Vừa rồi làm ác mộng, bị hù ta hiện tại tiểu tâm can còn phù 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 đấy. Trần Húc nghe xong, bát quái chi hồn lập tức hừng hực thiêu đốt à hắn đã từng dùng tiểu mẫn đến đọc đến qua chính mình vài đoạn cảnh trong mơ, lại phát hiện trong hiện thực cho rằng mộng thật sự cùng trong mộng hoàn toàn không giống với. Tại trong mộng cảm giác hết thảy tốt đẹp như vậy giống như chân thật đồng dạng, nhưng là tại trong hiện thực hóa thành video đến xem, tự sẽ phát hiện loại này mộng kỳ thật rất đơn điệu, sắc thái rất ảm đạm, nhân vật cũng rất mơ hồ, hơn nữa càng nhiều nữa đều là đoạn ngắn, liền không đến cùng một chỗ, căn bản không có trong mộng cái loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Nhất là, N, rất không biết xấu hổ nói một câu, hôm nay chính trực xuân về hoa nở chi thế, cái kia, háo sắc mà mộ thiểu ngải, quả thật nhân chi thường tình rồi. Trần Húc tiểu sử nam một cái, ngày bình thường cũng không đánh máy bay, cái gọi là tinh đầy tự tràn, cho nên ngẫu nhiên trong mộng sẽ cùng cái kia vu sơ nữ thần đi cái kia mây mưa sự tình, buổi sáng tỉnh lại về sau phát hiện trên quần lót bạch điểm lấm tấm điểm. Mà về phần nữ thần hình dạng nha, nhiều cùng trong hiện thực mấy cái hình tượng tương trùng hợp, về phần là ai, n, cái này chưa đủ vi ngoại nhân nói. Chỉ là, người thơ sử Nam Mộng Xuân nhiều đều là một ít hoang đường ly kỳ sự tình, trong mộng chứng kiến suy nghĩ, phần lớn là nguồn gốc từ tại phim heo trong chỗ thu lấy tri thức, thực đến chính mình trong mộng bắt trước thường thường chỉ tốt ở bề ngoài, không nói đến Trần Húc nhiều lần trong mộng đem cái kia vu sơn nữ thần dây lưng quần cởi bỏ về sau phát hiện bên trong dĩ nhiên là căn nam nhân đồ vật mà bị hù thét chói tai vang lên tỉnh lại, về sau nước mắt ảo ảo lên mạng tra tư liệu mới biết được cái này nguyên lai là hiện tượng bình thường mà thực sự không phải là chính mình hướng. Giới tính biến thành cây hoa cúc đảng, tự nói ngẫu nhiên mấy lần ôn hương Nguyễn Ngọc, biên loan đảo phượng, nhưng đọc đến cảnh trong mơ sau thực sự phát hiện mình thật đúng tự là ngu ngốc đã đến trình độ nhất định. Trên cơ bản như vậy cảnh trong mơ chính giữa làm tối đa động tác tự là ôm đối phương dừng lại, một trầu sói gặp, muốn tối đa cũng rõ ràng nhất cũng là cái kia trong mộng nữ thần một đống to lớn núm vú, mà về phần cái loại này tám chi tám chi nửa hoạt động, có ghi lại mấy lần cảnh trong mơ chính giữa đến cuối cùng thật sự chính là không sao cả đi làm. Ai, người thơ tiểu sử nam đáng thương mộng xuân, vì vậy Trần Húc tự hỏi ngô nguyên, lão đại, ngươi không phải là mơ tới cùng bích hiên cái kia thời điểm, một cúi đầu phát hiện tại người thân thể dưới đáy người là vì kia thân cao 1m5, thể trọng 180 tiểu hoa cô nương A. Ngô Nguyên nói câu đi chết, người đem làm lão tử là ngươi à, không có việc gì còn mơ tới bị phù dung tỷ cưỡng gian, Trần Húc hắc hắc cười xấu xa, Ngô Nguyên nói: "Con chó, lão tử không phải là đêm qua không cẩn thận giết chết một chỉ chi chu sao? Có tất yếu buổi tối nằm mơ mơ tới một đám chi chu đến truy ta sao? Còn con mẹ nó từng đều có diêu minh cao như vậy? Cùng các lợi ba đặc lý mặt cái kia chi chu quái dị đấy." Trần Húc nhịn không được đổ mồ hôi một cái, nói: "Lão đại, hiện tại đã biết rõ muốn bảo vệ tiểu động vật đi à nha, cái này chiêu báo ứng đi à nha." N lại để cho bản bán tiên cho ngươi tính tính toán toán, cái này mộng đem xác minh cái gì? A, à, lão đại, người nhất mấy ngày gần đây có thể sẽ có huyết quang tai ương à? Ngô Nguyên còn muốn mở miệng mắng lại, lúc này thời điểm một mực đang ngủ tần tiểu ngạn lẩm bẩm kêu một câu, "Ngóa, lão đại lão tam, sáng sớm tựu lại nhảy, có hay không đạo đức công cộng tâm à? Còn muốn hay không người để đi ngủ à?" Lời này vừa mắng xong, một mực tại dùng chăn mền buồn bực đầu đồng thanh khiết kêu lên, "Ngóa, đồ chó hoang lão nhị, hai người bọn họ thanh âm thêm đều không có người đại, cho lão tử câm miệng à. Trần Húc cùng Ngô Nguyên cười trộm, từ trên giường nhảy xuống tới đi rửa mặt đánh răng. Lại nói theo cá nhân rửa mặt đánh răng bên trên đích thói quen cũng có thể nhìn ra một người sinh hoạt thái độ, ví dụ như hiện tại Trần Húc, tại quản dịch yêu tinh kia kéo hạ vậy mà cũng bắt đầu sử dụng rửa mặt sữa rồi. Trước khi trong phòng ngủ cái thứ nhất sử dụng rửa mặt sữa tần tiểu ngạn còn bị Trần Húc cùng Ngô Nguyên rất khinh bỉ một phen, nói tiểu tử này là điển hình làm tao trang bị thêm bức, đại nam nhân dùng cái gì rửa mặt sữa. Đợi đến lúc Trần Húc chính mình sử dụng thời điểm cái thằng này tiểu không nói, tần tiểu ngạn cầm lấy việc này đến chê cười hắn thời điểm Trần Húc còn một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, nói nhảm, mỹ nữ tặng cho ta rửa mặt sữa không cần ngu sao mà không dùng. Mà ngô nguyên là trong phòng ngủ đặc biệt nhất một cái, đơn giản mà nói, lão đại là trong phòng ngủ có đủ nhất nam nhân vị địa một cái. Ngô Nguyên là trong phòng ngủ lớn nhất, so Trần Húc cái này lão tam lớn hơn 2 tuổi còn rẽ vào hơn một tháng. Nhưng là quang lớn tuổi còn chưa tính, ngô nguyên tướng mạo cũng có phần lão thành, nói như thế nào đây? Cái thằng này tuy nhiên ngày bình thường chỗ ở tại trong phòng ngủ, không thích vận động không thích đừng, cùng nữ hài tử ở chung so Trần Húc còn nát. Nhưng là ta lão đại có một đặc điểm, lông mọc trên thân thể đặc trọng. Như Trần Húc bọn hắn hiện tại mới vừa mới bắt đầu sử dụng dao cạo dâu loại này công cụ, nhưng là lão đại người ta bên trên đầu cấp hai địa thời điểm mà bắt đầu cạo dâu rồi. Có kinh nghiệm các bằng hữu biết rõ, dâu loại vật này à, càng cạo càng nhiều. Vì vậy hiện tại Ngô Nguyên chỉ cần 3 ngày không cạo dâu. Cam đoan là thoáng một phát ba dâu quay nón, không biết còn tưởng rằng hắn là cầu nhiêm khách đây này. Hiện tại Ngô Nguyên ngay tại cạo dâu, lau thoáng một phát ba cạo hồ bọt biển. Bộ dáng cực kỳ buồn cười, Trần Húc tự ở một bên đánh cái giấm cười nói, lão đại, như vậy có nam nhân vị địa một màn ta có lẽ đập tấm hình cho Bích Hiên xem, cam đoan xem địa tiểu nha đầu xuân tâm nảy mầm, n. Khó trách Bích Hiên ưa thích với người thân cận, nghe được phía trước một câu ngô nguyên còn muốn mở miệng thống mạ, nhưng là đằng sau một câu lại làm cho hắn tịt ngòi rồi, cái thằng này vẻ mặt phát xuân bộ dạng gom góp tới nói, lão tam, người nói Bích Hiên quả thực yêu thích ta. Nàng nói cho ngươi hay sao? Hay vẫn là quản dịch các nàng nói cho ngươi hay sao? Đi chết, Trần Húc khinh bỉ nhìn xem hắn, lão đại ngươi chiếu soi gương, người cái này bộ dáng cùng sau lầu mặt cái kia phát xuân mèo được có khác nhau sao? Dựa vào, ta nói là, ta tin tưởng Bích Hiên có yêu mến của ngươi lý do. Cái gì lý do? Rất đơn giản, lão đại ngươi như vậy có nam nhân vị, mà Bích Hiên từ nhỏ không có ba ba. Nói không chừng sẽ có luyến phụ tình kết, sau đó Trần Húc tự thẹn quá hóa giận ngô nguyên cho đập bay rồi. Sau đó cũng rất đáng xấu hổ nước tiểu đột, còn lại ngô nguyên một bên cầm dao cạo dâu cạo dâu một bên rất phiền muộn đang tự hỏi, lại sau đó, một đạo huyết quang vẩy ra, ôi, một tiếng sói được kêu thảm thiết vạch phá yên lặng sáng sớm, vang vọng cả tòa rừng chân lâu. Thực, thật là có huyết quang tai ương rồi. Chờ Trần Húc cùng Ngô Nguyên đi vào công chúa bánh ngọt điếm thời điểm, đường Bích Hiên rất kinh ngạc địa nhìn xem Ngô Nguyên cái cằm bên trên gián địa một đạo băng dán cá nhân, Ngô Nguyên, ngươi làm sao vậy? Đường Bích Hiên thanh âm rất là mềm đấy, có một loại phía nam mô nông mềm giọng phong tình. Tiểu cô nương này là chấn ra người, thanh âm rất ngọt, dùng Trần Húc đánh giá tựu là ổn ẻn. Quả nhiên tiểu nha đầu này một câu như vậy lời nói, Ngô Nguyên lập tức toàn thân cùng ăn hết đường, kẹo đồng dạng, cũng không thèm để ý trước khi không cẩn thận, giao cạo dâu tại hạ ba bên trên vạch phá một đường vết rách rồi. Chứng kiến đường Bích Hiên cẩn thận từng ly từng tí băng, giúp Ngô Nguyên đem băng dán cá nhân tháo xuống, sau đó rất cẩn thận, rất nhu hòa giúp hắn xử lý cái cằm bên trên cái kia khối cũng không tính vết thương rất lớn, nhìn xem Ngô Nguyên cái thằng kia vẻ mặt hạnh phúc đều muốn say mê đâu biểu lộ, Trần Húc nhịn không được dùng mình một cái lui ra ngoài. Hắn cảm giác mình cái này bóng đèn thật sự sáng quá một chút. Bất quá chuyển đi ra ngoài về sau Trần Húc lại lớn tiếng đi vài bước về sau lại lén lút lẻn trở lại, dán tại khe cửa bên trên xem bên trong vậy đối với củi khu liệt hỏa có thể hay không điểm được chứ. Đẩy ngã, đẩy ngã, thưa lúc cơ hội này, Trần Húc dán tại khe cửa bên trên nghiến răng nghiến lợi, giống như trong phòng chính là mình, đè lại bờ vai của nàng, phóng ngã vào trên mặt ghế, hôn vào đi, xé quần áo, oa kenget ngươi đang làm sao ngay tại trần húc đang tại oai thời điểm cao hiểu tiết thanh âm đột nhiên ở phía sau tiếng nổ trần húc quay đầu lại xem xét cao hiểu tiết đang dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn chính mình trần húc rất ra mặt dày đứng ha ha nở nụ cười hai tiếng nói ai nha nha hiểu tiết đồng học ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy à phi cao hiểu tiết phun hắn một ngụm gọi thân thiết như vậy làm gì vậy với ngươi không quen bích hiên đâu này trần húc lén lút chỉ chỉ cửa ra vào sau đó hạ giọng nói, cùng ngô nguyên, sau đó rất hèn mọn bị ổi lựa chọn lông mi, tay phải ngắt cái vòng, rất hèn mọn bị ổi bộ đồ tại tay trái trên ngón trỏ, sau đó hèn mọn bị ổi cao thấp bộ đồ à bộ đồ à bộ đồ à bộ đồ. À bộ đồ. Trần Húc người đang làm ư à, Trần Húc đưa lưng về phía môn làm cái này hạ lưu đích thủ thế chính rất vui mừng, đột nhiên sau lưng nhóm, đám bọn họ kết. Một tiếng mở, đường bích hiên ngọt ngào thanh âm ở phía sau vang lên, một bộ hiếu kỳ ngữ khí, người đó là cái gì thủ thế? À không có gì, Trần Húc Phi tốc đổi lại một chương nghiêm trang ra mặt, ta ngón tay không cẩn thận đâm trên tường rồi, ta đang tại mình mát xa. Stop, Cao Hiểu Tiết cho Trần Húc một cái liếc mắt, lôi kéo đường Bích Hiên đi trở về trong phòng, ngô nguyên theo ở phía sau cũng làm một cái khinh bị đích thủ thế, chỉ có ngây thơ đường Bích Hiên cái gì cũng không biết, vẻ mặt mê mang. Bốn người đến kỳ, bánh ngọt điếm cũng muốn khai trương. Hiện tại mưa dầm thấm đất đấy, cái loại này đơn giản nướng bánh ngọt liền Trần Húc đều làm, vì vậy mấy người rất nhanh địa bề bồn hồ, đường Bích Hiên mở cửa mặt. Đem nóng hồi hổi bánh ngọt đặt ở trác thai thượng, công chúa bánh ngọt điếm từ khi khai trương dùng sinh ý tới vẫn rất náo nhiệt, hài lòng bánh ngọt khẩu vị, tiện nghi giá, còn có hay không thứ tư, thứ bảy buổi chiều ba điểm đẩy ra do trạm tinh tự mình làm số lượng có hạn mỹ vị bánh ngọt, khiến cho công chúa bánh ngọt điếm tại lân cận mấy chỗ trong trường học danh khí như mặt trời ban trưa. Nhìn một chút hợp hiệp đại cùng quanh thân mấy chỗ đại học forum, tìm tòi thoáng một phát mấu chốt từ công chúa bánh ngọt điếm, tuyệt đối đều có thể tìm tỏi ra không dưới 10 trang kết quả. Trong đó có không ít là cầu bánh ngọt điếm mấy mỹ nữ số điện thoại di động đấy. Cũng có lũ ra xúc ôm máy chụp ảnh tới chụp ảnh địa phương. Bất quá càng ưa thích nhà này công chúa bánh ngọt điếm đấy, nhưng lại lân cận tiểu học, nhà trẻ các tiểu bằng hữu Bởi vì mấy chỗ đại học bên cạnh thì có nơi ở cư xã. Cái này trong tiểu khu nguyên bộ địa thì có tiểu học cùng nhà trẻ, cho nên khi công chúa bánh ngọt điếm thanh danh truyền ra về sau, trong cư xá vô cùng nhiều hài tử cũng thích đến tại đây ăn cái gì, nhìn thấy Bích Hiên cùng Cao Hiểu Tiết đều rất ngọt ngào gọi tỉ tỉ, nhìn thấy Trần Húc con dế. Nhìn thấy Ngô Nguyên mà bắt đầu gọi thúc thúc rồi, Ngô Nguyên khóc không ra nước mắt nhìn xem Trần Húc, ta chẳng phải sau ngươi đại 2 tuổi à. Làm sao lại thành thúc thúc rồi hả, ta có như vậy già sao, ca ca hay vẫn là thúc thúc, tỷ tỉ, tỉ hay vẫn là a di nói thật, vấn đề này đối với Trần Húc, Cao Hiểu Tiết bọn hắn cái tuổi này tiểu tuổi trẻ mà nói, kỳ thật tựu là tại gặp phải như vậy một cái đường danh giới rồi. Bình thường mọi người hồ khản mò mẫm khản địa thời điểm, đã có người nói, hôm nay ta ngồi xe buýt chứng kiến một người tuổi còn trẻ mụ mụ ôm một cái hai ba tuổi tiểu hai tử, sau đó ta tựu cho nàng nhường chỗ ngồi rồi, sau đó cái kia mụ mụ tựu đối với bảo bảo nói, nói mau, tạ ơn thúc thúc. Sau đó tiểu hài tử kia, N, là tiểu lô cũng rất âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, cảm ơn cây cao lương. Ai, chỉ chớp mắt ta là được thúc thúc bối được rồi. Loại chuyện này Trần Húc tạm thời còn không sao cả gặp được qua, nhưng là nghe xong về sau cũng rất có cảm xúc. Đại khái cái kia mụ mụ lại để cho hài tử hô cây cao lương là vì như vậy tự tự nhận là cùng đối phương là một cái bối phận, bằng không thì nếu như hài tử muốn hô ca ca tỷ tỷ, chẳng phải là nói nàng tự so với đối phương cao đồng lứa. Nhưng là đối với cái này cái tuổi trẻ, trước khi còn bị cho rằng là hài tử cái này quần thể mà nói, đột nhiên một đêm lớn lên, hơn nữa hay vẫn là trên mạng chạy trốn một cái bối phận, Điểm ấy thật sự là lại để cho bọn hắn cảm thấy trong nội tâm khó có thể tiếp nhận. Phải biết rằng tại lên đại học trước khi, cái này quần thể hay vẫn là bị gọi là tổ quốc địa đóa hoa, bốn cái hiện đại hóa địa người nối nghiệp đâu rồi, người trẻ tuổi tuy nhiên không phục nhỏ, nhưng là kỳ thật theo đáy lòng vẫn cảm thấy chính mình không có lớn như vậy đấy. Thực tế như Trần Húc bọn hắn thế hệ này, kế hoạch hóa gia đình địa sản vật làm cho thế hệ này hai tử đại đa số đều là con một, nếu như anh em bà con tỉ muội tuổi chênh lệch không lớn, cũng rất ít sẽ xuất hiện một cái so với chính mình niên kỳ còn lớn hơn cháu nhỏ chất nữ hoặc là cháu ngoại trai cháu ngoại nữ. Này đây đột nhiên bằng bạch hướng bên trên chạy trốn đồng lứa, loại cảm giác này, có chút chờ mong, cũng có chút sợ hãi. Hiện tại cao hiểu tiết bọn người sẽ cầm ngô nguyên đang nói đùa lấy hô đại thúc, đường bích hiên ở một bên dịu dàng có chút thẹn thùng mà cười cười, mỗi lần đem làm ngô nguyên ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng đều hơi có chút bối rối chuyển di qua ánh mắt. Chỉ là như vậy mờ ám làm sao có thể giấu giếm qua Trần Húc cùng cao hiểu tiết cái này đối với người tinh ánh mắt. Hai tên ra hỏa cười hắc hắc, đều tự tìm cái lấy cớ rút lui đi ra ngoài, đem bọn họ lưỡng lưu lại với nhau. Này, Lý Lượng Nham tiến sĩ buổi tối hôm nay thượng đẳng một đường giảng bài, người có đi không? Ở bên ngoài, Cao Hiểu Tiết cùng Trần Húc vốn là cười trộm vài câu, sau đó Cao Hiểu Tiết hỏi. Trần Húc rất ngạc nhiên, Lý Lượng Nham, ai à, người thậm chí ngay cả Lý bác sĩ cũng không biết. Cao hiểu tiết trận trắng mắt nói, vậy ngươi có biết hay không chúng ta hợp hiệp đại học nổi tiếng nhất chính là ngành nào à? Cái này Trần Húc đương nhiên biết rõ, hợp hiệp đại nổi danh nhất chuyên nghiệp tựu là tánh mạng khoa học chuyên nghiệp. Trần Húc bọn hắn kỳ thi đại học năm đó hợp hiệp đại tác làm một loại trọng điểm khoa chính quy bình quân chúng tuyển phân số 560 phân, nhưng là tánh mạng khoa học chuyên nghiệp chúng tuyển phân số khoảng chừng 593 phân. NND 750 phần đích mắc điểm, nhanh 600 phần đích chúng tuyển tuyến cái này điểm không sai biệt lắm đều có thể thượng thanh hoa bắc lớn hơn. Cho nên tánh mạng khoa học chuyên nghiệp lũ gia súc ngày bình thường nguyên một đám vênh váo trùng thiên bộ dạng, bất quá đồng dạng cũng là nhất bị những chuyên nghiệp khác khinh bỉ đấy. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ hợp hiệp đại sở hữu tất cả chuyên nghiệp, bình thường cử hành trong trường học bộ hoạt động thời điểm, như bóng đá, bóng rổ thi đấu vòng tròn, trường học đại hội thể dục thể thao, hay là là mặt khác văn nghệ tiết mục trận đấu bên trên. Tánh mạng khoa học lũ gia súc dám nhận thức đếm ngược thứ hai, tự không ai dám nhận thức đếm ngược đệ nhất. Nhất khôi hài địa sự kiện phát sinh ở Trần Húc bọn hắn nhập học trước một năm, lúc ấy tánh mạng khoa học chuyên nghiệp lũ ra xúc đoán chừng chỉ muốn thoát khỏi vạn năm đếm ngược đệ nhất ngũ. Chạy đi tìm viện y học địa hộ lý hệ khiêu chiến bóng đá. Tin tức này truyền tới làm cho cả hợp hiệp cười to mất răng hàm, hộ lý hệ à, hộ lý hệ nam sinh cũng gọi bảo bảo, đoán chừng đem hộ lý hệ 5 năm sở hữu tất cả lớp thêm, mới miễn cưỡng có thể gom góp một bộ 11 người đội hình. Người tánh mạng khoa học hệ làm như vậy không phải đợi vu đại nhân khi dễ tiểu hài tử, không biết là mất mặt sao. Kết quả đằng sau chuyện đáng sợ đã xảy ra, hộ lý hệ vậy mà đồng ý trận đấu. Đến đó thiên, trường học sân bóng người ta tấp nập, đoán trường trường học bóng đá cúp thi đấu trận chung kết đều chưa hẳn có nhiều người như vậy. Hộ lý hệ các em em toàn bộ đến đông đủ, hệ khác địa lũ ra súc hoặc là đến chế diêu đấy, hoặc là đến xem em mờ, dù sao đã đến mấy ngàn lỗ hồng, đem hiệu trưởng đều cho hù đến rồi sau đó ở này mấy ngàn người địa chứng kiến xuống, hộ lý hệ sáng tạo ra hợp hiệp đại trong lịch sử một cái kỳ tích. Bọn hắn dùng năm, bốn cái này xem rất giống là penalty đại chiến điểm số đánh bại tánh mạng khoa học hệ. Mà chúa tể trận đấu này là hộ lý hệ 10 số cầu thủ. Hắn xử lý hộ lý hệ toàn bộ năm hạt nhập cầu. Mà thi đấu sau càng kinh người địa tin tức truyền đến, nếu như nói tánh mạng khoa học hệ đã thua bởi hộ lý hệ đối với bọn họ mà nói là một hồi có thể so với đêm tân hôn phát hiện lão bà không phải xử nữ bi kịch kế tiếp tin tức này truyền ra tắc thì lại để cho tánh mạng khoa học hệ tất cả mọi người cảm giác mình tại đêm tân hôn lúc phát hiện lão bà dĩ nhiên là cá nhân yêu. Bởi vì hộ lý hệ chính là cái kia số 10 tóc ngắn cầu thủ, dĩ nhiên là cái đại nhất em em. Tuy nói tướng mạo A có chút cái kia, nhưng này dưới chân kỹ thuật thực không phải che được, sau khi nghe ngóng, người ta theo 7 tuổi thời điểm mà bắt đầu bên trên bóng đá trường học, thẳng đến 15 tuổi thời điểm bởi vì một lần nghiêm trọng bị thương không thể không rời khỏi giới đá banh. Bắt đầu chuyên tâm học tập, thật đúng là đừng nói, tự cái kia cước pháp, hợp hiệp đại bóng đá nam trường học trong đội đều chưa hẳn có thể tìm ra mấy cái có thể cùng mà so sánh với đấy. Vì vậy tánh mạng khoa học thắt ở hợp hiệp đại tự triệt để địa héo. Không có biện pháp, cái này hệ bên trong toàn bộ đều là cái loại này khắc khổ học tập địa đệ tử tốt, thuần một sắc bốn mắt con ếch cùng kính mắt mẹ, lại không có đắc chiêu sinh, cũng không có gì kinh tài tuyệt diễm đấy. Đã có thể kỳ thi đại học điểm đủ cái này cái đổ biến thái chuyên nghiệp lại tại phương diện khác phi thường châu bò xiên đích nhân vật, cho nên tánh mạng khoa học hệ là được hợp hiệp đại kỳ quái nhất một cái hệ. Tại ra ngoài trường, cái gọi là chiêu sinh hắn là hấp dẫn người ta nhất, nhưng là tại trường học nội, nhưng lại không có nhất địa vị đấy. Bất quá cái này chuyên nghiệp hoàn toàn chính xác rất nghiêu, có lẽ là phát hiện mình chuyên nghiệp thật sự bồi dưỡng không xuất ra cái gì đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển toàn năng nhân tài, cho nên dứt khoát tánh mạng học viện khoa học viện trưởng liền buông tha rồi, tự năm trước bóng đá thi đấu thất bại về sau bọn hắn cái này một năm tựu đơn giản chỉ cần cái gì hoạt động đều không tham gia, thành thành thật thật học tập làm nghiên cứu khoa học. Tánh mạng khoa học hệ cũng là suất ngoại suất cao nhất học viện, trong đó 50% gia súc tốt nghiệp về sau đều chạy nước ngoài đi. Nghe Trần Húc nói tánh mạng khoa học hệ, Cao Hiểu Tiết tựu nói, bingo, lý lượng nham tiến sĩ tựu là quốc tế nổi danh tánh mạng khoa học chuyên gia, hắn vô cùng nhiều luận văn đều tại quốc tế nổi tiếng sách báo bên trên phát biểu. Bởi vì Lý Lượng Nham tiến sĩ tựu là người địa phương, cùng chúng ta hiệu trưởng đúng lúc là năm đó đồng học, nghe nói hay vẫn là bạn học cùng lớp đâu rồi, cho nên tựu đáp ứng chúng ta hiệu trưởng làm trường học của chúng ta ghế khách giáo sư, hàng năm đều rút ra 3 tháng tả hữu thời gian trở lại làm nghiên cứu đây này. Người không biết là được chính lâu bên cạnh mới che cái kia tòa nhà 20 nhiều tầng cao ốc, tự là trường học chuyên môn chi, cấp phát cho tánh mạng viện khoa học kiến, cho những cái kia tốt nghiệp về sau học có sở thành đám học trưởng bọn họ sau khi trở về tiếp tục tiến hành nghiên cứu đấy. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát nói thật xa xỉ à thật xa xỉ. Sau đó nghĩ nghĩ nói, cái kia muốn nói như vậy chúng ta hiệu trưởng hốn cũng đủ suy, xem người ta phần lớn là quốc tế nổi danh tiến sĩ rồi, hắn vẫn còn hốn cái phá hiệu trưởng, ai, tranh lệch à, tranh lệch. Cao hiểu tiết trợn mắt chừng một cái, nàng rất muốn nói hợp hiệp đại hiệu trưởng địa vị đã không thấp, tối thiểu cùng vốn là thành phố trường bình khởi bình tọa bất quá nhìn xem tên ngu ngốc này hắn cũng lười phải nói rồi tự hỏi vậy ngươi đi không đi nghe giảng bài à ngươi tìm được vị trí ta tự đi trần húc bất đắc dĩ buông buông tay nói ngươi cảm thấy người như vậy làm tọa đàm coi như là đại trong lễ đường còn có thể có thể có chỗ ngồi sao lần trước vốn là đài truyền hình cái kia nổi tiếng mỹ nữ người chủ trì ứng hội học sinh mời đến làm một cái nói chuyện hoạt động lúc ấy đại trong lễ đường tự ngồi đầy là người khá tốt mở điều hòa bằng không thì quang nhiệt cũng sẽ đem người cho nhiệt treo rồi Đại học chính giữa hoạt động còn thật là nhiều, trường học cũng rất ủng hộ đệ tử chủ sự gánh vác đủ loại hoạt động, trong đó cũng kể cả các loại tọa đàm. Trần Húc vừa mới tiến đại học thời điểm còn cảm thấy rất có ý tứ, về sau nghe nghe tựu nhàm chán rồi, không bằng tại phòng ngủ chơi trò chơi. Cái này là sinh viên thái điểu đến dân pro lột xác quá trình à. Kỳ thật những này tọa đàm rất nhiều đều là rất không tệ, nhất là một ít nhằm vào thời sự, nhằm vào vào nghề loại này rất có tính nhắm vào tọa đàm, có thể cho người rất nhiều dẫn dắt, chỉ là vị này lý bác sĩ nếu là tánh mạng khoa học chuyên gia, như vậy tỏa đàm đại khái cũng là cùng tánh mạng khoa học có quan hệ, bọn hắn đám người kia chưa hẳn có thể nghe hiểu à. Cao hiểu tiết nghĩ nghĩ nói, người nói bề ngoài giống như có chút đạo lý, ta nghe nói tánh mạng viện khoa học sở hữu tất cả đệ tử đều phải trình diện điều này cũng làm cho chẳng khác gì là chiếm được mấy trăm vị trí, còn có cái gì lãnh đạo à các loại, lý bác sĩ danh vọng cao như vậy. Chúng ta toàn bộ trường học đều không có có thể so sánh bên trên, so sánh với lãnh đạo các loại cũng tới một đống lớn, không biết đến lúc đó có ý gì. Nhưng ta hay vẫn là muốn nghe à, dù sao người ta danh khí đại mà. Trần Húc nghĩ thầm ta SMMS danh khí so với hắn còn lớn hơn đâu rồi, nói cho ngươi lời nói người ngẫu nhiên đều xa cách, còn không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác. Nghĩ nghĩ về sau Trần Húc tự nói, như loại khả năng này hội bạo dạp tỏa đàm có lẽ đều là do trường học hội học sinh an bài vị trí A. Nói như vậy đều là bằng phiếu vé vào bàn, đợi lát nữa ngươi gọi điện thoại, tìm trường học hội học sinh lũ ra xúc muốn lưỡng tấm vé là được, dù sao mị lực của ngươi lớn như vậy. Cao hiểu tiết mắt trắng không còn chút máu, lại gắt một cái, Trần Húc cười hắc hắc nói, nhớ rõ muốn lưỡng trương à, ta cũng đi nghe một chút. Sướng được đến ngươi, ta muốn lưỡng trương, ta cùng tinh tinh đi nghe, mới không mang theo ngươi. Trần Húc cười hắc hắc, hai người lại hàn huyên hội, lúc này thời điểm vương minh mị tiểu lô ly cũng tỉnh đi tới bánh ngọt điếm, Chứng kiến Trần Húc về sau lập tức ngọt ngào gọi ca ca. Tiểu Nha đầu này, trước khi một mực cùng Trần Húc đối nghịch, Trần Húc làm cho nàng con dế nàng đánh chết đều không gọi. Mà từ lần trước cái kia khoản võ đạo ra trò chơi Trần Húc sốc sức chiến đấu quần hùng, cuối cùng thắng được võ đạo gia đệ nhất cao thủ vinh dự về sau, tiểu nha đầu này đối với chính mình cái này bản khai ấn tượng thoáng cái tiểu đổi mới rồi. Tiểu Nha đầu sùng bái anh hùng, mà Trần Húc nha, miễn miễn cưỡng cưỡng coi như là một anh hùng a. À. Hơn nữa đi theo Trần Húc còn có quản dịch đằng sau làm cái kia bộ đồ tập thể dục theo đài, bởi vì hai nha niên kỳ còn nhỏ, thân thể tính dẻo dai là tốt nhất, cho nên học nhanh nhất, tiến bộ cũng nhanh nhất. Cái này lại để cho tiểu nha đầu hiện tại tính dẻo dai càng là lên một cái bậc thang, đây chính là làm cho nàng tại trong lớp ra lấy hết danh tiếng, bất quá bởi vì Trần Húc cố ý dặn dò qua, cho nên chuyện này nàng ai cũng không nói cho, lúc huấn luyện cũng gần kề chỉ là cùng Trần Húc quản dịch bọn hắn cùng một chỗ thời điểm mới làm. Trần Húc vỗ đầu của nàng thoáng một phát, tiểu nha đầu lè lưỡi cười chạy ra, rất xa tự truyền đến nàng chuông bạc đồng dạng tiếng cười, bích hiên tỉ tỉ, ta muốn ăn bánh ngọt. Ô mai vị đấy, à, ngô nguyên chào đại thúc, Trần Húc nghe được ngô nguyên nói nhỏ thì thầm, nhịn không được cười ha ha, hiện tại lão đại thế nhưng mà triệt để thành đại thúc rồi. Có thể vừa lúc đó, Trần Húc điện thoại đột nhiên tiếng nổ, hắn cầm xem xét, dĩ nhiên là chính mình công đại chính là cái kia bạn bè ngô vũ. Cắt hiết hầu nam sự kiện xuất hiện qua đấy, Trần Húc Kỳ quái tiếp gây ra dòng điện lời nói, bên kia lập tức tự truyền đến Ngô Vũ như khóc đồng dạng thanh âm, Trần Húc, chúc mừng ngươi, ngươi muốn làm thúc rồi. Trần Húc cùng Ngô Vũ là từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên huynh đệ, lúc nhỏ hai người không có việc gì tự thường xuyên cùng một chỗ chơi, cùng một chỗ sống qua dạ, cùng một chỗ xem qua phim heo, cùng một chỗ xuống sông kiếm qua cá bắt qua tôm, cũng cùng một chỗ đang thi khảo thi tranh lệch hoặc là về nhà đã chậm thời điểm kéo đối phương chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm hai người trên cơ bản đều ở cùng một chỗ, song phương gia trưởng cũng rất quen. Nghe giống như Thanh Mai trúc mã, đương nhiên nếu như Thanh Mai trúc mã cái từ này có thể sử dụng tại nam nhân trên người, vậy hắn lưỡng thật đúng là đúng là cây mơ. Cái kia ngựa che rồi, loại quan hệ này một mực duy trì đã đến trường cấp 3, nam nhân trên cơ bản trưởng thành về sau cũng rất muốn đi ra ngoài đã bay, thêm lên cấp 3 thời điểm chương trình học so sánh trọng không có thời gian gì chơi, cho nên cũng tất nhiên không thể nóng bỏng rồi. Điên rồi một cái nghỉ hè lên đại học về sau, Trần Húc bên này mỹ nữ vần quanh không thể phân thân, mà ngô vũ tiểu tử này cũng là đào hoa mười phần, nghe nói vừa mới tiến đến không lâu tự cấu kết lại một cái học tỷ, hai người là củi khô liệt hỏa gian phu dâm phụ, không nghĩ qua là là được rồi cái kia tăng tiệu với nhau sự tình, cho nên tình trạng ý thiếp, đã có lão bà đã quên huynh đệ. Tăng thêm Trần Húc lần trước đi công đại náo vừa ra, liền phó hiệu trưởng đều cho đánh, làm cho chu không nước mắt người này đánh đến tận cửa đến, tuy nhiên song phương cuối cùng hóa thù thành bạn, nhưng là có thể nhìn ra Trần Húc là cỡ nào không bị công đại lũ ra xúc chào đón rồi. Đoán chừng hắn vừa đi công đại, chỉ sợ phải nhấc lên một hồi quần ẩu, hơn nữa còn là một đám người đến quần ẩu hắn một cái. Mà ngô vũ tiểu tử này cũng chết không có lương tâm. Đã có lão bà về sau mỗi ngày chỉ lo được điềm mật, ngọt ngào lắm, cho nên hai người tuy nhiên cùng tồn tại một tòa thành thị, ngoại trừ lần trước cắt ít hầu nam sự kiện bên ngoài, tối đa cũng tựu là phát gửi nhắn tin hoặc là trên mạng trò chuyện hơn mấy câu. Nam nhân địa tình bạn, rất quái lạ, có thể lý giải. Nghe Thế tiểu tử đột nhiên nói những lời này, Trần Húc trong nội tâm tựu như vậy run lên à, nhịn không được nghĩ tới một cái xấu nhất ý định, thế nào rồi hả? Ngươi không phải là thực cho ta thêm một cái cháu nhỏ a. À? Đón lấy trước khi mà nói, như Trần Húc bọn hắn thế hệ này người là kế hoạch hóa gia đình kết quả, còn một chiếm đa số. Mà cha mẹ đồng lứa là quy tắc ít có con một trên cơ bản sinh hạ đến tựu là tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Trong nhà có cha mẹ bưng lấy bên ngoài có ông ngoại bà ngoại ra ra nãi nãi, còn có một đống thúc thúc cậu. Mà Trần Húc bọn hắn tự thảo luận qua, đợi cho bọn hắn thế hệ này người lại lấy vợ sinh con địa thời điểm, chỉ sợ đối với đời sau hài tử mà nói, cái gọi là thúc thúc cái từ này đều muốn trở thành một cái lễ phép tính địa xưng hô rồi. Mà cậu, hắc, chỉ sợ đời sau hài tử có thể có cậu không nhiều lắm, Nói không chừng đến lúc đó thật đúng là có tiểu hài tử liền cậu cái từ này cũng không biết là có ý tứ gì. Cho nên như Trần Húc cùng Ngô Vũ Địa như vậy quan hệ, đã nói về sau muốn sanh con tựu nhận thức đối phương làm cha nuôi. Đương nhiên Trần Húc địa bạn bè thân thiết không ngớt Ngô Vũ cái này một cái, đơn nói đến đại học tổ cho tương lai nhi tử con gái thêm ba cái cha nuôi rồi, cho nên cha nuôi cái từ này quá mức tràn lan cũng không nên, vì vậy tựu dứt khoát đem mình bạn bè thân thiết tựu xem như là bạn thân, nhiên kỷ lớn hơn mình gọi bá bá. So với chính mình tiểu nhân đây này tựu lại để cho hài tử hô thúc thúc. Mà cái này thúc thúc thì không phải vậy lễ phép tính xưng hô rồi. Ý tứ chỉ đúng là chính thức địa thúc thúc, đường thúc. Ngô Vũ so Trần Húc lớn hơn 8 tháng, cho nên hài tử quản Trần Húc gọi thúc thúc cũng là thiên kinh địa nghĩa đấy. Chỉ là có hài tử, bên kia Ngô Vũ một tiếng khóc nức nở, "Lão Trần à, người tranh thủ thời gian đến tỉnh lập bệnh viện a, à, con mẹ nó chứ đều phiền muộn cả đêm rồi." ngẫm lại việc này ta chỉ dám theo như ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ à? Loại chuyện này Trần Húc lại không có xử lý qua, hắn hiện tại hay vẫn là không có bị xử lý qua nam nhân. Tên gọi tắt xử nam đây này, hắn làm sao biết làm sao bây giờ? Nghe nói như thế Trần Húc cũng gấp, nhịn không được mắng, người cái đổ chó hoang tựu cũng không mang bộ đồ à? Ta con mẹ nó mang chụp vào, ngô vũ ở bên kia gọi, nhưng vấn đề là Durex đều không an toàn à? Người con mẹ nó cũng đừng lại nhảy rất, người tới cùng lão tử uống chén rượu cũng được à. Nếu là đặt ở trước kia Trần Húc khẳng định phải nói người MB, sáng sớm uống mau rượu, nhưng bây giờ hắn tự chỉ nói câu chờ ta, lập tức đến, tự cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau Cao Hiểu Tiết rất kỳ quái nhìn xem hắn nói làm sao vậy. Lại cùng ai thảo luận mang không mang theo bộ đồ vấn đề đâu này. Trần Húc nghĩ nghĩ, đoán chừng ngô vũ hắn bạn gái lúc này thời điểm so ngô vũ thật buồn bực. Mang thai địa thế nhưng mà nàng, phải biết rằng xã hội bây giờ tuy nhiên đủ cởi mở nhưng là sinh viên chưa kết hôn mà có con còn là một vấn đề khó khăn không nhỏ, chỉ sợ nàng lúc này thời điểm cũng không dám lấy người nói, nhất là cùng người quen biết, cho nên lúc này thời điểm nàng cũng cần một nữ hài tử an ủi. Vì vậy Trần Húc liền trực tiếp ngoắc ngăn cản một chiếc xe taxi đội cao hiểu tiết nói, ta một cái huynh đệ đem hắn bạn gái bụng làm lớn hơn, người theo ta một đứng lên đi, cũng đi an ủi an ủi người ta nữ hài. Cao hiểu tiết nghe xong lời này tự nhíu mày nói dựa vào, đàn ông các ngươi như thế nào không có một đồ tốt à? Trần Húc phiền muộn trên mặt đất xe, nói, tỷ tỷ hà, bề ngoài địa đồ công kích được rồi, ta làm sao lại không phải nam nhân tốt rồi hả? À? Ta cũng không làm đại nhân ra bụng, cao hiểu tiết khắt một cái, nhưng nghĩ nghĩ hay vẫn là lên xe, ngồi ở Trần Húc bên cạnh bấm véo bắp đùi của hắn thoáng một phát, đem Trần Húc véo chính là lại nhảy thẳng gọi, sau đó nàng nói, ngươi ngược lại là muốn làm, ai cho ngươi làm à? Lời này nói quá lưu manh rồi, người ta lái xe mặt đỏ dần, Trần Húc co lại trong góc sừng sốt không dám lên tiếng. Bởi vì Cao Hiểu Tiết nói chúng rồi tâm tư của hắn, hắn thật đúng là muốn làm. Xe taxi rất nhanh giết đến tỉnh lập bệnh viện, đã đến về sau gọi điện thoại Ngô Vũ Tựu đi ra tiếp hắn rồi, nhìn xem Ngô Vũ tóc rối bời, vẻ mặt tiêu tụy bộ dạng, Trần Húc nhịn không được muốn quất hắn lưỡng bàn tay. Quá con mẹ nó không chịu trách nhiệm rồi. Chứng kiến Cao Hiểu Tiết thời điểm Ngô Vũ sừng sốt một chút, Trần Húc giải thích nói, cái này là Cao Hiểu Tiết, người có lẽ nhận thức đấy ta muốn chị dâu khả năng cũng không dám cùng người khác nói, sẽ đem nàng đã mang đến, hỗ trợ khuyên nhủ, sau đó quay đầu nhìn Cao Hiểu Tiết nói, tiến vào người tự chứa là bạn gái của ta à. Bằng không thì ta không tốt bàn giao, nhắn nhủ, Cao Hiểu Tiết hoành hắn liếc, bất quá ngẫm lại bên trong cô bé kia, lúc này mới tức giận gật đầu. Đương nhiên lại bấm véo Trần Húc thoáng một phát, ngô vũ gặp Trần Húc muốn địa như vậy chu toàn, vỗ Trần Húc hai cái, lúc này thời điểm hắn là nói cái gì đều cũng không nói ra được. Điến vào phòng bệnh tiểu chứng kiến một nữ hài tử nằm ở trên giường, tướng mạo nha, coi như là lông mày xanh đôi mắt đẹp, tư sắc trung đẳng. Xa không sánh bằng cao hiểu thiết quản dịch cùng Trạm Tinh Tam nữ, nhưng là nét mặt của nàng cũng rất là tiêu tùy. Ánh mắt có chút ngơ ngác đấy, Ngô Vũ ở bên cạnh thấp giọng nói, đêm qua nàng đột nhiên đau bụng lợi hại, ta tựu mang nàng đến bệnh viện tra xét thoáng một phát. Kết quả không nghĩ tới thật sự thì có, ta hiện tại không dám để cho nàng trở về. Cũng chỉ phải trước mở cái phòng bệnh nghe bác sĩ nói như thế nào. Trần Húc muốn mắng người đem bệnh viện đem làm khách sạn à. Nói thuê phòng tự thuê phòng, nhưng là lúc này thời điểm hắn cũng mắng không đi ra rồi. Đối với trên giường bệnh địa nữ hài cười cười nói, chị dâu tốt, nói xong còn kéo Cao Hiểu Tiết một bà, hư nắm cả nàng đi đến trước. Cao Hiểu Tiết bị Trần Húc chiếm được tiện nghi, phiền muộn muốn đập đầu vào tường, bất quá nàng hay vẫn là rất biết rõ đúng mực đấy, lúc này thời điểm cũng không có náo. Ngô Vũ vội vàng ở bên cạnh nói, Kiều Kiều, đây là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ Trần Húc, đây là hắn bạn gái cao hiểu tiết, bọn hắn cùng một chỗ làm cái kia khoản kim dung bày hiệp chuyện đấy, ngươi nên nhận thức. Đây là bạn gái của ta Vương Kiều, cao hiểu tiết lúc này thời điểm cũng ngọt ngào một giọng nói chị dâu tốt, ảo thuật giống như địa theo bao trong bọc lấy ra một khối đóng gói tốt bánh ngọt, ngồi vào Vương Kiều bên cạnh, chúng ta tới quá nóng nảy không mang hoa quả. Chị dâu ngươi còn chưa ăn cơm a à? nếm thử ta làm bánh ngọt. Vương Kiều cố nặn ra vẻ tươi cười nói, cảm ơn, ta biết rõ các ngươi đây này. Nhưng là nhận lấy bánh ngọt lại cầm ở trong tay không ăn, thần sắc có chút mê mang. Cao hiểu tiết đối với Trần Húc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Húc vội vàng lôi kéo ngô vũ đi ra ngoài rồi, cái này chuyện của nữ nhân tự giao cho nữ nhân tới giải quyết, hắn phụ trách giải quyết nam nhân vấn đề. Lớn bao nhiêu, hai tháng, mẹ nó bức quá chứ ngươi là ngu ngốc à, hay vẫn là lão bà ngươi. Được rồi, nàng cái kia không có tới nàng không có cảm giác đến. Cái nào à, Trần Húc liếc mắt nói, ngóa, đại di mụ à, tên khoa học kinh nguyệt, người không biết nữ nhân mang thai về sau tới không được kinh nguyệt à. Nhìn xem ngô vũ một bộ im lặng biểu lộ, Trần Húc ngửa mặt lên trời thở dài, đồ chó hoang quả nhiên là mù chữ à. Ta thực hoài nghi tiểu tử ngươi có phải hay không không mang bộ đồ tự làm rồi. Không có à, ngô vũ vẻ mặt khổ tương, không phải kỳ an toàn thời điểm đều mang chụp vào à, chỉ sợ nguy hiểm còn chuyên môn mua Durex. Kỳ an toàn, đúng vậy à, Trước 7 sau 8 mà, kinh nguyệt trước 7 ngày sau 8 ngày là kỳ an toàn, trên sách nói đó a, à, bắn vào đi không có chuyện gì đâu. Trần Húc nghe xong cơ hồ phải bắt điên, vậy ngươi không tại kỳ an toàn địa thời điểm đều bắn tiến vào. Ngô Vũ nói, đúng vậy a, à, mang bộ đồ rất không thoải mái đấy, mẹ nó bước qua chứ ngươi cái tiểu sử nam chưa thử qua cũng đừng gọi bậy được rồi. Cái này Trần Húc quả thực là phát điên rồi, hướng về phía Ngô Vũ quát, bà mẹ nó. Ngươi theo sách gì bên trên xem hay sao? mẹ nó bước qua chứ kỳ an toàn căn vốn cũng không phải là tuyệt đối an toàn được rồi. Người con mẹ nó tự cũng không học bên ngoài cơ thể xuất tinh à. Chấm, nghe Trần Húc giống như kinh nghiệm rất đủ bộ dạng, nhưng trên thực tế hắn tự là lý luận kinh nghiệm đủ, phải biết rằng cái thằng này từ nhỏ tại trong bệnh viện lớn lên, mẹ tự là y tá trưởng, vẫn còn khoa phụ sản trải qua mấy năm thời gian đây này. Tăng thêm Trần Húc cái kia lưu manh phụ thân, không có việc gì tự cho Trần Húc khai đạo vỡ lòng tính tri thức. Ai, có một tốt phụ thân thật tốt à. Ngô Vũ sừng sốt cả buổi, mới giống lên một tiếng, ta làm sao biết à? Trên sách nói đấy, Trần Húc triệt để SB, đồ ngu rồi, chỉ phải im lặng hỏi thương thiên, mù chữ thật đáng sợ à? Hai người tựu đứng ở đại sảnh mặt, tiếng nói quá lớn, bên cạnh một người trung niên y tá dùng càng lớn thanh âm hồi quát, hai người các ngươi đều mù chữ. Không biết trong bệnh viện không thể lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao à? Cái thanh âm này như Phật môn sư tử hống, Trần Húc cùng Ngô Vũ đều mộng, Trung niên kia y tá xem thường xem của bọn hắn lưỡng đi qua một bên, bên cạnh có một xem rất mềm lòng tiểu hộ sĩ thấp giọng nói, ai nha, bọn hắn đoán chừng cũng là quá kích động rồi, dù sao người ta nữ hải tử mang bầu nha. Hơn nửa hai tháng liền phát hiện rồi, cũng không phải rất mù chữ á. Trung niên y tá trả lời, đó cũng là, còn nhớ rõ lần trước hợp hiệp rất có cái đại nhị, đại học năm 2, nữ sinh nha, mang thai 7 tháng mới đến bệnh viện tới kiểm tra, thế mới biết chính mình mang thai, ai nha nha, học sinh thời nay à. Trần Húc, Ngô Vũ, đi đến cửa bệnh viện Trần Húc cho Ngô Vũ chọn điếu thuốc. Lại nói Trần Húc hút thuốc địa thói quen tựu là cùng cái này hỗn tiểu tử cùng một chỗ nhiễm lên, hai người trường cấp hai thời điểm mà bắt đầu cộng lại như thế nào theo phụ thân chỗ đó trộm hương yên. Ngô Vũ hút một hơi sau Trần Húc hỏi, người định làm như thế nào? Ngô Vũ vẻ mặt khổ tương, còn có thể làm sao? Làm mất à, chẳng lẽ còn có thể sinh hạ đến? Ta đại nhất, nàng cũng tựu đại nhị đại học năm hai, rất đáp án này tại Trần Húc trong dự liệu, nói thật việc này đến phiên hắn trên người mình, cái kia nói không chừng cũng phải làm mất, hiện tại mọi người cái này mới vừa lớn lên à. Nói thực ra xác nhận tin tức này về sau Trần Húc hoàn toàn chính xác rất giật mình. Trước khi vẫn còn nói tuổi bối phận vấn đề, nhưng một khi bằng hữu đột nhiên liền tiểu hài tử đều đã có. Loại cảm giác này tiểu cảm giác mình lập tức đi lên trên đồng lứa. Thật là biến thúc thúc bối rồi. Trần Húc bọn hắn sinh hoạt địa cái thành phố kia cũng khá tốt, giữa nam nữ kết hôn không tính sớm cũng không tính muộn, không giống có nhiều chỗ, nữ hài tử 16-17 tuổi tự lập gia đình sanh con rồi. Ngay tại Trần Húc quê quán, Gia Gia ở chính là cái kia thôn trấn Chợt nghe qua một vị 36 tuổi Gia Gia, cái thằng kia một tuổi tự làm cha, mà con của hắn cũng 18 tuổi tự làm cha, kết quả điều này sẽ đưa đến nhân tài 36 đâu rồi, liền trực tiếp ôm cháu cho nên đột nhiên chính mình địa hảo huynh đệ đã có đứa bé. Dù là đứa nhỏ này sẽ không bị sinh ra đến, điều này cũng làm cho Trần Húc cảm giác mình thoáng cái tựu trường đồng lứa, thật sự cũng bị người gọi thúc thúc rồi. Hai người trầm mặc một hồi rút một điếu thuốc, Trần Húc hỏi, việc này ngươi ý định cho ngươi cha mẹ của ngươi biết không? Ta nào dám à, ngô vũ ôm đầu, cha ta địa tính tình ngươi không phải không biết rõ. Phải có cha ngươi một nửa dễ nói chuyện ta tựu thắp hương bái Phật rồi. Hắn phải biết rằng việc này không cầm dây lưng quất chết ta mới là lạ chứ. Trần Húc nhìn có chút hả hê cười cười, hoàn toàn chính xác ngô vũ phụ thân rất nghiêm túc một người muốn muốn như chính mình phụ thân như vậy xem cái kia sao khai chỉ sợ khả năng không lớn đến với mình cái kia lưu manh phụ thân ai đều không phản đối hắn rồi từ khi lần kia hắn nhìn thấy quản dịch tiếp theo tại trên mạng chứng kiến cao hiểu tiết về sau mỗi lần gọi điện thoại địa thời điểm đều hỏi mình tiểu tử cái kia hai cái em em ok chưa yên tâm phụ thân tuyệt đối ủng hộ ngươi cùng lắm thì đến bá vương ngạnh thượng cung gạo nấu thành cơm tựu đằng sau bị trần húc đem điện thoại phủ lên chơi ạ à, đây là cái gì cực phẩm phụ thân à đều chưa thấy qua cái này đức hạnh đấy bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn thoáng một phát nếu như mình thật sự gặp loại chuyện này ai có một già như vậy cha còn thật là tốt đó à trần húc tiếp tục hỏi cái kia chị dâu trong nhà đâu này cũng không có nói cho ngô vũ lắc đầu vẻ mặt sợ hãi trần húc biết rõ hắn khẳng định cũng là không dám nói đoán chừng chị dâu cũng không dám nói hắc loại chuyện này nếu quán đến trên người mình, nữ nhi của mình hay vẫn là đệ tử địa thời điểm bị người làm lớn hơn bục, bất kể tiểu tử kia có phải hay không nàng bạn trai, khẳng định phải trước rút dừng lại, một trầu nói sau. Tiễn đủ sao, đại trong bệnh viện làm người lưu là muốn quý điểm, nhưng là an toàn, như Trần Húc Tự ở trường học ngoài cửa cột điện tử bên trên chứng kiến cái gọi là 50 nguyên không đau nhức dòng người, thiên, cái kia loại địa phương có thể đi. Hai tử có thể cho ngươi làm mất, mà nhà gái tánh mạng lại tựu mặc kệ, loại chuyện này, thà rằng dùng tiền cũng muốn thận trọng. Ngô Vũ do dự thoáng một phát, Trần Húc tự nói không có việc gì, không đủ tiền theo ta cái kia cầm. Con mẹ nó tiểu tử người cũng ghi nhớ thật lâu rất, chỉ lần này một lần à? Nếu như lần sau chị dâu lại mang bầu, con mẹ nó người không phải sinh hạ đến không thể. Người chảy nhiều hơn hội làm cho thành tử cung biến mỏng, tương lai coi như là muốn sinh cũng không thể sinh ra. Nhìn xem Ngô Vũ cảm kích bộ dạng, Trần Húc thở dài, bên cạnh bỏ tiền bao vừa nói một đời người hai huynh đệ. NND lão tử tự tới giúp ngươi chùi đít rồi. Chờ Trần Húc đem túi tiền lấy ra về sau lại phát hiện bên trong cũng chỉ có mấy tấm màu hồng tiền giấy, hắn lúc này mới muốn bình thường mình ở trong ví tiền đều là không thế nào trang tiến, chính mình nhất thời tâm phiền ý loạn lại đem chuyện này đem quên đi, vì vậy Trần Húc liền nói ngươi cùng ta cùng đi lấy tiền A, ta nhớ được bên cạnh có một kiến đi. Ngô Vũ không nói chuyện, dùng quan hệ của hai người hiện tại nói cái gì đều không cần nói. Hai người một khởi đi tới bên cạnh một nhà kiến thiết ngân hàng, trải qua vừa rồi thời gian dài như vậy trì hoãn hiện tại đã là hơn 8 giờ, ngân hàng cũng bắt đầu đi làm. Đồng dạng, hiện ở trường học cũng bắt đầu đi học, mà Trần Húc hiện tại tự nhiên là không có thể trở về đi học, bất quá đại học nha, trốn một tiết khóa không có sao, tuy nhiên không có gọi điện thoại, nhưng là Trần Húc rất tin tưởng phòng ngủ mấy cái huynh đệ ăn ý, điểm danh thời điểm sẽ có người giúp mình đáp trả đến kiến đi, không nghĩ tới lớn như vậy sáng sớm đã có người tại xếp hàng. Sau khi nghe ngóng mới biết được hôm nay đúng lúc là giữa tháng, không ít người đến ngân hàng giao phí điện nước. Có thể tổ cha tổ mẹ nó chứ rõ ràng nhiều người như vậy rồi, ngân hàng còn cũng chỉ mở hai cái cửa sổ, hơn nữa hai cái thu ngân viên một bộ không đếm xỉa tới đức hạnh, thật sự lại để cho người rất là nén giận. Nói thực ra có chút ngân hàng thu ngân viên tại là lại để cho người rất phiền muộn, hơn nữa trên cơ bản đều là quốc hữu ngân hàng lớn, nhất là tại địa phương nhỏ bé. Trần Húc đến bây giờ đều đối với khi còn bé quê quán chính là cái kia công đi canh cánh trong lòng, cái kia công thứ mấy cái thu ngân viên thân thích, đi cửa sau tiến đến, dù sao tại quốc hữu trong ngân hàng tựu là bát sắt, căn bản không lo lắng gì bị trách cứ à các loại, hơn nữa cái kia trên thị trấn cứ như vậy một nhà công đi, cho nên mấy cái thu ngân viên thái độ tranh lệch chịu không được, về sau đều không ai dám đi công đã thành, thẳng đến cái kia hành trưởng xuống đài về sau thay đổi mấy cái phục vụ viên về sau lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp đấy. Hiện tại cái này mấy cái kiến đi thu ngân viên thái độ không thể nói ác liệt, nhưng dù sao là một bộ tiêu cực biếng nhác bộ dáng, làm khởi sự tình đến chậm chậm quá, có người ở phía sau thúc giục thoáng một phát, còn lẽ thẳng khí hùng ngẩng đầu nói, kêu la cái gì à? Không có xem chúng ta đang bề bộn lấy sao, là vội vàng, không có việc gì còn cùng người bên cạnh trò chuyện hai câu, nói nói chê cười, sau đó một số giao dịch còn không có làm xong tựu đứng đến đằng sau đi, đón lấy chậm gì gì bưng chén trà tới. Loại thái độ này thật sự là lại để cho người phát điên rồi, nếu như không phải Trần Húc lần này muốn lấy hai vạn khối tiền cho ngô vũ, vượt qua máy rút tiền hạn ngạch, bằng không thì hắn tại không lại ở chỗ này chậm gì gì xếp hàng. Thật vất vả rốt cuộc chờ đến Trần Húc, chứng kiến Trần Húc lấy ra tạp, cái kia hơn 30 tuổi, vẻ mặt tàn nhang thu ngân viên tự gọi, người cầm chi phiếu tại sao không đi máy rút tiền bên trên lấy tiền. Người ở nơi này xếp hàng không phải lãng phí mọi người thời gian sao? Người còn nói ta lãng phí người thời gian, người như thế nào không nhìn nhìn người lãng phí chúng ta bao nhiêu thời gian? Trần Húc tâm tình bây giờ vốn tự cực độ bực bội, lúc này thời điểm nghe nói như thế nhịn không được thoáng cái tựu phát hỏa, bên cạnh ngô vũ xem hắn ra mặt từ co rúm hai cái, từ nhỏ lớn lên hắn ở đâu không biết Trần Húc cái này biểu lộ tự tỏ vẻ hắn đã gần như bạo phát. Nhưng Trần Húc rất bình tĩnh nói, lấy tiền lẻ, máy móc bên trên lấy không được, ATM tự động máy rút tiền chính giữa chỉ có 100 đồng tiền giá trị lớn, cho nên tạp bên trên nếu như tiến chưa đủ 100 hay là muốn đến quầy hàng tới lấy đấy. Cái kia thu ngân viên nghe nói như thế nhịn không được thấp giọng thì thầm một câu, nghèo kiết xác, sau đó kêu lên, lấy bao nhiêu. Trần Húc cười nhạt một chút đưa vào mật mã, thanh âm vô cùng bình tĩnh, lấy xong. Thu ngân viên giọng đề, lấy hết là bao nhiêu à? Nói con số, hơn 10 khối tiền còn ba ba đi một chuyến, người nói lấy bao nhiêu à? Cụ thể bao nhiêu tiền? Trần Húc cười lạnh, người giúp ta tra thoáng một phát số dư còn lại là bao nhiêu à? Lão tử toàn bộ lấy, tiêu hộ, không tại các người kiến thiết ngân hàng xử lý tạp rồi, người đây là cái gì thái độ phục vụ? Nghe nói như thế cái kia thu ngân viên lập tức tự hăng say rồi, dắt cuống họng kêu lên, ta thái độ phục vụ làm sao vậy? Ngươi không yêu ở chỗ này mở tài khoản cũng đừng khai. Ai cầu ngươi mở, muốn tiêu hộ tự tiêu hộ, một cái nghèo kiết xác, cái gì quá không được đấy. Có thể đợi đến lúc nàng cúi đầu xem xét trên màn hình biểu hiện số dư còn lại, lập tức tự ngây ngẩn cả người, tiếng nói hình như là một mực om sòm công việc lập tức bị kẹt ở yết hầu. Trần hút cười, gạch bỏ à, người đem tiến toàn bộ cho ta lấy ra à, ta nhớ được ta tạp bên trên còn thừa lại 137 vạn, đều cho ta lấy ra. Câu nói sau cùng giống to một tiếng, vốn là tiếng động lớn náo ngân hàng thoáng cái tự yên tĩnh trở lại. 137 vạn, 137 vạn duy nhất một lần toàn bộ đều lấy ra. Không ít tới lấy tiếng người nhìn có chút hả hê nhìn xem cái kia thu ngân viên, cái này đá trúng thiết bản đi à nha. Cái kia thu ngân viên cũng sửng sốt, không thể tin được rụi rụi mắt con ngươi, phát hiện con số hay vẫn là nhiều như vậy bảy vị đếm được gửi ngân hàng. Cái này hơn 100 vạn chính giữa, có Trần Húc phụ thân cho Trần Húc đánh chính là tán gái quỹ ngân sách, cũng có Trần Húc chính mình thông qua trò chơi tiền kiếm được, toàn bộ tồn tại cái này trương trong thẻ đây này. Mà 130 vạn, đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là khoản tiền lớn rồi, coi như là ngân hàng, hơn 100 vạn tư nhân gửi ngân hàng cũng không coi là nhỏ. Gặp được loại này muốn chắt lọc 10 vạn trở lên nghiệp vụ, đều cần cho ngân hàng gọi điện thoại sớm tiến hành hẹn trước, chớ nói chi là trăm vạn rồi. Cái kia thu ngân viên cái lúc này đã không biết làm sao bây giờ rồi, bởi vì nơi này chính là một cái chi đi, cái này chi nghề trong sở hữu tất cả tiền mặt thêm cũng tự không sai biệt lắm là cái số này. Nếu thoáng cái bị lấy ra đi, còn là bởi vì chính mình nguyên nhân, nàng không phải bị cuốn gói không thể. Người à, thường thường cũng là muốn đợi đến lúc phạm phải chính mình không cách nào gánh chịu sai lầm về sau thường thường mới sẽ hối hận. Khá tốt lúc này thời điểm quản lý đi ra, đem trần húc thỉnh đã đến viết phòng khách quý bên trong lại là dâng trả lại là xin lỗi hảo ngôn hảo ngữ đem trần húc con lừa tính tình cho sở thuận lúc này mới cho trần húc lấy hai vạn khối tiền cung kính gói kỹ tại trong phong thư mới đem chuyện này cho bỏ qua đi trần húc trực tiếp ném cho ngô vũ đã ngừng lại hắn mẹ vài chục năm huynh đệ nói nhảm đừng nói là rồi giấy vay nợ cũng không cho tiểu tử ngươi đánh cho về sau lúc nào có tiền trả lại a à. chị dâu yếu nhân lưu rất đau đớn nguyên khí đấy hảo hảo cho nàng bồi bổ Ngô Vũ trọng trọng gật đầu, đập trần hút thoáng một phát nói, lần này tính toán ta thiếu nợ người đấy. Nam nhân tầm đó không cần phải nữa nói những cái kia buồn nôn rồi, dùng quan hệ của hai người cũng không cần giấy vay nợ loại thói tục này đồ vật. Thằng này nếu dám quyệt nợ Trần Húc trực tiếp sờ đến nhà hắn đi tìm cha hắn muốn, hắn lão đầu tử vừa hỏi mượn thế nào nhiều như vậy, Trần Húc tự nói là ngô vũ đem người ta nữ hài tử địa bụng làm lớn hơn. Chiều này so giấy vay nợ còn có tác dụng, ra ngân hàng, Trần Húc cũng cảm giác giống như có người ở sau lưng nhìn trộm chính mình đồng dạng. Giống như thì có ánh mắt một mực dừng lại tại chính mình phía sau lưng, hắn làm bộ không đếm xỉa tới quay đầu lại. Tự chứng kiến cửa ngân hàng hai ba cái tóc bị phỏng theo sát ổ gà đồng dạng, y phục trên người cũng là cái loại này rất rock and roll phong cách địa ra hỏa một bên châu đầu ghé tai một bên đối với mình cùng ngô vũ chỉ trò. Giống như điện ảnh anh hùng bên trong đồng dạng, Lý Liên Kiệt sắm vai thích khách tại một đống ngọn nến phía trước tiết lộ ra sát khí của mình, Kỳ thật sát khí vừa nói, mặc dù không có cái gì khoa học căn cứ, nhưng là đích thật là tồn tại, giống như một người thường xuyên chằm chằm vào người khác địa phía sau lưng. Người nọ tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng thực sự có thể cảm giác được. Trần Húc hiện tại kinh qua huấn luyện, cảm giác lực khác hẳn với thường nhân, cho nên có thể cảm giác đến loại này rất yếu ớt, đối với chính mình bất lợi tin tức. Chứng kiến những người kia bộ dạng Trần Húc hơi suy nghĩ một chút đại khái sẽ hiểu. Nguyên lai like là chính mình vừa rồi tại trong ngân hàng một màn kia lại để cho những này đám côn đồ thấy được, biết rõ chính mình có tiền, ý định bí quá hóa liều đến làm một chuyến. Ba tên tiểu lưu manh, Trần Húc hiện tại căn bản không để vào mắt, cho dù là trong tay bọn họ có đau, đương nhiên nếu có thương cái kia chạy muốn là Trần Húc rồi. Trần Húc hôm nay tâm tình vốn cũng rất bực bội, bằng không thì cũng sẽ không biết cùng cái kia thu ngân viên không chấp nhận, vừa rồi mặc dù nhỏ phát tiết thoáng một phát nhưng là cũng không có tận hứng cuối cùng hay vẫn là không giải quyết được gì. lúc này thời điểm có người đưa tới cửa đến. đúng là hắn chuyện cầu cũng không được tình. huống chi, trần húc đã sớm muốn luyện luyện tập rồi. tại giả thuyết ảo cảnh trong một mực bị huấn luyện viên trà đạp. trong hiện thực nha, có thể cùng hắn so chiêu cũng chỉ có chu không nước mắt cùng nam cung làm cái này đối với quan hệ rất kỳ quái bát quái môn truyền nhân. chống lại hai người bọn họ, trần húc nếu như không ra tay độc ác cũng không có thắng hy vọng. cho dù rơi xuống, cũng không nhất định có thể thắng cho nên khó được có người đưa lên đến, cái này đem làm khẩu vừa vặn chẳng khác gì là Trần Húc muốn phát tiết thời điểm đưa lên đống cát, càng là muốn lúc ngủ tựu đưa qua gối đầu, cho nên Trần Húc tự vụng trộm cùng Ngô Vũ nói câu lại để cho hắn về trước bệnh viện, chính mình có việc phải xử lý. Đem Ngô Vũ đuổi đi về sau, Trần Húc cố ý hướng bên cạnh một đầu tiểu trong ngõ hẻm đi, quả nhiên đằng sau ba người kia thấy hắn đi đi lại lại, lập tức theo đi lên. Trần Húc cũng không có như thế nào ngoặt, chủ yếu vấn đề là hắn sợ đằng sau mấy cái ra hỏa mất dấu rồi, loại cơ hội này đi đâu mà tìm đây à. Cho nên Trần Húc tự chậm gì gì địa đi lên phía trước, cái này tỉnh lập bệnh viện kiến thành thời gian cũng có đoạn cuộc sống, cho nên chung quanh còn có chút cũ kỹ địa phòng ở, đường tắt rất nhiều, cho nên Trần Húc rất nhanh tự quẹo vào một cái đường tắt, phụng trộm hướng tường đằng sau một chốn liếc qua, ba người kia quả nhiên theo đi lên. Trần Húc vốn muốn đi lên một đánh bạo uy phong thoáng một phát, nhưng là nghĩ nghĩ bọn hắn nói không chừng thực dẫn theo dao găm một loại đồ vật, vạn nhất một đối ba thời điểm không nghĩ qua là sát đi đâu tự chịu thiệt lớn rồi, cho nên muốn muốn, theo một cái khác đường tắt rất nhanh quấn trở về. Tại đây đường tắt đều là rất bốn phương thông suốt đấy. Ba người kia theo kịp về sau không có phát hiện Trần Húc bóng dáng, một cái tóc vàng đã kêu nói, đại ca, tiểu tử kia tốt muốn biết chúng ta tại cùng hắn, chạy không có. Đại ca sờ lên chính mình đầu chọc, nhổ nước miếng, mẹ, tính toán hắn vận khí tốt, bất quá tiểu tử kia có tiền à, hơn 100 vạn, thực đã làm cái này một chuyến chúng ta huynh đệ mấy cái thời gian là tốt rồi đã qua. Một cái khác đeo mắt kiếng vóc dáng nhỏ nói, đại ca, cái kia tiền của hắn là ở trong thẻ đó a à, chúng ta chẳng lẽ đè nặng hắn đi lại để cho hắn đi ngân hàng lấy tiền sao? Ngân hàng một ngày chỉ có thể lấy 5.000 à, cũng không thể đến quầy hàng toàn bộ lấy hết a à. Nói như vậy đến là một vấn đề khó khăn, ba người đều lâm vào trầm tư, lúc này thời điểm Trần Húc thân hình đột nhiên từ phía sau lè ra đến, không nói hai lời cầm lấy cái kia tóc vàng tóc dùng sức sau này kéo một phát, sau đó hướng trên tường hung hăng va chạm. Cạch đem làm một tiếng, cái kia tóc vàng tại chỗ bị đụng đầu rơi máu chảy, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Húc vỗ vỗ tay, phát hiện vừa rồi dùng sức quá mạnh kéo xuống hắn mấy cây hoàng không sót mấy cùng đại tiện đồng dạng nhan sắc tóc, Trần Húc một bên đem cái này tóc cho vuốt ve, một bên chậm rãi nói, ta có thể cho các ngươi muốn cái biện pháp, đập ảnh nút, lại để cho hắn đi lấy tiền dám báo động sẽ đem ảnh nút công bố đến trên Internet đi. Hai người kia sừng sốt một hồi, lúc này mới kịp phản ứng, đầu chọc ca kêu to một tiếng tự hướng Trần Húc nhào đầu về phía trước, vung quyền đánh tới. Chậm hơn tốc độ, tại Trần Húc hiện tại trong mắt, cái này đầu chọc chính là loại vạm vỡ một điểm, nhưng là không có đứng đắn luyện qua, mọi thứ phải dựa vào lấy sự tàn nhẫn ra hỏa. Loại này tiểu lưu manh thật sự không tạo thành cái uy hiếp gì. Đánh đều không có ý nghĩa, nhưng không có biện pháp trần húc hiện tại trong lòng hỏa đại à cái này của hỏa hắn cần tìm một chỗ phát tiết đi ra bằng không thì đã có thể nghẹn thành nội thương cho nên hai người này đánh tựu đánh có chút ít còn hơn không a à. cái kia đầu chọc một quyền đánh tới lực đạo là đủ mãnh liệt nhưng là tốc độ quá chậm hơn nữa dùng sức quá mạnh bị trần húc nhẹ nhàng một cái nghiêng người tránh qua một bên tại hắn một quyền đánh hụt còn chưa kịp phản ứng thời điểm một hồi tay vừa vặn cầm lấy lỗ tai của hắn sau đó dụng lực hướng bên cạnh kéo một phát, tiếp tục hướng trên tường ngã đi. Lỗ tai là nhân thể yếu ớt nhất địa phương một trong. Nhất là tại bị dùng sức lôi kéo thời điểm, cái loại này toàn tâm đau đớn coi như là thiết hán đều có thể kêu đi ra. Trần hút cái này kéo một phát một kéo, rất có có tứ lạng bà thiên cân địa hiệu quả, trực tiếp đem ngao ngao kêu thảm thiết đầu chọc ngã ở trên tường, đón lấy đuổi kịp một cước đá vào hắn địa trên lưng, đầu chọc lập tức cả người tựu dán tại trên tường, cái mũi trên mặt đau tràn đầy nước mắt, có thể Trần Húc còn không có đã ghiền, đuổi kịp đè lại hắn dầu quang tỏa sáng địa cài ót. Cứ như vậy hung hăng đi phía trước va chạm, thằng này cả khuôn mặt lập tức không hề giữ lại tựu dán tại trên tường, phanh một tiếng vang thật lớn. Tị khẩu, lỗ mũi đổ máu vừa trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Nói thật, Trần Húc cái này vài cái ra tay quả nhiên là ngoan độc. Từ lúc Trần Húc cùng người động thủ đến nay, tại trong hiện thực còn cho tới bây giờ phản đối ai hạ qua như thế trọng địa tay. Tự lấy hắn như vậy lực lượng, hung hăng đem người đầu ngã tại trên tường tối thiểu cũng phải đụng ra cái rất nhỏ não chấn động đi ra nhưng là trần húc hôm nay thật sự là phi thường nén giận loại này nén giận đến phi thường địa đột nhiên lẽ ra huynh đệ không cẩn thận làm lớn hơn bạn gái bụng loại chuyện này căn bản không đến mức lại để cho trần húc sinh ra tình như vậy tự trừ phi bị huynh đệ làm phình bụng nữ nhân kia là mình bạn gái nhưng là trần húc loại này nén giận cũng không phải phẫn nộ chủ yếu tự là bực bội phi thường bực bội Bực bội hận không thể ngửa mặt lên trời kêu to vài tiếng. Theo tâm lý học đi lên nói, chân hút loại này bực bội tựu là duyên tại thời kỳ trưởng thành phát triển lúc cái loại này luôn nóng cùng với kỳ quái tâm lý mâu thuẫn. Thời kỳ trưởng thành là một cái phi thường cần phải chú ý thời kỳ. Tại nơi này thời kỳ thiếu đất còn trẻ nữ thường thường sẽ đối với cái thế giới này sinh ra một loại cảm giác không tín nhiệm. Loại này cảm giác không tín nhiệm địa khuếch đại tựu là đối với chính mình không tín nhiệm, người đối diện người, đối với bằng hữu Đương nhiên, bất đồng địa thân thể hội không có cùng biểu hiện. Cái này thời kỳ còn có một rất rõ rệt mâu thuẫn ngay tại ở đối với lớn lên cách nhìn bên trên. Một phương diện, cái này thời kỳ thiếu niên thiếu nữ đều cảm giác mình đã trưởng thành, lớn lên bọn hắn đầy đủ ứng đối rất nhiều chuyện, đầy đủ thoát ly ra trưởng lão sư che chở, cho nên thường thường sẽ người đối diện trưởng lão sư một ít lời khuyên, cảnh báo mà sinh ra mâu thuẫn càng không thích lớn tuổi chính là người bưng lên tuổi mà nói bọn hắn tuổi còn nhỏ, ta không phải tiểu hài tử rồi, những lời này là bọn hắn thường xuyên động ở bên miệng đấy. Nhưng là đồng thời tồn tại, cái này thời kỳ hài tử sẽ đối với phát triển cảm giác tới trình độ nhất định sợ hãi, như Trần Húc như vậy 17, 8 tuổi hài tử khá tốt, càng sớm một chút, 13, 14, 5 tuổi hài tử, nữ hài kinh nguyệt có kinh lần đầu, nam hài lần thứ nhất bệnh di tinh, Đối với người khác phái sinh ra tưởng tượng chờ các loại, những này đều thuộc về thời kỳ trưởng thành tâm lý lo nghĩ. Mà đối với Trần Húc mà nói, hôm nay đột nhiên nghe nói bạn bè thân thiết đều có hài tử, cái này lại để cho hắn thoáng một phát cảm giác được mình đã trở thành đại nhân rồi, đã không còn là có thể được người khác con dế mà là muốn gọi thúc thúc được rồi, loại này đột nhiên vượt qua thức phát triển lại để cho tâm tình của hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Bởi vì tại Trần Húc xem ra, chính mình kỳ thật còn nhỏ yêu đương đều không có chính thức nói qua hắn căn bản sẽ không đi cân nhắc tương lai hôn nhân, con cái vấn đề. Nhưng là đem làm loại chuyện này thoáng cái bầy tại trước mặt của hắn về sau, Trần Húc cũng có chút luống cuống. Hắn suy nghĩ, nếu như mình gặp loại chuyện này phải làm gì? Nếu đột nhiên có một ngày có một nữ nhân tự nói với mình nàng đã có con của mình, sau đó chính mình muốn làm cha, này làm sao xử lý? Loại này lo nghĩ, tự là hôm nay Trần Húc tâm tình bực bội nguyên nhân chủ yếu cho nên Trần Húc hiện tại cùng hắn nói là theo đạo huấn cái này mấy cái ra hỏa, không bằng nói tại phát tiết, hắn biết rõ mình làm như vậy hội tạo thành cái gì hậu quả, nhưng là cũng nghĩ đến dù sao bọn này tên côn đồ mà thôi, bọn hắn đánh chủ ý của mình trước đây, chính mình là phòng vệ chính đáng, hơn nữa đám người kia cũng không có ai quyền. Nếu là lúc trước, Trần Húc vẫn có thể tính toán một cái đằng trước rất thiện lương hài tử, tựa như Cát Hưu nói như vậy cho dù giết người không phạm pháp hắn cũng không hạ thủ, nhưng là hiện tại, một là loại này lo nghĩ, hai là vì thân phận đề cao, tại loại này thời khắc cũng là sinh ra một loại đối với loại người này điểm miệt thị cảm giác rồi. Chẳng qua là khi chứng kiến hai người này, nhất là cái kia đầu chọc miệng mũi đổ máu thảm trạng. Trần Húc cũng có chút đã hối hận, cho nên kế tiếp đánh cái kia đeo mắt kiếm người lùn. Xem khả năng hay vẫn là học sinh cấp 3 tiểu gia hỏa, Trần Húc lưu lại tay. Tuy nhiên tên kia móc ra đao, Trần Húc cũng chỉ là dùng một chiêu cầm nã thủ lại để cho hắn thanh đao chát tại trên đùi của mình mà thôi. Trần Húc cảm thấy mình làm như vậy đã rất hiền hậu, bởi vì độc nhãn huấn luyện viên giáo, dùng đao chọc người mấy cái chỗ hiểm hắn đều không có ra tay, chát đến lớn chân như vậy không phải bộ vị yếu hại về sau muốn thanh dao găm xoay tròn thoáng một phát hoặc là thuận thế xuống kéo một phát. Loại chuyện này hắn cũng không có đi làm, chỉ là cho bọn hắn chút giáo huấn A, à, phản chính tự mình cũng xả giận rồi. Không biết cái kia ba cái ra hỏa biết được Trần Húc là như vậy nghĩ cách về sau sẽ là một loại gì cảm giác, liệu không nghĩ sẽ là như thế nào dễ chịu A. À? Trần Húc phát tiết đã xong về sau cảm thấy sảng khoái tinh thần, không khí cũng mát mẻ, thế giới cũng mỹ hảo rồi. Vì vậy hắn trở về đến bệnh viện, lúc này thời điểm Cao Hiểu Tiết đang đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Nhìn xem Cao Hiểu Tiết trên mặt biểu tình không thế nào thiện lương, Trần Húc đánh cho cái giật mình, đi đến đến hỏi, "Cái kia, thế nào?" Vương Kiều nói nàng không muốn đem hài tử làm mất, "Không thể nào?" Trần Húc vội vàng nói, "Nàng không phải là ý định đem hài tử sinh xuống đây đi. Ngươi không có khuyên nhủ nàng?" khích lệ cao hiểu tiết chừng mắt trần húc ta khuyên như thế nào khích lệ nàng tự tay đem con của mình giết đi nhà đầu kia như thế nào như vậy xông lên a à? ăn thuốc súng rồi hả trần húc liền nói người đối với ta phát cái gì hỏa hà cũng không phải hài tử của ta cao hiểu tiết xoay người tức giận nói đàn ông các ngươi sẽ không một đồ tốt lại địa đồ công kích hà trần húc nói xin nhờ cái này mặc kệ chuyện của ta được rồi người có cái gì hỏa cũng đừng hướng trên người của ta vung được không Ngươi còn nói không phải, đàn ông các ngươi cũng chỉ đồ nhất thời cực nhanh, căn bản mặc kệ chúng ta nữ nhân cảm thụ, cảm tình hai tử không phải ngươi sinh." Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, nói, "Đại tỷ, ngươi thay vào cảm giác không muốn mạnh như vậy được rồi, hiện tại sự tình cũng không phải ta làm lớn hơn bụng của ngươi." Ách, lời này vừa nói cao hiểu tiết tựu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, dương nhanh múa vuốt muốn nhào lên, Trần Húc cũng phát hiện mình nói sai, vội vàng nói ta nói là loại chuyện này không có phát sinh ở trên người chúng ta, người kích động như vậy làm gì vậy à? Người ta vợ chồng son tuổi trẻ nha, không nghĩ qua là chúng thầu rồi, loại chuyện này là không có biện pháp địa sự tình. Cao hiểu tiết hừ một tiếng, biết rõ Trần Húc nói không sai, người ta vợ chồng son sự tình vốn tự không nên chính mình để ý tới, nhưng là loại chuyện này, nữ nhân cảm giác thật là cùng nam nhân không giống với địa phương. Mang thai chính là nữ nhân, loại sự tình này nam nhân vỗ vỗ bờ mông tự mặc kệ, chịu tội hay vẫn là nữ nhân, nghe nói dòng người rất đau, hơn nữa đối với thân thể cũng không nên. Nhưng nàng cũng biết loại chuyện này mà kệ Trần Húc sự tình, nàng mặc dù có chút tiểu điêu ngoa rồi, nhưng là là không phải vẫn có thể đủ phân rõ sở, Trần Húc người này hay vẫn là rất quân tử, nhưng vấn đề là nam nhân loại sinh vật này, hừ hừ. Trần Húc lúc này hỏa phát tiết đã xong, cũng biết cao hiểu tiết thân là nữ nhân, loại chuyện này khả năng thay vào cảm giác tương đối mạnh, tốt âm thanh khuyên nhủ, kỳ thật đây cũng là không có biện pháp sự tình, bọn hắn dù sao còn nhỏ à cũng còn không có làm dễ làm cha mẹ chuẩn bị khác địa không nói có trời mới biết bọn hắn trước khi đều nếm qua cái gì đó à ta nghe nói có chút dược hội rất ảnh hưởng thai nhi phát dục đấy cho nên lúc này thời điểm bọn hắn đều không có chuẩn bị cho tốt hai tử vạn nhất là cái gì dạng nhi cái kia còn không bằng làm mất đây này còn có bọn họ đều là đệ tử à chính mình việc học vẫn chưa xong thành sự nghiệp còn không có cất bước cái lúc này cũng không thích hợp muốn hài tử quan trọng hơn là chưa kết hôn mà có con. Trần Húc nói đến đây nói không được nữa, không riêng gì Cao Hiểu Tiết lạnh lùng nhìn xem hắn, còn có chính hắn cũng cảm giác mình thật sự rất tà ác, cái kia dù sao cũng là một đầu tánh mạng à. Một hồi trầm mặc, trầm mặc về sau, Cao Hiểu Tiết hỏi, này, nếu như, nếu như bạn gái của ngươi với ngươi, N, sau đó không cẩn thận mang thai, ngay tại lên đại học thời điểm, ngươi hội làm như thế nào? Điều này có thể lại để cho Trần Húc nói như thế nào? loại sự tình này không có đến phiên trên người mình thời điểm ai đều không thể nhận thức người trong cuộc cái chủng loại kia cảm thụ hơn nữa muốn trần húc nói đem hài tử làm mất vậy cũng dù sao là cốt nhục của mình à hơn nữa dùng trần húc hiện tại kinh tế thực lực muốn nuôi sống hài tử thật sự là quá dễ dàng về phần không có làm dễ làm phụ thân chuẩn bị cái kia hoàn toàn là lấy cớ không chuẩn bị còn đem hài tử cho làm cho đi ra làm cho đi ra về sau còn muốn làm mất về phần bị trường học đổi học các loại loại lý do này càng không có có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Dùng Trần Húc hiện tại năng lực còn cần lên đại học. Đến trường mục đích gần kề chỉ là bởi vì trường học chính giữa sinh hoạt qua vô cùng thích ý, hơn nữa tại đây. Còn là tự nhiên mình không bỏ xuống được người mà thôi. Vì vậy Trần Húc rất nghiêm túc gật đầu, ta sẽ không đem hài tử làm mất, hội sinh ra đến, là ta làm, ta nhất định gánh chịu. Nghe xong lời này, Cao Hiểu tiết thỏa mãn gật đầu, nhưng lại cảm giác mình gật đầu thật sự rất không thỏa, vội vàng nói sang chuyện khác nói coi như người có lương tâm được rồi vương kiều vừa rồi mình cũng nghĩ thông suốt nàng hiện tại hoàn toàn chính xác không thích hợp muốn hài tử lại để cho huynh đệ ngươi hảo hảo cùng cùng nàng a à. nữ nhân cái lúc này trên thân thể cần tiến bổ hay vẫn là tiếp theo trọng yếu nhất là tại đây nàng chỉ chỉ chính mình ngực trái nhưng là trần húc lại hiểu ý sai rồi muốn bổ ngực không phải không muốn hài tử sao vậy thì không cần sữa nữa à bổ cái gì ngực à Cao Hiểu Tiết cơ hồ cũng bị thằng này cho làm tức chết, kêu lên, bổ cái gì ngược à? Có hay không đầu óc à? Ta nói rất đúng tâm, cần an ủi người tên ngu mốc này. Trần Húc rất ủy khuất, ngươi nói ngươi ở thời điểm này làm như vậy một cái mập mờ động tác, cái này lại để cho hắn nghĩ như thế nào à? Chuyện kế tiếp cũng không cần Trần Húc đến quan tâm, hơn nữa hắn cho dù muốn quan tâm cũng thao không, cho nên hắn tự cùng Cao Hiểu Tiết về tới trường học, đã đến trường học về sau sáng hôm nay khóa đã qua hai mảnh rồi chứng kiến trần húc tiến đến tần tiểu ngạn tự vẻ mặt đau khổ nói lão tam người ngay lập tức đi lão cao văn phòng a vừa rồi điểm danh có một chút ngươi rồi không phải đâu trần húc có chút mất hứng bởi vì lúc trước hắn còn cảm thấy phòng ngủ huynh đệ rất có nghĩa khí rất có ăn ý đâu rồi như thế nào chính mình hay vẫn là bị bắt tần tiểu ngạn nhìn dáng vẻ của hắn vội vàng nói lão tam chúng ta thế nhưng mà giúp ngươi đáp nữa à nhưng hết cách rồi ai bảo tiểu tử ngươi quá nổi danh nữa nha lão cao chuyên môn điểm tên của ngươi trả lời vấn đề kết quả ta đứng đi lên hắn nói một câu ô ta nhớ được trần húc không có ngươi lớn lên đẹp trai như vậy à bà mẹ nó trần húc kêu một tiếng không phải đâu chính mình nổi danh như vậy sao cái này lão cao bên trên chính là mã chiết à cái này đường khóa đối với trần húc mà nói là nhàm chán nhất cho nên từ khai giảng tiết khóa thứ nhất bắt đầu hắn tự co lại đến cuối cùng sắp xếp trong góc ngủ bù không nghĩ tới như vậy lão cao lại vẫn nhận biết mình thật là không có thiên lý a à? Lúc này thời điểm bên cạnh Cao Hiểu Tiết cũng nghe nói như thế rồi, vội vàng nói ta đây đây này ta đây đâu này. Lão Cao Điểm ta chưa, chưa, bên cạnh chám tinh ha ha cười, tự có một chút trần húc rồi, n, ta nhìn ngươi hay vẫn là mau đi đi, ngươi nếu không đi lão Cao liền nói ngươi mã chết không cần khảo thi rồi. Đổ mồ hôi, trần húc nghe xong tự ngồi không yên, như gió chạy ra khỏi phòng học. Rất nhanh tự lại vọt lên trở lại, lão Cao văn phòng ở đâu? Ký túc xá lầu 2308, lão Tam, Phòng tiêu tiêu này dịch thủy Hàn à. Xéo đi, Trần Húc cũng không quay đầu lại, lão tử trở lại cho ngươi nha tráng sĩ vừa đi không quay lại. Chờ Trần Húc sợ hãi gõ vang 308 đại môn, nghe được bên trong một giọng nói tiến đến, mà đẩy cửa ra về sau, phát hiện trong phòng không riêng gì lão cao, còn có một trải lấy để sau lưng đầu, mặc một bộ áo khoác trắng trung niên nam nhân. A, à, ta biết nghe tiểu tử ngươi không cần phương pháp này gọi không đến, lão cao cười cười, tốt rồi, xem tiểu tử ngươi cái này bước uất ức giận trốn một tiết khóa mà thôi, người không có tránh được sao. Sợ thành như vậy, hắn vừa nói như vậy Trần Húc ngược lại bó tay rồi, đành phải ngượng ngùng vào đầu cười cười, cái kia, buổi sáng có việc, chậm trễ. Người chuyện này cũng không cần nói, ta cũng tin tưởng ngươi cái này mỗi sáng sớm 5 điểm tự chạy bộ chàng trai sẽ không ngủ nướng, lão cao cười nói, chủ yếu là vị này muốn nhận thức nhận thức ngươi, để ta giới thiệu một chút, vị này tự là đại danh đỉnh đỉnh lý lượng nham tiến sĩ. Trần Húc may mắn à, may mắn chính mình trước khi vừa nghe cao hiểu tiết nhắc tới qua lý lượng nham tiến sĩ đại danh bằng không thì lúc này thời điểm lão cao đột nhiên nói lên người này danh tự chính mình vẻ mặt mờ mịt đây chẳng phải là bị chơi khăm rồi cũng quá không để cho người ta mặt mũi cho nên trần húc vội vàng làm làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dạng nói lý bác sĩ tốt nhưng trong lòng không ngừng ở nói thầm người nói lão nhân này không có việc gì muốn nhận biết mình làm gì lý lượng nham tiến sĩ nhìn về phía trên niên kỷ đã không nhỏ rồi tuy nói cùng hợp hiệp đại trương hiệu trưởng niên kỷ không sai biệt lắm đại. Hay vẫn là bạn học cùng lớp mà, bất quá bộ dáng hoàn toàn chính xác muốn lão nhiều lắm. Tóc của hắn đã thừa thất rồi, để sau lưng lấy sơ tới cũng không có lộ ra có nhiều tinh thần, làn da cũng rất già nua rồi, hiện ra một loại cũng không khỏe mạnh ố vàng sắc, thượng diện lại vẫn có chút điểm. N, chẳng lẽ là lão nhân ban? Không thể nào, tính lên niên kỷ lý lượng nham tiến sĩ năm nay cũng mới 50 tuổi không đến à, nhìn xem trương hiệu trưởng vẻ mặt dầu quang tỏa sáng bộ dáng, cái này rõ ràng không phải một cái bối phận người mà. Càng làm cho Trần Húc đổ mồ hôi chính là, lý lượng nham tiến sĩ cười cười, ách, một miệng răng cửa vàng khẻ à. Trong đó hai khỏa lại vẫn mất, hắn đến cùng bao nhiêu à, làm sao lại bắt đầu dụng răng rồi hả? Cảm giác được Trần Húc ánh mắt chính là chú ý tại hàm răng của hắn lên, lý bác sĩ ha ha cười cười, cái này răng là không cẩn thận ngã sắp xuống về sau dập đầu, không có thời gian đi bổ. Trần Húc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá đã ở oán thầm, đại danh đỉnh đỉnh lý lượng nham tiến sĩ ai. Thật đáng sợ lạc, thật sự là thật đáng sợ lạc. Ai, bao nhiêu fan hâm mộ thần tượng muốn tan vỡ à? Lý bác sĩ cười cười, người tựu là Trần Húc đúng không? A, à, đại danh đỉnh đỉnh à, phát hiện bệnh chó dại hoạn. Hiệp đồng khai phát kim dung bảy hiệp chuyện trò chơi, độc lập hoàn thành cái kia cái gì? A, à, ta đã quên tên, bất quá một đệ tử khai phát website trò chơi có thể kiếm tiền người thực cực kỳ khủng khiếp à. Trần Húc không có ý tứ gãi gãi đầu, ngoan ngoãn. Cùng Lý Lượng Nham tiến sĩ trước mặt nhiều lần ai cùng đại danh đỉnh đỉnh. A, à, cái này thật đúng là không giống vậy à, Hoa khen kết, SMMS đích xác là đại danh đỉnh đỉnh, không ít biết rõ SMMS ai biết Lý Lượng Nham là cái đó dễ hành hoa. Hắc hắc, lão cao đối với Lý Lượng Nham tiến sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, Trần Húc à, ta gần đây thân thể có chút không thoải mái. N, tìm ngươi tới giúp ta kiểm tra một chút đi a à, ngươi cũng biết đi bệnh viện kiểm tra quá đắt quá phiền toái cho nên tự phiền toái ngươi giàu tương đương nghe nói như thế trần húc thiếu chút nữa một đầu ngã trên mặt đất tâm không nghĩ sẽ bảo ta tới tự là chút chuyện như vậy tình a à. bất quá người ta lão sư mở miệng trần húc cũng không thể không nghe theo à đành phải gật gật đầu nói ta đi giặt rửa cái tay cao lão sư ngài chờ ta với tốt rồi trần húc chạy đến toilet đem đồng hồ cài đặt thoáng một phát sau đó tại trong lỗ tai đút cái mini Bluetooth tai nghe. Theo siêu thị máy tính mua, thể tích nhỏ bé mà thôi, không có gì khác công năng. Nhưng lại có thể làm cho tiểu mẫn đem kiểm tra kết quả thông qua thanh âm truyền thâu đến trong tai nghe tiếp thu. Như vậy hắn cũng không cần đối với đồng hồ giả vờ giả vịt nhìn. Trần Húc giặt sạch cái tay trở lại, chứng kiến lão cao ngồi ở trên mặt ghế, bên cạnh lý bác sĩ hào hứng bừng bừng nhìn mình, nghĩ thầm cái này không phải là một lần khảo nghiệm A cái kia khảo nghiệm thành công về sau phần thưởng là cái gì? Vì vậy Trần Húc tự hỏi, Cao Lão Sư Ngài ở đâu không thoải mái à? Lão Cao chỉ chỉ phần bụng, Trần Húc xem xét vị trí này là lá gan. Tự thò tay sờ soảng, kỳ thật mục đích là vì lại để cho Tiểu Mẫn sử dụng sóng siêu âm tiến hành kiểm tra. Tiểu Mẫn thanh âm rất nhanh truyền bá đến tai nghe chính giữa, trái lá gan trường 6. 6 cm, độ dày 5, 9 cm, phải lá gan nghiêng kính vi 12. 4 cm, lá gan ảnh hơi lớn lá gan chất tiếng vang tăng thô là lúc đầu lá gan ngạnh sợi hóa chính là biểu hiện trần húc lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi tiểu mẫn bên này tại kể một ít trị liệu phương pháp hắn dùng tâm nhớ kỹ sau đó giả vờ giả việt đi niết lão cao đích cổ tay xem mạch phải biết rằng trần húc vẫn luôn là bị nhận thức làm là trong hội y trung y được xem mạch địa phương bằng không thì quang sờ hai cái đã biết rõ kết quả vậy cũng quá khoa trương phần diễn làm không sai biệt lắm về sau Trần Húc lúc này mới nghiêm túc nói: "Cao lão sư, ngài hiện tại bệnh trạng đã có lúc đầu sơ gan biểu hiện, hiện tại ngài nhất định phải tranh thủ thời gian đi bệnh viện kiểm tra thoáng một phát, chú ý bảo dưỡng, nếu không hậu quả hội thiết tưởng không chịu nổi đấy." Sơ gan không phải cái tiểu bệnh, nhưng lão Cao cùng Lý bác sĩ liếc nhau sau vậy mà bật cười, lão Cao vỗ vỗ Trần Húc bả vai nói: "Chính là ngươi rồi, Lý bác sĩ cũng đang nhìn Trần Húc mỉm cười. Ách, đây là có chuyện gì à?" Lão Cao vỗ vỗ Trần Húc bả vai cười nói: Tiểu tử ngươi, được a. À. Ta cái này lúc đầu sơ gan là ngày hôm qua đi bệnh viện vừa điều tra ra, không nghĩ tới ngươi thoáng một phát tự kiểm điều tra ra rồi. Như thế nào Lý bác sĩ? Ta đề cử địa người không tệ a. À. Ngươi xem cái này tiểu hỏa, thân thể vô cùng bổng tuyệt đối phù hợp yêu cầu của ngài a. À. Lý bác sĩ gật đầu cười nói, phù hợp, thật sự là quá phù hợp rồi. Trần Húc đồng học, ta xin hỏi người nguyện ý làm của ta thí nghiệm trợ lý sao? Những lời này vừa nói. Trần Húc thoáng cái tựu sửng sốt. Thí nghiệm trợ lý, lão cao lúc này thời điểm hung hăng tại Trần Húc trên bờ vai vỗ một cái, tiểu tử ngươi còn sướng sở cái gì. Lý bác sĩ lần này trở lại ba tháng, có thể đem làm hắn thí nghiệm trợ lý thế nhưng mà ngươi chuyện cầu cũng không được tình. Ngươi biết vị trí này bao nhiêu người đoạt phá đầu sao. Ngươi biết ngươi như vậy một trợ lý địa thân phận, về sau nói ra sẽ có bao nhiêu gia công ty muốn đoạt lấy ngươi. Nói xong cuối cùng một câu lão cao cũng sửng sốt một chút, hắn tự nhiên biết rõ Trần Húc lão ba là làm gì vậy, tiểu tử này vài tỷ thân ra tương lai còn cần tìm việc làm. Cho nên lão cao lập tức đổi giọng, cái kia, lý bác sĩ thế nhưng mà tánh mạng khoa học thái đầu cấp nhân vật, cơ hội này thế nhưng mà khó được vô cùng, người cùng hắn có thể học được rất nhiều đồ vật, nói không chừng còn có thể tiếp xúc đến đương kim khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng đồ vật, cơ hội này mất đi cũng chưa có, người còn không đáp ứng. Lý bác sĩ phất phất tay cười nói, cái này cũng muốn Trần Húc đồng học chính mình nguyện ý mới được, n. Trần Húc đồng học, ta đối với ngươi rất hài lòng. Hôm nay ta đến tìm giáo dục cao đẳng thụ, muốn cho hắn giúp ta đề cử một vị các phương diện đều rất xuất chúng đệ tử để làm phụ tá của ta. Ta cảm thấy cho ngươi rất tốt, cường tráng địa thân thể, thông minh địa đầu não, n, ngươi tại máy vi tính phương diện tài nghệ của ta là người thường, nhưng có thể lấy được hiện tại thành tích tuyệt đối không phải may mắn, điểm này không cần khảo hạch ta cũng đã tin tưởng, dù sao công tác của ngươi tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Còn có càng suất trúng địa một mặt là người đối với y học cũng rất có hiểu rõ. Điểm này phi thường tốt, cho nên ta chân thành mời người tới làm ta về nước 3 tháng này trợ lý tổng thanh tra. Người có thể lo lo lắng lắng lại quyết định có đáp ứng hay không. Trần hút một mực tại sướng sờ, bởi vì hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Đem làm lý bác sĩ trợ lý. Không sai, đối với một cái sinh viên mà nói nếu có hạnh trở thành lý bác sĩ trợ lý, vậy thì chờ vì vậy nhất phi trùng thiên dĩ nhiên đối với chính mình mà nói loại này nhất phi trùng thiên cũng không có thèm bất quá đây cũng là một cái khó được kinh nghiệm à vì vậy trần húc nghĩ nghĩ tự hỏi ta đây cái này trợ lý muốn làm nào công tác đâu này lý bác sĩ cười nói chủ yếu chính là vì giúp ta làm một ít thí nghiệm ghi chép ví dụ như dược vật phản ứng phát tác thời gian chờ các loại rất nhẹ nhàng đấy cho nên ngươi không cần như thế nào lo lắng cuối cùng lý bác sĩ còn nói bởi vì ta hiện tại đang tại khai phát một loại hoàn toàn mới dược vật loại này dược vật tác dụng có thể sẽ đối với cái thế giới này tạo thành trọng đại ảnh hưởng, cho nên hôm nay ta sẽ đem loại này dược vật tại trên thân động vật tiến hành thí nghiệm, nhiệm vụ của ngươi tựu là quan sát thí nghiệm kết quả cũng sẽ nhớ lục. Đương nhiên đây cũng không phải là là một mình ngươi công tác. Hiệu trưởng còn cho ta tìm mấy một học sinh một hỗ trợ, mà ngươi nhiệm vụ chủ yếu tựu là đưa bọn chúng thu thập địa số liệu chỉnh hợp hơn nữa trực tiếp hướng ta báo cáo, hiểu chưa? Cái này là bí thư trưởng, lão cao ở phía sau hạ giọng nói, Bất quá tại trong phòng này hạ giọng hoàn toàn không có ý nghĩa, ý tư nói đúng là ngươi là bọn này trợ lực rõ ràng hợp lý, hiểu rõ. Như vậy à, Trần Húc nghĩ nghĩ, như vậy, ta có tiền lương sao? Lão cao biểu lộ lập tức tự biến thành, trời ạ, à, như vậy một cái cơ hội khó được hắn lại vẫn dám muốn tiền lương. Tiểu tử này đầu óc bị con lừa cho đá, ngược lại là lý bác sĩ là rùa biển, đối với những lời này cũng không có gì mâu thuẫn, cười nói, đương nhiên là có đấy, mỗi ngày tiền lương là 300 nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ chúng ta còn có thể đàm. Dù sao ở nước ngoài, trong đại học rất nhiều đi theo giáo sư làm nghiên cứu khoa học đầu đề đều là có tiền lương cầm, bất quá một ngày 300 cũng không ít. Kỳ thật Trần Húc chỉ là thuận miệng hỏi một chút, một ngày 300 một tháng 9 ngàn, cái số này cũng không ít. Hơn nữa hắn biết rõ nếu như hắn lại không đáp ứng sau lưng lão cao muốn giết người, vì vậy hắn liền vội vàng gật đầu nói, đã đủ rồi đã đủ rồi, bất quá ta bình thường còn muốn lên khóa, thời gian phương diện không có vấn đề sao. Bên trên mau khóa, lão gọi to, tiểu tử ngươi cũng đừng có cùng ta giả bộ rồi, ta hỏi qua mấy cái lão sư, tiểu tử ngươi khi đi học đều là tinh thần không tại trên lớp học. Ngươi cho rằng một ngày 300 dễ kiếm như vậy hay sao? Lý bác sĩ tắc thì cười nói, a kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy đấy, ngươi với tư cách trợ lý tổng thanh tra nhiệm vụ chủ yếu tự là sửa sang lại những người khác bắt được số liệu, đương nhiên chính ngươi cũng muốn tham dự đến thí nghiệm chính giữa. Về phần công tác nha, người mỗi ngày cũng chỉ cần công tác 8 giờ. Lúc này người có thể dọn ra đến tối không khi đi học. Chắc có lẽ không chậm chế người bình thường việc học, nhưng khả năng muốn mệt mỏi một ít. Không, Trần Húc vội vàng nói, ta hay vẫn là đi học địa thời điểm đến đây đi. Bà mẹ nó, cỡ nào quang minh chính đại một cái cúp học lý do à, dù sao ngày bình thường Trần Húc đi học cũng hoàn toàn chính xác không thế nào nghe, oa ca ca tạp. Lý bác sĩ cười cười, nói, cái này chính người đến sắp xếp xong xuôi, đây là ta phòng thí nghiệm cái chìa khóa, bởi vì ngươi mỗi ngày khởi đều rất sớm, cho nên cho phòng thí nghiệm mở cửa công tác tự giao cho ngươi rồi, của ta phòng thí nghiệm tại tánh mạng khoa học nghiên cứu lâu 25 tầng, thì ra là cao nhất địa một tầng đều là ta địa phòng thí nghiệm, ngươi một hồi có thể cùng ta qua đi xem, n, còn có chút đặc biệt phải chú ý địa phương muốn với ngươi bàn giao, nhắn nhủ, dù sao chỗ đó rất nhiều địa dụng cụ đều là phi thường đắt đỏ đấy. Chật chật, một tầng lầu đều là hắn phòng thí nghiệm à, Trần Húc nghĩ thầm đây mới là nghiêu nhân, chính thức nghiêu nhân. Phải biết rằng Lý bác sĩ hàng năm cũng tự trở lại 3 tháng mà thôi, phần lớn thời gian hay vẫn là ở nước ngoài. Cái này chuyên môn cho hắn lưu lại một tầng lầu phòng thí nghiệm rồi, đây không phải như nhân là cái gì. Nhà này 25 tầng tánh mạng khoa học nghiên cứu lâu là hợp hiệp năm kia vừa mới rơi thành, đầu nhập đại lượng tài chính, đương nhiên trong đó cũng có chính phủ chi, cấp phát. Bởi vì hợp hiệp đại tánh mạng khoa học chuyên nghiệp hoàn toàn chính xác rất cường, rất nhiều sau khi tốt nghiệp xuất ngoại đệ tử đều lấy được coi như không tệ thành tích, tại cái khu vực này chính giữa có cực cao danh vọng. Cho nên cái này tánh mạng khoa học hệ đã không riêng gì hợp hiệp đại học một cái chiêu bài rồi, càng là hòa Hải city một đại chiêu bài. 21 thế kỷ quan trọng nhất là cái gì? Nhân tài. Cho nên Hòa Hải City tính cả hợp hiệp đại học cùng một chỗ kiến tạo loại này có thể nói xa hoa thí nghiệm lâu, tầm nhìn chính là vì hấp dẫn hải ngoại nổi danh lão đồng học trở về, một là có thể đánh nhau tiếng nổ danh khí, thứ hai cũng là có thể sáng tạo càng lớn giá trị. Bọn hắn hạng nhất nghiên cứu lấy được quốc tế trên thị trường đều có thể sinh ra oanh động, sáng tạo cường đại kinh tế hiệu quả và lợi ích, Chớ nói chi là lý bác sĩ loại này đỉnh cấp chuyên gia rồi. Trần Húc đi theo lý lượng nham tiến sĩ lên cái này ngày bình thường đệ tử căn bản không có khả năng tiến vào địa nghiên cứu lâu, lý bác sĩ cho hắn một thân phận phân biệt tạp, cần hắn đưa vào vân tay, vân tay ôn tổn sóng nghiệm chứng đấy. Phi thường cao cấp hơn nữa phi thường nghiêm khắc, phải biết rằng nhà này trong lầu thiết bị tư liệu giá trị quá cao. Cho nên thỉnh đều là suốt ngũ đặc trùng quân nhân để làm bảo an, 24 tiếng đồng hồ đều có người chăm sóc, bình thường đệ tử căn bản không có khả năng tiến địa đến. Lên 25 lâu Trần Húc sốt cục thấy được truyền thuyết này bên trong đích phòng thí nghiệm, vô cùng xa hoa. Cái gì quang học kính hiển vi điện tử còn không coi vào đâu, còn có albumin điện lặn nghi, siêu tốc ly tâm cơ, ít xả tuyến dụng cụ, từ hạch cộng hưởng phân quang nghi, electron tử phóng ra đứt gãy máy quét chờ chờ. Những dụng cụ này xưng là giá trị liên thành cũng không đủ. Đương nhiên cái này trong phòng thí nghiệm đã có một ít nghiên cứu nhân viên công tác, chính thức tiến hành thao tác đều là những này chuyên nghiệp địa nhân viên công tác. Như Trần Húc nhiệm vụ của bọn hắn tự là đến làm việc lặt vặt, ghi chép số liệu quét dọn vệ sinh. Hết cách rồi, thật muốn bọn hắn đi nghiên cứu bọn hắn cũng không có bổn sự kia. Trần Húc suy nghĩ thoáng một phát, công việc này kỳ thật rất thanh nhàn hơn nữa cũng không có cái gì quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Hắn cũng không cần phải như mặt khác trợ lực đồng dạng đi theo người khác đằng sau cẩn thận thu thập ghi chép mắt cũng không chấp cái nào, hắn cần phải làm là đem số liệu ghi chép chỉnh hợp về sau đưa vào máy tính. Cái này với hắn mà nói thật sự là đại tài tiểu dụng rồi. Bất quá ngoại trừ trần húc bên ngoài, lý bác sĩ hay vẫn là kêu 10 cái trợ lý, phân thiên giao nhau tiến hành công tác an bài, 5 người làm một tổ. Bất quá Trần Húc cái này tổ trưởng chính là hắn một cái rồi, dù sao hắn việc cũng không nhiều, hơn nữa bởi vì là Trần Húc trực tiếp hướng Lý bác sĩ báo cáo kết quả công tác, cho nên nhiều người ngược lại không tốt. 10 người này toàn bộ đều là tánh mạng khoa học hệ gia súc, 6 cái nam sinh bốn cái nữ sinh. Có thể đừng tưởng rằng tánh mạng khoa học hệ thật sự đều là quả hồng mềm. Tốt xấu cái này 6 cái nam sinh bình địa đồng đều thân cao ngay tại 178 đã ngoài, trên cơ bản tìm không thấy so Trần Húc thấp đấy. Mà ngay cả nữ sinh thân thể cũng đều còn có thể, mấy người đều là thường xuyên đi ra rèn luyện chơi bóng đấy. Cái này lại để cho Trần Húc rất kỳ quái, chẳng qua là khi trợ lý mà thôi, muốn tốt như vậy thân thể làm cái gì. Lý bác sĩ cười đầy kính mắt, Mao Chủ tịch đã từng nói qua thân thể là cách mạng địa tiền vốn à. Chúng ta làm thí nghiệm mặc dù không có cái gì tính phóng xa các loại nguy hiểm, nhưng là ta hy vọng mượn này đến lại để cho các học sinh tăng cường chính mình khí lực, bằng không thì giống như ta vậy vào xem nghiên cứu, chờ chú ý tới thân thể lúc sau đã đã chậm. Chật chật, không trách người ta là tiến sĩ, xem lời này nói, tự là có trình độ. Chỉ là lý bác sĩ lại để cho Trần Húc đem làm cái này đầu. Người khác hội nghĩ như thế nào đâu này. Phải biết rằng, còn lại cái này 10 cái trợ lý đều là tánh mạng khoa học hệ, 10 người toàn bộ đều muốn nghe Trần Húc một ngón tay vung. Nếu là hắn tánh mạng khoa học hệ địa còn chưa tính, có thể hắn hết lần này tới lần khác là khoa máy tính địa phương cái này lại để cho những này lũ gia súc cảm giác mình rất thật xấu hổ chết người ta rồi. Bởi vì này lần thực tập ý nghĩa trọng yếu phi thường. Hơn nữa đệ tử giai đoạn cũng còn không có gì tâm nhãn, cho nên bọn hắn trong nội tâm khó chịu quy khó chịu. Lại cũng chỉ có thể mặc kệ nó, tối đa tự là bình thường đối với Trần Húc không thế nào phản ứng mà thôi. Nếu như là trong tương lai địa xã hội chính giữa, gặp phải tình huống như vậy sớm đã có một đám người mưu đồ lấy như thế nào cho Trần Húc xử ngáng chân hạ mũ, sau đó đem hắn cho đuổi đi bất quá cũng may mắn như vậy, Trần Húc là đèn đã cạn dầu, đến lúc đó ai bị cưỡng chế gì rời còn không nhất định đây này. Chỉ là lý bác sĩ loại này an bài cũng hoàn toàn chính xác lại để cho tánh mạng viện khoa học viện trưởng rất phiền muộn đồng thời cũng làm cho khoa máy tính viện trưởng rất cáp ra. Bất quá tánh mạng khoa học hệ viện trưởng cùng lý bác sĩ nói mấy lần lý bác sĩ đều không đồng ý, người ta lý bác sĩ là rùa biển, mới không sẽ để ý loại này cái gọi là vấn đề mặt mũi, làm cho Trần Húc hiện tại trở thành toàn bộ tánh mạng viện khoa học toàn bộ viện công địch. Những chuyện này Trần Húc mới sẽ không để ở trong lòng, hôm nay công tác với hắn mà nói phi thường mới lạ, tươi sốt, bởi vì có rất nhiều thú vị dụng cụ. Ví dụ như Trần Húc thích nhất làm sự tình tựu là nhổ cọng lông chân đặt ở kính hiển vi điện tử phía dưới nhìn xem đến cùng là dạng gì. a à, những vật này tuy nhiên rất trò đùa, nhưng là phòng nghiên cứu nhân viên công tác cũng rất tốt ở chung. Hơn nữa Trần Húc người này còn là một từ trước đến nay thuộc quen thuộc miệng lại ngọt, rất nhanh tựu cùng mọi người hỗn đã đến cùng một chỗ, bình thường lúc nghỉ ngơi Trần Húc nếu như muốn loay hoay những dụng cụ này, đều có nhân viên công tác đi lên chỉ đạo. Cũng phạm không được cái gì sai lầm, kỳ thật những vật này, tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa hoàn toàn có thể đủ mô phỏng đi ra, bất quá tóm lại không sánh bằng trong hiện thực như vậy hảo ngoạn. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, độc nhạc nhạc địa sự tình Trần Húc làm khá hơn rồi, hơn nữa đều là lén lút làm. Ngươi lại để cho Trần Húc nói cho người khác biết chính mình đã lái qua nước Mỹ B2 máy bay ném bom, người khác nhất định đem làm hắn là loại ngu xuẩn, nhưng vấn đề là hắn thực đã lái qua. Tựu là không có khai phi mà thôi, mà bây giờ Trần Húc loay hoay những này máy móc thời điểm. Có mấy cái thái điểu ở một bên nghiến răng nghiến lợi trợn mắt tương hướng. Bọn họ là bị học viện lãnh đạo ra nghiêm lệnh, không nên đụng đồ vật không nên đụng, không nên hỏi địa sự tình không nên hỏi, không nên nói không chỉ nói. Ai, ba cái không nên đại sơn ép tới những này ra xúc nhóm đàn bà con gái rất là phiền muộn à, nhìn xem Trần Húc vui sướng hài lòng tại đâu đó đùa chết đi được, trong nội tâm cái kia bị đè nén à. Như thế nào đồng dạng là trợ lý, làm người tranh lệch tựu lớn như vậy đâu này. Lý bác sĩ thí nghiệm thân thể to lớn địa khái quát phi tựu là đối với một loại dược vật nghiên cứu. Tiêm vào nhập chuột bạch, con thỏ trong thân thể quan sát phản ứng của bọn nó. Đương nhiên loại này dược vật cũng không phải độc dược, sẽ không giống 731 cái loại này chính xác đến tử vong thời gian nhiều ít hơn nhiều giây địa biến thái hành vi nhưng làm cho này loại ghi chép báo cáo sửa sang lại người trần húc nhưng căn bản nhìn không ra loại này dược vật thí nghiệm là làm vì cái gì công dụng đấy dược vật thí nghiệm trần húc cũng không phải chưa có tiếp xúc qua bởi vì cha hắn tự là kê đơn thuốc nhà máy đấy đối với phương diện này trần húc coi như có chút hiểu rõ lý bác sĩ tìm hắn đảm đương trợ lực cái này trật tự do cũng đã chiếm nhất định được thành phần như kháng virus hình dược vật nếu như là chọn dùng tiêm tĩnh mạch đều rút ra thời gian tiến hành rút huyết thử máu Quan sát huyết dịch chính giữa dược vật thành phần cùng với các thành phần, đón lấy tiến hành chủ tính chung, đến tính toán cái này dược vật mức đo lường cùng phát tác cực hạn. Nhưng là cái này nước thuốc tiêm vào nhập động vật địa trong cơ thể về sau, quan sát nhưng lại một ít loạn thất bát tao đồ vật. Ví dụ như lại để cho tiểu động vật qua mê cung, hoặc là đi ra mấy phó rất kỳ quái đồ khiến chúng nó tiến hành chọn lựa. Hay hoặc giả là tiến hành một ít phản xạ có điều kiện các loại khảo thí. Nói ngắn lại phi thường phi thường địa kỳ quái cái này loại dược vật rốt cuộc là làm cái gì dùng hay sao? Có cái gì công năng? Vấn đề này Trần Húc hỏi qua phòng thí nghiệm rất nhiều người, nhưng là đều không ai có thể trả lời đi lên, nhưng lại trân trọng nói cho Trần Húc, không nên hỏi không nên hỏi. Nhìn xem lý bác sĩ coi trọng trình độ, chắc hẳn loại này dược vật có lẽ rất đáng tiến, cũng khó trách che giấu thần bí như vậy. Trần Húc tại trong phòng thí nghiệm đã làm 3 ngày. Cơ hồ toàn bộ trường học người cũng biết cái này nhân vật phong vân lại một lần nữa địa phong vân, mỗi lần đem làm Trần Húc trở lại phòng ngủ địa thời điểm đều sẽ có người ba ba chạy tới hỏi hắn, Lý bác sĩ đến cùng tại nghiên cứu cái gì đó, một cái hai tốt như nhà trẻ mới tốt kỳ bảo bảo. Trần Húc nào biết được nghiên cứu cái gì đó à, đành phải giả vờ thần bí, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Nhưng là chiêu này đối với quản dịch cùng cao hiểu tiết mà nói một chút tác dụng đều không có, hai nữ nhân này đích thủ đoạn nhiều, quả thực lại để cho người tức lộn ruột, cho nên trần húc đành phải cầu xin tha thứ đem tình hình thực tế nói ra quản dịch cao mày phỏng đoán có phải hay không là tại kiểm tra tiểu động vật chỉ số thông minh đáp án này trần húc đã từng nghĩ tới nhưng là hắn rất xì mũi coi thường làm sao có thể nếu quả thật có loại này dược vật đây chẳng phải là toàn bộ thế giới tự tìm không thấy ngu ngốc rồi hoặc là nói hai người các ngươi tự được cứu rồi quản dịch cùng cao hiểu tiết đều là người thông minh tưởng tượng đã biết rõ trần húc tại vòng vo tam quốc tử mắng các nàng chỉ số thông minh thấp vì vậy Trần Húc tránh không được dừng lại, một trầu ra thịt chi khổ. Kỳ thật Trần Húc không phải miệng tiện không nên gây hai người sinh khí, chỉ là bởi vì hắn biết rõ loại này vui đùa còn không đến mức lại để cho cái này mấy cái nữ nhân sinh khí, bất quá ngẫu nhiên nhốn nháo, hưởng thụ thoáng một phát ôn hòa bàn tay nhỏ bé tại trên người mình sờ tới sờ lui cảm giác, cũng là rất happy đấy. Bất quá vừa lúc đó, một người đột nhiên tìm tới Trần Húc. Cái này hay vẫn là Trần Húc người quen biết cũ, Cục Công an Vương Cục trưởng Audio điện tử võ tấn bền Mễ ngóa đức, cục công an trong rất nhiều người chăm miệng một lời phát ra cái này âm thanh nghi vấn Trần Húc ngồi tại máy vi tính chỉ vào một cái website nói Ừ, sa tăng tổ chức người sáng lập một trong Mễ ngóa đức cùng năm 1999 ngọn nguồn tại Los Angeles bị bắt Bị giam giữ tại nước Mỹ liên bang ngục giam chính giữa 2007 năm tháng 3 ngày 21 Thì ra là tại hơn 10 ngày trước khi Satan tổ chức còn sót lại phần tử khủng bố công kích nước Mỹ Liên bang mục giam. Mễ Ngóa Đức cùng Otaka cái này hai gã đang bị giam giữ Satan tổ chức người sáng lập thừa cơ đào tẩu, đang lẩn trốn vong trên đường, Otaka bị nước Mỹ cảnh sát nổ súng bắn chết, mà Mễ Ngóa Đức thì tại trốn. Nước Mỹ cảnh sát đã ban bố lệnh truy nã, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà chạy trốn tới Trung Quốc. Trên tấm hình là thứ nhất anh văn website tin tức, thượng diện tựu là Mễ Ngóa Đức vượt ngục tin tức, còn bổ sung có ảnh chụp vừa rồi ta đã dùng màu tín đem mễ ngoá đức ảnh chụp chia ngô nguyên rồi lão đại nói người này tựu là tập kích hắn chính là cái người kia tuyệt đối sẽ không có sai đấy trần húc nói chạy theo cơ nhìn lại đoạn thời gian trước lúc tác thảm án mọi người đều biết đi à nha còn có vốn là đồng thời cũng đã xảy ra cùng một chỗ tiềm thức âm nhạc đả thương người sự kiện tự là tại lễ tình nhân ngày đó bích hiên đi tiến đưa bánh ngọt thời điểm gặp được đấy Chuyện này về sau giống như bị SMMS cho xử lý, cho nên mấy ngõa đức đối với SMMS ghi hận trong lòng cũng là hợp tình lý sự tình. Lúc tác thảm án khoảng cách mọi người quá xa xôi, nhưng là lúc ấy Trần Húc bọn hắn tự mình kinh nghiệm tiềm thức âm nhạc sự tình nhưng lại rất nhiều người cũng biết. Cuối cùng hay vẫn là Trần Húc đề điểm mới phát hiện lại để cho người chúng ta nguyên nhân là ra tại âm nhạc lên, cho nên hắn lần này thuyết pháp cũng không có cái gì sơ hở, tất cả mọi người không có hoài nghi. Nhưng là từ đội trưởng tựu rất kỳ quái hỏi, ngươi là làm sao tìm được đến cái này anh văn trang web hay sao? Đương nhiên là tiểu mẫn hỗ trợ tìm, bất quá Trần Húc đánh cho cái ha ha, nói, ta trở lại rồi tự muốn nha, đã hung thủ xác định là người da đen rồi. Vậy cũng có thể tự là một ít nước Mỹ đào phạm à sát thủ à các loại, cho nên ta đi ra nước Mỹ mấy cái web portal. Còn có một chút báo chí trang chủ đi lên tìm, sau đó tự lật đến cái tin tức này rồi, ngẫm lại bọn họ là cùng SMMS có cửu oán, cho nên tự thử xem quá, không nghĩ tới thoáng cái che lại. Mọi người đều chóng mặt, nhỏ như vậy xác suất sự kiện đều có thể bị hắn mông đến à, không biết là hắn quá trâu rồi hay vẫn là cái kia hung thủ quá suy rồi. Từ đội trưởng nhìn nhìn nói, cái kia đã xác định hung thủ là ai. Kế tiếp tự dễ làm rồi, ta cái này thông chi nhân thủ chú ý, n, ta đi cùng mặt trên liên hệ thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không theo cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức chỗ đó tìm được cái này tên gì. Mễ M, mễ ngóa đức địa vân tay hàng mẫu sau đó lấy tới so sánh thoáng một phát, nếu như vân tay cũng xác định, cái kia có thể ký phát lệnh truy nã rồi. Lường trước hắn một người da đen, tại Trung Quốc chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, cũng nhắc lên không dậy nổi cái gì sóng đến. Quản dịch lúc này thời điểm đột nhiên nói, từ đội trưởng, ngươi nếu cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức liên hệ, nhìn xem có thể hay không đem cái này mễ ngóa đức địa cuộc đời lý lịch sơ lược điều tra đến. Ngươi phải biết rằng, cái này mễ ngóa đức địa tiếng Trung rất tốt, rất khó tin tưởng một người cho tới bây giờ không có đến qua trung quốc địa người sẽ có như vậy xuất sắc địa tiếng Trung. theo phương diện này có lẽ có thể tra thoáng một phát nếu như hắn trước kia tại trung quốc dạo qua hoặc là nói ở trong nước có cái gì bằng hữu từ đội trưởng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói ta cái này phải mà vừa đi ra môn hắn cũng có chút dở khóc dở cười như thế nào chính mình đường đường một cảnh sát hình sự đại đội trưởng địa đội trưởng chuyên môn làm hình trinh thám địa phương vào hôm nay lần này đấu súng án trong thế nhưng mà lại nhiều lần địa bại bởi bọn này hai tử. Thiếu niên đáng sợ à, tốt rồi các vị, Trần Húc vỗ vỗ tay nói, mấy ngày nay chỉ sợ muốn ủy khuất mọi người. Ở chỗ này, N, vì cam đoan an toàn, mỗi ba người làm một tổ, ở một căn phòng, điện thoại 24 tiếng đồng hồ khởi động máy, gian phòng cùng đầu giường đều có khẩn cấp gọi cái nút. Muốn ăn cái gì thứ đồ vật tập thể thống nhất về sau tìm người chuyên môn đi ra ngoài mua hoặc là gọi điện thoại đặt hàng. Tại hung thủ không có xa lưới trước khi, chỉ có thể như vậy, ủy khuất mọi người, ủy khuất cọng lông à, một cái cấp cao gia súc kêu lên, xin nhờ. Như vậy một cái công khai trốn học hơn nữa đêm không về ngủ địa nhiều cơ hội sao khó được à. Đi ra ngoài vừa nói chúng ta ở tại cục công an trong đất bộ nhà khách bên trong nhiều có mặt mũi à. Tự là tự là, ba người một gian phòng, trong phòng còn có tivi điều hòa, bên cạnh tự là phòng máy tùy tiện lên mạng tốt như vậy điều kiện ai ủy khuất à. Nghe một hồi ồn ào thanh âm, Trần Húc cùng quản dịch nhìn nhau cười cười, kỳ thật bọn họ cũng đều biết những này gia súc là cố ý nói như vậy, rất lại để cho mọi người khẩn trương. Quân không thấy những cái thứ này biết được chính mình có thể sẽ trở thành bị công kích đối tượng về sau, đi nhà nhỏ WC địa tần suất đều so dĩ vãng cao không ít. Cục công an bên trong tự nhiên là ở không dưới như vậy hơn 10 lỗ hổng gia súc, cho nên vương cục trưởng tự trường hợp đặc biệt giúp bọn hắn an bài vào cục công an bên trong nhà khách chính giữa danh tự tuy nhiên là nhà khách, nhưng loại này chính phủ cơ quan nhà khách bên trong cấp bậc đều không thấp đấy. So về tinh cấp khách sạn đó là khẳng định không có được có thể so sánh tính, nhưng là điều kiện lại rất không tồi, tuy nhiên không xa hoa, nhưng là phi thường sạch sẽ hơn nữa sạch sẽ, bên trong điều kiện cũng là cái gì cần có đều có đấy. Là trọng yếu hơn là, thức ăn không tệ, hơn nữa hai tiếng đồng hồ miễn phí cung ứng. Tại đây địa điều kiện đương nhiên so trường học tốt rồi nhiều hơn, duy nhất vấn đề chính là tự do bị hạn chế rồi, không biết lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Bất quá nhiều người như vậy cùng một chỗ tụ tập, ăn mặc không lo đấy, nhưng lại có máy tính, không lo tìm không thấy sự tình làm. Đến ở hiện tại hợp hiệp đại, đã là thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc. Trương hiệu trưởng tại nhận được Trần Húc điện thoại về sau lập tức tự họp hạ chỉ thị, từ giờ trở đi, hợp hiệp đại tá môn phong bế, sở hữu tất cả đệ tử đi ra ngoài đều phải phải có phụ đạo viên ký tên, hơn nữa nhất định phải tại buổi tối 7 giờ trước khi trở lại. Ngoại nhân đi vào trường học nhất định phải đưa ra hữu hiệu giấy chứng nhận hơn nữa đăng ký, nếu có người da đen muốn đi vào trường học như vậy lập tức muốn báo động. Tin tức này chuyện sau khi trở về, quản dịch cùng Trạm Tinh lập tức tự là thở dài một tiếng, Trạm Tinh biểu hiện còn rất nhạt định, nhưng quản dịch nhưng lại trực tiếp mắng, những này trường học lãnh đạo quả thực tự là đầu óc heo à. Làm như vậy chẳng phải là tự là cho thấy chúng ta đã biết rõ hung thủ mục đích. Như vậy một bộ tiêu điều bộ dạng coi như là đầu heo cũng có thể nhìn ra không được bình thường, ở đâu còn có thể chui đầu vô lưới? Nguyên lai nàng là muốn bày làm ra một bộ không thành kế, sau đó dẫn mễ ngõa đức trên mình câu đây này. Trạm Tinh giận dữ nói, cái này cũng không thể trách ha, đối với trường học mà nói là tối trọng yếu nhất, tựu là đệ tử an toàn. Muốn cho bọn hắn dùng loại này cõng rắn cắn gà nhà phương pháp đem hung thủ hấp dẫn tới, chỉ sợ không phải kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa như vậy một cái cầm thương địa hung thủ tiến vào trường học về sau, chỉ sợ tùy tiện làm làm đều có thể sẽ xảy ra chuyện. Loại chuyện này trường học không dám đánh bạc, cũng đừng trách bọn họ rồi. Quản dịch lắc đầu, cũng thở dài, được rồi, hiện tại tự xem từ đội trưởng bọn hắn có thể hay không bắt được cái này người da đen rồi. Từ đội trưởng bên này tiến hành cũng rất không thuận lợi, đầu tiên là dò xét phiên hồi báo, bọn hắn đã dùng miếu thành hoàng làm trung tâm phóng xạ hình dáng địa tìm tòi quanh thân năm sáu đầu phố, thật vất vả tìm được một nhà khách sạn chính giữa có người da đen tìm nơi ngủ trọ, đi vào kiểm tra rồi lại mới phát hiện cái này người da đen là khoa học kỹ thuật đại một gã du học sinh, mang theo bạn gái đi ra thuê phòng đấy. Chúng nhân viên cảnh sát vì tiện xông vào lúc hai người chính trần chuồng thân thể tại chơi tám chi tám chi nửa trò chơi. Cái này người da đen còn nói muốn tới lãnh sự quán chính giữa trông án, gây chính là một đầu phiền toái. Về phần xe taxi, xe buýt, tàu điện ngầm phương diện, cũng đều gọi điện thoại hỏi thăm, tạm thời còn không có 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 thể được đã có dùng tin tức. Đồng thời, Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức bên kia cũng rất phiền toái, bởi vì phải có rất nhiều chính gốc thủ tục phải xử lý. Ai, thói quan liêu hại chết người à? Nghe tới từ đội trưởng phàn nàn về sau, Trạm Tinh nghĩ nghĩ nói, từ đội trưởng ngươi bên kia trước hết hỏi a, à, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao các người muốn xứng đôi vân tay mục đích đúng là xác nhận chứng cứ, tốt tuyên bố lệnh truy nã, nhưng là trên cơ bản đã xác định là người này không phải sao? Hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn điều tra cái này mễ ngóa đức cuộc đời lý lịch sơ lược, xem hắn có hay không tại Trung Quốc dạo qua, có thể hay không cùng nào người châu Á có cái gì cùng xuất hiện. Phương diện này, ta đi xem ta có thể hay không làm đến. Ngươi, từ đội trưởng mở to hai mắt, hắn không tin như vậy một cái tiểu cô nương có thể tìm đến quốc tế trọng yếu tội phạm hồ sơ tư liệu. Trạm tinh mỉm cười, cũng không giải thích. Trần Húc Phụng trộm hỏi, người muốn dùng hacker thủ đoạn đạt được mễ ngóa đức tư liệu. Cao Hiểu Tiết nghe xong tựu tinh thần tỉnh táo, tinh tinh, người ý định xâm lấn cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức địa cơ sở dữ liệu. Xin nhờ, chạm tinh dừng bước, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức cơ sở dữ liệu nếu như dễ dàng như vậy đã bị xâm lấn, đây chẳng phải là những cái kia nằm vùng dò xét viên thân phận sẽ rất dễ dàng bị bại lộ. Những này cơ mật địa cơ sở dữ liệu đều là không liên tiếp, kết nối mạng bên ngoài, như thế nào xâm lấn. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Chạm tinh ha ha cười cười, tìm người à, hồng khách liên minh thiên huyễn băng vân tỷ tỷ tựu là tại cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức công tác đấy. Trần Húc vỗ chán một cái, như thế nào đã quên loại phương pháp này rồi hả? Hắn vội vàng nói, ta gọi điện thoại cho quốc an cục đặng khẩn hỏi một chút, hắn có lẽ hội tương đối dễ dàng. Người nhận thức quốc an cục người, mấy cái thanh âm cùng một chỗ vang lên, Trần Húc gái gái đầu cười nói, nhận thức một điểm. Quản dịch lúc này thời điểm nói, vậy được rồi, cái lúc này hữu lực địa hết thảy xuất lực A, à? đều dùng thủ đoạn của mình đến tìm kiếm thoáng một phát. Dù sao sẽ không ngại nhiều, ta đi gọi điện thoại. Quản dịch lúc này thời điểm đi đến góc rẽ, gầy thông điện thoại, tả thúc, là ta. N, ta một cái đồng học bị người tập kích rồi, là đấu súng. Hung thủ gọi là mế ngõ đức, là sa tăng tổ chức người sáng lập. Đúng, tự là lễ tình nhân lúc chế tạo lúc tác thảm án chính là cái kia sa tăng tổ chức. N, cụ thể nguyên nhân ngài cũng đừng quản, nhưng cái này mế ngoá đức mục tiêu không riêng chỉ có ta cái kia đồng học, ta muốn, ta cũng hẳn là hắn tập kích mục tiêu một trong. Yên tâm ta hiện tại rất an toàn, chuyện này không muốn nói cho phụ thân, ta bây giờ đang ở cục công an nhà khách ở bên trong, ta rất an toàn ngươi yên tâm. Nhưng là cái kia mế ngoá đức một ngày không rơi lưới, ta đều không thể chính thức địa an toàn. Cho nên thỉnh ngươi hỗ trợ tra thoáng một phát cái này mế ngoá đức địa tư liệu, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu, muốn nhiều kỹ càng có nhiều kỹ càng. Nhất là, xem hắn có hay không tại trung quốc dạo qua hoặc là nói thành trường địa trong quá trình có chưa có tiếp xúc qua nào người châu á hắn tiếng trung là học của ai cái lúc này trần húc cũng gọi điện thoại cho đặng khẩn bên kia đặng khẩn thái độ cảm thấy không phải rất tích cực vì vậy trần húc dùng smms thân phận đã tìm được hách ái quốc ta đã biết rõ tập kích dịch thủy hàn người là ai hôm nay tại hòa hải city lại đã xảy ra cùng một chỗ đấu súng án ta chỗ đã giúp một thứ tên là ngô nguyên đệ tử bị đấu súng ta xác định hung thủ là một người hơn nữa tìm ra thân phận của hắn. Sa Tăng tổ chức người sáng lập một trong nghệ ngõ Đức. Lúc trước hắn vừa mới theo nước Mỹ liên bang trong ngục giam vượt ngục. Ta hiện tại muốn tất cả của hắn bộ tư liệu. Càng kỹ càng càng tốt. Tốt nhất là theo hắn sinh ra bắt đầu tư liệu. Còn có, ngoại trừ tư liệu bên ngoài. Ta thỉnh cầu, hơn nữa muốn các ngươi. Phải tất yếu bảo hộ còn lại những học sinh này an toàn. Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện gì. Ta không biết ta sẽ làm ra cái gì. Mà cùng lúc đó. Đồng thanh khiết tại một cái phi thường vắng vẻ trong phòng, dùng gian phòng điện thoại bấm một cái mã số, thanh âm chỉ vang lên một tiếng, bên kia đã có người tiếp khởi nói, thiếu ra. Ngài như thế nào gọi điện thoại trở lại rồi, là gặp sự tình gì sao? Là, cho ta biết phụ thân, lại để cho hắn động dùng trên tay có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, giúp ta tìm chế tạo năm nay lễ tình nhân lúc lúc tác thảm án chính là cái kia sa tăng tổ chức người sáng lập, mễ ngõa đức toàn bộ tư liệu. Ta phòng ngủ một cái trong đám bạn học thương tại hòa hải city ta tuyệt đối không thể buông tha người này nói cho phụ thân bất kể là hát đạo bạch đạo phát hiện hòa hải city cái này người da đen về sau lập tức nói cho ta biết này sơ cao lúc này thời điểm điện thoại thay đổi một người tiếp đồng thanh khiết nghe ra người này thanh âm là hiểu rõ nhất chính mình tam thúc sơ cao ngươi làm sao vậy ngươi không có gặp chuyện không may a à. tạm thời còn không có có đồng thanh khiết nói nhưng chỉ sợ cũng nhanh tam thúc ta nhớ được ở trong nước Ngươi cùng Thanh Hồng mấy cái đương ra quan hệ không tệ vậy sao? Vậy ngươi xin nhờ bọn hắn, động dùng trên tay hết thảy lực lược, lược, tại Hòa Hải City nội tìm một người da đen. Cái này người da đen tên gọi là Mễ Ngoa Đức, là đoạn thời gian trước mới từ nước Mỹ vượt ngục sa tăng tổ chức người sáng lập một trong. Đặc thù phi thường tốt nhận thức, phải tất yếu tại trong thời gian ngắn tìm được hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hoa Hải City thanh dương bắc lộ 308 số, phát thành bảo an công ty nhắc tới nhà này bảo an công ty, tính toán bên trên tại Hòa Hải City đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì này ra bảo an công ty không giống mặt khác một ít công ty như vậy, người sử dụng chủ yếu là nơi ở cư xá bảo an loại này không có gì phong hiểm quần thể. Phát thành bảo an công ty trang chủ nghiệp vụ đối tượng là những cái kia quán bar, hộp đêm, còn có tựu là cung cấp bảo tiêu, tay chân, hứng lấy đến thăm đòi nợ các loại nghiệp vụ. Hoặc là chuẩn xác mà nói, phát thành bảo an công ty kỳ thật tựu là hỗn hắc đạo, chỉ có điều tại Hòa Hải City, Bọn hắn hỗn tốt, hỗn đủ thông minh. Theo Hắc Đạo chuyển tới Bạch Đạo rồi, cho nên là hỗn chính Đại Quang Minh. Trên đường truyền lưu, Phát Thành Bảo An chủ tịch của công ty, cũng chính là bọn họ lão đại, 10 năm trước đi vào Hòa Hải City lúc, phải dựa vào lấy một bả đau một bả thương, để xuống hôm nay cái này cục diệt. Phát Thành Bảo An công ty bên ngoài là cái chính quy bảo an công ty, nhưng trên thực tế nói lý ra liên quan đến đến một ít vi phạm lệnh cấm nghiệp vụ, thuốc phiện súng ống đạn được phương diện này không dám nhiều lời nhưng là hòa Hải city quán ba trong sàn nhảy mặt lắc đầu hoàn, 80% là bọn hắn phát thả ra đấy. Nhưng là phát thành công ty cùng mặt trên quan hệ cũng coi như không tệ, người có thể đánh nhau, hậu trường lại đủ ngạnh, cho nên không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Mà này nhà công ty hắc bạch đạo cùng một chỗ hốn, hắc đạo kiếm tiền bạch đạo rửa tiền, hôm nay quy mô làm cũng không nhỏ. Thanh dương lộ tuy nhiên không phải cái gì phồn hoa khu vực, nhưng đất trống cũng không tiện nghi, có thể bọn hắn lại có được một tòa văn phòng cao nhất tầng 5. Từ phát thành tựu là nhà này phát thành bảo an chủ tịch của công ty, nhưng là tại trên đường, nhưng lại cũng bị tôn sưng một tiếng thành ra nhân vật. Từ phát thành năm nay 45 tuổi, đã qua từng đã là đỉnh phong kỳ, nhưng là hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, hòa hài city dám cùng hắn gọi bản người thật đúng là không nhiều lắm. Hắn từ nhỏ tại Việt Nam lớn lên, một tuổi thời điểm dùng lính đánh thuê thân phận đi lúc ấy chiến hỏa bay tán loạn Afghanistan, thẳng đến 35 tuổi năm đó về nước, về tới cái này chưa từng có đã tới quê quán, Hoa hai city, sau đó phát triển cho tới hôm nay cái này quy mô. Chỉ có điều, từ phát thành hiện tại sắc mặt cũng không tốt, hắn ngồi chuyên dụng trên thang máy tầng cao nhất. Đẩy ra một kiện xa hoa ghế lô đại môn, mà trong phòng. Một cái cùng hắn tuổi không sai biệt lắm địa người da đen chính trần chuồng tại một cái thiếu nữ trên người phát tiết. Cô gái kia nùng trang diễm mặt, biểu lộ tuy nhiên thống khổ nhưng không làm không được ra sung sướng bộ dạng. Đem làm từ phát thành vào thời điểm, cái kia người da đen hắc một tiếng dùng sức khách thân thể, lúc này mới thích ý đem thiếu nữ đẩy qua một bên, thở dốc một hơi về sau dùng tiếng chung nói, rắn hổ mang, ta già rồi. Là một cái như vậy tiểu kỹ nữ ta cũng chơi bất động rồi. Từ phát thành đôi lấy cái kia trần trụi thiếu nữ hừ một tiếng, phất phất tay, vì vậy người thiếu nữ kia quần áo cũng không để ý mặc, vội vàng cầm ở trong tay, sợ hãi đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi. Từ phát thành nhìn nhìn bên cạnh ngăn tủ bên trên để đó địa một bả hắc tinh súng ngắn, cầm về sau kéo ra băng đạn, nhíu mày nói, thiếu đi một phát viên đạn, người hôm nay làm cái gì? Người da đen nhếch môi, lộ ra không công địa hàm răng, giết chết một đệ tử. Không có gì lớn địa phương, còn không có gì lớn, từ phát thành nhíu mày nhìn xem hắn, người có biết hay không nơi này là Trung Quốc? Không phải Afghanistan, cũng không phải Nigeria, lại càng không là những cái kia chiến loạn không có người quản địa châu Phi tiểu quốc. Người phải biết rằng chúng ta tại đây đấu súng án là đại sự kiện. Còn có, ngươi muốn làm địa sự tình ta không giúp được ngươi, bởi vì ngươi đắc tội địa người kia, hậu trường quá lớn, mễ ngóa đức, cái này người da đen tựu là mễ ngóa đức, sa tăng tổ chức địa người sáng lập một trong, năm nay cũng có 40 tuổi xuất đầu rồi, bất quá bởi vì bị nước Mỹ chính phủ giam giữ rất nhiều năm, thân thể đã không có lấy trước như vậy cường tráng rồi. Hơn nữa hắn địa trên thân thể, tất cả lớn nhỏ địa toàn bộ đều là vết sẹo, có mặt sẹo, còn có vết đạn, những này thương, tăng thêm trong tù vượt qua thời gian dài như vậy. Hôm nay điểm mế ngõa đức, đã không phải là cái kia từng tại châu Phi lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật địa sa mạc chi hổ rồi. Từ phát thành xem hắn, vừa rồi thanh hồng chữ nhân đầu địa đại lão bản gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta nơi này có chưa từng gặp qua một thứ tên là mế ngõa đức địa người da đen. Để cho ta chào hắn trở về, tiền thưởng là một nghìn vạn nhân dân tệ. Mế ngõa đức vét ra miệng rộng cười nói, một nghìn vạn nhân dân tệ mà thôi, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ bán đứng ta nhưng là ngươi cũng không muốn liên lụy ta từ phát cách nói sẵn có đáng chết nếu như ngươi chỉ là nước mỹ chính phủ truy nã địa tội phạm quan trọng như vậy niệm tại chúng ta trước kia địa tình cảm coi trọng ta thu lưu ngươi cũng không sao cả dù sao cái gì cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức quản không đến nơi này của ta nhưng là hôm nay ngươi đắc tội thanh hồng ta đây cũng không có biện pháp bảo toàn ngươi rồi muốn ta nói lời nói ta cái này kêu là người mua cho ngươi vé xe lửa an bài ngươi đi Vân Nam, sau đó ngươi chuyển tới đi Việt Nam cũng tốt, Myanmar cũng tốt, tóm lại không muốn ở trong nước ngây người. Nghế ngóa đức sừng sốt một chút, cười nhạo nói, rắn hổ mang, ngươi bây giờ như thế nào nhát gan như vậy? Thanh Hồng, Thanh Hồng là vật gì, cho ngươi như vậy sợ hãi? Còn nhớ rõ sao, năm đó chúng ta đối mặt suốt một cái quân Mỹ đại đội thời điểm, ngươi, ta, còn có lúc ấy chỉ có 13 tuổi bò cạp, chúng ta lại lúc nào sợ qua? Hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước. Từ phát thành thở dài, ta già rồi, người cũng già rồi, ta hiện tại đã rời xa này loại chém chém giết giết địa thời gian, thầm nghĩ thanh thản ổn định dưỡng lão đến chết. Mà ngươi thì sao, chính ngươi nhìn xem, năm đó ngươi thế nhưng mà một đêm tài giỏi 10 cái ra sơ cùng Ukraine những cái kia châu U cô nương, hiện tại đâu này. Một cái mười mấy tuổi Trung Quốc tiểu nha đầu ngươi đều làm bất động rồi. hư Thanh Hồng là cái gì? Thanh Hồng tự tương đương với nước Mỹ Rockefeller gia tộc cùng Morgan gia tộc, người cho là bọn họ là dễ trêu hay sao? Không đợi mế ngóa đức nói chuyện, từ phát thành tựu nói, ta hiện tại tiến đủ hoa đến kiếp sau rồi, ta không ham người cái kia một nghìn vạn treo giải thưởng, cũng không ham người thụy sĩ trong ngân hàng đô la gửi ngân hàng cùng người cùng ô ta ca mấy người bọn hắn vơ vét địa bảo tàng. Nếu như là bình thường địa sự tình, ta còn có thể hết sức giúp người thoáng một phát, nhưng là người hôm nay vậy mà chọc tới thanh hồng người, chuyện này ta không giúp được. Ta có thể đem tiến đều cho ngươi. Mế ngóa đức kêu lên, ta có tiền, còn có vô số địa cổ đồng, chân bảo, hoàng kim, kim cương tài phú, giá trị tối thiểu tại một tỷ đô la đã ngoài. Ta có thể đem những số tiền này toàn bộ đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta giết SMMS. Giết SMMS, từ phát được không mảnh cười cười, ngươi biết thân phận chân thật của hắn sao. Ta chuyên môn đi điều tra qua hắn, cái gì điều tra không đi ra. Hắn tuyên bố một cái trò chơi tựu có thể bán được một tỷ đô la, người thật sự nghĩ đến người tiến rất nhiều dừng thoáng một phát, từ phát thành hạ thấp thanh âm, mễ ngoá đức, chúng ta đều già rồi. mười năm trước chúng ta cũng sắp liều bất động rồi, hôm nay càng là liều bất động rồi. người có nhiều như vậy tiến, tùy tiện tìm một chỗ thư thư phục phục sống không tốt sao? tại sao phải cùng trên internet một người gây khó dễ? bò cạp, mễ ngoá đức giống như một đầu giã thú bị thương đồng dạng giống, bởi vì hắn hại chết bò cạp. bò cạp là tự sát, nhưng là là hắn làm hại. mễ ngoá đức quát, ta đã điều tra đã qua lúc ấy bò cặp sử dụng cái kia thủ ác ma chi ca địa thời điểm, hết lần này tới lần khác có mặt khác một lúc bắt đầu vui cười khắc chế hắn, sau đó hắn mới tự sát. Ta điều tra này thủ khắc chế ác ma chi ca địa âm nhạc là SMMS cho lầu năm góc đấy. Chuyện này hắn trốn không thoát quan hệ, hắn nhất định phải vi bò cặp đền mạng, từ phát thành im lặng, thật muốn nói đền mạng, bọn hắn mỗi người trên tay không phải nợ máu buồn thiêu. Những thứ không nói khác, tự là bò cặp một tay chế tạo lúc tác thảm án, chết bao nhiêu người nhưng là từ phát thành cũng biết, bò cạp đã cứu mễ ngóa đức mệnh. Đó là tại mười mấy năm trước thời điểm, bò cạp giúp hắn chặn một khỏa bạo tạc địa địa lôi, từ nay về sau bò cạp tai trái tựu nghe không được bất kỳ vật gì rồi. Do dự thật lâu, từ phát cách nói sẵn có nói, thực xin lỗi. Ta không giúp được ngươi, ngươi, mễ ngóa đức hung hăng một quyền đập vào trên tường, ta nhìn lầm ngươi rồi. Hừ, ngươi không giúp coi như xong, ta cuối cùng có thể tìm được biện pháp đấy nói xong mế ngõa đức tựu muốn vùng đi ra khỏi môn, từ phát thành tại phía sau hắn nói, người muốn đi ra ngoài. Ta cho người biết, ta đã theo cảnh sát chỗ đó nhận được tin tức, bọn hắn đã xác định ám sát dịch thủy hàn người là ngươi rồi, hiện tại hắc bạch hai nhà đều đang tìm ngươi, ngươi một người da đen, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi vừa ra khỏi cửa lập tức tự hội bị người phát hiện. Hơn nữa người muốn giết đám kia các học sinh hiện tại toàn bộ tại trong cục cảnh sát. Người chỉ bằng lấy một bả hắc tinh súng ngắn tự muốn xông đi vào người đi mà nằm mơ à, nế ngóa đức thân hình dừng lại, xoay đầu lại, trong mắt tất cả đều là lửa giận, cái kia lại để cho bọn hắn giết tốt rồi. Ta không giống ngươi, một cái người nhu nhược, từ phát thành thở dài một hơi, nế ngóa đức, ta nói nhiều như vậy hoàn toàn là niệm tại chiến hữu tình cảm bên trên. Ta nếu thật là không niệm tình xưa, sớm đem ngươi giết, một nghìn vạn cũng là tiễn. Ta đây cho ngươi một tỷ đô la ngươi cũng không chịu giúp ta. Ta nói rồi, ta không phải không băng giúp, là căn bản không có cách nào băng giúp ngươi tìm được smms sao đừng nói là ngươi hiện tại fbi quân tình năm chỗ mới kgb tổ chức gián điệp liên xô còn có israel ma tát đức cùng với chúng ta quốc gia quốc an cục cái nào không tại tìm smms bọn hắn đã tìm được sao bọn hắn dùng phương pháp không đúng Nghế ngóa đức lộ ra một tia cười tàn nhẫn cho ta tin tưởng chỉ cần giết sở hữu tất cả cùng smms có quan hệ người hắn nhất định sẽ lộ diện đấy ngươi điên rồi ta là điên rồi, mế ngóa đức cười to nói, người vừa rồi cũng nói. Ta đã già, người không biết ta hiện tại âm thiên hạ vũ địa thời điểm toàn thân có nhiều đau nhức. Ta tại cái đó trong ngục giam đã qua 7 năm sống không bằng chết sinh hoạt. Ta cho dù thành thành thật thật tìm một chỗ dưỡng lão, chỉ sợ cũng sống không được 3 năm năm. Đã như vậy, ta không bằng buông tay đụng một cái, như vậy ta rơi xuống địa ngục về sau nhìn thấy bỏ cạp, ta cũng có bản giao, nhắn nhủ. Nghe hắn nói như vậy, từ phát thành thở dài, Vậy ngươi đi đi, ta khuyên bất động ngươi rồi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghệ ngóa đức hừ một tiếng muốn đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa về sau đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vòng vo trở lại nói, ngươi thật xác định không giúp ta. Mặc kệ ta cho ngươi cái gì đó, ngươi đều không giúp. Từ phát thành lần này không nói, đã đến cái lặng yên nhận thức. Ta đây cho ngươi xem một vật, nhìn về sau ngươi lại quyết định băng giúp không giúp. Ngươi nơi này có máy tính sao? Từ phát thành không biết hắn muốn nhưng hãy để cho người đưa đài laptop đi lên, nơi này có toàn bộ phương vị mạng wireless, người trực tiếp có thể bên trên. Mễ Ngoá Đức gật gật đầu, không nói hai lời ngồi tại máy vi tính, mở ra một cái website về sau tiến nhập hòm thư, ấn mở một phong biêu kiện về sau nói, người đến xem, vật này ngươi cảm giác không có hứng thú. Từ phát thành hồ nghi đi qua, nhưng là khi thấy biêu kiện bên trong đích cái kia mấy tấm bản đồ phiến về sau, sắc mặt lập tức tự thay đổi. Hắn một bả đẩy ra mễ ngoá đức, đoạt lấy con chuột, Cẩn thận địa mở ra, run giọng nói, "Thứ này, thứ này ngươi nơi nào đến hay sao?" Mễ Ngóa Đức xem hắn dao động, đắc ý cười to, "Ngay tại 98 năm, lúc ấy ngươi đã về nước rồi. Mấy người chúng ta như vậy sa tăng tổ chức là càng lúc càng lớn, lúc đương thời cái thổ nhĩ kỳ quý tộc cũng gia nhập vào tổ chức của chúng ta chính giữa. Chỉ là đáng tiếc hắn là người da trắng, tuy nhiên thành kính, hơn nữa gia tộc cổ xưa, nhưng cuối cùng hay vẫn là bị chúng ta giết." do xét nhà của hắn lúc tại một cái phi thường ẩn nấp trong tầng hầm ngầm phát hiện vật này Mế ngóa đức vỗ vỗ từ phát thành bà vai cười nói may mắn mà có ngươi à vốn ta cho rằng đây chỉ là một không đáng tiến địa tiểu đồ chơi nhưng là chúng ta tại mười mấy năm trước nhận thức địa thời điểm ta với ngươi học được một đoạn thời gian rất dài tiếng trung cũng nghe ngươi nói rất nhiều trung quốc văn hóa câu chuyện cho nên nhận ra được tìm người xem xét thứ này quả nhiên cách hiện có hơn 2.000 năm địa lịch sử rồi hẳn là thật sự vì vậy ta tại đem những này bảo vật đều tàng khởi trước khi đến vỗ ảnh chụp, bỏ vào cái này trong email. Ha ha, 8 năm rồi, những bảo bối này chôn ở dưới mặt đất cũng đã 8 năm rồi, không nghĩ tới hôm nay phái lên công dụng. Từ phát thành nhìn xem ảnh chụp, thân thể không tự chủ được run rẩy, có thật không vậy? Như thế nào hội rơi vào thổ nhĩ kỳ trong tay người hay sao? Như thế nào lại rơi trong tay ngươi hay sao? Thứ này mất đi hạ lạc, hạ xuống đã nhanh 700 năm rồi, không nghĩ tới vậy mà hội tái hiện nhân gian. Mễ Ngoã Đức cười nói, ta điều tra qua, cái kia Thổ Nhĩ Kỳ người gia tộc rất là hiển hách, hắn tổ tiên còn tham dự qua mấy lần tranh đoạt Jerusalem thánh chiến, vật này là như thế nào đến trong tay bọn họ ta đây cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là chỉ sợ tiểu tử kia cũng không biết trong nhà có loại này thứ tốt, bằng không thì thứ này đã sớm xuất hiện tại tin tức lên. Nhìn xem từ phát thành vẻ mặt rung động cùng run rẩy, Mễ Ngoã Đức dùng ác ma thanh âm dụ dỗ nói, ta nói rồi, chỉ cần ngươi chịu giúp ta báo thù, giúp ta giết SMMS, của ta toàn bộ hết gì đó đều là của ngươi. Cái kia, chỉ cần ngươi giúp ta giết SMMS, như vậy vật này, tự tặng cho ngươi thì như thế nào? Thế nào, có đáp ứng hay không? Từ phát thành do dự hồi lâu, nhưng chứng kiến cái kia hình ảnh, rốt cục cắn chặt răng nói, thành giao. Trần Húc bọn người còn không biết vốn là hắc đạo cự đầu đã theo dõi bọn hắn, hiện tại bọn hắn vẫn còn sửa sang lại đến tay tư liệu. Nhìn xem những này kỹ càng đã đến cực hạn, mới có lẽ đã là FBI toàn bộ có quan hệ mễ ngóa đức tư liệu, trong đó còn kể cả thẩm vấn ghi chép, từ đội trưởng cảm thấy hôm nay nhiệt độ có chút cao, đầu của hắn có chút chóng mặt. Cái này ba một học sinh đều là cái gì địa vị? Như vậy kỹ càng tư liệu đều có thể làm đến tay. Nhưng là từ đội trưởng không biết, không phải ba người hành động, là bốn người. Đồng thanh khiết lấy được tư liệu toàn bộ giao cho quản dịch, lại để cho quản dịch lấy ra. Đối với chuyện này, ngoại trừ đồng thanh khiết cùng quản dịch chính mình, không có những người khác biết rõ. Trần Húc tư liệu đến từ chính quốc an cục, Trạm tinh là tới từ ở cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức người quen chỗ đó, xem Trạm tinh tại Hồng Khách Liên minh địa vị vẫn tương đối cao, bởi vì này loại hồ sơ trên cơ bản cũng thuộc về cơ mật, cũng không phải nói chỉ dựa vào bằng hữu quan hệ là có thể làm tới, quản dịch cùng lão đồng những vật này, cũng không biết là từ đâu cái ngành làm tới rồi, kỹ càng trình độ so trước hai phần cũng đã có chi mà đều bị và, thậm chí liền người này lúc nào, thông qua cái gì cách trộm tiến vào Trung Quốc đều có. Cái này, tự là hắc đạo chỗ tốt rồi. Theo những tài liệu này thường diện đến xem, mế ngóa đức người này năm nay 44 tuổi, tại 1963 năm sinh ra ở Nigeria một cái tiểu thành thị chính giữa. Hắn 7 tuổi thời điểm đã bị bọn buôn người lừa bán đã đến Tây Phi, chỗ đó chiến hỏa bay tán loạn, võ trang thế lực như cá giết sang sông. Mế ngóa đức tại đâu đó vốn bị buôn bán đến một cái kim cương mỏ trong đêm làm cố gắng. Tại châu Phi như vậy hài tử rất nhiều, nhưng là về sau chiếm lĩnh cái kia kim cương mỏ võ trang tổ chức bị một cái khác võ trang tổ chức công hãm rồi, mà ở bị công hãm thời điểm, lúc ấy niên kỳ chỉ có 10 tuổi mễ ngóa đức cướp được một bả bắn chết một mực khi dễ hắn mấy cái thủ vệ, bị cái kia thắng lợi võ trang tổ chức phát hiện, từ nay về sau đã trở thành bọn hắn một thành viên. Về sau cái này võ trang tổ chức trong chiến đấu diệt vong, nhưng mễ ngóa đức tránh được một kiếp, liền trở thành một cái tự do địa lính đánh thuê. Cái này một năm hắn 16 tuổi. Mế Ngoá Đức trước kia tư liệu đại khái chính là như vậy, quản dịch đem tư liệu sửa sang lại một lần nói, về sau Mế ngó Đức thành lập một cái tên là Châu Phi báo dòng binh tổ chức, cái này dòng binh tổ chức tại Afghanistan trên chiến trường biểu hiện địa phi thường đoạt mắt. Mế ngó Đức bản thân cũng là một gã ưu tú sát thủ. Đối với cái này cái dòng binh tổ chức trên tư liệu cung cấp không nhiều lắm, nhưng có một cái tên là rắn hổ mang châu Á người ra vàng. Ta phán đoán, cái này rắn hổ mang có lẽ tự là người châu Á hơn nữa cùng mế ngóa đức quan hệ rất tốt. Lúc này mới có thể giải thích mế ngóa đức tại sao phải như vậy lưu loát tiếng Trung. Mọi người cùng một chỗ gật đầu, loại này phân tích thật là có đạo lý đấy. Bởi vì theo trên tư liệu đến xem, mế ngóa đức từ nhỏ tổ bị bắt cóc, có thể học tập tiếng Trung địa thời gian đại khái vừa lúc đó. Rắn hổ mang, đến cùng sẽ là ai? Có rắn hổ mang ảnh chụp sao? Quản dịch lắc đầu, tạm thời còn không có có. Bất quá ta đã gọi điện thoại lại để cho người đi tra xét vì vậy thời gian quá xa xưa, cho nên chưa hẳn có thể tra địa đến điều tra đến nơi đây tựu lại lâm vào cục diện bế tắc. Bởi vì từ phát thành tại Hòa Hải City địa mánh khóe thông thiên, cho nên hắn che chở địa người, rất khó khăn điều tra địa đến địa phương, bất kể là theo bạch đạo, hay vẫn là theo hắc đạo, hiện tại mế ngóa đức cái này đại hắc người thật giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Tìm không thấy hắn địa ảnh tử rồi, mà thời gian, đảo mắt chính là một cái cuối tuần đi qua. Mễ Ngóa Đức một mực không có xuất hiện, mà Trần Húc bọn hắn cũng sinh ra dao động. Chủ yếu vấn đề phải Mễ Ngóa Đức hiện tại che giấu rất tốt, chỉ nghe qua ngàn ngày làm tặc, chưa từng nghe qua ngàn ngày để phòng cướp địa, lại như vậy xuống dưới, chính mình sẽ bị bức địa điên rồi. Cái này một tuần lễ địa trong thời gian, tất cả mọi người đứng ở cục công an địa nhà khách ở bên trong. Tuy nói thứ đồ vật cái gì cần có đều có, nhưng là ăn uống cùng với đều ở đây ở bên trong, khó tránh khỏi có chút nhàm chán mà trần húc địa trợ lý công tác tự nhiên là cũng không thể vào đi đi xuống bên kia lý bác sĩ nghe được trần húc địa sự tình về sau gọi điện thoại tới dặn dò hắn phải cẩn thận còn đề nghị lại để cho trần húc dứt khoát sẽ tới trong phòng thí nghiệm a dù sao cái này chỗ phòng thí nghiệm cũng là phi thường nơi an toàn nhưng là bị trần húc từ chối nhã nhận rồi bởi vì hắn không thể đem những người khác mất ở nơi này mà vừa lúc này trần húc đã nhận được tin tức tốt tuy nhiên dịch hủy hàn bị thương nằm viện nhưng là hắn đem tư liệu đều giao cho hách ái quốc. Mà ở quân đội, công an hệ thống đại lực thôi động xuống, cũng chỉ có một tuần lễ địa thời gian, cũng đã chế tạo ra đệ nhất hiện chất lỏng áo chống đạn thành phẩm. Hơn nữa trải qua kiểm nghiệm, đã có thể đạt tới trên tư liệu sở muốn cầu, 60% đã ngoài tính năng. Đây là bởi vì dược phẩm tỷ lệ còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu. Nhưng là gần kề chỉ là 60%, cũng đủ để ngăn trở bình thường súng ngắn công kích. Ta muốn những này áo chống đạn, Trần Húc dùng SMMS thân phận cùng hách ái quốc nói, lập tức chế tạo ra thành phẩm. Sau đó đưa cho dịch thủy hàn cùng cao hiểu tiết bọn hắn. Chứng kiến câu nói đầu tiên thời điểm hách ái quốc tâm tạng rất bất tranh khí địa nhảy thoáng một phát. Hắn vốn cho rằng như vậy có thể đạt được SMMS chân thật địa chỉ cùng với tài liệu đâu rồi, nhưng không nghĩ tới chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Đối với SMMS yêu cầu này, hách ái quốc không có cách nào cự tuyệt cũng không có tư cách cự tuyệt. Vật này vốn chính là thuộc về hắn đấy, hơn nữa hiện tại bọn này hài tử đích thật là rất cần loại này áo chống đạn bảo hộ trần húc cũng thật không ngờ lần này một cái đột nhiên đã đến nguy cơ ngược lại có thể làm cho hắn quang minh chính đại đem áo chống đạn cho nắm bắt tới tay bất quá tiện nghi những người khác cũng là không có biện pháp sự tình khách ái quốc bên kia hành động thật nhanh đang tìm người đã muốn trần húc bọn hắn cụ thể dáng người số liệu về sau ngày thứ ba liền đem áo chống đạn trở tới bất quá trở tới đây tư thế lại là phi thường khẩn trương dù sao cái đồ chơi này mà ngay cả quân chính quy đều còn chưa kịp trang bị tựu cho những này danh con, thế nhưng mà đem một đám người cho hâm mộ hai mắt đỏ bừng. Nhưng là ngoại trừ Trần Húc bên ngoài, bọn này đệ tử thế nhưng mà không biết thứ này chỗ tốt, Cao Hiểu Tiết cầm lên trước mặt bộ này phản xạ ngân quang quần áo, rất kỳ quái nói, SMMS lão đại tiến đưa cho chúng ta lễ vật. Không thể nào, lão đại hắn tú đậu sao, bây giờ là tháng tư à, lập tức muốn qua mùa hè, như vậy giữ ấm quần áo, mùa đông mặc mới không kém bao nhiêu đâu. Quản dịch bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ, Vương cục trưởng nghe xong lời này về sau lập tức lộ ra một phần đau răng biểu lộ. "Như vậy đồ tốt à, chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể nắm bắt tới tay đâu rồi, các ngươi lại vẫn chọn chọn lựa lựa hay sao?" Chạm Tinh nhéo nhéo quần áo, trong cảm giác giống như tràn đầy chất lỏng, kỳ quái nói, "Y phục này rốt cuộc là làm cái gì dùng hay sao?" Trần Húc không nói lời nào, bởi vì hắn không thể nói chuyện, hắn cũng không thể mới mở miệng đã kêu phá đây là chất lỏng áo chống đạn a đành phải theo chân bọn họ đồng dạng cố ý lộ ra một bức rất vẻ mặt mê mang. Sự thật thắng tại hùng biện, Vương cục trưởng nhìn xem bọn này hài tử, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Tiểu Trần, của ngươi bộ y phục này cho ta mượn dùng thoáng một phát có thể chứ?" Lại để cho các ngươi nhìn xem, bộ y phục này tác dụng." Trần Húc tự nhiên là đã nói, kỳ thật hắn cũng muốn nhìn một chút cái này áo chống đạn đến cùng có hay không trên tư liệu nói như vậy thần. Trần Húc vốn cho rằng Vương cục trưởng sẽ đem quần áo mặc lên người sau đó giống như liệt sĩ đồng dạng không biết sợ nói, hướng ta nổ súng. Bất quá nào biết đạo vương cục trưởng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đem bộ y phục này mặc ở một cái nhựa plastic người mẫu trên người, sau đó lui ra 20 mét, móc ra súng lục nói, các người đều đứng tại ta đằng sau, che lên lỗ tai. Vương cục trưởng động tác này, lập tức lại để cho mấy người thông minh phản ứng đi qua, chẳng lẽ là áo chống đạn. Lúc này thời điểm vương cục trưởng giơ súng, nhắm chúng, bóp lấy cỏ súng, phanh một tiếng vang thật lớn, xác thực nổ súng lúc cái loại này thanh âm có thể so sánh trên tivi muốn lớn hơn nhiều, mấy người tuy nhiên bưng kín lỗ tai nhưng là cũng khó khăn miễn bị sợ một đầu. Sau đó tự chứng kiến cái kia ăn mặc áo chống đạn người mẫu thẳng tắp địa té xuống. Vương cục trưởng đem thương thu, vẫy tay nói, đều sang đây xem xem. Trần hút bọn hắn vội vàng chạy tới, tự chứng kiến người mẫu trước người rơi xuống một quả đầu đạn, mà cái kia bộ y phục thì là hoàn hảo không tổn hao gì. Không thể nào, quản dịch che miệng lại, nhẹ như vậy liền áo chống đạn, đây chính là vượt thời đại phát minh à. Vương cục trưởng có thể là cảm giác mình khó được tại những này thông minh đệ tử trước mặt khoe khoang một lần, vì vậy hắn rất dương dương đắc ý đem người mấu vịn. Sau đó chỉ vào ngực một cái rõ ràng lõm ân nói, các ngươi tới nhìn xem. Sờ sờ chúng đạn cái chỗ này, có phải hay không rất cứng. Giống như sắt thép đồng dạng ngạnh, chân hút bọn hắn riêng phần mình tiến lên xoa bóp, đều gật gật đầu. Đâu chỉ là ngạnh à, quả thực tự là một chỗ cục sắt, vương cục trưởng nói cái này là mới nhất thức chất lỏng áo chống đạn là vị kia smms phát minh bây giờ còn đang thí nghiệm giai đoạn nhưng là các người cũng cùng smms tiếp xúc qua biết rõ phong cách của hắn hắn lấy ra đồ vật này nọ trên cơ bản đều là toàn bộ đã làm xong đấy cho nên loại này thí nghiệm gần kề còn chỉ là chúng ta nghiên cứu khoa học ngành tại nhằm vào hắn cung cấp biệt tư liệu tiến hành thí nghiệm vẫn chưa hết thành smms chính mình chỉ tiêu chớ đừng nói chi là có vượt qua rồi Vương cục trưởng rất cảm khái thở dài, SMMS thật là thần nhân à, loại này trạng thái dịch áo chống đạn thế nhưng mà vượt thời đại phát minh. Các ngươi cũng nhìn thấy, y phục này rất nhẹ nhàng, tuy nhiên tràn đầy chất lỏng, nhưng là toàn bộ thêm lên sức nặng cũng không tới một cây di, hơn nữa cái này một cây di bịa sức nặng phân tán đến cả người thể đến thừa nhận, cơ hồ là cảm giác không thấy đấy. Các ngươi nhìn xem cái này vải vóc, vương cục trưởng dùng sức lôi kéo vài cái, loại này vải vóc rất cứng cỏi, hơn nữa thông khí tính tốt mặc lên người sẽ không rất buồn bực đấy. Hơn nữa như vậy cứng cỏi vải vóc, coi như là dùng dao găm dùng sức hoa cũng hoa không phá. Không tin các ngươi xem, lão từ, chọc mấy đao thử xem, từ đội trưởng lắc đầu cười khổ, lấy ra một bả thụy sĩ quân đao, đối với người mẫu rất lớn lực đút một đao, nhưng là một đao kia chọc lực lượng tuy nhiên không tiểu y phục đều biến hình rồi, có thể lưỡi đao không cách nào hoa y phục rách dưới, lại có đồ vật bên trong chống đỡ, sát thoáng một phát tựu lau quần áo tìm đi ra ngoài. Vương cục trưởng cười nói, ừ, các người thấy được, loại này áo chống đạn sát ngoài vải vóc như thế địa cứng cỏi, coi như là rất sắc bén địa dao găm cũng hoa không phá tầm ngoài. Chỉ có điều loại này cứng cỏi cũng là có cực hạn, ở trước mặt đối với đến viên đạn địa thời điểm, sát ngoài cứng cỏi tựu không có có tác dụng gì rồi. Nhưng là trong lúc này bộ chất lỏng, lại có thể tại lọt vào cao áp thời điểm lập tức biến thành phi thường cứng rắn vật chất, cầm đạn ngăn trở. Các người xem, đã trúng một thương về sau, bộ y phục này chỉ có lần lượt viên đạn bộ vị biến thành cứng ngắc quần áo cũng không có việc gì mà viên đạn không cách nào xuyên thấu áo chống đạn tự không khả năng đối với các ngươi tạo thành trí mạng tổn thương rồi bất quá đâu rồi bởi vì viên đạn kịch liệt pha chạm cho nên thân thể hay vẫn là hội thu được trùng kích mà khả năng tạo thành một điểm thương tổn nhưng tối đa cũng tự là ô thanh tụ huyết cái này có thể tổng so chúng đạn muốn tốt bên trên nhiều lắm a à. wow, quá thần kỳ quản dịch đều cả kinh kêu lên SMMS lão đại quá trâu rồi thật lợi hại, Cao Hiểu tiết tắc thì nói, đây là Kim Dung trong tiểu thuyết Kim Ti Giáp, hay vẫn là ô tầm y à? Trạm tinh nhéo nhéo quần áo, lầm bẩm nói, loại này áo chống đạn, đủ để cải biến chiến tranh hình thức hình thức rồi. Đúng vậy, Vương Cục trưởng rất đắc ý, cảm giác cái kia áo chống đạn giống như là hắn chế tạo đồng giặc, đã có như vậy áo chống đạn, về sau chúng ta đi ra ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ thời điểm, chiến sĩ tỷ lệ sống sót đem so với trước kia cao hơn 400%. Cái này có thể thật sự là đồ tốt à, nếu như trước kia thì có, như vậy. Như vậy ta mấy cái huynh đệ, nói đến đây Vương cục trưởng vành mắt cũng có chút đỏ lên, một cái 40 50 tuổi đám ông lớn một bộ muốn khóc lại không có ý tứ khóc lên bộ dạng, lại để cho người cảm thấy buồn cười, nhưng là cười không nổi. Dù sao, tuy nhiên hiện tại cảnh sát hệ thống khả năng có chút tật xấu, mặc dù có chút cảnh sát khả năng quên chính mình hành vi thường ngày, trải qua cảnh phỉ một nhà sinh hoạt. Nhưng là chúng ta nhất định phải nhớ kỹ những cái kia vì xã hội cùng bình thản yên ổn mà hiến thân còn có những cái kia làm ra rất nhiều kiệt xuất cống hiến cảnh sát các đồng chí không thể bởi vì cực cá biệt một ít trường hợp đặc biệt mà hoàn toàn không nhận cái này quần thể không có bọn hắn ở đâu có hiện tại an ổn sinh hoạt vương cục trưởng lau khóe mắt cười lớn nói không vui sự tình đừng nói rồi a à, mấy người các người vận may à SMMS đặc thù chiếu cố các ngươi bộ này áo chống đạn chúng ta còn không có tư cách trang bị đâu rồi các ngươi trước hết dùng tới rồi ta muốn nói một chút bộ y phục này hôm nay còn xa xa không đạt được smms tại tư liệu chính giữa yêu cầu bởi vì ta nghe nói nếu như hoàn toàn chế tạo ra smms sở muốn cầu áo chống đạn trên cơ bản cho dù là đại đường kính súng bắn tỉa cũng đánh không mặc áo quần này phòng ngự a wow, lợi hại như vậy a à, nhưng các người y phục này hiện tại còn không có loại trình độ này bất quá bình thường súng ngắn tuyệt đối là không có cách nào tổn thương các ngươi được rồi. Tại hung thủ bị nắm, chộp đến trước khi, các ngươi muốn ủy khuất thoáng một phát, mặc vào bộ y phục này dùng cam đoan an toàn. Trần Húc nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, vương thúc thúc, vậy ý của ngươi là phải. Chúng ta mặc vào bộ này áo chống đạn về sau, là không phải có thể cố ý đem cái kia người da đen sát thủ cho dẫn xuất đến đâu này. Nghe được Trần Húc, tất cả mọi người giật nảy mình, vương cục trưởng vội vàng nói, tiểu húc, người có thể ngàn vạn không muốn làm chuyện điên rồ. Chúng ta chưa từng có nghĩ như vậy qua, ta tin tưởng SMMS đem bộ này áo chống đạn cho các ngươi, đều chỉ là vì an toàn của các ngươi, tuyệt đối không phải là hy vọng các ngươi đi mạo hiểm. Quản dịch cũng chăm chú nhìn Trần Húc, ta cũng không tin SMMS loại làm này là hy vọng chúng ta đi mạo hiểm, người không muốn nghĩ lung tung. Trần Húc đương nhiên biết rõ vị kia SMMS ý nghĩ trong lòng, bởi vì đó chính là hắn chính mình ý nghĩ trong lòng à. Hoàn toàn chính xác, trước khi Trần Húc tìm hách ái quốc muốn áo chống đạn thời điểm cũng thật không ngờ nhiều như vậy, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên nghĩ đến, đã có loại này áo chống đạn bảo hộ, như vậy tánh mạng của mình tối thiểu là an toàn, như vậy, dùng hắn đến làm mồi dụ, đem mế ngóa đức cho dẫn xuất đến, là hiện tại bọn hắn có thể lựa chọn biện pháp duy nhất. Dù sao hay vẫn là câu nói kia, không có ngàn ngày để phòng cướp, chỉ có ngàn ngày làm tặc. Đối phương là một gã chức nghiệp song binh, tuy nhiên hiện tại niên kỷ rất lớn rồi, nhưng lại có vô cùng phong phú kinh nghiệm loại kinh nghiệm này có thể cho hắn một mực ẩn núp lấy, thẳng đến xuất hiện tuyệt đối cơ hội tốt sau đó lại ra tay. Cái kia cùng hắn như vậy, chẳng dẫn xa xuất động, cho bọn hắn một cái cơ hội hạ thủ, bằng không thì còn như vậy rông dài, mọi người chịu không được rồi. Trần Húc càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ này rất có thể thực hiện, vì vậy hắn nói, ta biết rõ cái này rất mạo hiểm, nhưng là một ngày không bắt lấy mế ngóa đức, chúng ta muốn chờ đợi lo lắng một ngày, người nhìn xem mấy ngày nay tất cả mọi người gầy một vòng. Trên tinh thần áp lực quá lớn, ta đây cũng không được ngươi mạo hiểm. Quản dịch thốt ra, sau đó mới phát hiện có chút sơ hở trong lời nói vội vàng nói, loại chuyện này vốn không có lẽ cho ngươi để làm, ngươi không muốn nghĩ đến làm náo động được không? Ta không có làm náo động, Trần Húc sở khóc giờ cười, ta nói thực, ta tin tưởng ta nhất định là mễ ngóa đức trọng yếu mục tiêu một trong, cho dù ta không đi tìm hắn, hắn cũng nhất định sẽ tới tìm ta. Hơn nữa ta tin tưởng chúng ta những này mục tiêu chính giữa, chỉ có ta có đầy đủ tự bảo vệ mình năng lực hơn nữa cái này áo chống đạn, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, quản dịch rất là sốt ruột, nói, không được. Ngươi tuyệt đối không thể đi. Trạm Tinh cao hiểu tiết các người khuyên nhủ hắn, cao hiểu tiết nhìn xem Trần Húc, này, ngươi thành thành thật thật sống ở chỗ này được không? Loại chuyện này không cần ngươi tới làm, nếu như, nếu như ngươi có chuyện gì, đều là vì của ta cái kia khoản trò chơi, ta sẽ không tha thứ chính mình đấy. Trạm Tinh nhìn xem Trần Húc, không nói gì nhưng là tại trong mắt nàng Trần Húc thấy được quan tâm còn có một tia đấy. Cổ vũ, chạm tinh nhìn Trần Húc liếc kéo ra cao hiểu tiết, nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi có đầy đủ mà đem nắm không bị thương tổn. Ta đây cho rằng cái này vẫn có thể xem là là một cái có thể thực hiện địa biện pháp. Tinh tinh, cao hiểu tiết cùng quản dịch con mắt trừng lớn nhìn xem chạm tinh. Mà chạm tinh cái kia óng ánh thấu triệt địa mục quang tắc thì nhìn chầm chầm vào Trần Húc. Loại cảm giác này tự lại để cho người cảm thấy chạm tinh đặc như một cái Sparta nữ nhân. Tại nam nhân chuẩn bị trên chiến trường địa thời điểm nàng hội yên lặng địa cho hắn một cái tấm chắn. Đem khôi giáp cho may vá bên trên, nhìn xem hắn xuất phát, tinh tinh người sao có thể như vậy. Cao hiểu tiết nhịn không được có chút tức giận rồi, hung hăng kéo chạm tinh một bả, người có biết hay không cái này đến cỡ nào nguy hiểm. Quản dịch lạnh lùng địa nhìn xem nàng, người rất để cho ta thất vọng. Người dùng trần húc địa an toàn để đổi chính người địa an toàn. Người cảm thấy làm như vậy rất có giá trị, chạm tinh hào không tức giận, biểu lộ hay vẫn là như vậy trước sau như một địa lạnh nhạt. Quét hai nữ liếc nói, các ngươi cảm thấy, dùng Trần Húc địa tính cách, chúng ta không cho hắn làm như vậy, hắn sẽ không làm sao, quản dịch cùng cao hiểu tiết đồng thời không nói gì rồi. Trần Húc không có ý tứ địa gãi gãi đầu, kỳ thật hắn đích xác có nghĩ qua, cho dù bọn hắn không đáp ứng, mình cũng muốn thử một lần mà nghĩ pháp, nhưng không nghĩ tới lại bị chạm tinh phát hiện trạm tinh ý vị thâm trường nhìn quản dịch cùng cao hiểu tiết liếc chúng ta bây giờ là bạn tốt không phải sao dùng các ngươi đối với hắn hiểu rõ không có khả năng không thể tưởng được loại tình huống này quan tâm sẽ bị loạn một câu quan tâm sẽ bị loạn lại để cho hai nữ mặt lập tức tự đỏ lên cao hiểu tiết con vịt chết mạnh miệng nói ai quan tâm hắn rồi ta chỉ là không muốn làm cho hắn bởi vì ta cái kia khoản trò chơi gặp chuyện không may hừ ngươi yêu đi thì đi chết chớ có trách ta quản dịch hít sâu một hơi sau đó gật gật đầu làm làm ra một bộ đứng đắn biểu lộ nói đúng vậy bởi vì vì tất cả mọi người là đồng học cho nên ta không thể rất khách quan suy nghĩ nhưng là ta vẫn cảm thấy chuyện này trần húc ngươi không muốn nhúng tay ta biết rõ ngươi rất có thể đánh nhau nhưng là ngươi phải biết rằng mặt ngươi đúng đấy là một cái cỗ máy giết người cho dù có cái này áo chống đạn bảo hộ ngươi đồng dạng rất nguy hiểm cho nên ta hay vẫn là không tán thành ngươi đi nói xong quản dịch cho trần húc một cái uy hiếp địa ánh mắt trần húc gãi gãi đầu hắn biết rõ cái này ba nữ tử đều quan tâm hắn, chỉ là biểu hiện phương thức bất đồng, thiếu chút nữa làm cho các nàng cãi nhau là lỗi lầm của mình. Vì vậy Trần Húc nói, ta biết rõ các người quan tâm ta, nhưng là quản dịch, người có nghĩ qua không có, nếu như ta không đi, những người khác ai có thể đây? Chúng ta à, vương cục trưởng không vui địa vỗ Trần Húc thoáng một phát, người thực đem làm chúng ta cảnh sát là trong phim ảnh diễn cái kia dạng, đến thời khắc cuối cùng mới có thể xuất hiện hay sao? Đương nhiên không phải, Trần Húc cười làm lành một câu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc sắc mặt, thế nhưng mà các người dẫn không đi ra mễ ngõa đức, mục tiêu của hắn là SMMS đã giúp người. Càng chuẩn xác mà nói, ta, cao hiểu tiết, ta muốn chúng ta là hắn địa chủ yếu mục tiêu. Quản dịch đều không tính, như vậy nếu như không là của ta đi, chẳng lẽ muốn cao hiểu tiết đây? Vương cục trưởng cùng từ đội trưởng đều đã trầm mặc cao hiểu tiết nói, ta đi theo ta đi. Người đừng phát điên rồi, Trần Húc tức giận mắng, ta đi còn có thể có thể còn sống trở lại, nhưng ngươi đi một điểm hy vọng cũng sẽ không có cho nên hiện tại nhiệm vụ này ngoại trừ ta ra không có người thứ hai có thể hoàn thành các ngươi yên tâm ta cũng tuyệt đối sẽ không khinh suốt đấy ta có thể tìm nam cung lam cùng ta cùng một chỗ dùng ta cùng thực lực của hắn coi như là bộ đội đặc trùng cũng không sợ nghe nói nam cung lam tên chữ mấy người đều yên tâm lại đích xác nam cung lam thực lực bọn hắn đều được chứng kiến rất cường người bình thường không thể nào là đối thủ cái kia ngoại trừ nam cung lam bên ngoài ngươi còn muốn dẫn một cái bảo tiêu, các ngươi chờ một chút, quản dịch đi tới cửa kéo cửa ra, cửa đối diện bên ngoài nói, Douglas, mời tiến đến. Đi theo quản dịch đằng sau, vào được một cái hắc đại hán, cũng là người da đen, vóc dáng rất cao, rất cường tráng, đeo cái kính dâm, một bộ men in black địa cách ăn mặc. Người này trần húc bọn hắn mấy ngày nay đều biết rồi, tên gọi Douglas. Không, hẳn là họ Douglas, tất cả mọi người như vậy xưng hô hắn hắn là quản dịch phụ thân phái tới hai gã bảo tiêu một trong, bởi vì quản dịch phụ thân nghe nói mình nữ nhi bảo bối có thể sẽ lọt vào tập kích về sau, lập tức rất là tức giận, yêu cầu quản dịch lập tức trở về đi, nhưng rất tự nhiên đấy. Quản dịch là tuyệt đối không chịu trở về đấy, mà quản lão gia tử cầm quản dịch hết cách rồi, đành phải phái hai gã người da đen bảo tiêu đến đây, nghe nói hai người này đều đem làm qua dòng binh, thực lực rất cường, từ đội trưởng cùng một gã khác gọi ni hát người người da đen bảo tiêu luận bàn thoáng một phát, Kết quả là bại hoàn toàn. Cái này hay vẫn là người ta phóng nước về sau kết quả. Hơn nữa, nghe nói cái này Douglas thực lực Sony hát người còn mạnh hơn. Douglas, từ giờ trở đi người muốn thiếp thân bảo hộ Trần Húc, không thể để cho hắn bị thương tổn. Douglas cái này người da đen nhìn về phía Trần Húc, Trần Húc có thể cảm giác được kính dâm dưới có hai bó hàn quang khóa chặt lại chính mình. Vài giây đồng hồ về sau Douglas dùng rất lưu loát địa tiếng chung nói, thật có lỗi tiểu thư, nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi nhưng ta không cần người bảo hộ, hơn nữa có ni hát người bảo hộ ta cũng đã đủ rồi. Quản dịch nghiêm nghị nói, cái này là mệnh lệnh của ta. Người tại châu Phi cùng sa tăng tổ chức địa người đã giao thủ. Ta tin tưởng ngươi đối với thủ đoạn của bọn hắn có lẽ rất có kinh nghiệm. N, nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, loại này áo chống đạn ta có thể làm chủ tiến đưa ngươi một kiện. Nhìn xem cái kia kiện chất lỏng áo chống đạn, Douglas trên mặt lộ ra một tia hướng tới, hắn vừa rồi tự cùng ở bên ngoài tự nhiên biết rõ vật này là cái gì cũng tự nhiên biết rõ đối với chiến sĩ mà nói loại này áo chống đạn tự ý nghĩa điều thứ hai tánh mạng bất quá douglas nghĩ nghĩ hay vẫn là cự tuyệt tiểu thư loại này áo chống đạn tuy nhiên cường đại nhưng cũng không phải không chê vào đâu được dùng làm chấp hành nhiệm vụ tự nhiên là tương đương cho mình nhiều hơn nhất trọng bảo đảm nhưng là nếu như vô cùng ỉ lại loại này quần áo ngược lại sẽ lại để cho người cảnh giác giảm xuống mà bảo hộ ngươi là trách nhiệm của ta cho nên ta thả rằng cự tuyệt quản dịch chán nản lúc này thời điểm trần húc nhìn nhìn douglas về sau đối với quản dịch nói được rồi đã hắn không muốn quên đi ta tin tưởng nam cung lam tại hắn bắt quái trưởng lợi hại như vậy chúng ta không có việc gì đấy nghe được bắt quái trưởng ba chữ địa thời điểm douglas trên mặt lộ ra một tia trào phúng vui vẻ cái nụ cười này bị quản dịch nhìn ở trong mắt nhíu mày nói ngươi cười cái gì không có gì douglas nghiêm mặt nói ta chỉ là muốn nhắc nhở thoáng một phát tiểu thư ngài bằng hiếu, ngài hiện tại muốn đối mặt địch nhân cũng không phải một gã võ giả, mà là một cái dòng binh, một cái sát thủ. Một gã võ giả có lẽ cận thân chiến đấu năng lực rất cường đại, nhưng là nói tới giết người hay vẫn là không đủ chuyên nghiệp, nhất là đối mặt với đối phương có vũ khí thời điểm. Quản dịch nghe xong lời này liền cau mày rồi, nói, Douglas, người đã là chuyên gia, cái kia ta thỉnh cầu ngươi đảm đương trần húc bảo tiêu. Người trước không muốn cự tuyệt, ta biết rõ người tinh thông năm môn ngôn ngữ, như vậy ta tin tưởng ngươi cũng biết 36 kế bên trong đích một đầu, gọi là rút củi dưới đáy nồi. Nếu như không thể đem hung thủ bắt lấy, ta đây thời khắc sẽ có nguy hiểm. Người băng giúp Trần Húc đem hung thủ bắt lấy hoặc là giải quyết, ta đây tựu an toàn. Ta tin tưởng ta phụ thân càng cần nữa người đến bảo hộ, cho nên người tốt nhất tranh thủ thời gian giải quyết hết trước mắt chuyện này về sau trở lại cha ta bên người, mà không cần lưu ở chỗ này của ta lãng phí thời gian. Douglas do dự một chút, rốt cục nhẹ gật đầu, thấy hắn gật đầu, quản dịch rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười, như vậy cũng tốt rồi. Vương Cục trưởng, người bây giờ có thể hướng ra phía ngoài giới tuyên bố tin tức, tự nói có tuyên báo nói, cái kia người da đen đã đã đi ra Hòa Hải City, hoặc là nói có người tại cái khác thành thị phát hiện hiểm nghi người. Cái lúc này tự lại để cho chúng ta đều hồi tới trường học, dẫn mế ngóa đức mắc câu. Trần Húc nhíu mày, dẫn xà xuất động, cái này có thể hay không quá rõ ràng rồi hả? Quản dịch rất đắc ý xông hắn lựa chọn lông mi, ta tự nhiên sẽ không làm đơn giản như vậy địa một cái bố cục, người hãy nghe ta nói hết. Chúng ta hồi tới trường học về sau, trường học chỗ đó hay vẫn là bảo trì đề phòng, chỉ có điều phóng khoáng tùng rất nhiều, ví dụ như, đi vào trường học cũng nhất định phải đưa ra giấy chứng nhận, người ngoại lai viên không thể vào tới trường học bên trong. Mà ngươi, hừ, đã tiểu tử ngươi muốn làm náo động, nói đến đây quản dịch cho Trần Húc một cái uy hiếp địa ánh mắt, Trần Húc biết rõ nàng hay nói giỡn, chỉ có thể cười khổ dùng tay ra hiệu xin tha, Quản dịch lúc này mới rất đắc ý nói, nếu như người một mình nghênh ngang xuất hiện, như vậy đối phương nhất định có thể xem xảy ra vấn đề. Phải biết rằng đối phương không phải người ngu, nhưng là, nếu như Douglas cùng ở bên cạnh người đâu này. Ở đây đều là người thông minh, lập tức sẽ hiểu quản dịch nghĩ cách, người nói là. Đúng vậy, ta lại tản tin tức đi ra ngoài, tự nói Douglas là phụ thân người đưa cho của người bảo tiêu. a à, hắn như vậy một cái đại hát người đứng ở nơi đó, nhất định rất hấp dẫn ánh mắt. Đắc bảo tiêu thân phận tại trên quốc tế là có đẳng cấp, bài danh rất cao, vốn lấy phụ thân người tài lực là tuyệt đối có thể thỉnh khởi đấy. Cho nên người khác chỉ cần một cha đã biết rõ, nguyên lai người bây giờ dám nghênh ngang xuất hiện, cũng là bởi vì bên cạnh của ngươi đã có một cái đỉnh cấp bảo tiêu cho nên người mới không có sợ hãi. Cao Minh, Trần Húc nhếch lên ngón tay cái, nguyên lai nữ nhân này không nên cho mình an bài như vậy một người da đen bảo tiêu địa dụng ý còn có như vậy một phương diện. Còn đối với Phương đã muốn giết chết chính mình như vậy hắn tuyệt đối sẽ không để ý bên cạnh của mình theo một cái bảo tiêu, ngược lại sẽ giảm xuống cảnh giác, cũng sẽ không cho là đây là một hồi dẫn xả xuất động mới tốt đùa giỡn, mà như vậy chính mình tự có cơ hội rồi. Dùng Douglas truy tung năng lực, ta tin tưởng hắn có thể bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Huống chi ngươi còn có áo chống đạn hộ thân, quản dịch nói, chúng ta trước như vậy an bài lấy, nhìn đối phương có thể hay không lộ diện, nếu như hắn có thể chịu nhịn ở không lộ diện. Hừ, ta còn hữu chiêu. Trần Húc nghĩ thầm nữ nhân này tới là rất lợi hại, kế tiếp quản dịch chậm rãi mà nói, nói ra kế hoạch của nàng, cũng hoàn toàn chính xác lại để cho người xem thế là đủ rồi. Vương Cục trưởng cùng từ đội trưởng hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều muốn, chúng ta là không phải già rồi. liền bọn này hai tử cũng không sánh bằng rồi hả, kế hoạch tạm thời quyết định như vậy đi xuống, nhưng đem làm tan học về sau, quản dịch lén tìm được Trần Húc, dùng sức ôm hắn thoáng một phát, ghé vào lỗ tai hắn nói, mặc dù có áo chống đạn bảo hộ cùng với kế hoạch chu toàn nhưng là cái này cũng không đại biểu ngươi một điểm phong hiểm đều không có lựa chọn là ngươi làm xuống kế hoạch là ta đính đấy nếu như nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra đó là ngươi tự tìm đấy trần húc cười cười ôm lấy nàng yên tâm ta không có việc gì đấy ta là nhân vật chính à quản dịch cười cười buông lỏng ra trần húc rất chăm chú nhìn ánh mắt của hắn nhưng là kế hoạch cũng là ta đính ta cũng có trách nhiệm nếu như ngươi thật sự bất hạnh ta đây tựu với ngươi cùng đi ta cả đời này chỉ sợ rốt cuộc không gặp được một cái giống như ngươi vậy đấy bằng hữu rồi trần húc hồi tới trường học về sau lập tức lại hấp dẫn toàn bộ trường học ánh mắt dọc theo đường trên căn bản là cá nhân đều đối với hắn chỉ trỏ nói xem à cách hắn xa một chút à coi chừng sẽ không toàn mạng trần húc khả năng muốn bị đuổi giết tin tức rất nhanh Tiểu huyên náo toàn bộ trường học đều biết hơn nữa là trọng yếu hơn là hiện tại trần húc sau lưng thời khắc đều đi theo một người da đen đại hán, còn có một áo trắng áo trắng, hình dạng anh Tuấn người trẻ tuổi. Nam Cung Lam, Nam Cung Lam nghe nói Trần Húc muốn tìm hắn hỗ trợ sự tình về sau, không nói hai lời tựu chạy tới rồi. Điểm ấy lại để cho Trần Húc rất là cảm động, bởi vì lúc ấy hắn còn cũng không nói gì khởi áo chống đạn sự tình, hơn nữa là trọng yếu hơn là, đây là một cái phi thường nhiệm vụ nguy hiểm. Nam Cung Lam cười nói, chúng ta người trong võ lâm chú ý thích thủy tri ân suối tuôn tương báo, người giúp ta chiếu cố rất lớn, ta hồi tới giúp ngươi cũng là chuyện đương nhiên đấy. Khách khí cũng không cần nói, chỉ cần ta còn có một hơi, tự nhất định sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Trần Húc rất cảm động, nhưng là cảm động về sau hắn cũng có chút phát điên rồi. Có phải hay không đầu năm nay có chút người có bản lĩnh đều tìm đường chết vô cùng à? Douglas cùng Nam Cung Lam đều cự tuyệt mặc áo chống đạn, cuối cùng Trần Húc không thể không đại phát lôi đình mới làm cho hai người này đem áo chống đạn cho mặc lên. Mà từ khi biết được có người chuẩn bị ám sát mình mở thủy, thì ra là ngô nguyên trúng đạn vào cái ngày đó, Trần Húc liền đem sở hữu tất cả nhàn hạ thời gian đều vùi đầu vào giả thuyết chiến đấu chính giữa. Có thể nói trong khoảng thời gian này, là Trần Húc huấn luyện nhất chịu khó một thời gian ngắn, cũng là Trần Húc phát triển tiến bộ nhanh nhất một đoạn thời gian. Trước kia, Trần Húc tham gia huấn luyện, tuy nhiên không đến mức là 3 ngày đánh cá hai ngày nằm lì trên Internet, nhưng tinh thần cũng tổng không phải như vậy tập trung, luyện cũng tự, hoàn toàn là cái loại này cao cao không tới, thấp không song trạng thái thẳng đến tiểu mẫn cho hắn ra đệ một nan đề, hoặc là nói tương lai chính mình cho hắn ra đệ một nan đề, lại để cho hắn đạt tới giả thuyết chiến đấu chính giữa cấp độ C khảo hạch về sau. Trần Húc lúc này mới dùng điểm tâm tư tại nơi này thượng diện. Nhưng là hôm nay, đem làm tánh mạng khả năng đã bị uy hiếp thời điểm, Trần Húc thật là toàn tâm toàn ý địa phương. Đem tâm tư tập trung vào cái trò chơi này bên trên. Bởi vì lúc trước một thời gian ngắn Trần Húc đã đem trụ cột đánh chính là rất kiên cố rồi, cho nên trong khoảng thời gian này hắn dùng tâm huấn luyện, quả nhiên là tiến bộ thần tốc, một chu xuống về sau, hôm nay địa Trần Húc đã có thể cùng độc nhãn huấn luyện viên giao thủ mười mấy cái hiệp mà không rơi vào thế hạ phong rồi. Độc nhãn huấn luyện viên địa thực lực rất cường, dùng Trần Húc đến xem, tuyệt đối sẽ không so nam cung lam cùng cái này người da đen bảo tiêu đắc lớp phải kém. Khả năng ẩn ẩn còn vượt qua bọn hắn một ít. Trần Húc không tin cái kia mễ ngóa Đức Địa thực lực có thể so với bọn hắn còn mạnh hơn. Đến lúc đó gặp được, một là áo chống đạn, hai là máy định vị bằng sóng âm thanh thương, chật chật. Quả nhiên là có phần có vài phần vi tiểu bảo đại nhân địa phong phạm rồi. Nhưng là mễ ngóa Đức đến nay một mực không lộ diện, giống như từ khi trước đó lần thứ nhất tập kích Ngô Nguyên về sau tựu Mai danh ẩn tích rồi. Loại này chờ đợi lại để cho Trần Húc rất là phát điên. Các ngươi phát hiện cái gì không vậy? hồi tới trường học ba ngày sau đó trần húc cùng quản dịch bọn hắn đụng phải một cái đầu mọi người tập trung ở trường học đệ tử hoạt động thất chính giữa mở một cái hội trình diện địa ngoại trừ trần húc bọn hắn bên ngoài còn có vài tên y phục thường địa cảnh sát đồng chí dù sao lớn như vậy địa sự tình cảnh sát không có khả năng khoanh tay đứng nhìn địa phương mà cái này vài tên nhân viên cảnh sát hôm nay tự cải trang cách ăn mặc hoặc là giả bộ như đệ tử hoặc là tại bích hiên địa bánh ngọt trong tiệm hoặc là giả trang thành những nghề nghiệp khác, tầm nhìn chính là vì giám thị chung quanh có cái gì không khả nghi địa nhân vật. Dùng Douglas mà nói, một cái sát thủ muốn mục tiêu công kích, nhất định sẽ làm tốt vạn toàn mà chuẩn bị, ví dụ như đối phương địa thói quen, làm việc và nghỉ ngơi thời gian chờ chờ. Hơn nữa hắn muốn ra tay, tự nhất định phải thời khắc chầm chầm vào mục tiêu, như vậy mới có thể phát hiện ra hài lòng địa thời cơ. Cho nên ta tin tưởng, nghệ ngõa đức nhất định tại mỗ hẻo lánh trong giám thị lấy chúng ta cho dù không phải hắn ra mặt, vậy cũng nhất định sẽ có những người khác đang giúp hắn thu thập tin tức. Cho nên những này nhân viên cảnh sát nhiệm vụ, tự là nhìn xem có hay không khả nghi địa phương, đang dám thị trần húc địa người. Nếu có, như vậy tin tưởng hắn nhất định cùng mế ngõa Đức có liên hệ. Hơn nữa hiện tại mế ngõa Đức một mực không có lộ diệt. Căn cứ cảnh sát địa phỏng đoán chỉ có phía dưới lưỡng nguyên nhân. Đệ nhất, chính là hắn đã ly khai hòa hài city rồi, cho nên tự nhiên tìm không thấy hắn. Mà thứ hai, cái kia chính là có người đang giúp hắn, cho nên cũng tìm tìm không được. Về phần là ai đang giúp hắn, cái này biển người minh mông đấy, cảnh sát cũng không có cái gì tốt đích phương pháp xử lý. Dù sao muốn tàng một người rất đơn giản, chỉ cần hắn không ở tại khách sạn loại này dễ dàng bạo lộ thân phận địa phương, chỉ cần đem hắn hướng cái đó trong phòng một nhét là được rồi. Cảnh sát dù sao không có khả năng từng nhà đến thăm điều tra. Mà chỉ cần bắt được này cái bang chủ ngế ngõ đức người nghĩ như vậy bắt được mễ ngõa đức, cũng cũng sắp rồi. Nhưng là, đối phương rõ ràng so với bọn hắn tưởng tượng muốn giảo hoạt, đến bây giờ tất cả mọi người hay vẫn là không thu hoạch được gì. Lại như vậy xuống dưới không cần hắn đến động thủ, tự chúng ta tự muốn qua đời. Trần Húc phàn nàn nói, mấy ngày qua ai cũng không biết hắn đã nhận lấy bao nhiêu địa áp lực, mỗi ngày lúc ra cửa đều muốn lo lắng có thể hay không có người công kích hắn. Loại này thần kinh độ cao căng cứng sinh hoạt lại để cho hắn rất là bực bội cùng phiền muộn, Hiện tại hắn thả rằng tìm được cái này Mễ Ngóa Đức, cùng hắn mặt đối mặt đại đánh một hồi. Chân Húc, muốn tỉnh táo. Quản dịch nói xong câu đó về sau nhìn xem Douglas, ngươi có ý kiến gì không? Phương diện này ta tin tưởng ngươi là chuyên gia. Douglas vốn là lễ phép hướng về quản dịch nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta tin tưởng đối phương nhất định tại chú ý chúng ta, tuy nhiên chúng ta tạm thời còn không có có phát hiện hắn. Nhưng phải biết rằng, nơi này là trường học, nếu như Mễ Ngóa Đức giúp đỡ là một cái người châu Á, như vậy ta tin tưởng hắn hoặc là bọn hắn rất dễ dàng trong trường học tìm được người làm nội ứng, đến báo cáo Trần Húc tình huống. Ta tin tưởng lấy đối phương nhạy bén, mới có thể phát giác được con mắt của chúng ta địa mà sẽ không dễ dàng địa hiện thân, cho nên dưới mắt phương pháp tốt nhất, tự là chờ đợi. Lời nói này lại để cho quản dịch có chút xấu hổ, bởi vì vì sự kiện lần này địa bố cục là nàng đính đấy. Nhưng hiện tại nàng mới biết được, chính mình cùng những cái kia chính thức xuất nhập chiến trường chiến đấu người so sánh với, kinh nghiệm bên trên còn kém rất nhiều. Trần Húc lắc đầu nói: Ta không muốn chờ đợi thêm nữa rồi. Nếu không chúng ta tiến hành bước tiếp theo kế hoạch a. Trần Húc theo như lời bước tiếp theo kế hoạch, tự là quản dịch đưa ra cho Trần Húc một hợp lý lý do lại để cho hắn xuất hiện tại công chúng tầm mắt nội. Hơn nữa nếu một cái giường như thích hợp đối phương ra tay địa phương, quản dịch đề nghị là như thế này, nhằm vào cái kia khoản võ đạo gia trò chơi, lại để cho một cái tiệm internet tiến hành một hồi võ đạo gia tranh phách thi đấu. Mà cái này tiệm internet địa điểm có thể thiết lập tại khu đang phát triển chỗ đó, dùng Trần Húc trước mắt phó đạo ra cả nước xếp hàng thứ nhất thân phận, với tư cách lôi chủ, lực ảnh hưởng còn là rất lớn, nhất định có thể rơi vào tay mế ngóa đức lỗ tai chính giữa. Mà một mảnh kia địa phương người ở thưa thớt, tương đối dễ dàng dẫn đối phương ra tay. Đề nghị này đã nhận được tất cả mọi người đồng ý, mà ngay cả Douglas đều gật đầu đồng ý nói, nếu như mế ngóa đức thật sự muốn giết Trần Húc, như vậy đây thật là một cái phi thường cơ hội tốt. Chúng ta làm A, à, Trần Húc nói lại tiếp tục như vậy ta nghĩ tới ta nhất định sẽ nổi điên đấy quản dịch nhìn xem hắn suốt cục nhẹ gật đầu vì vậy ngày hôm sau ở vào đại học thành phụ cận một nhà cực tốc lưới thành ban bố tin tức tiến hành lần thứ nhất hòa hải city võ đạo gia tranh phách giải thi đấu tất cả mọi người đồng đều có thể miễn phí báo danh nên giải thi đấu đem áp dụng cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu hai chủng hình thức đệ nhất danh tiền thưởng cao tới vạn nguyên hơn nữa đệ nhất danh còn có tư cách cùng hiện ở trong nước xếp hạng cao nhất ai tiến hành mặt đối mặt luận bàn Võ đạo ra cái này trò chơi hôm nay nóng nảy trình độ, đã hoàn toàn đã vượt qua CS, Starcraft cùng Red Alert những này kinh điển tức thời chiến lược loại trò chơi. Hôm nay chỉ cần tùy tiện vào một nhà tiệm Internet, có thể chứng kiến hừng hực khí thế quần ẩu, mà cái này trò chơi ủng hộ suất, thậm chí ảnh hưởng đến World of Warcraft, mộng ảo Tây Du những này game online ở tuyến nhân mấy. Dù sao phải biết rằng, trò chơi cũng là muốn dựa vào người đến chơi, tuy nói máy rời chiến đấu trò chơi cùng game online không dính bên cạnh, nhưng là chơi võ đạo ra nhiều người, tự nhiên cũng không sao quá nhiều người đi chơi game online rồi. Cùng loại như vậy võ đạo ra giải thi đấu cũng làm qua không ít lần, hợp hiệp đại tá hội học sinh hiện tại còn ý định đến làm một lần như vậy trận đấu đâu rồi, hơn nữa hy vọng sau này làm thành cùng bóng rổ, bóng đá đồng dạng thi đấu vòng tròn hình thức, hàng năm một lần. Ở phương diện này bọn hắn đã cùng Trần Húc liên hệ đã qua, chỉ là đột nhiên đã xảy ra loại chuyện này, trận đấu không thể không tạm thời đẩy về sau chế. Mà Trần Húc bởi vì lần trước sâu lâu Hàn Quốc các cao thủ đã là hôm nay hoàn toàn xứng đáng võ đạo gia đệ nhất nhân rồi, cho nên nghe nói hắn muốn tham gia thi đấu, này đây rất nhiều điên cuồng võ đạo gia trò chơi mê đều báo danh tham gia cuộc so tài này. Nhưng Trần Húc chính thức mục đích chính là vì dẫn mế ngóa đức ra tay. Tại nội thành hắn không dám động, như vậy vùng ngoại thành đâu này? Khu đang phát triển bên kia, toàn bộ đều là đang tại mới xây công trường, cũng có mới xây đại học thành. Hợp hiệp đại mới giáo khu là ở chỗ này mảnh đất kia phương đường cái ngược lại là tu thành lập xong được, thế nhưng mà quanh thân kiến trúc lại hay vẫn là đang tại tu kiến. Ngày bình thường cũng không có cái gì người ở, đệ tử đều có chê cười nói, đem một người giết ném tới khu đang phát triển trong bụi cỏ mặt, tối thiểu phải đợi nửa năm mới có thể bị người phát hiện. Mà Trần Húc lộ tuyến cũng rất rõ ràng, mỗi ngày đều là 5 giờ chiều Douglas lái xe đưa hắn đi qua, buổi tối 11 ấn mở xe tiếp hắn hồi trường học, xe cầu lộ tuyến đều là nhất trí đấy. Cũng không tin, người mế ngóa đức như vậy có thể chịu. Trần Húc đi tham gia cuộc thi đấu này hoàn toàn chính là một cái mánh lưới, cho mế ngóa đức chế tạo đầy đủ cơ hội lại để cho hắn động thủ. Bởi vì này một lần cái gọi là võ đạo ra giải thi đấu, tự là quản dịch ở sau lưng thôi động, điểm này tiền thường tiễn đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn là chút lòng thành rồi. Một chiêu này xem tuy nhiên đi hiểm, nhưng trên thực tế nhưng lại rất an toàn đấy. Bởi vì dọc theo con đường này, sở hữu tất cả lộ tuyến đều bị bọn hắn đối với Google địa đồ nghiên cứu đã qua, về phần đối phương có thể tàng ở địa phương nào công kích, sử dụng cái dạng gì thủ đoạn công kích cũng đều cẩn thận phân tích đã qua, là trọng yếu hơn là, cái này chiếc xe cũng không thế nào dễ làm người khác chú ý chạy băng băng Mercedes-Benz, ô tô, là quản dịch khẩn cấp tìm phụ thân nàng muốn, hoàn toàn là một cỗ trống đạn xe. Hơn nữa trong xe còn phân phối tiên tiến thiết bị truy tìm, một khi chúng đạn về sau, loại này thiết bị truy tìm là có thể lập tức tính toán ra nổ súng vị trí cụ thể, thuận tiện truy tung. Mà mỗi một ngày đem làm Trần Húc qua lại thời điểm, đều có y phục thường cảnh sát mai phục tại tội phạm nếu như tập kích, khả năng đào thoát trên đường, sẽ chờ mễ ngóa đức mắc câu rồi. Nhưng là mễ ngóa đức thủy chung không có xuất hiện, mấy ngày qua, Trần Húc đều tuyển tại 5 giờ chiều cùng buổi tối 11 giờ cái này lưỡng cái thời gian đoạn tiến hành qua lại, nhất là đêm đó bên trên 11 điểm thời điểm, khu đang phát triển tại đây cơ hồ tự không có gì người rồi, tuyệt đối là cái thích hợp phục kích nơi tốt. Mà ở hối hà tiệm Internet chính giữa, Trần Húc bọn hắn cũng đã làm xong phòng bị, sợ mễ ngóa đức hội đục nước béo cò. Nhưng là mễ ngóa đức vậy mà thật có thể đủ nhẫn nại ở. Hắn tự là không chịu ra tay, thiếu chút nữa tự làm cho Trần Húc chạy đến mái nhà bên trên kêu to, mễ ngóa đức, hướng ta nổ súng đi. Cuộc sống như vậy rằng có suốt nửa tháng, vừa để xuống mắt, đã đến ngày mùng một tháng năm nghỉ dài hạn rồi. Vốn là học sinh đang học nhóm, đám bọn họ thích nhất đúng là ngày mùng 1 tháng 5 cùng 11 nghỉ dài hạn, nhưng Trần Húc bọn hắn đại nhất cái này một năm, 11 nghỉ dài hạn bị dùng để chế tác kim dung bày hiệp chuyện cái kia khoản trò chơi rồi, mà ngày mùng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn vốn là ý định tập thể đi ra ngoài du lịch một phen, hôm nay cũng ngâm nước nóng rồi. Nhưng không thể không nói, nửa tháng này đến một điểm động tĩnh đều không có. Khó tránh khỏi thật là lại để cho Trần Húc cảnh giới của bọn hắn tâm rất xuống. Hiện tại cũng dám một mình đi ra ngoài rồi, chỉ có điều áo chống đạn vẫn là mặc lên người, khá tốt bộ này áo chống đạn tài liệu cũng cân nhắc đã đến thoải mái dễ chịu địa nguyên tắc. Dán tại trên thân thể rất là đông ấm hè mát, bằng không thì tháng 5 phần, thời tiết đã bắt đầu nóng lên, lại ăn mặc toàn thân kín gió áo chống đạn mông cực kỳ chặt chẽ đấy, mế ngóa đức cho dù không hiện ra, bọn hắn cũng muốn chính mình bị nóng chết rồi. Đối với cái này lần dẫn xà xuất động kế hoạch địa thất bại, quản dịch cảm giác rất là vô lực hơn nữa thất bại dù sao nữ nhân này một mực tự cho là mình rất thông minh hơn nữa nàng chế định địa kế hoạch cũng đích xác rất không tồi nhưng là nàng lại không để mắt đến trọng yếu nhất địa một điểm mễ ngoá đức là cái chiến sĩ một cái tại afghanistan chiến trường tây phi chiến trường trà trộn nhiều năm địa chiến sĩ douglas có một câu nói rất đúng một gã chính thức địa ưu tú sát thủ sẽ chỉ ở nắm chắc cao nhất địa thời khắc ra tay muốn trở thành ưu tú như vậy địa sát thủ nhất định phải học hội địa một điểm tựu là nhẫn nại. Có lẽ mấy ngóa đức đã cảm giác được đây là một cái nhầm vào hắn địa em mờ mưu. Ước hoặc là chiến sĩ địa thiên tính cho hắn biết gần đây tuyệt đối không phải ra tay địa thời cơ tốt nhất. Cho nên hắn một mực tại nhẫn nại, tìm kiếm lấy tốt nhất địa cơ hội, nhưng là Trần Húc bên này đã có chút chịu không được rồi. Sát thủ trải qua thời gian dài không hiện ra, khiến cho được bọn hắn địa tâm căn do mới đầu địa khẩn trương. Dần dần phát triển đến bây giờ địa có lẽ mễ ngóa đức quả thực không tại cái thành phố này đi à nha Càng có người suy đoán mễ ngóa đức có phải hay không đã bị thần thông quảng đại địa SMMS bắt lại Chỉ bất quá mọi người chúng ta đều còn không biết Đối với cái này loại phỏng đoán Trần Húc chỉ có thể báo dùng bất đắc dĩ địa dáng tươi cười rồi Hắn nếu quả thật địa thần thông quảng đại Đã sớm bắt lấy tên vương bát đàn này rồi Sao có thể giống như bây giờ tùy thời chờ đợi lo lắng lấy Thoáng chấp mắt đang khẩn trương chính giữa ngày mồng một tháng năm nghỉ dài hạn cũng rất nhanh đã trôi qua rồi vẫn không có động tĩnh gì cái lúc này ngoại trừ douglas thời khắc còn bảo trì cảnh giác bên ngoài những người khác trên cơ bản cũng liền buông lỏng rồi mà ngay cả trần húc tiến vào giả thuyết chiến đấu hệ thống thái độ cũng thời gian dần trôi qua lười nhác xuống dưới chỉ có điều lúc này thời điểm trần húc lại đã mất đi cho lý bác sĩ làm công địa cái kia phần công tác bởi vì hắn vắng họp đem thời gian gần một tháng trong khoảng thời gian này cũng không thể vì chờ hắn mà không tiến hành bình thường công tác a cho nên rơi vào đường cùng Lý Bác Sĩ đành phải theo tánh mạng khoa học hệ lại chọn lấy một tên đệ tử, cái này nhưng làm tánh mạng viện khoa học viện trưởng cho vui cười hư mất. Được đền bù hy vọng à, được đền bù hy vọng. Ngày mùng 1 tháng 5 về sau trường học mở một môn thí nghiệm khóa, là muốn bắt đầu học tập máy vi tính phần cứng phương diện lắp ráp cùng giữ gìn. Nói cách khác, cho đệ tử một cái cơ hội, đem những cái kia vứt bỏ máy vi tính cho hủy đi thành tán cái linh kiện sau đó lại liều trang, sau này còn muốn học đến kiểm tra máy vi tính cái kia khối phần cứng xảy ra vấn đề. Như thế nào tiến hành chữa trị chờ chờ, hủy đi trang máy vi tính loại vật này, Trần Húc trung học thời điểm sẽ rồi, nhà hắn cái kia đài lão gia cơ đã bị Trần Húc chia rẽ lắp đặt qua vô số lần. Thuần thục vô cùng, bất quá vì lợi nhuận học phần, hơn nữa cũng vì tập thể hoạt động, Trần Húc không ngại lại đi chơi loại này trước kia đùa trò chơi, hơn nữa nói thực ra, Trần Húc hủy đi trang máy vi tính ngược lại là có thể, nhưng muốn hắn tự hành sửa chữa sẽ không bổn sự kia rồi, cũng đúng lúc thừa lúc cơ hội này học tập học tập. Chỉ là thí nghiệm khóa địa phương cũng không phải tại Trần Húc bọn hắn hiện tại chỗ ở lão giáo khu, mà là đang kinh tế khu đang phát triển, đại học thành mới xây mới giáo khu, cho nên mới hồi cũng là muốn cưỡi xe trường học, tập thể hoạt động địa phương. Nếu như là tại nửa tháng trước, Trần Húc nhất định sẽ buông tha cho đi học, bởi vì này dạng quá nguy hiểm. Nhưng là hiện tại Trần Húc cảm thấy loại này chờ đợi lo lắng thời gian thật sự là không cần phải nói sau bên cạnh còn có Nam Cung Lam cùng Douglas đâu rồi, cho nên tựu không sao cả rồi. Thí nghiệm khóa là mỗi tuần một tiết, Trần Húc lên ba cái cuối tuần đều không có phát sinh một chút sự tình, cái này mắt nhìn thấy khoảng cách ngô nguyên đấu xung án đã qua hơn một tháng rồi, cho nên về mễ ngõa đức sự tình cũng không có cái gì người đến nhắc lên. Hôm nay là tháng 5 một lần cuối cùng thí nghiệm khóa, Trần Húc tuy nhiên đã buông lỏng, nhưng hay vẫn là dẫn theo Douglas cùng Nam Cung Lam cùng một chỗ, đi thời điểm cũng giống nhau là bình an vô sự, mà tan học thời điểm cũng đã là 5 giờ chiều nhiều hơn. Bởi vì hợp hiệp đại học xe trường học cấp lớp rất nhanh, không giống có chút nổi tiếng học phủ như vậy đều có một cái đoàn xe hơn mấy chục chiếc xe cái chủng loại kia. Hơn nữa một cỗ xe buýt cũng chỉ có thể ngồi 7 chục người, vừa vặn mỗi lần hai cái tiểu ban, mỗi lớp bình quân 30 người, lại thêm một ít lão sư, xe tựu ngồi đầy nhóc đấy. Nếu như trùng hợp lão sư có nhiều, nói không chừng còn sẽ có người đứng đấy. Nhưng có đôi khi nhưng lại có ngoại lệ đấy, Nói thí dụ như có chút đồng học trước thời gian làm xong thí nghiệm chính mình ngồi xe buýt đi trở về, hoặc là là bởi vì sao sự tình làm trễ nãi rồi biến mất trở về. Cho nên xe trường học bên trên sẽ không xuống vị trí. Lúc này thời điểm đã có người đánh cái chủ ý này rồi. Bởi vì mới giáo khu so sánh thiên à, hơn nữa lần cận cũng có vài chỗ đại học mới giáo khu tại, có thể cũng chỉ có một cỗ 149 lộ xe buýt đi qua nơi này. Hơn nữa hợp hiệp đại học còn không phải thủy phát đứng. Điều này sẽ đưa đến mỗi lần mới giáo khu cùng học đi thành phố ở bên trong còn có theo thành phố ở bên trong lúc trở lại, 149 trên xe đều tràn đầy cùng cá sắc đin đồ hộp đồng dạng, khí đều không xuyên thấu qua được, hơn nữa theo thành phố nội đến mới giáo khu xe buýt ước chừng muốn chạy bên trên 40, lách vào cũng chèn chết rồi. Trần Húc Đại học vừa tới địa thời điểm có một lần đi theo máy vi tính hứng thú tiểu tổ đi mới giáo khu, mà giữa trưa lúc trở lại bởi vì thời gian đã chậm rồi biến mất vượt qua xe trường học mà bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi giao thông công cộng. Lúc kia là Trần Húc tại khai phát chó dại khắc tinh cái kia khoản dược trước khi, cho nên Trần Húc lúc này cũng là một cái dựa vào một tháng mấy trăm khối tiền tiền sinh hoạt sống học sinh nghèo. Xe taxi nhất định là không nỡ đánh, vì vậy an vị xe buýt. Có thể xe buýt thứ nhất, wow, hợp hiệp đại mới giáo khu là khai hướng thành phố nội đệ tam đứng, theo lý thuyết khoảng cách xuất ra đầu tiên đứng không xa trên xe vị trí có lẽ không ít. Có thể ngày đó hết lần này tới lần khác còn đuổi tại thứ bảy, bên cạnh mấy sở học trường học đi thành phố ở bên trong chính học sinh còn nhiều. Tràn đầy một xe người à, tràn đầy một xe đại người sống à, nhưng Trần Húc nhìn về phía trên như thế nào như là tràn đầy một xe cá xác đin đồ hộp. Mà đợi đến lúc bọn hắn máy vi tính hứng thú tiểu tổ hơn 10 lỗ hổng ra súc, còn có mặt khác chờ xe người chen lên đi về sau, cái này trong chiếc xe tối thiểu đút nhanh 200 người. Nghiêm trọng quá tải, tới đằng sau đứng bài lúc còn có người ở trên, cơ hồ không có người xuống xe, bởi vì những học sinh này trên cơ bản đều đi thành phố nội, không đến thành phố bên trong cái kia đứng bài là không có người ở dưới. Cho nên Trần Húc cứ như vậy một đường lách vào đi qua, từ nay về sau thể đánh chết không ngồi 149 lộ xe buýt. Cho nên mỗi lần chờ xe trường học đến thời điểm, luôn luôn một đám đầu cơ, hợp ý người muốn đến xem là không thể tại xe trường học bên trên cọ cái vị trí, cho dù là đứng đấy đều được. Bởi vì xe trường học không giống xe buýt, nó trên đường sẽ không đỗ, một đường đi gần đây lộ đến thành phố nội địa giáo khu, cho dù đứng đấy cũng thoải mái à. Cao hiểu tiết các nàng hôm nay tự gặp loại tình huống này, hơn nữa đoạt xe hay vẫn là mấy cái càng già càng lão luyện. Hợp hiệp đại mới giáo khu hôm nay đang tại khởi công xây dựng ở bên trong, ngoại trừ mấy tòa nhà lầu ký túc xá lầu dạy học cùng căn tin tu thành lập xong được bên ngoài những thứ khác thao trường các loại đều là một mảnh bùn nhão đấy, hơn nữa tại đây khoảng cách nội thành lại xa quanh thân lại không có cái gì đó. Cho nên như vậy bà ngoại không đau cậu không yêu địa phương tự phân cho phụ thuộc địa thành nhân giáo dục học viện, còn có chuyên thăng bổn nhất loại đấy. Như những này học viện đệ tử, niên kỷ đều so trần húc bọn hắn muốn lớn rất nhiều. Thành giáo cũng không cần nói, 40-50 tuổi đều có. Mà chuyên thăng bản, người ta cũng là tốt nghiệp trung học về sau lên 3 năm trường đại học mới khảo thi khoa chính quy, người ta đại nhất tự tương đương với trần húc bọn hắn bên này đại học năm 4 đấy phải biết rằng tại trong đại học hỗn thời gian nhiều hơn mặc kệ cái nào chuyên nghiệp địa đều biến thành lão ra mặt dày cho nên đám người kia cũng không sao cả nguyên một đám đứng tại xe trường học đứng bài phía trước đoạt vị trí ngược lại đem trần húc bọn hắn khoa máy tính đội lên đằng sau đi cái này nhưng làm khoa máy tính một đám người cho khí địa à trần húc cũng không phải để ý điểm này tiễn hắn hoàn toàn có thể chính mình đánh xe ly khai nhưng vấn đề là lớp học những bạn học khác chỉ sợ tự thảm rồi hơn nữa người đây không phải chiếm trước quyền lợi của chúng ta sao? Điểm này lại để cho bao che khuyết điểm Trần Húc thập phần khó chịu. Vì vậy Trần Húc tự muốn cho Douglas đi lên, đem đám người kia hết thảy đuổi đi. Lập tức xe trường học đã tới rồi, nếu là thật bị đám người kia lách vào lên xe đuổi đều đuổi không xuống bọn hắn. Có thể lúc này thời điểm quản dịch lôi kéo hắn, làm cái mặt quỷ. Dùng Trần Húc cùng quản dịch ăn ý, tự nhiên là biết rõ nữ nhân này có thể là có cái gì chú ý, vì vậy cười dịu dàng nhìn xem nàng. Hôm nay thí nghiệm khóa chỉ có hai cái tiểu ban đệ tử, cao hiểu tiết cùng chạm tinh không có tới, chỉ quản dịch. Tự chứng kiến quản dịch lôi kéo lấp bên trên một người mặc áo sơ mi trắng cùng sâu sắc áo khoác nữ hải đi tới bên cạnh trong toilet. Mà chờ lúc đi ra, bộ kia sâu sắc quần áo cùng áo sơ mi tự rơi vào quản dịch trên người. Hai người lại vẫn quần áo, mà quản dịch vốn là áo choàng tóc dài cũng bị đâm vào sau đầu, trên mặt còn đeo một cái kính đen, xem có phần có vài phần văn phòng thành phần tri thức âu eo khí chất. Trần Húc xem xét nàng trang phục, lập tức tụ kịp phản ứng nữ nhân này muốn làm gì rồi, nghĩ thầm cao, thật sự là cao. Vì vậy tự chứng kiến quản dịch đi tới, cố ý ho nhẹ hai cái. Dùng một loại so sánh thành thục cường điệu hô, khoa máy tính 35, 36 tiểu ban, xếp thành hàng chuẩn bị lên xe. Nói xong nàng xem lách vào tại xe trường học đỗ chỗ mấy cái học viện khác địa người, đồng học, ngươi là khoa máy tính đấy sao? người kia xem xét quản dịch diễn xuất lập tức liền cho rằng nàng là trường học lão sư thật đúng là đừng nói quản dịch bộ này rất âu eo địa hành đầu tăng thêm nàng tận lực trang phục thành thuộc bộ dáng còn thật sự có như vậy vài phần lão sư khí chất cái này khó tránh khỏi lại để cho trần húc nghĩ tới đồ đồng phục hấp dẫn ăn mặc văn phòng chế ngự đồng phục mỹ nữ lão sư ngược lại lộ ra một mảnh màu trắng đường viền hoa ai nha nha thật là tả ác thật là tả ác trong đại học, đệ tử cùng đệ tử tranh chấp rất thông thường, nhưng hay vẫn là không có gì dám trêu lão sư đấy. Trần Húc thấy thế cố ý hét to một tiếng, quản lão sư, người cùng chúng ta cùng đi à. Mặt khác địa ra xúc nhóm đàn bà con gái lập tức hiểu ý, cười tâu tét gọi, quản lão sư tốt. Cái này lại để cho học viện khác người rất mê mang. Khoa máy tính đệ tử như vậy tôn sư trọng đạo, có lão sư ra mặt duy trì trật tự, khoa máy tính người tự nhiên mà vậy xếp hạng phía trước, mà lúc này đây xe trường học đã đến, khoa máy tính mọi người lên xe về sau quản dịch cùng lái xe sư phó vọng trộm nói kín người rồi đi thôi lái xe sư phó hiểu ý trực tiếp đóng cửa xe lại chỉ để lại một đám học viện khác đệ tử tại đâu đó kêu rên hợp hiệp đại thật đúng là nghèo rất mồng tơi a à, có lẽ làm nhiều mấy chiếc xe trường học mới được là quản dịch ngồi ở trần húc bên cạnh cười tháo xuống kính mắt trần húc cố ý ồn ào quản lão sư rất đẹp trai à ta cảm thấy được sau này trở về muốn cùng trần lão sư nói một chút lại để cho hắn thối vị nhượng trước được rồi, dù sao cái thằng kia đối với chúng ta thi hành chính là nuôi thả thức giáo dục, chưa bao giờ quản chúng ta. Trong xe một mảnh ồn ào thanh âm, cũng không biết Trần Phụ Đạo Viên nghe nói như thế về sau sẽ có cái gì cảm tưởng. Quản dịch đoán trách nhìn Trần Húc liếc, ánh mắt kia nhưng làm Trần Húc xem địa hãi hùng khiếp phía đấy. Mà càng hãi hùng khiếp phía chính là, cái kia cái đây này quản dịch thay quần áo địa nữ sinh dáng người rõ ràng so quản dịch tiểu một vòng. Y phục của nàng mặc ở quản dịch trên người nhanh bang bang, đem quản dịch cái kia có lồi có lõm dáng người thừa nắm phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nhiên ăn mặc áo chống đạn nhìn không tới bên trong xuân quang, nhưng riêng này ngoại hình cũng đầy đủ lại để cho người mơ màng bay tán loạn rồi. Cảm giác được Trần Húc địa ánh mắt, quản dịch oán trách mắt trắng không còn chút máu, này mới khiến Trần Húc hắc hắc cười đem ánh mắt gian tà thu, làm làm ra một bộ đứng đắn bộ dáng. Quản dịch xem hắn cố ý giả vờ bộ dáng, nhịn không được thấp giọng mắng câu, sắc lang. Bại hoại, nhưng những lời này ngữ điệu, nhưng lại kiều nhuyễn vô lực, lại để cho Trần Húc trong nội tâm rung động. Hắn nhịn không được nhớ tới người tốt tạp lai lịch, đem làm một cái nữ nhân đối với người nói ngươi là người tốt thời điểm. Cái kia đã nói lên hai người chia tay đã là lửa xém lông mày rồi, đem làm một cái nữ nhân nói người thật là xấu thời điểm. Chật chật, đây mới là cuộc sống tốt đẹp địa bắt đầu à. Vì vậy Trần Húc cười nói, Mỹ nữ, người bây giờ rốt cuộc thừa nhận ta là người xấu rồi hả? Nghĩ đến Trần Húc trước kia một mực bị phát người tốt tạp, mà cự tuyệt thừa nhận chính mình là người tốt địa sự tình, quản dịch nhịn không được phốc cười cười, lại mắt trắng không còn chút máu. Cái nhìn này xem Trần Húc là hãi hùng khiếp phía, vội vàng nghiêng đầu đi làm bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nay thiên địa ánh mặt trời rất lớn à, xem ra rất nhanh muốn đến mùa hè, thời tiết cũng rất nhanh muốn nóng lên, a à, mơ hồ, Trần Húc cảm thấy con mắt có mấy lời, giống như có quang điểm tại trước mắt hắn lập lè. Không đúng, quang điểm, đúng vào lúc này ngồi tại phía sau bọn họ đắc đột nhiên hô to một tiếng, hụt xuống. Trần Húc trong nội tâm hiện lên một tia không ổn, cơ hồ là lập tức, không có trải qua bất luận cái gì suy nghĩ, Trần Húc một tay lấy quản dịch bổ nhào, dùng thân thể của mình chắn quản dịch phía trước. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ đánh vào Trần Húc phía sau lưng lên, cái kia trùng kích lực to lớn cơ hồ muốn đem Trần Húc cho nhấc lên phi. Trần Húc cứ như vậy ôm quản dịch trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, hắn cảm giác mình nửa thân thể cơ hồ đều muốn chết lặng. Mà lúc này đây, Nam Cung làm hét lớn một tiếng, trực tiếp theo chạy như bay cửa sổ xe nhảy ra ngoài. Mà Douglas tắc thì đem Trần Húc cùng quản dịch đem làm tại phía sau mình, hỏi, các ngươi không có sao chứ? Quản dịch bị Trần Húc áp dưới thân thể không biết chuyện gì xảy ra, kêu lên, làm sao vậy? Trần Húc cắn răng chống đỡ nổi thân thể, nếu như không phải có áo chống đạn hắn đã chết. Mọi người coi chừng, có súng bắn tỉa. Trần Húc hung dữ nói, Mễ Ngoá Đức, rốt cục xuất hiện. Phanh, lại là một thương, cùng vừa rồi một súng bất đồng chính là, vừa rồi Trần Húc ngồi ở cửa sổ xe bên cạnh, bởi vì ngại nhiệt liền đem cửa sổ xe mở ra lấy thổi phong, cho nên viên đạn là không hề ngăn cản xuất tại Trần Húc áo chống đạn bên trên. Cho nên mọi người tự chứng kiến Trần Húc đột nhiên bổ nhào, nhưng rất nhiều người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hoặc là nói, căn bản tự không biết mình đang đứng ở cực độ nguy hiểm trong trạng thái. Nhưng là thứ hai thương, chúng mục tiêu nhưng lại xe trường học xe buýt đằng sau thủy tinh. Cái kia súng ngắm uy lực thì hạng gì cực lớn, cái này bình thường cửa sổ xe thủy tinh lập tức đã bị đánh nát bấy, trong xe hôm nay rậm rạp chẳng chịt ngồi đầy người, xếp sau tự nhiên cũng có, thủy tinh vừa vỡ, không biết quẹt làm bị thương bao nhiêu người, mà cực lớn động tĩnh lại để cho toàn bộ xe mọi người kinh gọi. Gục xuống, toàn bộ gục xuống, cái lúc này phản ứng nhanh nhất chính là Douglas, hắn lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người bộ nằm sắp tại chỗ ngồi phía dưới, bên ngoài có súng ngắm. Hắn như vậy một hô, tiếng thét chói tai lập tức tự ngừng, tất cả mọi người lập tức tự chui được dưới mặt ghế mặt, lúc này thời điểm lại là một tiếng phanh, lại là một viên đạn bắn đi qua, khá tốt không có tạo thành nhân viên thương vong. Ít nhất có ba cái súng bắn tỉa, phân biệt tại chúng ta phía nam ngã về tây 30, 45 còn có thiên đông 15. Bọn hắn tuyệt đối không phải một người, là một đám người. Douglas nằm dạp trên mặt đất nói, các người nằm dạp trên mặt đất coi chừng, ta đi lái xe. Nói xong Douglas tự nhanh chóng ở chạy băng băng Mercedes-Benz trên xe bass lăn một vòng, một bà kéo ra kinh hoàng thất thố lái xe mắng, cái loại không có tiền đồ, gục ở chỗ này đừng nhúc nhích. Sau đó điều khiển lấy xe buýt chạy như bay mà đi. Nam Cung Lam đi xuống, đem làm Trần Húc chậm rãi đứng lúc thức dậy, hắn cảm giác trên lưng một hồi vô cùng địa kịch liệt đau nhức, khá tốt, khá tốt có áo chống đạn bảo hộ. Nhưng là đem làm nghe nói Nam Cung Lam chính mình nhảy xuống xe tìm hung thủ đi, Trần Húc không khỏi kinh hãi đối phương không phải một người hơn nữa thậm chí có súng bắn tỉa nặng như vậy hình hỏa lực áp chế quản dịch nằm ở trần húc dưới thân cũng nghiến răng nghiến lợi nói ta hiểu được khó quá chúng ta một mực tìm không thấy mễ ngõ đức bất kể là hắc đạo hay vẫn là bạch đạo bởi vì hắn rất có thể cùng cái này khu lớn địa nhất hắc đạo thủ lĩnh cấu kết đến cùng một chỗ rồi trần húc sững sờ lúc này thời điểm lại một phát viên đạn phóng tới hắn nhịn không được ôm đầu mắng một câu bọn này vương bát đản chẳng lẽ đều không để ý người khác địa chết sống sao lúc này ô tô phanh địa một tiếng đột nhiên trượt rồi xe buýt tránh không được địa một cái nghiêng lập tức trong xe lại là một hồi gào khóc thảm thiết trần húc cả giận nói chuyện gì xảy ra lốp xe phát nổ một cái douglas cũng không quay đầu lại không có sao ra cái này đánh lén súng ngắm địa mang chúng ta tự an toàn không còn thở địa xăm lốp tuy nhiên khiến cho xe buýt địa một bên nghiêng tới nhưng là tại đây sống chết trước mắt cũng bất chấp sóc này rồi. Trần Húc cúi đầu xem quản dịch, người vừa rồi lời kia có ý tứ gì. Quản dịch nhìn xem hắn, chúng ta lúc ấy hắc đạo bạch đạo tìm khắp lần. tựu là tìm không thấy mễ ngọa đức, nếu như chỉ là như vậy cái kia có thể là hắn lẩn trốn đến cái gì trong góc không ra khỏi cửa. Chúng ta tìm không thấy hắn, nhưng là hắn tuyệt đối không có khả năng đạt được thêm nữa. Địa giúp đỡ cùng vũ khí, cho nên chỉ có một lý do, một cái cường đại thế lực đưa hắn cho che chở ở. Ta thực ngốc, hiện tại mới nghĩ vậy một điểm, đều cái lúc này còn thảo luận cái gì đần không ngu ngốc sự tình. Phanh lại là một tiếng súng vang, đánh vào trên xe không biết cái gì vị trí, Trần Húc xem như vậy không được, cái này hai bên đều là đang tại kiến thiết. Đã có hơn 10 20 tầng cao, nhưng vẫn chưa hết thành nhà lầu, đối phương đã ẩn nhẫn đến cái này thời khắc mới ra tay cái kia chắc là làm tuyệt đối hoàn toàn mà chuẩn bị. Nếu như còn như vậy nổ súng xuống dưới tất nhiên sẽ có người thương vong, lại để cho người vô tội địa người thay mình đi chết gần đây không phải Trần Húc Tác Phong, cái lúc này hắn tuyệt đối không thể lại tại trong xe ở lại đó rồi. Đối thủ mục tiêu là hắn, nhìn nhìn dưới thân quản dịch, Trần Húc cắn răng một cái, dù là chính mình chết cũng không thể lại để cho cô bé này đã bị bất luận cái gì một đinh điểm tổn thương, nếu như nàng có cái gì không hay xảy ra cả đời mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vì vậy Trần Húc dùng tay khẽ chống địa tựu ngồi xổm quản dịch xem hắn ngồi xổm khởi quá sợ hãi. Cái này nữ nhân thông minh lập tức sẽ hiểu ý nghĩ của hắn, người muốn làm cái gì. Ta không được ngươi đi mạo hiểm, mục tiêu của bọn hắn là ta, nhưng ta cũng không được ngươi có việc. Trần Húc nhìn xem nàng, cắn răng nói câu, sống sót. Không muốn, quản dịch dùng sức cầm lấy hắn, sợ buông lỏng tay hắn sẽ chạy trốn. Lúc này thời điểm lại là một viên đạn, nhưng chúng mục tiêu hơn là phía trước thủy tinh, đúng là người điều khiển vị trí khá tốt douglas trước đó có báo động trước tránh qua tránh né vừa rồi người tài xế kia nghe được nổ mạnh lại thấy như vậy một màn bị hù hai mắt khẽ đảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh nếu như hay là hắn lái xe vậy hắn hiện tại đã là cái thi thể rồi xe buýt đã dùng tốc độ như vậy tại chạy được không nghĩ tới phía trước còn có địch nhân không biết phía trước còn có bao nhiêu mai phục trần Húc nghĩ như vậy nhìn xem quản dịch quản dịch từ trong ánh mắt của hắn thấy được một tia tuyệt nhưng đột nhiên trần Húc từng thanh quản dịch ôm lấy dùng sức hôn lên trên môi của nàng, cái kia nở nang bờ môi ngọt ti trơn, nhưng Trần Húc không rảnh bận tâm quá nhiều, hắn thậm chí cũng không biết, chính mình cái lúc này nào có can đảm này cùng nghĩ cách đi hôn nàng. Đây là hai người lần thứ hai hôn môi rồi, tuy nhiên hai lần đều là vội vàng mà qua, nhưng tối thiểu, trước đó lần thứ nhất là cái ngoại ý muốn còn lần này nhưng lại Trần Húc chủ động đấy, chỉ là một màn này cũng không có bị người bên ngoài chứng kiến. Những người khác toàn bộ đều bị hoảng sợ giống như chim cút đồng dạng núp ở xe tỏa hạ mặt lạnh run sống sót, Trần húc đẩy ra quản dịch, dẫm nát trên ghế ngồi lập tức chui ra cửa sổ, sau lưng chỉ nghe được quản dịch thống khổ quát to một tiếng, không muốn. Nhưng cái lúc này Trần Húc đã theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài, đụng vào mặt đất địa thời điểm ngay tại chỗ lăn một vòng triệt tiêu bộ phận sông tới lực, nhưng là vẫn cảm thấy toàn thân bị sát đau nhức. Khá tốt nơi này là kinh tế khu đang phát triển, hôm nay cái này đầu trên đường lớn chỉ có cái này một cỗ xe trường học tại mạnh mẽ đâm tới, bằng không thì đã sớm gặp chuyện không may cố rồi. Trần Húc trên mặt đất lăn một vòng về sau đứng, hướng về phía xa xa hét lớn, tới giết ta à. Các ngươi không phải muốn giết ta sao, có bản lĩnh xông ta đến, không sẽ đối những người khác ra tay. Lúc này phanh thoáng một phát, một viên đạn rơi vào Trần Húc địa bên người. Trần Húc cả kinh nhảy lách mình tránh ra, sau đó giơ lên tay trái đối với chung quanh quét một vòng, gầm nhẹ nói, tiểu mẫn, giúp ta quan sát phụ cận địch nhân. Nhìn xem mễ ngóa đức đến cùng ở đâu tòa nhà trên lầu máy định vị bằng sóng âm thanh cùng với tia hồng ngoại radar mở ra. Tiểu mẫn thanh âm vang lên, hiện tại tiến vào một cấp đề phòng trạng thái. Máy định vị bằng sóng âm thanh thương công có thể mở ra, xin cẩn thận. Đây không phải diễn tập, lặp lại một lần, đây không phải diễn tập. Radar cùng với tia hồng ngoại cảm ứng quan sát kết quả, tại ngài chung quanh chung phát hiện 18 tên cầm thương súng bắn tỉa, Còn có một gã đang tại chạy trốn người, xác định là địch là bạn, cái kia là bằng hiếu, nam cung lam. Tiểu mẫn địa lôi đạt công năng phi thường cường đại, có thể chọn vẹn quan sát bán kính vi 1.000m chỗ có sinh vật, ngoại trừ sử dụng sóng âm đến dò xét công trình kiến trúc hình dạng bên ngoài, còn có thể sử dụng tia hồng ngoại đến xác định nhân vật địa vị trí cụ thể, cùng với phân tích ra người này là có phải có hại. Bởi vì tia hồng ngoại là căn cứ độ ấm bất đồng đến phán định, nhân loại độ ấm khẳng định cùng công trình kiến trúc độ ấm bất đồng, mà trên tay súng ống nhất là lái qua hỏa súng ống cũng nhất định cùng những vật khác độ ấm bất đồng. Hơn nữa tiểu mẫn có thể lập tức theo trên mạng download đến mới nhất địa địa đồ tình hình chung. Tiến hành sửa chữa sau biến thành ba toàn bộ bản đồ địa hình cùng với đối phương chỗ địa vị trí cụ thể. Vừa nghe nói có 18 cái, Trần Húc tâm thoáng cái chìm đến đáy cốc, có thể tìm được mễ ngõa đức sao. Ta tin tưởng chỗ đó chỉ có một người da đen, người trước siêu tầm thoáng một phát thân cao 1m9 người. Đáng chết, phanh một thương, Trần Húc vội vàng ngay tại chỗ lăn qua lăn lại lách mình tránh ra, hắn thấy được, tự ở trước mặt hắn đại khái 50 mét lầu 2 trong phòng, có một tối om hỏng súng chỉ vào chính mình. Ta trước hết giết ngươi, Trần Húc nổi giận gầm lên một tiếng, theo trên mặt đất bắn ra bò, sau đó dọc theo mô phỏng trong khi huấn luyện, huấn luyện viên chỗ chỉ đạo. Khiến cho dùng hình chữ S phòng qua vòng lại bước đến né tránh viên đạn phương pháp, đông một tháo chạy tây uốn éo, mà bắt đầu hướng đối phương chỗ đó xong. Đã có thể đem làm Trần Húc vừa vào tới dưới lầu lúc, đột nhiên xa xa lại là một thương, vừa vặn đánh vào trên vai của hắn. Trần Húc bị đánh địa đã bay đi ra ngoài, tuy nhiên xương cốt đau nhức nhưng may mắn thay có áo chống đạn bảo hộ không có bị thương, vì vậy ngay tại chỗ lăn một vòng lại chạy ra. Cái này nhưng làm xa kích hắn chính là cái người kia làm cho sợ hãi, đối với bộ đàm nói, ta vừa rồi giống như đánh chúng hắn rồi. Hắn là yêu quái sao? Không bảy, coi chừng hắn lên lầu, tại đây tòa nhà lâu mai phục người thay thế số là 07. bảy. Nghe nói như thế lập tức cười lạnh một tiếng, đưa tới cửa công lao à xem ta như thế nào dùng đao mổ đoạn cổ của hắn a à, đằng sau một câu nói còn chưa dứt lời không bảy đột nhiên hét thảm một tiếng té xuống toàn thân run rẩy không ngừng chân hút sắc mặt âm trầm từng bước một từ thang lầu đi tới giơ tay trái vừa rồi hắn dưới lầu lại để cho tiểu mẫn dùng tia hồng ngoại xác định cái thằng này tại trên đỉnh đầu của mình vị trí sau đó sử dụng máy định vị bằng sóng âm thanh thương trực tiếp xuyên tường đem người này cho giết chết tuy nhiên không chết nhưng lập tức đã bị chấn hôn mê bất tỉnh. Loại này máy định vị bằng sóng âm thanh thương tầm sát thương không hề giải uy lực cũng không lớn, xuyên tường địa tầm sát thương chỉ có 50 mét, không mặc tường muốn xa một chút là 500 mét. Nhưng là vì loại này máy định vị bằng sóng âm thanh thương chỉ có thể đối với nhân thể tạo thành nhất định được thân thể hoặc trên tinh thần địa tổn thương, cho nên Trần Húc mới vừa rồi không có dùng chúng. Bởi vì dùng cũng là bạch dùng, chứng kiến không bảy nằm tại bên cạnh mình toàn thân rút rút, Trần Húc sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn thấy được, đây là một chương người da vàng mặt. Hoặc là nói tự là một cái người châu Á, quả nhiên là có nội ứng à. Trên cửa sổ còn bày đặt một bả sản phẩm trong nước QBU88 thức súng bắn tỉa, loại này súng bắn tỉa đầu đạn là 5. 8mm hạng nặng viên đạn, tầm sát thương vi 800 m có thể tại 1000m trong vòng xuyên thấu 3mm dày A3 thép tấm. Nhưng là đáng tiếc, chính mình bộ đồ áo chống đạn cứu mình. Nếu như cái này súng ngắm đường kính lớn hơn chút nữa, chỉ sợ dùng bộ này vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành áo chống đạn còn cứu không được mạng của mình xem trên mặt đất vẻ mặt hoảng sợ toàn thân rút rút bảy trần húc lạnh lùng rút ra hắn một mực đứng ở bên hông dao găm đối với bảy nói cũng giống như đối với chính mình nói các ngươi muốn muốn mạng của ta muốn lão đại ta mệnh muốn smm ít mệnh ta thành toàn các ngươi nói xong trần húc một đao bút thẳng đã đâm trúng trái tim của hắn đây là trần húc lần thứ nhất giết người nhưng nhìn lấy hắn như thế thuần thục thủ pháp ai cũng không dám tin tưởng hắn là lần đầu tiên động thủ. Một đao kia xuống dưới không bảy chỉ tới kịp chừng thoáng một phát mắt, tự một tiếng không phát té xuống. Con mắt mở thật to, một bộ chết không minh mục bộ dạng. Mà nhìn xem Trần Húc, lần thứ nhất giết người trên mặt hắn cũng không có cái loại này kinh hoàng cùng sợ hãi, sắc mặt của hắn âm trầm, phảng phất là cái giết người lão luyện đồng dạng đi đến phía trước cửa sổ, đem cái thanh kia QBU88 thức súng bắn tỉa lấy đến trong tay, trần húc cũng không phải một cái giết người ác ma càng không phải nói hắn tại giả thuyết ảo cảnh trong luyện tập vô số lần giết người giết người kỹ xảo hắn là luyện tập qua nhưng từ nhỏ đến lớn trần húc liền con gà đều không có giết qua hắn sở dĩ biểu hiện như vậy là vì trong lòng cực đoan phẫn nộ các ngươi muốn mạng của ta muốn ngô nguyên mệnh muốn dịch thủy hàn mệnh thậm chí không tiếc khiến cho nhiều người lâm vào nguy hiểm chính giữa vậy ta còn cùng các ngươi khách khí cái gì nông phu cùng xà câu chuyện hắn nghe qua rất nhiều lần cái lúc này nếu như mình trong nội tâm còn có một tia nhân từ, buông tha người này, cái kia có trời mới biết hắn có thể động về sau chuyện làm thứ nhất có thể hay không nổ súng đánh bại đầu của hắn. Tiến vào giả thuyết chiến đấu hệ thống ngày đầu tiên, độc nhãn huấn luyện viên tự tự nói với mình, muốn trở thành một gã hợp cách chiến sĩ, tự tuyệt đối không thể đối với địch nhân có thương cảm chi tâm. Trên chiến trường, không phải ngươi giết đối phương, tự là đối phương giết ngươi. Trần Húc cũng không phải một cái người có máu lạnh, nhưng là hôm nay hắn thật sự là ra cách phẫn nộ rồi. Người tại dưới sự phẫn nộ làm ra sự tình, thường thường hội tạm thời vứt bỏ mất trong lòng nhu nhược cùng thiện niệm, tối thiểu Trần Húc hiện tại bộ dạng, tự cực kỳ giống một cái giết người ác ma. QBU 88 à, Trần Húc một bả khiêng qua cái thanh này súng ngắm, không biết là ta mệnh thật tốt quá còn là mạng của các ngươi quá kém, vậy mà cho ta cây súng này. Cây súng này, tự là Trần Húc tại tiến vào giả thuyết chiến đấu hệ thống chính giữa hệ thống vũ khí lúc, tiếp xúc đến đệ nhất đem súng bắn tỉa. Có thể nói, hắn đã đùa rất quen tiểu mẫn, biến thành kính nhắm. Với tư cách một gã trung thực CS kẻ yêu thích, hơn nữa tại chiến đội chính giữa ti trước chính là súng bắn tỉa vị trí, Trần Húc đối với cái này loại hạng nặng hỏa lực cảm thấy hứng thú nhất đúng là đánh lén súng ngắm. Súng bắn tỉa, cỡ nào phong cách hơn nữa anh Tuấn xưng hô. Giấu ở một cái ẩn nấp trong góc, giống như báo săn đồng dạng lẳng lặng cùng đợi đối phương xuất hiện. Sau đó dùng kính nhắm nhắm chúng đầu lâu của hắn, nhẹ nhàng bóp cò, phanh, một cái tánh mạng cứ như vậy đã xong, cỡ nào xuất khí. Hơn nữa súng bắn tỉa không cần công kích phía trước, chỉ cần mai phục tại đại bộ đội đằng sau. Là toàn đội an toàn nhất vị trí, cũng là có đủ nhất tính sát thương vị trí. Tin tưởng rất nhiều chơi CS khác bằng hữu đều loại suy nghĩ này. Cho nên khi giả thuyết chiến đấu hệ thống kéo dài vươn ra súng ống mô phỏng thực chiến về sau, Trần Húc tại rất nhiều chủng loại súng ống trong cái thứ nhất tự lựa chọn súng bắn tỉa. Mà phân phối đến trong tay hắn đệ nhất đem súng ngắm, tự là QBUBB, cái này súng ngắm đường đạn so sánh trọng, đường kính không lớn, cho nên lực phản chấn nhỏ bé, rất thích hợp trần hút loại này tân thủ. Đây cũng là 199 năm chú cảng bộ đội chế thức trang bị. Tại đây khoản súng ngắm bên trên trần hút rơi xuống không ít công phu, đùa không dám nói là lô hỏa thuần thanh nhưng là cũng có chút thuần thuộc thượng thủ rồi. Hơn nữa là trọng yếu hơn phải, kính nhắm, tiểu mẫn biến thành kính nhắm, tuyệt đối không phải hiện tại cái thanh này súng ngắm bên trên kèm theo cái chủng loại kia quang học kính nhắm mà là tia hồng ngoại trí tuệ nhân tạo kính nhắm. Dùng tiểu mẫn địa đồ công năng, đủ để đem quanh thân sở hữu tất cả địch nhân đều quan sát ở bên trong, thông qua phân tích hướng gió, trọng lực chờ chờ nhân tố, có thể như chơi bia trò chơi auto như vậy, thấy rõ ràng viên đạn quỹ tích. Thậm chí kể cả viên đạn xuyên tường về sau chỗ sinh ra địa quỹ tích. Độ chính xác cao tới 95% đã ngoài. Hơn nữa quan trọng nhất là, tiểu mẫn biến thành kính nhắm có thể mặc tường. Cái này rất giống chơi CS trò chơi chính giữa một phương mở thấu thị auto đồng dạng. Nhưng là, sự thật không giống với trò chơi, trò chơi chính giữa tử vong cũng không có gì, nhưng là trong hiện thực, mỗi người đều chỉ có một cái mạng. Trần Húc đem súng ngắm lắp xong, bắt đầu nhắm chung cái thứ nhất địch nhân. Đó là khoảng cách hắn 300 mét bên ngoài cái kia tòa nhà trên lầu lầu 3 một tên, là vừa vặn mặt quay về phía mình, thì ra là vừa rồi nổ súng xạ kích chính mình người kia. Người nọ hiện tại núp ở cửa sổ bên cạnh, tự cho là mình rất an toàn, nhưng là Trần Húc lại có thể xem thanh thanh sở sở. Ổn định dơ súng lên, nhắm ngay đầu lâu của hắn. Đây là Trần Húc tại sự thật chính giữa lần thứ nhất sử dụng súng bắn tỉa, nhưng là hắn cảm giác cây súng này đã với mình sinh ra một loại ăn ý. Hắn tin tưởng tại 300 mét trong khoảng cách cái này khoảng năm. Tám ly địa hạng nặng đầu đạn có thể nhẹ nhõm xuyên qua rách nát địa tấm gạch. Kính nhắm trong người kia vẫn còn dựa vào cửa sổ, vụng trộm tựa đầu ra bên ngoài xem. Phanh, Trần Húc bóp lấy cò súng, một mảnh huyết hoa văng khắp nơi, súng bắn tỉa sức giật đem Trần Húc chấn toàn thân run lên, nhưng lại tại hắn tiếp nhận trong phạm vi. Trần Húc cầm lấy không bảy bộ đàm, nói ra, đây là thứ hai. Hiện tại Trần Húc hoàn toàn biến thân trở thành một gã chiến sĩ, một đặt tên là bảo vệ mình không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn địa chiến sĩ. Chỉ có chết mất địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Trần Húc đem bộ đàm mang tại trên thân thể, bước nhanh lại lên một tầng lầu ngốc tại đâu đó bất động chỉ biết dùng súng ngắm nhắm chúng không phải một cái hợp cách súng bắn tỉa một gã hợp cách súng bắn tỉa tại một chỗ chỉ biết mở một lần thương bởi vì nổ súng về sau vị trí của hắn tự triệt để bại lộ lúc này thời điểm nhất định phải tiến hành chuyển di trần húc tại giả thuyết ảo cảnh bên trong thời điểm vì huấn luyện súng bắn tỉa thế nhưng mà ăn hết vô số địa đau khổ súng bắn tỉa loại này tinh anh chiến sĩ thần bí hơn nữa lãnh khốc bọn hắn không cần mang theo càng nhiều nữa viên đạn đối với bọn hắn mà nói một viên đạn tự đại biểu một cái tánh mạng. Tại chính thức trên chiến trường, súng bắn tỉa mục tiêu có lẽ cũng chỉ là bắn ra một viên đạn, thành công rồi, hắn tựu là anh hùng, đã thất bại. Như vậy hắn cũng không có cơ hội lại bắn ra viên thứ hai đạn. Trần Húc vốn cho rằng súng bắn tỉa rất phong cách rất tuấn tú khí hơn nữa rất romantic, ngẫm lại, mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ hắn là tiểu binh hay vẫn là tinh cấp tướng lãnh, đối với súng bắn tỉa mà nói đều là một viên đạn, bọn hắn giống như là hắc ám hạ hất lên trường áo choàng tử thần cũng rất giống là cao ngạo dò xét chiến trường liệp ưng, chỉ ở thỏa đáng nhất địa thời cơ bóc một lần có súng. Nhưng là áp dụng tình huống hoàn toàn không phải như thế. Muốn trở thành một gã súng bắn tỉa, đầu tiên tự phải học được nhịn ở tịch mịch. Độc nhãn huấn luyện viên nói vẫn còn trần húc vang lên bên tai, người đã lựa chọn súng bắn tỉa cái nghề nghiệp này. Nhất định phải phải biết rằng, súng bắn tỉa là nhất cô độc cũng là nhất buồn tẻ chức nghiệp, người nhất định phải nhịn được tịch mịch. Tại bất kỳ một cái nào địa phương một năm sắp tự là mười mấy giờ hơn nữa tinh thần nhất định phải độ cao tập trung, bởi vì ngươi khả năng xả kích cơ hội có lẽ chỉ có cái kia không phải mấy giây, cơ hội này lóe lên về sau, khả năng lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Vì vậy Trần Húc sơ kỳ huấn luyện, nhất định phải muốn nằm ở lầy lội đầm lầy chính giữa một nằm sắp tựu là mười mấy giờ. Ăn mặc trầm trọng trang phục ngụy trang, nhẫn thụ lấy hệ thống chế tạo ra đến chỗ này con ruồi, con muỗi, thậm chí là bò cạp con rết đỉa quấy rối, nhất động bất năng động. Trần Húc giữ vững được ba ngày, rốt cục kiên trì không nổi nữa dù là hắn trở lại sự thật thế giới cũng là nhịn không được dùng sức tắm rửa bởi vì tuy nhiên hắn biết rõ đó là ảo cảnh nhưng bởi vì thái chân thực hắn tổng cảm giác được chính mình địa PP bên trên rất ngứa rất đau đó là bị một đầu hoa chi tiết đại con rết cho cắn một cái về sau lại bị một chỉ giày cho ngủ đông thoáng một phát nhưng là trần húc tuy nhiên hiện tại xa xa không đạt được chuyên nghiệp súng bắn tỉa yêu cầu có thể tại tiểu mẫn dưới sự trợ giúp hắn đối phó những người khác xác thực vậy là đủ rồi. Trần Húc đi vào lầu 3, hướng nam phương hướng có một địch nhân, đang đứng tại mái nhà bên trên tìm tòi chính mình. Trần Húc lặng lẽ đem nòng súng vươn đi ra, nhắm chúng, xả kích. Quá trình tổng cộng chỉ dùng hai giây chung không đến, viên đạn đã trúng mục tiêu người kia vai phải, cũng không có nổ đầu, nhưng lại đưa hắn đánh chính là đã mất đi cân đối, theo mái nhà ngã xuống. Đây chính là 17 lầu mái nhà, người nọ kêu thảm thiết vạch phá bầu trời, làm cho lòng người hàn lại đổi vị trí, phía đông 45 độ, hai tên ra hỏa trốn trong phòng song song đứng đấy, bị Trần Húc dùng một viên đạn xuyên qua vách tường, sau đó đồng thời sỏ xuyên qua hai người đầu. Cái thứ năm rồi, mỗi lần xả kích hết về sau, Trần Húc đều đối với bộ đàm nhẹ nhàng báo bên trên một cái số lượng lời kia ngữ nhu hòa, hình như là đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nhưng là loại thái độ này, còn có cái kia một viên đạn giết chết một người, thậm chí một thương giải quyết hai người địa thần kỳ thương pháp, lại đem mế ngóa đức loại này lão dòng binh đều dọa sợ. Trần Húc nhìn nhìn băng đạn, còn có 15 viên đạn, đối phương chỉ còn lại có 13 người, đầy đủ dùng. Lúc này thời điểm bộ đàm nội một mảnh tiếng động lớn xôn xao, không ít người kêu lên, hắn có thể xuyên tường, mọi người phải cẩn thận, ngàn vạn đừng tưởng rằng trốn ở vách tường đằng sau tựu an toàn. Lão đại, hắn ở địa phương nào? Chúng ta tìm không thấy hắn, từ phát thành cùng mễ ngóa đức cũng rất tức giận, bọn hắn nhìn tính vạn tính, nhưng cũng không nghĩ tới, người học sinh này, hắn chỉ là một đệ tử à? Một đệ tử làm sao có thể có thần kỳ như vậy thương pháp? Phải biết rằng, 99,99% ,99, ,99 Trung Quốc đệ tử, liền bình thường nhất súng ngắn đều không có có thể thấy tận mắt qua, chớ nói chi là loại này súng bắn tỉa rồi. Nhưng là cái kia trần húc, ra tay cay độc, xả kích chuẩn xác, còn có động tác của hắn đều hình như là trải qua chính quy huấn luyện qua chiến sĩ. Là trọng yếu hơn là, viên đạn đánh vào trên người của hắn vậy mà giống như không có việc gì đồng dạng. Đúng vào lúc này trong lâu hòa à hét thảm một tiếng, sau đó Nam Cung Lam thanh âm chuyển đến, giết một cái, hắn người của hắn chờ, ta lập tức cứ tới đây rồi. Còn thừa lại 12 người, trong máy bộ đàm có người kêu lên, đầu lính, cảnh sát đã đến, chúng ta muốn hay không lui lại. Một thanh âm là lạ địa tiếng trung tiếng nổ, không được lui lại. Giết, nhất định phải giết chết tiểu tử kia, nghe được cái thanh âm này trần hút tinh thần chấn động. Cái này nhất định là mễ ngõ đức, tiểu mẫn, giúp ta cha vừa rồi cái thanh âm kia ngọn nguồn thông qua máy truyền tin sóng điện định vị cùng với tia hồng ngoại định vị phương pháp tiểu mẫn rất nhanh tựu xác định tại trần húc nam ngã về tây ba mươi mái nhà mễ ngóa đức là ở chỗ này trần húc hướng cái hướng kia dò xét phát hiện mễ ngóa đức phi thường thông minh hắn trốn ở rất nhiều công sự che chắn đằng sau xuyên tường căn bản không xuyên qua được nhưng là trần húc phát hiện mễ ngóa đức vị trí cái này cũng đã là phi thường chấn phấn trần húc từ lầu hai nhảy xuống bởi vì này tòa nhà cao ốc đã không thích hợp hắn với tư cách chỗ ẩn thân rồi. Hắn địa mục tiêu là xa xa 50 mét bên ngoài một tòa mới lâu, chỗ đó dưới cao nhìn xuống, căn cứ phán đoán, nếu như mình lên tầng lầu này mái nhà, đối phương tối thiểu có 6 người hội hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng tại họng súng của hắn phía dưới. Kỹ xảo, kinh nghiệm, Trần Húc cảm tạ chính mình trải qua thời gian dài huấn luyện. Hắn biết rõ nếu như không có loại này huấn luyện, như vậy hắn hiện tại đã bị chết, coi như mình có một đài đến từ tương lai máy tính cũng không có dùng. Chỉ có đem siêu nhân kỹ xảo biến thành đồ đạc của mình. Đây mới thực sự là vương đạo, đem làm Trần Húc hóp lưng lại như mèo hướng mục tiêu địa phương tiến lên lúc, đem làm hắn vòng quanh hình chữ S dây nối đất lộ sức chạy lúc, ý nghĩ thế này không thể ức chế hiển hiện đã đến trong đầu của hắn chính giữa. Hắn trải qua thời gian dài quá lười rồi, nếu như hắn siêng năng luyện tập, như vậy cái lúc này khả năng đã chấm dứt chiến đấu, Hắn nghĩ tới tương lai tại sao mình muốn cho mình bây giờ thiết hạ quyền hạn. Ai còn có thể so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình. Tại không có áp lực địa dưới tình huống, Trần Lúc sẽ đem hết thảy trở thành là trò chơi, nhưng là sinh hoạt, cũng không phải đơn giản một hồi trò chơi. Phanh, một cái thằng quỷ không may theo tiếng súng vang lên, đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình ẩn núp vô cùng tốt, đối phương là như thế nào phát hiện mình hay sao. Coi cảnh sát vang lên, tại đây bắn nhau đã khiến cho cảnh sát chú ý, hoặc là nói, hiện tại đã an toàn được rồi quản dịch bọn hắn báo động rồi. Trần Húc bên hông điện thoại tại tiếng nổ, hắn lấy ra nhìn xem dãy số, phát hiện là quản dịch đánh tới đấy, đã đánh tới rất nhiều cái rồi, chỉ là vừa mới quá có khẩn trương không phát hiện. Trần Húc tiếp gây ra dòng điện lời nói, bên kia lập tức chợt nghe đến quản dịch bịa tiếng khóc, này, người không sao chớ. Còn sống không, còn sống, Trần Húc cười cười, người không muốn lo lắng, ta đã giết chết đối phương 6 người rồi. Cùng đánh CS đồng giảng, người nói cho vương cục trưởng hiện tại ngàn vạn không muốn sông đi lên, đối phương có súng bắn tỉa. Nói không chừng còn có trọng hỏa lực, lại để cho bọn hắn dọc theo con đường phong tỏa, thỉnh cầu ủng hộ. Còn có, hiện tại không muốn gọi điện thoại đã tới, tiếng điện thoại âm hội bạo lộ mục tiêu của ta. Nói xong Trần Húc tự nhấn tâm địa đã cúp điện thoại, cái lúc này hắn tại chiến đấu, chiến đấu chính giữa chiến sĩ không thể bị những thứ khác tình cảm chỗ quấy nhiễu mà vương cục trưởng tại biết được Trần Húc thuật lại, biết rõ nơi này có súng bắn tỉa về sau bị hù mặt mũi trắng bệch. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cảnh sát võ trang tối đa bất quá là một bả súng lục nhỏ mà thôi. Trang bị như vậy đối mặt súng bắn tỉa tựu là muốn chết, liền đối phương ở địa phương nào đều nhìn không tới cũng sẽ bị giết. Hơn nữa bọn hắn còn không có có trang bị áo chống đạn. Vương cục trưởng trong nội tâm đang gọi khổ, vì cái gì chính mình tự gặp được loại chuyện này. Trời ạ, à, súng bắn tỉa, đó là đáng sợ cờ nào đồ vật, Hoa Hải City chỗ đất liền, cái này hơn 10 20 năm đến cơ hồ không có phát sinh qua cái gì bắn nhau thời gian. Cho dù có, cũng bị che giấu xuống dưới, nhưng là cái lúc này tại sao phải đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy trọng hỏa lực? Rốt cuộc là ai ở sau lưng ủng hộ Ngễ Ngọa Đức? Vương Cục, từ đội trưởng lúc này thời điểm nói, vừa rồi cái kia thông minh quản dịch đồng học gọi điện thoại cho ta rồi, nàng suy đoán Ngễ Ngọa Đức phía sau màn người ủng hộ hẳn là vốn là Hắc đạo cự đầu ta phi thường nhận đồng, bởi vì tại chúng ta nghiêm mật phong tỏa xuống, hắn còn có thể tìm được giúp đỡ hơn nữa làm đến loại này trọng hỏa lực, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được đấy. Người nói là, từ phát thành, hắc đạo loại vật này vĩnh viễn không có khả năng tránh cho, chỉ có thể bị khống chế. Muốn nói vương cục trưởng nếu như cho là mình quản hạt địa phương một mảnh tường hòa, không có bất kỳ màu đen hoặc là màu xám thế lực, vậy hắn cũng căn bản ngồi không đến trên vị trí này vương cục trưởng cùng từ phát thành quan hệ kỳ thật hay vẫn là không tệ cái này chủ yếu cũng là từ phát thành tận lực leo lên nguyên nhân nhưng là gặp loại chuyện này loại này như thế ác liệt đấu súng án đừng nói hai người có một ít quan hệ cá nhân dù là từ phát thành là hắn con ruột cũng không cách nào che giấu lại để cho người của chúng ta hiện tại không cần vội và xông đi lên thông chi cảnh sát vũ trang bộ đội nhanh chóng đến mang theo vũ khí hạng nặng người của chúng ta trước đem cái này mấy con đường phong tỏa để tránh đối phương đào thoát cục trưởng dù sao cục trưởng, rất nhanh làm quyết định, còn có, phái người phong tỏa phát thành bảo an công ty, triệt để điều tra. Audio điện tử võ tấn bền Từ phát thành cùng Nghệ Ngoá đức cũng không nghĩ tới, mình bây giờ đối mặt dĩ nhiên là một gã phi thường chiến sĩ xuất sắc. Lại để cho bọn hắn muốn phá đầu cũng biết không rõ, người học sinh này vậy mà bề ngoài hiện ra thân thủ như vậy. Xem động tác của hắn, hắn tránh né phương thức, hắn chuẩn xác xả kích cùng lãnh khốc đích thủ đoạn, ở nơi này là một đệ tử. Phải biết rằng thương cũng không phải là tốt như vậy chơi, đừng nhìn CS chính giữa đùa đơn giản như vậy. Nhưng là tại chân thật thao tác ở bên trong, đừng nói là súng bắn tỉa, coi như là một thanh phổ thông súng ngắn cũng không phải những cái kia lần thứ nhất tiếp xúc súng ống người có thể đùa chuyển, chớ nói chi là xả kích chuẩn như vậy rồi. Lần thứ nhất nổ súng người, dù là tự đối với lên trước mặt 10 mét bia ngắm, 70% đã ngoài mọi người hội bắn không trúng bia. Chúng ta quá coi thường hắn rồi, từ phát thành đôi lấy máy truyền tin nói ra, mễ ngoá đức lập tức chuẩn bị lui lại, cảnh sát đã đến, chúng ta không thể trì hoãn nữa đi xuống. không, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn đi. mễ ngoá đức ở đằng kia đầu quát, ta đã nhịn hơn một tháng rồi, thật vất vả mới đợi đến lúc lần này cơ hội, ta không thể nhịn nữa đi xuống. kỳ thật tại trần húc bọn hắn ẩn nhẫn lấy thời điểm, mễ ngoá đức cũng đồng dạng tại ẩn nhẫn, cái này vốn chính là một cái lẫn nhau tác dụng. trần húc áp lực của bọn hắn đại nhưng ngế Ngoã đức cũng một mực tại đã bị dày vò. Dù sao nhiều khi, Trần Húc bộc lộ ra trục bánh xe biến tốc tuyệt đối có thể làm cho hắn có cơ hội ra tay. Nhưng là từ phát thành nhưng vẫn không cho hắn lộ diện, cuối cùng bày ra hôm nay vây giết. Rắn hổ mang, ngươi già rồi, ngươi không còn có năm đó hùng phong rồi. ngế Ngoã đức trùng trùng điệp điệp hứ một ngụm, một bà nhấc lên trên mặt đất một khẩu AK-47, tự chính mình đi tìm hắn, ngươi nếu sợ chết, ngươi cút ngay rất xa a à. Chúng ta liền báo biển đều giết qua, thì sợ gì cảnh sát. Chứng kiến mễ ngóa đức muốn xuống sông, từ phát thành nơi nào sẽ đồng ý. Vì hôm nay lần này vây giết nhưng hắn là bồi lên chính mình sở hữu tất cả tâm huyết, kể cả cái này mười mấy năm qua cơ nghiệp, hoàn toàn chính là vì vật kia. Mà vật kia hạ lạc, hạ xuống chỉ có mễ ngóa đức biết rõ. Nếu như mễ ngóa đức chết, cái kia chính mình hết thảy cố gắng, bại lộ thân phận, dùng vài chục năm cơ nghiệp làm ra đánh bạc. Tự tất cả mất hết rồi, vì vậy từ phát thành ngăn ở mễ ngoá đức phía trước, Ngươi không thể đi. Nế ngóa đức nhìn hầm hầm lấy hắn, ta hôm nay nhất định phải giết người kia. Ta cho người biết, giết người kia, ta sẽ đem vật kia địa chỗ địa nói cho người biết. Ngươi làm gì thế đối với một đệ tử như vậy mang thù. Hắn cũng không phải SMMS, nhưng là hắn lại để cho SMMS ra mặt địa. Nế ngóa đức giết gào nói, ta đã điều tra rồi. Lúc ấy chính là hắn tại Trung Quốc phát hiện bò cạp làm địa ác ma Sau đó đem vấn đề này nói cho SMMS cuối cùng hại chết bò cạp địa, ta nhất định phải giết hắn đi, hắn là mầm tai họa, ngươi có muốn hay không ta đây, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi ngăn đón ta, ta thà rằng tự sát, hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong, vương bát đàn à, từ phát thành hận không thể quất chính mình địa miệng thoáng một phát, bởi vì chuyện này là hắn điều tra ra về sau nói cho mế ngõa đức địa phương, con mẹ nó, chính mình lúc ấy bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm sao, làm gì vậy muốn nói cho hắn biết nhưng là cái lúc này, từ phát thành không tiếp tục lựa chọn, hắn đem chính mình địa hết thảy đều chắn, lấp bịt. Tự vì vật kia, hắn tuyệt đối không thể để cho mế ngóa đức tự như vậy chết. Lão đại, số ba đã bỏ mình rồi, cái kia gọi nam cung địa ra hỏa quá mãnh liệt, súng bắn bất động hắn, một khi bị hắn cận thân đó là một con đường chết. Số năm bỏ mình, số năm bỏ mình, cái này lời còn chưa nói hết, Trần Húc thanh âm liền từ trong máy bộ đàm truyền tới, N. Ta đã quên mấy, đây là đệ mấy cái rồi hả mẹ đấy từ phát thành trùng trùng điệp điệp một quyền nện trên mặt đất hắn lúc nào nếm qua thiệt thòi như vậy hắn lúc nào bị người khinh thị như vậy qua lúc này thời điểm điện thoại di động của hắn cũng tiếng nổ vừa mới chuyển được bên kia tự truyền đến tâm phúc tiểu đệ thanh âm lão đại không tốt rồi có rất hơn tử đến thăm rồi cả đám đều mang theo thương còn có lệnh kiểm soát nói là muốn niêm phong công ty làm sao bây giờ có theo hay không bọn hắn làm Nghe nói như thế từ phát thành trước mắt tựu là tối sầm, không thể nào. Thân phận của mình bại lộ, phát thành bảo an công ty hắn là vài chục năm tân tân khổ khổ chế lập đấy, là hắn căn cơ hơn nữa có hắn toàn bộ tâm huyết, như thế nào hội khinh địch như vậy địa đã bị bại lộ đâu này. Chỉ chớp mắt hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, đối phương năng lượng thậm chí có thể làm cho Trung Quốc hắc đạo cự đầu, thanh bang hồng bang đến nhúng tay điều tra, nhưng là vốn là hắc đạo phương diện bị chính mình che đậy cực kỳ chặt chẽ đấy chỉ cần động não suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được rồi hắn địa hết thảy toàn bộ không có từ phát thành ôm đồm lấy mễ ngóa đức nói ta với ngươi cùng đi giết tiểu tử kia sau khi chuyện thành công ngươi muốn mang thứ đó cho ta mẹ đấy đã có vật kia lão tử có thể một bước lên trời hiện tại những vật này tính là cái đếch ấy mễ ngóa đức nhe răng cười nói rắn hổ mang ngươi theo ta nhận thức lâu như vậy lúc nào gặp ta nói rồi một lần lời nói dối từ phát thành nhìn xem hắn không nói một lời cầm lên một khẩu AK đối với máy truyền tin nói, cảnh sát vũ trang mau tới rồi, các ngươi lui lại a, à, nghĩ biện pháp chạy đi. Nếu như từ mỗ hôm nay may mắn đại nạn không chết, cái kia chờ ta đông sơn tái khởi lúc trở lại, sẽ tìm các vị các huynh đệ. Từ phát cố tình trong cái kia biệt khuất à, cạnh mình đã bị chết bảy người rồi, cái kia đều là huynh đệ của mình à. Dùng cá tính của hắn, vốn là hội ngủ đông, ở ẩn, ngày sau báo thù nhưng là hắn biết rõ nếu như hôm nay không đem người học sinh kia cho giải quyết hết, mế ngóa đức là tuyệt đối không chịu đem vật kia hạ lạc, hạ xuống cho nói ra, tăng thêm Trần Húc lại giết bọn chúng đi nhiều như vậy huynh đệ, thù này không báo, hắn về sau tại trên đường cũng không ngốc đầu lên được rồi. Khoảng cách cảnh sát phố trang đã đến còn có 5 phút đồng hồ, từ phát thành nhìn xem mế ngóa đức, nơi này là Trung Quốc không phải Afghanistan, bình thường cảnh sát có lẽ không có gì. Nhưng cảnh sát phố trang bộ đội chạy đến về sau chúng ta tuyệt đối trốn không thoát. Ba phút, chúng ta giải quyết hết người kia, sau đó dưới lầu ta chuẩn bị xe. Mễ ngóa đức nhếch môi cười cười, chợt nghe của ngươi. Mẹ nó địa ngươi như thế nào không còn sớm nghe ta sao? Từ phát cố tình trong nghĩ như vậy, nhưng mình bịa đi qua đã hủy, mà tương lai tắc thì toàn bộ ký thác vào mễ ngóa đức trên người, cái lúc này tuyệt đối không thể đắc tội hắn, vì vậy từ phát thành khẽ cắn môi, xong. Cái lúc này Trần Húc đã cùng Nam Cung Lam có liên lạc, đến bây giờ mới thôi Nam Cung Lam giết hai người, đối với những này súng bắn tỉa mà nói, bọn hắn viên đạn rất khó đánh trung nam cung lam, dù sao bát quái môn bộ pháp là mạnh nhất, đạp cất bước tử đến dù là cản không nổi thiên long bát bộ bên trong đích lăng ba vi bộ, nhưng là làm cho đối phương súng bắn tỉa căn bản tập trung không được mục tiêu. Hơn nữa so sánh với Trần Húc, nam cung lam tốc độ di chuyển nhanh hơn, càng nhanh nhẹn. Trần Húc còn cần dẫm phải thang lầu từng bước một bò đâu rồi, Nam Cung Lam chỉ cần chạy lấy đà vài bước, mượn nhờ thoáng một phát phách tường địa chi lực chống đỡ lược lập tức thật giống như nhanh nhẹn viên hầu đồng dạng nhảy tới trên lầu bị nam cung lam tiếp cận địch nhân tự chỉ có một con đường chết bởi vì những người này tuy nhiên đều có nhất định được công phu nhưng là so về nam cung lam lại phải kém địa nhiều lắm hơn nữa nam cung lam hai lần cận thân chỉ là chuyện trong nháy mắt tình những người này cũng cảm giác được ít hầu đau xót hoặc là cổ tê dần sau đó đã trôi qua rồi quốc thuật chỉ giết người không nhắc tới diễn một môn nghệ thuật đương nhiên tại đối mặt như vậy phân tán địch nhân Trần Húc dùng bắn chết người tựu so Nam Cung Lam phải nhanh khá hơn rồi. Trần Húc đang tại hướng trên lầu chạy, dùng tìm kiếm một cái phù hợp đánh lén súng ngắm địa điểm, nhưng lúc này thời điểm hắn khóe mắt lại nghiêng mắt nhìn đến ở bên cạnh cái kia tòa nhà lâu đầu hành lang, một người nhanh chóng chạy đến kéo lái một xe cửa xe, đưa trong tay địa súng ống ném vào đi về sau muốn lên xe. Bọn hắn muốn chạy trốn, Trần Húc không do dự, lập tức dựng lên súng ngắm nhắm chúng, bóp lấy cò súng. Đạn chuẩn xác chúng mục tiêu người nọ đầu lâu, đầu của hắn giống như dưa hấu đồng dạng nổ ra. Máu tươi cùng ốc phun đầy phía trước kính chắn gió. Một viên đạn trúng mục tiêu về sau Trần Húc không có lại đi xem người kia, mà là quay đầu hướng bên trên chạy. Địch nhân muốn chạy trốn, đây là Trần Húc tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Chảm thảo muốn trừ tận gốc, Trần Húc hôm nay giết bọn hắn nhiều người như vậy, thù này cũng đã triệt để kết liễu rồi. Trần Húc cũng không muốn về sau bọn hắn đám người kia chính giữa cá lọt lưới lại đã chạy tới giết chính mình lại lại để cho chính mình đi qua cái loại này chờ đợi lo lắng sinh hoạt. Nếu như sinh hoạt đều là như thế này, cái kia còn có cái gì niềm vui thú đáng nói. Cho nên, nhất định phải ở thời điểm này tướng địch người toàn bộ giải quyết. Hơn nữa Trần Húc còn có một tư tâm, bởi vì hắn cũng không muốn những người này rơi vào cảnh sát trong tay. Nếu như bọn hắn đã rơi vào cảnh sát địa trong tay, như vậy nhất định phải muốn tuân theo pháp luật đối với bọn họ tiến hành thẩm phán. Mà pháp luật vật này, nói thực ra, Trần Húc không tin được Pháp luật là cái gì? Pháp luật là bị quyền lực, tiền tài tùy tiện trà đạp kỹ nữ. Chỉ cần có tiền có quyền, như vậy cân nhắc mức hình phạt không nghiêm loại chuyện này. Hắc, phát sinh thiếu đi, nếu như đám người kia cũng không có bị phán tử hình, dù là phán cái chết chỉ hoãn, như vậy qua cái vài năm, đến lúc đó có chút quan hệ tốn chút tiến các loại đấy, nói không chừng tựu đi ra. Hơn nữa hiện tại tử hình phán phạt là phi thường nghiêm, bọn hắn tuy nhiên là cầm thương hành hung, nhưng là vì không có chính thức giết chết người, cho nên chưa hẳn có thể phán tử hình. Nếu như như vậy, còn không bằng lại để cho Trần Húc chính mình đem những cái thứ này cho giải quyết. Miễn cho về sau lại sinh ra đến cái gì sự đoan. Trần Húc cũng không phải cái loại này bằng đại ác ý đi phỏng đoán người khác người. Nhưng là đem làm chính mình địa tánh mạng đã bị uy hiếp thời điểm, hắn thà rằng lại để cho an toàn của mình trí thượng. Hiện tại Trần Húc là cái gì cũng không tin, chỉ kém tín chính mình. Cái lúc này điện thoại lại vang lên, Trần Húc có chút bất đắc dĩ cầm khởi đến xem, hay vẫn là quản dịch. Vừa tiếp xúc với thông, nữ nhân kia thanh âm tự gọi, Trần Húc, người bây giờ tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn ở lại đó. Vương Cục trưởng nói, cảnh sát phố trang bộ đội đã xuất động, tối đa 5 phút đồng hồ có thể đến, người chỉ cần lại kiên trì 5 phút đồng hồ là được, người ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may à. 5 phút đồng hồ, nếu như cảnh sát phố trang đã đến, chính mình đem làm của bọn hắn mặt tự không tốt hạ thủ. Trần Húc thất thần không nói gì, quản dịch cho là hắn xảy ra chuyện gì, thanh âm đều mang lên khóc nức nở, Trần Húc, người trả lời ta à, người không sao chứ hiện tại. Trần Húc hít sâu một hơi, ta không sao, tốt, ta đã biết. Hiện tại người không nếu gọi điện thoại cho ta, bằng không thì thanh âm hội bảo lộ mục tiêu của ta. Quản dịch nghe xong, vội vàng nói ta đã biết, chờ cảnh sát vũ trang khống chế được cuộc diện ta lại đánh cho ngươi, ngươi ngàn vạn muốn cam đoan chính mình địa an toàn à. Trần Húc đã cúp điện thoại, còn có 5 phút đồng hồ. Tiểu Mẫn, lập tức tính toán hơn nữa nói cho ta biết những người này địa chấn tĩnh, ưu tiên nhất tiến công ai, ta không có thời gian. Tiểu mẫn khả năng tính toán là phi thường cường đại đấy, quả nhiên, nàng lập tức tự nói, Tây Thiên Bắc 24, lại bên trên hai tầng lâu, đến phía tây cửa sổ, 83% xác suất có thể tại hắn vừa đi ra ngoài lúc đánh chết. Trần Húc lập tức tự bò lên trên hai tầng, đến phía tây còn không có có lắp đặt khung cửa sổ không trước cửa sổ, dựa theo tiểu mẫn nói góc độ lắp song thương. Tiểu mẫn thanh âm vang lên, căn cứ tốc độ tính toán, hiện tại bắt đầu đếm ngược, 7, 6, 3, 2, 1. Tiểu mẫn đếm tới một thời điểm, quả nhiên một bóng người vội vàng hấp tấp theo cửa ra vào chạy ra, đáng tiếc Trần Húc cái này lúc sau đã mang lấy thương ở đằng kia nhắm ngay, ba một thương, lập tức đã xong một cái tánh mạng. Đến phía nam cửa sổ bên cạnh, nhắm chúng đối diện lầu hai trái đếm đệ tam cái cửa sổ khẩu, có người sẽ tại 20 giây trong về sau do đông hướng tây rất nhanh chạy qua. Di động đánh lén, súng ngắm, Ngàn vạn đừng tưởng rằng súng bắn tỉa đều là gục ở chỗ này đánh đứng đấy không thể động chết cái bia, đối với sống cái bia xả kích mới thật sự là trọng yếu. Trần Húc nghe được nhắc nhở về sau lập tức chạy tới, khung thương nhắm chúng cái kia cửa sổ, tiểu mẫn đếm ngược đến nhất thời, Trần Húc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bóp cò. Giải quyết đối phương, đối phương còn thừa lại 9 người. Một người trong đó tại mặt phía nam mái nhà, phanh, phía tây 30 màu đỏ nhà lầu, một người chuẩn bị lên xe. Phanh, Phía nam 700m, một người vừa từ trên lầu nhảy xuống, hắn đã lên xe, căn cứ ô tô quỹ tích phán đoán. Ngài hiện tại muốn nhắm chúng thọ xuân lộ đứng bài, căn cứ tốc độ tính toán 10 giây đồng hồ về sau hắn đem trải qua đứng bài, ngài chỉ có một lần cơ hội. Phanh, Trần Húc hiện tại hoàn toàn tiến nhập trạng thái, phát huy một hồi xuất sắc, thậm chí xa xa so tại giả thuyết trong khi huấn luyện còn muốn xuất sắc. Đem làm cái kia chiếc xe con phi tốc xông qua thời điểm, tại tiểu mẫn tự động nhắm chúng cùng đếm ngược đương thời một phát này đánh chính là kinh tài tuyệt diễm, người kia tại chỗ chúng đạn bỏ mình, ô tô không có người điều khiển tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, rốt cục đâm vào ven đường một tòa phòng ở bên trên ngừng lại. Cái này chủ yếu hay vẫn là tiểu mẫn công lao, bởi vì không có gì có thể so với nàng tính toán chuẩn xác hơn rồi, Trần Húc chỉ cần bóp còn là được rồi. Phương Bắc mái nhà, nhắm chung phía Tây Thanh khê lộ đứng bài, trong nháy mắt, Trần Húc lại giải quyết hai cái, lúc này thời điểm trong máy bộ đàm Nam Cung Lam Thanh âm chuyển đến, lại giải quyết một cái, trần húc ta không có người giết nhiều a, à. còn có cuối cùng ba cái, tại trên địa đồ ba người này toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ, trong đó nhất định có một cái là mễ ngõa đức. trần húc vừa theo tiểu mẫn nhắc nhở đi vào bên cửa sổ lên, đột nhiên siêu siêu một thoi bắn ra đi qua, bị hù hắn liền vội vàng lui lại trở về, bởi vì áo chống đạn cũng không có phòng ở đầu, nếu như hắn bị nổ đầu này sao cho dù trên người hắn khoác trên vai chính là bẩn uranium u bọc thép đều không có dùng. Kỳ thật Trần Húc có lẽ cảm thấy may mắn, đừng nói đối phương không có cái kia trình độ phát nổ hắn và Nam Cung Lam đầu A. À. Như nếu như đối phương sớm biết như vậy bọn hắn có loại này biến thái áo chống đạt, chuẩn như vậy bị vũ khí nhất định không phải là loại này nhẹ lượng cấp súng bắn tỉa cùng mini đột kích, mà là hỏa lực càng thêm hung mãnh, lực sát thương càng thêm đáng sợ vũ khí mới. Phía dưới truyền đến một cái sức sẹo tiếng trung tiếng chửi bậy, Trần. Như thế nào không dám ra đã đến, bảo bối nhanh lên xuất hiện đi, lại để cho ra ra ta phát nổ đầu của ngươi, yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu đấy. Ha ha ha, hóa Trần Húc mắng một câu, súng bắn tỉa kiêng kỵ lớn nhất tựu là đối phương xuất hiện hỏa lực áp chế, không thể ngoi đầu lên súng bắn tỉa chính là một cái phế vật, bởi vì cường đại trở lại súng bắn tỉa cũng luôn cần muốn tiến hành thoáng một phát nhắm chúng đấy. Như CS trong cái loại này nhảy căn bản không nhìn, dựa vào phán đoán đến vung thư, Trần Húc còn không có cái kia trình độ. Người phía dưới chứng kiến Trần Húc không đi ra, lại là một thoi đạn quét đi qua, trần húc vội vàng phủ phục lấy leo đến mặt khác một bên, ý đồ tìm tìm cơ hội xả kích. nhưng là tiểu mẫn hồi báo là đối phương ba người quay mắt về phía ba phương hướng, duy nhất một bên không có người trông coi đúng là trần húc mặt sau, trừ phi trần húc trường trong truyền thuyết ẩn hình cánh bay đến đối diện trên lầu đi, nếu không chỉ cần hắn vừa lộ đầu cũng sẽ bị địch nhân cho phát hiện. trần húc lâm vào bị động chính giữa, này, uy uy, đột nhiên trần húc trong tay máy truyền tin vang lên sau đó lập tức liền có một thoi đạn đánh đi qua, bị hù Trần Húc té chạy qua một bên, nguy hiểm thật à. Vừa rồi tên kia vậy mà dùng thanh âm để phán đoán vị trí, chính mình lấy thêm lấy cái kia máy truyền tin chẳng khác nào là đem vị trí bạo lộ tại trước mặt địch nhân rồi. Hiện tại vấn đề là, Trần Húc trong tay chỉ có một thanh súng ngắm, hơn nữa biết rõ đối phương chuẩn xác vị trí ở nơi nào. Nhưng là súng ngắm xả tốc rất chậm, nếu như không thể cho hắn nhắm chúng thời gian như vậy Trần Húc tại trước khi nổ súng cũng sẽ bị địch nhân nổ đầu. Còn đối với phương ba người không biết Trần Húc vị trí cụ thể, nhưng là trong tay bọn họ cầm địa nhưng đều là xả tốc rất nhanh mini súng tiểu liên, còn có bao nhiêu viên đạn Trần Húc cũng không biết, nhưng rõ ràng không phải ít. Cái lúc này như thế nào mới có thể đang bảo đảm chính mình an toàn đồng thời giải quyết hết đối phương đâu này? Đây là một cái phi thường phi thường đại vấn đề. Thông qua xuyên tường, xin nhờ, gần như vậy khoảng cách đối với tường nổ súng cùng tự sát không có bất kỳ khác nhau viên đạn động năng không đủ tuyệt đối sẽ đánh vào trên tường đạn trở lại giết chết chính mình bất quá nếu như dùng máy định vị bằng sóng âm thanh thương đâu này hiện tại cũng rất khó bởi vì vừa rồi trần húc thò đầu ra địa thời điểm kinh hồng thoáng nhìn chứng kiến dưới lầu ba người đem làm một người trong là người da đen khẳng định tựu là mễ ngoá đức mà hai người khác tắc thì đều là người da vàng thì ra là mễ ngoá đức giúp đỡ trần húc nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn giết chết mễ ngoá đức đương nhiên còn lại hai người hắn cũng không có tính toán đi buông tha. Nhưng là hôm nay ba người này lại không giống là trước khi những cái kia súng bắn tỉa như vậy. Ngốc núc ních đứng ở nơi đó bất động đem làm sống bia ngắm. Bọn hắn hôm nay đã tiến vào đã đến trần húc chỗ địa nhà này nhà lầu ở trong, là trọng yếu hơn là, trong tay bọn họ cầm mini đột kích xả tốc nếu so với thương của hắn nhanh đến nhiều. Một đối ba, Trần Húc không thắng chỉ bại, Trần Húc đem tiểu mẫn theo kính nhắm biến trở về đồng hồ. Thông qua tia hồng ngoại, Trần Húc đã có thể chứng kiến ba người bọn họ tụ tại chính mình lề xuống. Hôm nay Trần Húc tại 5 tầng, mà bọn hắn đã lên tới lầu 2 bên trên, lại đi vài bước, song phương muốn chính diện quyết chiến rồi. Trần Húc cái lúc này cố gắng địa đối với chính mình nói, tỉnh táo. Tỉnh táo, không phải là chiến đấu trên đường phố nha, huấn luyện viên đã dạy, hắn đã dạy ta phải nên làm như thế nào đấy. Độc nhãn huấn luyện viên hoàn toàn chính xác đã dạy Trần Húc, ngay tại hai người lần thứ nhất tiến hành mô phỏng tràng cảnh chiến đấu thời điểm, Trần Húc lúc ấy tự cho là cầm máy định vị bằng sóng âm thanh thương có thể vô địch thiên hạ rồi, kết quả bị huấn luyện viên cho đánh cái bị dày vò. Nhưng ngay lúc đó tràng cảnh cùng hiện tại tuy nhiên tương tự, chính mình lại không có huấn luyện viên cái kia xuất thần nhập hóa thân thủ, đồng thời đối mặt ba cái mini súng tiểu liên, Trần Húc không cho là mình có thực lực này có thể tránh được đầu chúng đạn. Hơn nữa, đối phương không phải người ngu, liên tục bao nhiêu súng bắn trong thân thể về sau đối phương còn không có hữu thụ thương, lập tức có thể nghĩ đến chính mình khả năng mặc cùng loại với áo chống đạn đồng dạng đồ vật, hiện tại xả kích tựu là nhắm ngay đầu, mà Trần Húc còn không muốn chết. Đối phương lại lên một tầng lầu, cùng Trần Húc còn kém hai tầng rồi, Trần Húc hiện tại đã có thể thanh thanh sở sở nghe được đối phương tiếng bước chân rồi. Làm sao bây giờ, ngay tại Trần Húc vô kế khả thi địa thời điểm, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng súng vang. Cơ hồ là lập tức, dưới lầu phát ra rồi à hét thảm một tiếng. Sau đó chính là một cái nam nhân thanh âm, tiểu đao. Ngươi làm sao vậy? Trần Húc cơ hồ là vô ý thức quay đầu hướng thương tiếng vang lên địa phương nhìn lại, tự chứng kiến đối diện một tòa trên nhà cao tầng đứng một người da đen. Từ phát thành rõ ràng không phải nam cung lam đối thủ. Dù sao tuổi của hắn lớn hơn, thân thủ cùng thân thể đều không lớn bằng lúc trước. Huống hồ nam cung lam đích thật là cái cao thủ, phi thường cao thủ lợi hại. Tăng thêm hiện tại càng không công bình chính là, trong tay hắn tuy nhiên cầm dao găm, nhưng là căn bản sẽ không pháp thông qua đâm nam cung lam thân thể đối với nàng tạo thành tổn thương, duy nhất chỗ hiểm ngay tại đầu lâu, cho nên từ phát thành càng lộ ra bị động, rất nhanh tựu đã trúng nam cung lam một trường. Một trường này cũng không phải là bình thường bàn tay đập tại trên thân thể như vậy đau thoáng một phát coi như xong, từ phát thành trực tiếp tự phún ra một búng máu đến. Lúc này thời điểm hắn biết rõ sự tình đã xong đời, hôm nay kế hoạch toàn bộ đều muốn rơi vào khoảng không vì vậy hắn ra sức địa hướng về phía mễ Ngoã đức kêu to, đi à, chúng ta đi mau à. Bên này mễ Ngoã đức thân thủ nếu so với Trần Húc tốt, thế nhưng tồn tại cùng từ phát thành đồng dạng băn khoăn, tự là công kích đối phương thân thể không có có hiệu quả. Cho nên cùng Trần Húc chiến cái thế lực ngang nhau, mà vừa lúc này, đột nhiên xa xa một hồi còi cảnh sát vang lên, cảnh sát vũ trang đã đến. Mễ Ngoã đức, con mẹ nó người thực muốn hại chết lão tử à. Từ phát thành giận dữ hết, chạy mau, nhanh lên trốn. Nghe được tiếng còi cảnh sát, mế ngóa đức cũng giật mình một cái. Bởi vì vừa rồi từ phát thành nói với hắn đã qua. Hiện tại muốn tới tựu là cảnh sát vũ trang mà không phải bình thường cảnh sát, bình thường cảnh sát đã đem con đường phong tỏa. Sau đó vây lại từ phát thành quê quán đi, nếu như là tại Afghanistan, vậy hắn tự nhiên là không cần lo lắng những này cảnh sát vũ trang, nhưng là ở chỗ này, không có vũ khí, địa hình không quen, huống chi còn có hai cái có thể đánh nhau địa dính ở bên cạnh, thực bị vây quanh ở tuyệt đối là chỉ có hai con đường, một là chết, hai là bị trôn bắt, không có khả năng trốn địa mất đấy. Nhưng giờ phút này mễ ngõ nước đang tại cùng Trần Húc tiến hành giao thủ, vốn thực lực của hắn là so Trần Húc cao hơn, nhưng Trần Húc mặc áo chống đạn về sau tự triệt tiêu không sai biệt lắm. Lúc này thời điểm hắn đột nhiên thất thần, đúng là phạm vào tối kỵ. Trần Húc một mực tại chờ đợi một cái có thể cơ hội xuất thủ, mà cơ hội này tự là sử dụng máy định vị bằng sóng âm thanh thương. Chỉ cần một giây đồng hồ, là hắn có thể đủ đem máy định vị bằng sóng âm thanh thương điều chỉnh tốt hơn nữa công kích. mà cơ hội này vừa đến, Trần Húc lập tức nâng lên tay trái nhắm ngay Mễ Ngó Đức, sau đó theo như động thủ bề ngoài phóng ra cái nút. lần này lần sóng âm công kích Mễ Ngó Đức lập tức bị đánh trúng, run rẩy lấy chậm rãi té xuống. mà Trần Húc lúc này một phát bắt được hắn cầm đao tay phải, sau đó mạnh mà đẩy trở về đối với Mễ Ngó Đức cổ họng vẽ một cái, một đạo máu tươi bão tố ra, từ phát được không có thể tin hết lớn một tiếng không muốn, lúc này thời điểm hắn không lọt vào mắt Nam Cung Lam công kích, dốc sức liều mạng hướng phía Trần Húc đánh tới. Có thể Nam Cung Lam nơi nào sẽ buông tha như vậy một cái cơ hội tốt. Đuổi kịp về sau tại lưng của hắn lòng giả ác độc hung ác ấn một trường. Một trường này trực tiếp đánh vào từ phát thành hậu tâm chỗ, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài, một búng máu phun tới. Hơn nữa Nam Cung Lam một trường này còn dùng tới ám kinh, lực đạo thẳng thấu nội phủ, từ phát thành trái tim đã bị trọng thương, trên căn bản là không sống nổi nhưng là từ phát thành té trên mặt đất, còn giấy ruộ lấy leo đến mế ngóa đức bên người, nhìn xem mế ngóa đức cố gắng mở to hai mắt, cùng cái kia dồn dập cố gắng muốn hô hấp bộ dạng. Chỉ là đáng tiếc, cổ của hắn quản bị Trần hút chặt đứt rồi, máu tươi một cái kính chảy, lập tức cũng sống không nổi nữa. Nhưng từ phát thành giống như nhập ma đồng dạng, cầm lấy mế ngóa đức tay hét lớn, vật kia ở đâu, vật kia đến cùng ở đâu. Mế ngóa đức nhìn xem hắn, muốn nói chuyện, nhưng lại ít hầu bị chặt đứt một chữ cũng nói không nên lời. Từ phát thành thống khổ nột hô một tiếng, một bả đoạt lấy mễ ngõa đức trong tay dính máu dao găm. Hắn nguyên vốn đã bị thương rất nặng, bị Nam Cung Lam ấn hai trưởng há lại cho đua. Đệ nhất trưởng cũng chỉ là đánh chính là hắn nội phủ bị thương, nhưng thứ hai trưởng đánh trúng trái tim cũng đã lại để cho hắn đã bị đả thương nặng. Nhưng lúc này thời điểm hắn nhưng thật giống như là hồi quang phản chiếu đồng giạc, mãnh liệt theo trên mặt đất nhảy, kêu to, ta giết ngươi, vung vẩy khởi dao găm muốn đâm về Nam Cung Lam nhưng là nam cung lam lại sớm có chuẩn bị như thế nào lại bị hắn như vậy một đao cho đâm chúng hắn nhẹ nhàng lui về sau nửa bước tay phải xẹt qua một đạo đường vòng cung vận thế trần húc lập tức đã nhìn ra đây là một chiêu nặng tay loại này nặng tay là nam cung lam xúc thế mà làm một trường thẳng tắp đánh vào môn hộ mở rộng ra từ phát thành ngực lập tức đưa hắn đánh chính là xương sườn đã đoạn vài gốc bay ngược đi ra ngoài không biết có bao nhiêu xương sườn cắm vào nội tạng mắt nhìn thấy chỉ còn lại cuối cùng một hơi rồi Nằm trên mặt đất từ phát thành lộ ra một tia không thể nói ý tứ hàm xúc dáng tươi cười, đưa tay chỉ vào Nam Cung Lam cười ha ha hai tiếng, nói: "Otaka đã chết, Mễ Ngóa Đức cũng muốn chết rồi." Hắn bảo tàng địa phương, trên thế giới lại không ai có thể biết được rồi. "Các ngươi đều là trung quốc tội nhân à? Tại hắn bảo núp bên trong, có một dạng mất tích mấy trăm năm tuyệt thế bảo vật, tụ bởi vì vì các ngươi mà vĩnh viễn không thấy mặt trời. Các ngươi đều là tội nhân." Sau đó hắn cuồng cười nói bốn chữ sau đó phun huyết mà chết, vậy mà cái chết so ngế ngõa đức còn muốn sớm. Nhưng này bốn chữ, nhưng thật giống như thiên lôi đồng dạng, đem Trần Húc cùng Nam Cung Lam đều triệt để sợ ngây người. Hắn nói rất đúng, truyền quốc ngọc tỷ. Truyền quốc ngọc tỷ, Trần Húc sừng sốt một giây đồng hồ về sau, mãnh liệt nhào tới cầm lấy từ phát thành cổ áo dùng sức lay động, người nói cái gì? Truyền quốc ngọc tỷ, cái nào truyền quốc ngọc tỷ, nhưng là từ phát thành đã không có tiếng vang, trên mặt còn treo móc giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười truyền quốc ngọc tỷ, Trung Quốc cổ đại hoàng quyền biểu tượng, theo tần đời thay về sau, hoàng đế con dấu chuyên dụng tên vi tỷ ngọc tỷ lại chuyên dùng ngọc chất, xưng là ngọc tỷ, cùng sở hữu sáu phương, vi hoàng đế chi tỷ ngọc tỷ, hoàng đế đi tỷ ngọc tỷ, hoàng đế tín tỷ ngọc tỷ thiên tử chi tỷ, ngọc tỷ thiên tử đi tỷ, ngọc tỷ thiên tử tín tỉ, ngọc tỷ, tử tỉ, ngọc tỷ tại hoàng đế ấn tỷ ngọc tỷ ở bên trong, có một phương ngọc tỷ ngọc tỷ không tại cái này sáu phương ở trong, cái này là truyền quốc ngọc tỷ. Trần Húc cùng Nam cùng Lam đều là tam quốc mê, tại Tam Quốc diễn nghĩa chính giữa có vừa ra đùa giỡn bọn hắn nhớ rõ phi thường tinh tường. Đó là đồng trách hỏa thiêu lạc dương về sau, tôn kiên xuất tứ tướng vào thành, phát hiện thành nam chân trong nội cung một trong giếng có năm thải vân khí, thích thú phái người đến tỉnh hạ xem xét. Phát hiện một cung nữ thi thể, thi thể trên cổ treo một cái hộp nhỏ, trong hộp tựu là đại biểu chí cao hoàng quyền truyền quốc Ngọc Tỷ. Truyền quốc Ngọc Tỷ lai lịch, đối với lịch sử hơi có hiểu rõ người đều có chỗ hiểu rõ. Đó là một cái tràn đầy thần thoại giống như câu chuyện, đó là một cái chứng kiến Trung Quốc lịch sử tiến trình trí bảo. Truyền quốc ngọc tỷ đời trước là Hòa Thị Bích, do nước sở người Biện Hòa nhìn thấy Phượng Hoàng đáp xuống về sau phát ra hiện đấy. Cái gọi là Phượng Hoàng không rơi không bảo chi địa, cho nên Biện Hòa liền đem Phượng Hoàng nghỉ lại tảng đá kia ôm đi hiến cho ngay lúc đó sở vương. Kết quả sở vương xem là khối phá thạch đầu, vì vậy hạ lệnh chém mất Biện Hòa một chân. Mà chờ đợi cái này mặc cho sở vương, lệ vương quải điệu về sau, sở vũ vương kế vị, Biện Hòa lại lần nữa tiến đưa bảo, còn bị trở thành thạch đầu, lại bị chém mất một chân. Thẳng đến sở văn vương kế vị, rốt cục phát hiện cái này khối hiếm thấy bảo ngọc, vì kỷ niệm biện hòa trung trinh, thích thú đặt tên vi hòa thị bích. Hòa thị bích được vinh dự vật báu vô giá, thiên hạ chỗ trung chuyện chi bảo, về sau sở triệu hai nước quan hệ thông gia, hòa thị bích đã đến triệu quốc, tần chiêu tương vương dục dùng 15 cái thành Chỉ cùng triệu quốc đổi. Rồi này ra giá trị liên thành vừa nói như vậy, xa hơn sau tựu là lận tương như châu về hợp phố của về chủ cũ hòa thị bích câu chuyện, sâu xa truyền lưu, trở thành một đoạn giai thoại. Mà càng về sau thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ, mệnh công tượng đem hòa thị bích đánh bóng thành ngọc tỷ. Tể tướng Lý Tư tự mình tại ngọc tỷ trên có khắc hạ vâng mệnh với thiên, đã thọ vĩnh xương cái này tám chữ. Truyền quốc ngọc tỷ chính là thành, từ nay về sau trở thành hoàng quyền tuyệt đối biểu tượng. Lại càng về sau, Tây Hán những năm cuối, vương mãng loạn chính, ngọc tỷ bị lúc ấy thái hậu nổ ngã cùng đấy, ngã phá một cái rác góc. Vương mãng mệnh công tượng dùng kim đem ngọc tỷ bổ toàn bộ, này đây lại có một cái mới từ xuất hiện. Kim khảm ngọc, có mắt không nhìn được kim khảm ngọc. Truyền quốc ngọc tỷ câu chuyện vẫn chưa hết kết, tại kế tiếp địa ngàn năm thời gian ở bên trong, truyền quốc ngọc tỷ vài lần qua tay đổi chủ. Đến tào ngụy, lại đến tư mã một nhà, nam bắc triều tống đủ lương trần bốn đời thay đổi về sau, đã đến tùy trong nội cung. Nhưng tùy dương đế dương quảng sau khi chết, truyền quốc ngọc tỷ bị tiêu hậu cùng thái tử dẫn vào mạc bắc đột quyết. Về sau, đại đường quân thần Lý Tĩnh Thảo phạt đột quyết, đem Ngọc Tỷ mang về, Thái Tông cực kỳ vui mừng. Tiếp theo sau này, Thái Kính Đường dẫn khiết đan quân đến Lạc Dương. Đường mặt đế ôm Ngọc Tỷ cùng huyền vũ lâu tự thiêu. Truyền quốc Ngọc Tỷ như vậy mất tích, thẳng đến Bắc Tống Chiết Tông trong năm, Ngọc Tỷ lại lần nữa bị phát hiện. Nhưng ở tính khang một dịch lúc, quân kim công hãm biện lương, huy khâm nhị đế bị bắt, Ngọc Tỷ rơi vào kim trong tay người. Thẳng đến nguyên triều lúc, truyền quốc Ngọc Tỷ lại hiện ra nhân gian, nhưng nguyên triều diệt phong về sau, đem Ngọc Tỷ đưa đến Mạc Bắc, Trung Nguyên Trương phái thủ hạ đại tướng từ đạt nhiều lần tiến vào Mạc Bắc tập kích Mông Nguyên địa thế lực còn sót lại, nhưng cuối cùng không thể đoạt lại Ngọc Tỷ, truyền quốc Ngọc Tỷ, từ đó mất tích. Nếu như từ phát thành mới vừa nói truyền quốc Ngọc Tỷ tựu là chỉ cái này khối tràn đầy vô số truyền thuyết bảo vật, nếu như từ phát thành cùng Mễ ngóa Đức một sau khi chết, cái này bảo vật từ nay về sau không thấy mặt trời. Cái kia Trần Quốc thật sự sẽ cảm thấy, chính mình là lịch sử tội nhân. Vừa lúc đó, đột nhiên dưới lầu một hồi tiếng ẩm ý, có người hô to, thượng diện địa người nghe, các người đã bị bao vây, tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nguyên lai like là cảnh sát vũ trang rốt cục chạy tới, cùng điện ảnh trên TV đồng dạng, bọn hắn bọn này củi mục luôn tại sự tình toàn bộ bề bộn đã xong về sau mới xuất hiện. Trần Húc vốn muốn chính là buông tha cho chống cự, tranh thủ thời gian lại để cho bọn hắn đi lên đem Mễ ngóa Đức tiến đưa đi bệnh viện, nhưng là lúc này thời điểm hắn chứng kiến Mễ ngóa Đức ánh mắt đều có chút tan dã rồi, Rõ ràng sống không lâu rồi, lúc này thời điểm đám kia củi mục nhóm, đám bọn họ đi lên nửa trộn lẫn một trận, Mễ Ngóa đức tuyệt đối không cần phải bên trên xe cứu thương phải quải điệu. Nếu như hắn thật đã chết rồi, nếu như truyền quốc ngọc tỷ quả thực trong tay hắn. Trần Húc cảm giác mình thực đúng là thực xin lỗi đảng thực xin lỗi nhân dân thực xin lỗi toàn cầu địa người châu Á rồi. Người tại nguy cơ trước mắt luôn có thể bộc phát ra rất lớn tiềm lực, loại này tiềm lực chẳng những thể hiện tại trên thân thể, còn có tư tưởng bên trên trần húc trong nháy mắt đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên hắn nhớ tới giả thuyết ảo cảnh bên trong đích một cái công năng tưởng tượng thiên đường tưởng tượng thiên đường cái này nguyễn kiện là có thể thông qua não cơ trao đổi lại để cho đại não đọc đến người trí nhớ cùng tưởng tượng sau đó mô phỏng ra tương ứng hình vẽ nói cách khác cái này nguyễn kiện có được một cái phi thường đáng sợ công năng đọc đến người tư tưởng cho nên trần húc tuy nhiên phát hiện cái này nguyễn kiện cũng biết cái này nguyễn kiện có thể mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng hắn một mực không sao cả sử dụng qua. Cũng là bởi vì không có người nguyện ý đem chính mình sở hữu tất cả địa tư tưởng, sở hữu tất cả dấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất đồ vật cho bộc lộ ra đến. Người trí nhớ là phi thường phức tạp, có rất nhiều người cho rằng khả năng đã quên sự tình, trên thực tế là bị tiềm thức cho dấu chôn ở vỏ đại não ở chỗ sâu trong. Thật giống như có đôi khi nửa đêm mộng hồi, người hội mơ tới một ít người khả năng tại trong hiện thực đã thời gian rất lâu, thậm chí mấy năm không nghĩ khởi người, mơ tới những cái kia người đã từng trải qua, nhưng đã sớm không nhớ rõ sự tình. Nhưng là nếu như đem những vật này toàn bộ đều lấy ra, đối với một người mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Dù sao trí nhớ không riêng gì mỹ hảo, còn có rất nhiều, lại để cho người khó chịu nổi đồ vật tại. Nhưng là cái lúc này, tưởng tượng thiên đường có thể là duy nhất phương pháp rồi, nhất định phải tại mễ ngóa đức nuốt xuống cuối cùng một hơi, đại não đình chỉ suy nghĩ trước kia đọc đến hắn địa trí nhớ. Nhưng bây giờ Nam Cung Lam còn ở bên cạnh, Trần Húc cũng không cần biết nhiều như vậy, nếu như vật kia thật là truyền quốc ngọc tỷ, cái giá này giá trị thật sự là đại địa không hợp thói thường rồi, hắn lúc này thời điểm ở đâu còn có thời gian trì hoãn. Trần Húc chỉ là xuất phát từ bảo hộ bí mật tư thế, vô ý thức nghiêng đi thân, đem tiểu mẫn biến thành tai nghe, sau đó đem tai nghe đeo tại mễ ngõa đức trên đầu. Nam Cung Lam cũng không có chứng kiến cái này tai nghe là từ đâu biến ra, hắn cũng không có hoài nghi, chỉ là rất kỳ quái nói, Trần Húc, ngươi cho hắn mang vật này làm gì vậy? Trần Húc không có công phu để ý đến hắn, chỉ nói là câu tưởng tượng thiên đường mở ra hắn biết rõ tiểu mẫn có thể lý giải hắn ý tứ của những lời này lúc này thời điểm cảnh sát vũ trang nhóm đám bọn họ vọt lên tiến đến phát hiện trên mặt đất đều là tử thi mà trần húc cùng nam cung lam hai người đứng ở nơi đó không nói hai lời dùng thương chỉ của bọn hắn nói đừng nhúc nhích đều đừng nhúc nhích gục xuống các ngươi bị bắt rồi đối mặt nhiều như vậy tối om họng súng trần húc có muốn mắng ta thao đại gia mày xúc động bọn này cùi mục đã tới chậm không nói còn tưởng là chính mình cùng Nam Cung Lam cái này hai cái người bị hại là đạo tặc hay sao. Khá tốt cảnh sát hình sự đại đội trưởng từ đội trưởng rất nhanh theo tiến đến, vội vàng hô, dừng tay, các người đều đem thương buông, hai người bọn họ là người một nhà. Nhưng là lúc này thời điểm từ đội trưởng cũng bị trước mặt một màn cho lại càng hoảng sợ, nói, Tiểu Trần, Nam Cung, các ngươi không có sao chứ. Bọn hắn, bọn họ đều là chúng ta giết, Trần Húc Thanh Âm bình tĩnh có chút dị thường còn có mặt khác trên lầu cũng có thi thể, tăng thêm trong phòng tổng cộng có 18 người, đều là chúng ta giết. Hí, chạy đến cảnh sát vũ trang nhóm, đám bọn họ ngược lại hít một hơi, cái này hai cái chàng trai tuổi còn trẻ, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết đệ ngũ loại bộ đội đặc trùng thành viên hay sao? Mà vừa lúc này, một mực treo cuối cùng một hơi mễ ngóa đức rốt của con mắt một phen, ôm hận nhìn Trần hút liếc, té trên mặt đất không bao giờ nữa động. Hắn rốt cục cái chết phỉnh lên rồi, Trần Húc khom lưng đi xuống cầm tay nghe, có thể hắn khẽ động, sở hữu tất cả cảnh sát vũ trang cũng nhịn không được không hẹn mà cùng dơ lên thương. Từ đội trưởng quay đầu kêu lên, các ngươi làm gì? Ta nói rồi hắn là người một nhà rồi, buông thương. Một đám cảnh sát vũ trang nhóm, đám bọn họ ngượng ngùng đem thương buông, nhưng trong nội tâm đều muốn, vừa rồi Trần Húc cho người cảm giác thật sự quá lạnh như băng, rất có sát khí rồi. Lại để cho bọn hắn cảm giác được cái kia hình như là một con dã thú đồng dạng khí tức, cho nên Trần Húc khẽ động, bọn hắn liền không nhịn được làm ra xạ kích tư thái. Sự tình rốt cục đều đã xong, Trần Húc nhìn xem Ngế Ngóa nước mặt, hắn tạm thời trước vẫn còn oán hận nhìn mình chằm chằm, yết hầu lên, trên quần áo, cái cằm bên trên tràn đầy máu tươi. Trần Húc đột nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt buồn nôn, lúc này thời điểm hắn mới muốn, chính mình hôm nay vậy mà giết mười mấy người. Trời ạ, à, cho tới bây giờ liền một con gà đều không có giết qua hắn, vậy mà giết mười cái người sống. Nhìn xem Ngế Ngóa Đức chết không minh mục đích ánh mắt, Trần Húc rốt cục nhịn không được oa một ngụm phun ra nhổ ra cái hôn thiên ám địa, liền mật đều nhổ ra rồi. Giết người, cảm giác thật sự chẳng phải tốt. Trần Húc có đôi khi hội xem một ít mạng lưới tiểu thuyết, chứng kiến bên trong nhân vật chính phát huy, cái gọi là 10 bước giết một người, thiên lý bất lưu đi. Giết cái kia gọi một cái tiêu sái, một thống khoái. Không giờ xem sách nhưng là đương sự chân tình phát sinh ở trên người mình nữa nha. Trần Húc mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc, vừa nhắm mắt lại con ngươi, tự là những cái kia máu chảy đầm đìa thi thể cùng không trọn vẹn không được đầy đủ đâu. Ngày nào đó, đang tại sở hữu tất cả cảnh sát phố trang quan binh mặt, Trần Húc sốc sức liều mạng nhà nhà hôn thiên ám địa, cho dù là say rượu thời điểm hắn đều không có như vậy nhả qua. Hắn đem cùng ngày ăn đồ vật toàn bộ đều phun ra, cuối cùng thậm chí liền mật đều nhổ ra rồi. Trần Húc được đưa vào bệnh viện, rất nhanh, nhận được tin tức quản dịch, trạm tinh cùng cao hiểu tiết, còn có phòng ngủ mặt khác mấy cái cùng Trần Húc quan hệ không tệ lũ gia súc cũng đều đã chạy tới an ủi. Nhưng Trần Húc tự nằm ở trên giường bệnh thẳng ngoắc ngoắc nhìn lên trời trần nhà, một câu đều chưa nói. Bác sĩ nói hắn là vì trên tinh thần thay đổi rất nhanh, tăng thêm lần thứ nhất siết nhân tạo thành kích thích, đối với hắn đã tạo thành rất lớn trùng kích. Hiện tại chỉ cần lại để cho hắn nghỉ ngơi hai ngày, sẽ tìm bác sĩ tâm lý khai đạo thoáng một phát có lẽ tự cũng không có vấn đề rồi. Cái kia bác sĩ nói xong lời nói này về sau cũng là sắc mặt trắng bệch. Ai có thể tưởng tượng, như vậy một cái sinh viên năm nhất, xem nhã nhặn, vậy mà dùng súng bắn tỉa giết chết người một địch nhân. Nhưng lại dùng dao găm chặt đứt một người da đen yết hầu. Đem làm cảnh sát phố trang bọn quan binh đem những cái kia thi thể tìm khắp đến về sau, rất nhiều người sắc mặt đều lộ ra vô cùng thê thảm biểu lộ. Bị Trần Húc đánh lén 11 người, hắn một người trong là vì tông xe, một cái là Trần Húc dùng dao găm đâm vào trái tim của hắn, bỏ cái này hai cái bên ngoài, mặt khác địa chín người toàn bộ đều là bị đánh lén thương trực tiếp đánh bại đầu. Nam, 8 hào M diameter địa nhai đi nhai lại, tuy nhiên đường kính không lớn, nhưng lại đủ để đem một người địa đầu đánh thành rách dưới địa dưa hấu rồi. Rất khó tưởng tượng, coi như là quân đội chính giữa địa chức nghiệp súng bắn tỉa. Cũng chưa chắc có thể một phát viên đạn tự tiêu diệt một địch nhân. Nhưng là vị này Trần Húc Đồng học, tổng cộng chỉ bắn đi ra 10 viên đạn, nhưng lại dùng dao găm giải quyết lưỡng địch nhân hắn là đặc huấn qua địa sao. Chuyện này rất nhanh địa kinh động đến hòa hài city địa cao tầng thậm chí là rất cao địa lãnh đạo. Bởi vì tại Trung Quốc đại lục trong đất lục địa khu xuất hiện như thế hung hăng cản quấy địa bắn nhau. Đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ tình, nhưng là vương cục trưởng địa rất nhanh sức phán đoán cùng với kịp thời địa bổ cứu biện pháp chẳng những không có lại để cho hắn bởi vì việc này kiện mà đã bị liên lụy. Ngược lại đã nhận được khen ngợi, bởi vì tại lần này sự kiện chính giữa, tại đối mặt 18 cây súng bắn tỉa địa, địa dưới tình huống, vậy mà không có một gã dân chúng bình thường tử vong. Hơn nữa cảnh sát rất nhanh địa tự đầu mất phát thành bảo an công ty cái này cỡ lớn hắc bang ổ điểm. Niêm phong bọn hắn địa hết thải khoản, đã nhận được nên công ty rất nhiều gặp không riêng địa tư liệu trong đất màn. Đón lấy tìm hiểu nguồn gốc dẫn ra một nhóm lớn hắc bang phần tử. Theo điểm này nhìn lại, vương cục trưởng làm địa đích xác là phi thường xuất sắc. Đương nhiên, vương cục trưởng mình cũng biết rõ chính mình là vận khí. Phi thường địa vận khí, chuyện này tuy nhiên là do trần húc mà khởi nhưng là cũng là bị trần húc giải quyết đấy với tư cách cảnh sát không có khả năng đi trốn tránh phạm tội sự thật công tác của bọn hắn cùng nhiệm vụ tự là đem phạm tội khống chế được hiện tại rất tốt như vậy một cái đại sự kiện ngược lại thành tựu sự nghiệp của hắn hắn tự nhiên là muốn cảm kích trần húc hơn nữa lúc ấy nếu như không phải quản dịch kịp thời nhắc nhở chuyện này cùng phát thành bảo an công ty có quan hệ hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy áp dụng hành động cho nên Vương cục trưởng hạ lệnh đem lúc ấy phát sinh chân tướng cho che giấu. Là tối trọng yếu nhất tầm nhìn, chính là vì che giấu Trần Húc giết người sự kiện. Chuyện lần này kiện tại quan phương trên văn kiện đã bị định nghĩa vi phòng vệ chính đáng, nói cách khác Trần Húc không có bất kỳ phạm tội. Dù sao hắn đối mặt là một đám sát thủ, đó cũng không phải đơn giản trên ý nghĩa dân sự sự kiện. Mà không đem Trần Húc giết người địa sự tình bộc lộ đi ra, tắc thì là vì bảo hộ hắn. Dù sao đối với một đệ tử mà nói, đó cũng không phải việc nhỏ. Vương cục trưởng bọn hắn không muốn làm cho Trần Húc về sau tới trường học bị người chỉ trị điểm điểm, do đó ảnh hưởng hắn về sau sinh hoạt. Cho nên biết rõ chuyện này đấy, chỉ có đều biết mấy người, quản dịch là từ Douglas nào biết đấy. Về phần trạm tinh cùng Cao Hiểu Tiết, các nàng cũng không cần đã biết. Này đây Cao Hiểu Tiết chứng kiến Trần Húc cái này như gấu lại vẫn không có tim không có phổi cười nhạo, bị chạm tinh vỗ một cái về sau mới thu liếm điểm. trạm tinh cũng không giống như Cao Hiểu Tiết như vậy đại khái nàng nhạy cảm đã nhận ra Trần Húc trên người nhất định xảy ra chuyện gì. Mà chuyện này, quản dịch nên biết, còn có Trần Húc cùng quản dịch tầm đó, giống như lại có những chuyện gì đã xảy ra. Lúc ấy Trần Húc mang cơ hồ là hẳn phải chết chi tâm theo trên xe nhảy đi xuống trước khi chủ động hôn quản dịch. Cái kia vừa hôn tuy nhiên cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, hơn nữa lúc ấy trên xe một mảnh hỗn loạn tất cả mọi người ôm đầu nằm sấp lấy, cũng không có ai chứng kiến một màn kia. Nhưng là, hai người kỳ thật cũng biết, cái này vừa hôn về sau, quan hệ của hai người tắc thì không hề như vậy địa đơn thuần rồi. Quản dịch có chút đau lòng địa nhìn xem hắn, nói, ngươi thật sự không có chuyện gì sao. Trần Húc cố gắng lại để cho chính mình cười, nhưng cái này biểu lộ xem tại quản dịch trong mắt cũng chỉ là có rúm hai cái mồm mép. Thật sự là so với khóc còn muốn khó coi, ta nào có như vậy yếu ớt. Chỉ là, chỉ là có chút buồn nôn, các ngươi để cho ta yên lặng một chút thì tốt rồi. Bác sĩ đối ngoại nói pháp là, bởi vì lúc ấy cảnh sát phố trang cùng kẻ bắt cóc đã tiến hành bắn nhau trần húc tận mắt nhìn đến kẻ bắt cóc đã bị chết ở tại trước mặt của hắn cái loại này rung động tràng cảnh lại để cho hắn trên tinh thần nhận lấy trùng kích cho nên trần húc nói những lời này thời điểm cũng không có khiến cho người khác hoài nghi dù sao ở chỗ này đều là người bình thường cho dù là từ đội trưởng bọn hắn loại này cảnh sát hình sự chính thức nổ súng đã giết người tại giết người về sau cũng cũng phải đi xem bác sĩ tâm lý đấy vì vậy từ đội trưởng tự nói Tốt rồi, tốt rồi, các người cũng đừng quấy rầy hắn rồi, hắn lần này xem như vận khí, tại áo chống đạn dưới sự bảo vệ tựu là thân thể có mấy cái địa phương có chút hư thanh, cho dù không sức thuốc nghỉ hai ngày cũng thì tốt rồi. Các người đi ra ngoài trước A, à, lại để cho hắn yên lặng một chút, ta đã thông chi bác sĩ tâm lý đã tới, tin tưởng tiểu trần không phải dễ dàng như vậy bị đánh người. Quản dịch nhìn về phía Trần Húc, Trần Húc chậm rãi nhẹ gật đầu, trước mặt nở nụ cười thoáng một phát nói, yên tâm, ta thật sự không có việc gì ta ngủ một giấc, có lẽ thì tốt rồi. Vì vậy mấy người rốt cục gật gật đầu đi ra ngoài, chứng kiến bọn hắn đi ra ngoài về sau, Trần Húc lập tức cầm lấy đầu giường tai nghe. Cái này tai nghe từ khi theo nghế ngõa đức trên lỗ tai hái xuống sẽ không cơ hội biến trở về qua đồng hồ, bất quá bị Trần Húc đề trong tay mặc dù có chút quái dị, nhưng cũng không có người đi hoài nghi. Người bình thường hoài nghi một cái tai nghe làm gì vậy? Truyền quốc ngọc tỷ à, nghĩ đến truyền quốc ngọc tỷ hạ lạc, hạ xuống, Trần Húc tâm lại đề, bất quá như vậy cũng tốt, tinh thần một chuyến rời, lập tức tự lại để cho hắn thấp xuống đối với giết người cái chủng loại kia chịu tội cảm giác. Lúc ấy Trần Húc đem tiểu mẫn biến hóa tai nghe đeo tại mễ ngóa đức trên đầu, nhưng là rất nhanh mễ ngóa đức tự yết khí liếu. Cái này chút thời gian tiểu mẫn chưa hẳn có thể đọc đến quá nhiều tư liệu. Bởi vì người trong đầu trí nhớ dung lượng là phi thường đại, bao hàm tin tức rất nhiều, về điểm thời gian này tiểu mẫn có thể đọc đến bao nhiêu tư liệu hắn căn bản không biết hơn nữa đọc đến tư liệu chính giữa đến cùng có hay không truyền quốc ngọc tỷ bày đặt địa điểm, hắn cũng không biết. Nếu như đều không có, Trần Húc tiến nhập giả thuyết ảo cảnh hệ thống, sau khi đi vào câu nói đầu tiên thì hỏi, tiểu mẫn, tại mễ ngõa đức đại não chính giữa đã tìm được cái gì tư liệu? Tiểu mẫn hồi phục, bởi vì mễ ngõa đức đột nhiên tử vong, cho nên hệ thống chỉ đọc đến một bộ phận tin tức, không biết có hay không ngài muốn, hiện tại muốn quan sát mễ ngõa đức trí nhớ sao? Muốn, xin chờ một chút, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi xuất hiện một cái hình như là mỏ nhà máy địa phương chung quanh có vô số người chi ăn mặc một đầu quần cộc không vậy hẳn là nói tự là một đầu vải rách động ở trên lưng trên thân cùng dưới chân đều là trần chuồng tại chó trang mặt trời đã khuất vất vả công tác chung quanh đều là một ít súng vác vai đạn lên nòng quân nhân còn có người cầm roi dốc sức liều mạng rút tới cái này là mễ ngõa được đối với núi khố mỏ nhà máy trí nhớ quan sát người khác trí nhớ thời điểm đều là dùng loại này đệ nhất thị giác đến quan sát đấy. Rất nhiều người đều nói, tại người trước khi chết, hắn nhớ tới đều là một ít khó có thể dứt bỏ khó có thể buông sự tình, ước hoặc là ấn tượng khắc sâu nhất sự tình, xem ra, chắc hẳn mễ ngóa đức còn nhỏ qua phi thường thống khổ. Hình ảnh nhanh quay ngược trở lại, hay vẫn là tại nơi này mỏ nhà máy, bất quá cái lúc này là ở trong đêm, tiếng kêu rung trời vang lên, rất nhiều người ôm AK4 bắt đầu công kích, mà lúc này đây, Trần Húc chỗ đệ nhất thị giác vẫn đang ngó chừng một cái chính đang chạy trốn, ăn mặc rách dưới quân phục người, người kia tựu là trước kia xuất hiện qua, cầm roi dùng sức rút mễ ngóa đức chính là cái người kia. Mễ ngóa đức nhanh chóng xông tới, người kia kinh hoàng chạy thục mạng căn bản không có ở ý đằng sau theo kịp một cái nhỏ gầy nô lệ, mễ ngóa đức dùng sức bổ nhào về phía trước, đoạt lấy hắn bên hông súng ngắn, trực tiếp đem người này nổ súng đánh chết, sau đó lại chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Hình ảnh một mực tại truyền, Trần Húc với tư cách đệ nhất thị giác có thể tin tưởng cảm nhận được mễ ngõa đức cảm xúc. Không phải ngươi chết, chính là ta vong, đem làm gặp được loại này lựa chọn đề thời điểm. Ta có lựa chọn sao? Nghe được trong đầu vang lên những lời này, thời điểm Trần Húc nhịn không được nghĩ tới một chuyện cười, nói là chê cười nhưng kỳ thật là hắn tự mình kinh nghiệm đấy. Khi còn bé xem Hồng Công đánh võ phiến thời điểm, đã không nhớ rõ là cái đó bộ phim rồi, nhân vật chính cùng cuối cùng boss lúc quyết đấu mắng một câu, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống, đem ngay lúc đó tiểu Trần Húc cho nở nụ cười cái bị dày vò cái này hai cái từ có khác nhau hở hoàn toàn chính xác trần húc cảm giác mình đem làm thì không có bất cứ gì con đường thứ ba đi không phải hắn đã giết những người kia tựu là những người kia giết hắn đi huống chi bọn hắn vốn chính là muốn tới lấy tánh mạng mình như vậy hắn cũng không cần phải có bất kỳ chịu tội cảm giác kỳ thật thật muốn nói trần húc chịu tội cảm giác cũng không phải rất lớn đại đích thật là cái loại này giết qua người về sau kinh hoàng cái loại này một cái đại người sống ở trước mặt mình chết đi khủng bố rất nhiều đạo lý lớn Trần Húc không phải không minh bạch, nhưng là có một số việc cũng không phải nói rõ đạo lý là được đấy. Thế nhưng mà nếu như đổi lại góc độ, tự mình đi kinh nghiệm suy nghĩ thoáng một phát, cái loại cảm giác này tắc thì lập tức sẽ không giống với lúc trước. Trần Húc hiện tại chính là như vậy, đem làm hắn thay vào đến mễ ngõa đức cảm giác về sau, hắn cảm giác tội ác của mình cảm giác thiếu đi rất nhiều. Tại giả thuyết ảo cảnh trong hắn không ít giết người, nhưng trong hiện thực hắn xác thực lần thứ nhất. Chỉ có điều, mọi thứ đều có lần thứ nhất, không phải sao. Trần Húc tiếp tục nhìn xuống, đằng sau đoạn ngắn phần lớn là một ít chiến đấu chẳng diệt, Trần Húc thấy được bò cạp. Hắn sở dĩ có thể nhận ra cái kia người da đen là bò cạp, cũng không phải bởi vì hắn trí nhớ dễ nhớ được bò cạp hình dạng, mà là vì hắn nghe được mễ ngõa đức gọi hắn bò cạp. Trần Húc cũng nhìn thấy bò cạp phốc khai dẫm lên địa lôi mễ ngõa đức, cứu được hắn một mạng tình cảnh. Thế mới biết mễ ngõa đức vì cái gì như vậy nhằm vào SMMS, vì cái gì như vậy châm đối với chính mình. Đổi lại góc độ đến xem, cái này mế ngóa đức là cái rất thích hợp làm huynh đệ người, tối thiểu vì báo đáp huynh đệ ân cứu mạng, hắn đem cái gì đều bất cứ giá nào rồi. Chỉ là, hắn là địch nhân của mình, loại cảm giác này rất kỳ quái. Cho dù Trần Húc trước khi hận không thể đưa hắn phanh thây xé xác, cho dù Trần Húc tự tay giết hắn đi. Nhưng là đem làm hắn thay vào mế ngóa đức tư tưởng thấy được những vật này, thấy được hắn địa kinh lịch về sau. Trần Húc đột nhiên cảm giác mình không hận hắn rồi. Nếu như loại chuyện này quán đến trên người của mình, nếu như huynh đệ của mình, người yêu. Giống như Ngô Nguyên, giống như quản dịch Trạm Tinh cao hiểu thiết bọn hắn, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, nghĩ như vậy tất mình cũng sẽ cùng Mễ Ngóa Đức Đồng Giặc, trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, dù là đối thủ là nước Mỹ tổng thống, hắn cũng sẽ biết không tiếc bất cứ giá nào vì bằng hữu báo thù. Đây mới là nam nhân, nam nhân chân chính, trên thực tế, hôm nay ngoại trừ quản dịch bọn hắn, còn có rất nhiều cùng học được trong bệnh viện xem Trần Húc rồi tựu là hôm nay cùng Trần Húc một chiếc xe các học sinh. Dù sao mọi người đều biết, nếu như hôm nay không phải Trần Húc xả thân theo trên xe nhảy xuống, cái này một xe người tại đáng sợ như vậy hỏa lực hạ nhất định phải chết hơn mấy cái. Tuy nhiên còn có người cho rằng nếu như không phải Trần Húc trêu chọc đã đến hung thủ tựu sẽ không phát sinh loại chuyện này, nhưng là nói lời này người lập tức đã bị những người khác cùng một chỗ cho rất khinh bỉ. Trêu chọc tới đây bày đạo tạc chính là SMMS, Trần Húc là người vô tội đấy. Hơn nữa loại chuyện này nếu như đến phiên trên người của ngươi, ngươi chọn vì bảo toàn mọi người mà một mình ra đi chịu chết sao? Có lẽ người trước khi chết địa thời điểm, hội đem trong cả đời sở hữu tất cả khắc sâu ấn tượng trí nhớ đều hồi tưởng một lần, mà tư duy tốc độ nếu so với bất luận cái gì tốc độ đều phải nhanh nhiều, có lẽ chỉ có một cái chớp mắt, người có thể nghĩ đến rất nhiều rất nhiều đồ vật. Rốt cục một cái màn ảnh đưa tới Trần Húc chú ý. Đó là tại một mảnh khắp nơi đều xảy ra hỏa hoạn địa lâu đài cổ chính giữa. Gian phòng này lâu đài cổ tại một ngọn núi lên, bố cục cùng tạo hình rất có châu u cổ điển phong vị. Nhưng là đồ vật bên trong lại bị làm cho loạn thất bát tao, khắp nơi đều là huyết, ngoài cửa truyền đến rung trời hét hò, còn có nam nhân cười dâm đáng, nữ nhân khóc hô. Mặc kệ cái gì trùng tộc, loại này thanh âm đều là không sai biệt lắm đấy. Nghế ngóa đức cùng một cái khác người da đen đứng ở nơi đó, bò gặp đang tại cầm roi ngoan quất một cái tóc vàng địa người da trắng. Cái kia người da trắng rất thê thảm bị đính tại trên thập tự giá, bỏ cặp một bên rút trước hết cuồng thiếu, trời đánh người da trắng, người dùng vì chúng ta sa tăng giáo hội thu các ngươi như vậy người da trắng nhập giáo sao? Nói mau, các ngươi Tô Lai Man gia tộc bảo tàng ở địa phương nào? Cái kia người da trắng đã muốn chết, hắn toàn thân đổ máu, hấp hối, chỉ có thể ngẩng đầu vô lực nói, ta căn bản cũng không biết có cái gì bảo tàng. Đến ta thế hệ này, gia tộc duy nhất bảo tàng cũng chỉ có cái này lâu đài cổ rồi. Bên kia mế ngõa đức cùng cái kia người da đen, thì ra là Otaka đang thương lược, nói, ta điều tra, bọn hắn cái này Tô Lai Man gia tộc tựu là năm đó Ottoman đế quốc hoàng tộc hậu duệ, Ottoman đế quốc như thế địa cường đại. Bọn hắn không có khả năng không có bảo tàng lưu lại. Bò cạp, người này tựu giao cho người rồi, chúng ta khắp nơi siêu. Cho dù đem gian phòng này lâu đài cổ cho nổ, cũng phải tìm đến bảo tàng. Kế tiếp thị giác tựu là một đám người cẩn thận tìm tòi cái này tòa lâu đài cổ từng cái nơi hẻo lánh, tìm tòi quá trình tựu không cần mệt mỏi thuật rồi, bởi vì cổ đại rất nhiều lâu đài cổ mật thất, dùng hiện tại ánh mắt đến xem, trừ phi kiến tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, nếu không cũng không phải rất khó tìm. Chỉ cần đem phòng hình đo đặc tốt, do đó kiểm tra đo lường ra cái đó mấy tòa nhà vách tường ở giữa khoảng cách quá lớn, chỗ đó khả năng sẽ có mật thất hoặc là phòng kế. Thông qua loại phương pháp này, tại hủy đi vô số bức tường, đem nhà này có nồng hậu dày đặc lịch sử giá trị lâu đài cổ cho hủy đi địa phá thành mảnh nhỏ về sau, rốt cục bọn hắn đã tìm được một cái phòng kế vì thế còn bỏ ra hai gã thủ hạ tánh mạng, bởi vì phòng kế chính giữa có cơ quan liên nỏ. Tại phòng kế chính giữa, bọn hắn đã tìm được thành dương châu báu, mỗi người đều lâm vào trong biên cuồng, mà mế ngóa đức tắc thì phát hiện, tại những này rất lớn dương hòm bên cạnh, có một cái rất tinh xảo cái hộp nhỏ. Hắn mở ra cái kia cái hộp, bên trong là một khối ngọc tỷ. Khối ngọc này tỷ ngọc tỷ trên thân là một đầu ngọc long, cả khối ngọc tỷ hiện lên xanh đậm sắc, óng ánh sáng giỏi, đem làm mễ ngoá đức đem khối ngọc này tỉ ngọc tỉ lật qua lúc trần húc khẩn trương cơ hồ muốn hít thở không thông bởi vì hắn thấy được ngọc tỉ một góc là vàng mà phía dưới chữ tắc thì viết trùng điều chữ triệt vâng mệnh với thiên đã thọ vĩnh xương thật là truyền quốc ngọc tỉ. hình ảnh đón lấy nhảy chuyển mễ ngoá đức bọn hắn bắt cóc tới mấy cái nhà lịch sử học hắn một người trong nghiên cứu về sau rất kích động nói cái này tựu là trung quốc mấy ngàn năm hoàng quyền cao nhất biểu tượng truyền quốc ngọc tỷ Truyền thuyết khối ngọc này tỷ ngọc tỷ là hơn 2.000 năm trước do Trung Quốc đời thứ nhất hoàng đế chế thành, mà ở Nguyên Triều, thành các tư hãn tử tôn ly khai Trung Quốc về sau, đem khối ngọc này tỷ ngọc tỷ cũng mang đi. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tại Tô Lai Man gia tộc, chúng ta hoài nghi, hẳn là lúc ấy thành các tư hãn tử tôn bởi vì nguyên nhân nào đó, hoặc là tự nguyện, hoặc là bị ót mần đế quốc đánh bại, hay hoặc giả là ngọc tỷ đã sớm mất đi, về sau không biết như thế nào đã rơi vào ót mần đế quốc hoàng đế Tô Lai Man cả đời trong tay truyền thừa đấy chúng ta cảm thấy đằng sau một loại khả năng tính rất lớn bởi vì trên sử sách không có bất kỳ ghi lại về truyền quốc ngọc tỷ hạ lạc hạ xuống có thể là bởi vì tô lai man chính mình cũng không biết đây là cái gì chỉ là xem tại khối ngọc này phi thường cực phẩm cho nên mới giữ lại cũng không biết nó chính thức giá trị kế tiếp tự chứng kiến bỏ cặp cùng ô nhìn nhau cười cười đã biết rõ đây là vật gì rồi cái kia các ngươi sẽ không có còn sống giá trị chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, sau đó, hắn móc ra súng ngắn. Quả nhiên là truyền quốc ngọc tỷ à, hoa hạ Chí bảo, Trần Húc lúc này thời điểm lại không cái gì hoài nghi, tranh thủ thời gian lại để cho tiểu mẫn tiếp tục phát ra mễ ngóa đức tư tưởng. Tại một màn lại một màn đoạn ngắn về sau, Trần Húc rốt cuộc chứng kiến, mễ ngóa đức, Otaka cùng bò cặp ba người, chỉ huy một đám các nô lệ, tại một cái bờ biển, đào lấy một chỗ nói. Nơi này chính là chôn giấu hòa thị bích chỗ, Trần Húc thần kinh đều kéo căng rồi, cố gắng muốn tìm ra cái này khối vị trí chỗ, nhưng là Mễ Ngóa Đức trong trí nhớ chỉ có những này hình vẽ, không âm thanh âm. Trần Húc thậm chí có thể thấy rõ ràng Mễ Ngóa Đức bọn hắn xây dựng cái này địa đạo, mà nói toàn bộ quá trình, thấy rõ ràng hắn đem truyền quốc ngọc tỷ coi chừng bỏ vào trong tủ bảo hiểm sau đó giấu ở dưới mặt đất, cuối cùng đem cửa động cho phong bên trên. Nhưng là hắn cũng không biết cái chỗ này rốt cuộc là ở đâu. Bờ biển, trời ạ, à, toàn bộ thế giới đường ven biển dài bao nhiêu? chẳng lẽ muốn từng bước từng bước địa phương đi khai quật sao? Thẳng đến cái này đoạn màn ảnh chấm dứt, Trần Húc đều không có được bất luận cái gì có quan hệ chỗ này địa chỉ tin tức. Chỉ là biết rõ, đây là một mảnh rất hoang vu bãi biển. Về phần là bãi biển hay vẫn là đảo nhỏ hắn đều phân không rõ ràng lắm. Có thể là tại ở trên đảo, nhưng là tuyệt đối là rất vắng vẻ, rất hoang vu địa phương. Cái này thì xong rồi, Trần Húc cơ hồ muốn kêu rên, hòa thị bích à, truyền quốc ngọc tỷ à. Trời à, Tại sao sẽ là như vậy? Chẳng lẽ nói hoa hạ truyền thế chi bảo tự bởi vì chính mình nhất thời tay tiệt, do đó triệt để bị mất vĩnh viễn bị vùi dưới mặt đất, không biết ngày nào mới có thể ra thổ. Đúng vào lúc này, Trần Húc đột nhiên cảm giác có người tại đẩy hắn. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Trần Húc biết là sự thật thế giới có người tại gọi mình rời giường. Mà khi Trần Húc rời khỏi hệ thống mô phỏng, mở to mắt về sau, nhìn trước mắt người lại sừng sốt, người không phải mới vừa đi trở về sao? Tại sao lại trở lại rồi? Người tới chính là Cao Hiểu Tiết, nàng mặc một bộ màu vàng nhạt phái liền áo, tóc đâm cái đuôi ngựa, thanh tú động lòng người ngồi ở bên giường, ngập nước mắt to nhìn mình. Ánh mắt của nàng rất phức tạp, có loại nói không ra ý tứ hàm xúc. Trần Húc cố gắng chi đứng người dậy, nói, "Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải mới vừa theo chân bọn họ cùng một chỗ đi trở về sao?" Cao Hiểu Tiết không nói chuyện, cúi đầu xuống, có chút không được tự nhiên níu lấy góc áo của mình giờ khác này nàng thậm chí có chút ít xấu hổ đúng vậy là xấu hổ khó được à khó được trần húc tại không có chiếm nàng tiện nghi thời điểm lại để cho cái này không sợ trời không sợ đất nữ nhân đỏ mặt a à, không phải là phát sốt đi à nha trần húc hiện tại tâm tình đã tốt hơn nhiều rồi tối thiểu hắn hiện tại không cần đi nghĩ đến giết người sau địa cảm giác rồi duy nhất phiền muộn địa tự là truyền quốc ngọc tỷ hạ lạc nhưng là việc này hắn biết rõ chính mình sốt ruột cũng sốt ruột không đến đành phải đợi lát nữa lại để cho tiểu mẫn hỗ trợ kiểm tra thoáng một phát. Nhìn xem có thể hay không tìm ra chút hít dấu vết để lại dây núi đất tác. Cho nên Trần Húc Địa lại chứng tính tình tựu lên đây. Rất không biết sống chết địa thò tay đi sờ lên cao hiểu tiết địa cái chán, ồ. Không có phát sốt à, đi chết, cao hiểu tiết quả nhiên một cái tát đem Trần Húc Địa móng vuốt cho vỗ xuống. Lầm bầm lấy miệng nói, người ta cố ý cùng tinh tinh nói dối vụng trộm trượt hồi tới thăm ngươi. Hay vẫn là bộ dạng này đức hạnh, Trần Húc hắc hắc cười ngây ngô, Cao Hiểu Tiết mắt trắng không còn chút máu, cái này mới có hơi lo lắng nói, người quả thực không có bị thương sao. Ta vừa rồi vụng trộm nghe bác sĩ nói, trên người của ngươi chúng hai phát, cho dù có SMMS đại thần địa áo chống đạn. Nhưng quả thực không có chuyện gì sao, đây chính là súng ngắm à, không có việc gì địa, Trần Húc cố ý bày ra một cái khỏe đẹp cân đối địa tư thế. Nói, ngươi nhìn xem, ta như vậy thân thể khỏe mạnh địa phương, đánh không chết địa tiểu cường à, còn chơi, cao hiểu tiết đỏ hồng mắt vỗ nhẹ nhẹ hắn thoáng một phát. Nói, ta vừa rồi vẫn đang lo lắng à, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta đây cũng tự không muốn sống chăng. Lời này, Trần Húc nhịn không được đổ mồ hôi thoáng một phát, nhà đầu kia sẽ không đối với chính mình có ý tứ đi à nha. Kỳ thật tại cảm tình phương diện, Trần Húc một mực rất ngây thơ, có lẽ là khi còn bé bị người phát người tốt tạp phát nhiều hơn phát sợ, cho nên Trần Húc đối với nữ hài tử đối với tình cảm của mình một mực rất không hiểu. Kỳ thật như Trần Húc cùng hắn quanh thân ba nữ hài tử hôm nay quan hệ, xưng là người yêu vẫn chưa tới hỏa hầu, nguyên nhân trọng yếu nhất là chưa từng có đi một bước kia. Nhưng là bằng hữu như vậy quan hệ kỳ thật rất phi diệu. Nguyên nhân chủ yếu là Trần Húc đối với các nàng đều có hảo cảm, mà những nữ hài tử này đối với Trần Húc cảm giác cũng không kém. Mà có thể hay không tiến hóa thành người yêu, vậy thì xem có thể hay không tại thỏa đáng thời cơ đi ra như vậy từng bước, cái gọi là thỏa đáng thời cơ, đại khái chỉ địa ngay tại lúc này, nếu như Trần Húc lúc này thời điểm đủ đàn ông thò tay đem cao hiểu tiết hướng trong ngực bao quát, không nói hai lời trực tiếp kiss đi lên, cái này tám phần là được rồi, sinh gạo cũng cũng sắp gạo nấu thành cơm rồi. Nhưng vấn đề là Trần Húc nào dám à, cái này là ngây thơ tiểu sử nam nhược điểm lớn nhất rồi. Có một số việc nói xong đơn giản, đừng nhìn cái kia tán gái cao thủ mỗi ngày phát bút sau môn luận kinh nghiệm các loại, nhưng không có kinh nghiệm địa người bình thường ai dám chiếu vào làm cho nên trần húc hiện tại cũng có chút mộng cái thằng này do dự sau nửa ngày sốt cục nhịn không được nói một câu cái kia người áp đến tay của ta rồi đau thật sự là đốt đàn nấu hạc vương bát đàn à quá phá hư ý cảnh rồi trần húc cười hắc hắc ai nói cái gì có chết hay không ta nếu là thật chết người theo tới làm gì vậy à ảnh hưởng ta lên thiên đường cua gái em em thiên đường nghĩ nữ nhiều a à, o Cao Hiểu Tiết mắt trắng không còn chút máu, người chết như vậy cũng muốn xuống địa ngục, sau đó Cao Hiểu Tiết sâu kín thở dài, người người nọ là không phải siết chặt chương thời điểm tự ưa thích như vậy nói hưu nói vượn nói sang chuyện khác à. Trần Húc vò đầu, chính mình cái đặc điểm vậy mà đều bị nàng phát hiện. Ai nói Cao Hiểu Tiết thiếu tâm nhãn kia mà, vì vậy Trần Húc chỉ cần cười mỉa, hắn cảm thấy không khí bây giờ quá xấu hổ rồi, Cao Hiểu Tiết nên là như vậy cái loại này không có tim không có phổi ngốc đại tỷ, ách, lời này nói có chút không được tự nhiên. Được rồi, nàng có lẽ thuộc về cái loại này vô ưu vô lự, giống như đồng trong lời nói bé thỏ con đồng dạng, đối với rất nhiều chuyện đều xem không rõ, nhưng là không cần nàng nhìn minh bạch. Nàng chính là dạng ngây thơ, đối với ngoại trừ trò chơi bên ngoài rất nhiều chuyện đều là như vậy kiến thức nửa với đấy. Cả thiên vui tươi hớn hở đấy, hiện tại loại này trên mặt hơi mang theo vài phần u buồn. Vài phần thương cảm biểu lộ cũng không thích hợp nàng, cao hiểu tiết thở dài nói, ta suy nghĩ thật lâu mới quyết định vụng trộm chạy hồi tới tìm ngươi bởi vì có mấy lời nếu như ta hôm nay không nói, về sau sẽ không có dũng khí hơn nữa. Nhìn xem Cao Hiểu Tiết rất nghiêm túc bộ dáng, Trần Húc yên tĩnh trở lại, cũng không nói chêm chọc cười rồi. Cao Hiểu Tiết nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ta mới vừa rồi không có với người hay nói giỡn, người biết trước khi nhiều người như vậy, ta không dám nói cho người cái gì đó đấy. Nhưng là, nhưng là đem làm ta biết rõ các người bị phục kích người theo trên xe nhảy đi xuống thời điểm, ta thật sự nhanh hù chết. Cô bé này rất chân thành nói, lần này ta cho mọi người mang đến nhiều như vậy phiền toái trong nội tâm của ta thật sự băn khoăn nhất là ngươi nếu như ngươi thực sự cái gì không hay xảy ra ta trần húc lần này hiểu rõ nguyên lai like cô bé này hay vẫn là cho rằng chuyện này là vì nàng cái kia khoản trò chơi mà tạo thành đó a à. cái này lại để cho trần húc thoáng cái cũng có chút dở khóc dở cười rồi khó trách cao hiểu tiết sẽ là cái này bộ hình dáng tuy nhiên lần trước đã khích lệ qua nàng trần húc vẫn bị đánh ngô nguyên mắng một chập nhưng cô bé này hay vẫn là ghi tạc trong nội tâm. Nàng cũng không có rất sĩ diện cái láo địa luôn đem chuyện này đọng ở bên miệng lên, nhưng là ghi tạc trong nội tâm. Hiện tại một mình nhìn thấy Trần Húc địa thời điểm, hay vẫn là nói ra. Cao hiểu tiết nói, ta biết rõ các ngươi đều tại khích lệ ta, nhưng có một số việc đã xảy ra tự là đã xảy ra, không phải dựa vào khích lệ, dựa vào nói đạo lý lớn là được đấy. Ngô Nguyên thiếu chút nữa toi mạng, kế tiếp chính là ngươi, ta suy nghĩ ta có phải hay không phải ly khai cái chỗ này ca ca ta cũng qua đời rồi giống như cùng ta có quan hệ địa người cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt lần này ngươi tránh được một kiếp nhưng là lần sau đâu này nàng lời nói này lại để cho trần húc toàn thân chấn động cả kinh nói ngươi phải đi ta cũng không muốn đi à cô bé này vuốt vuốt ngón tay ta ở chỗ này nhận thức rất nhiều bằng hiếu còn có bánh ngọt điếm ta cũng có công ty cổ phần đây này ta cũng không muốn đi à thế nhưng mà sms lão đại khẳng định đắc tội rất nhiều người mễ ngoã đức chỉ là nhóm đầu tiên đằng sau nói không chừng còn sẽ có những người khác đâu a à, ta sẽ liên lụy càng nhiều nữa người ha ha người biết ta rất chán ghét như vậy ta thích nhất chính là tất cả mọi người mau mau nhạc nhạc sinh hoạt chung một chỗ như vậy không tốt sao bất quá nói đại học cũng tự 4 năm chúng ta bây giờ cũng mau qua tới một phần tư thời gian dù sao sớm muộn muốn chia lìa vậy thì càng sớm một chút cũng không có gì chia lìa cái từ này cũng không phải trần húc hiện tại muốn nghe đến muốn đi tiếp thu đến đấy. Dùng hắn hiện tại năng lực, kỳ thật đã sớm không cần tại trong đại học không lý tưởng rồi. Đúng vậy, không lý tưởng, hiện tại Trần Húc tại trong đại học tự là tại không lý tưởng. Đã có rất nhiều gia công ty rất sớm tự cùng Trần Húc tiếp xúc, cái này đối với một cái sinh viên năm thứ nhất mà nói thật là hiếm thấy đấy. Cho dù không thêm bên trên tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính, Trần Húc hiện tại năng lực cá nhân cũng là so với người bình thường muốn xuất sắc khá hơn rồi, một câu nói chi làm người mới. Mà nếu như tăng thêm siêu cấp máy tính, ngày đó hạ to lớn, Trần Húc tùy ý có thể đi được. Muốn trở thành thế giới nhà giàu nhất, cái kia cũng không quá đáng tựu là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là Trần Húc hiện tại rất hưởng thụ chính mình cuộc sống đại học, hưởng thụ bên người mọi người, cho nên hắn không đi đang suy nghĩ cái gì cách sự tình khác, cũng không cách nào tiếp nhận cách sự tình khác. Mắt thấy, đã tháng năm rồi, mấy ngày nữa, vương đống lão đại bọn họ đại học năm 4 thực tập sinh cũng nên trở lại rồi, bọn hắn trở lại, tự ý nghĩa ly biệt sao. Vì vậy Trần Húc vội vàng nói, người không nên suy nghĩ bậy bạ, đã không có việc gì rồi. Nế ngóa đức đã bị chết, về sau sẽ không còn có người tìm phiền toái rồi. Cao Hiểu Tiết cười nhạt một tiếng, Trần Húc cho tới bây giờ không gặp nàng như vậy cười qua. Nàng cười chính là nhẹ như vậy nhu hòa làm cho đau lòng người, cái loại này lạnh nhạt, mang theo điểm một chút yêu thương cùng khám phá rất nhiều chuyện dáng tươi cười, tuy nhiên rất đẹp, nhưng là không thích hợp nàng thật sự không thích hợp, nế ngóa đức chỉ là người thứ nhất à, đằng sau còn sẽ có những người khác đâu. Lúc nhỏ ta cùng hàng xóm ra một đứa bé cãi nhau, ta cùng ca ta cùng một chỗ đem tiểu hài từ kia đánh cho một trận. Chứng kiến Trần Húc nhịn không được đổ mồ hôi thoáng một phát, Cao Hiểu Tiết che miệng cười nói, ta khi còn bé rất ra đấy. N, sau đó người nhà của hắn tìm đến ba ba mụ mụ của ta, mắng rất khó nghe, sau đó còn nói ta là khắc chồng mệnh. Ai, hiện tại trượng phu còn không biết ở chỗ nào, ta sẽ đem ca ca ta cho khắc chết rồi, sau đó ngươi, còn có ngô nguyên, đều kém một chút. Cái này tên gì lời nói? Trần Húc sở khóc sở cười nói ngươi như thế nào như vậy phong kiến mê tín à, thiếu ngươi còn chuẩn bị xin nhập đảng đâu rồi, ngươi không biết đảng viên đều là vô thần luận người à. Cao hiểu tiết mỉm cười lệch ra nghiêng đầu, ta cũng không muốn à, nhưng là có một số việc liên tiếp phát sinh, ta cũng chỉ có thể cho rằng đây là mệnh dầu tương đương. Đây không phải mệnh, Trần Húc hơi tức giận, nàng càng là thái độ như vậy Trần Húc lại càng hỏa. Bởi vì Trần Húc biết rõ, nàng loại thái độ này, khả năng, khả năng đã là quyết định rồi. Cao Hiểu Tiết nhìn xem Trần Húc, đỏ mặt lên, nếu như ta đi rồi, người sẽ nhớ ta sao? Nếu như ta đi rồi, người sẽ nhớ ta sao? Nhìn xem Cao Hiểu Tiết trong mắt lóe điểm một chút chờ mong, Trần Húc có chút bị tức giận lưng vác quá mức đi, tức giận nói, sẽ không. Ngươi nếu là thật đi, ta sẽ hận ngươi cả đời. a à, như vậy à, trần húc không có hù đến nàng cao hiểu tiết khẽ thở dài đứng có người hận tối thiểu coi như là tưởng niệm một loại a đã gặp nàng đứng trần húc lập tức khẩn trương kéo lại nàng nói người muốn làm gì ta cho người biết nếu như ngươi lúc này đi ta thật sự tự không nhận ngươi cái này người bằng hữu rồi về sau cũng không nhận rồi trần húc cái này trực tiếp kéo đúng là tay của nàng chỉ là tại loại này cục diện hạ cũng bất chấp cái gì xấu hổ không xấu hổ vấn đề hơn nữa hai người đều không có tâm tư suy nghĩ vấn đề này Cao hiểu tiết quay đầu lại cười cười. Được rồi, không nhận tựu không nhận a, à, tốt nhất cũng đừng nhận thức ta, vì an toàn của ngươi. Nói xong cô bé này quay đầu muốn đi ra ngoài. Trần Húc biết rõ lúc này thời điểm nếu để cho nàng ra cái này môn chỉ sợ vĩnh viễn đều truy không trở lại rồi. Vì vậy hắn thoáng cái từ trên giường nhảy, trực tiếp từ phía sau đem Cao hiểu tiết ôm lấy, cơ hồ là giống lên. Nữ nhân, ngươi không muốn khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Ngươi đi ra cái này môn thử xem. Cao hiểu tiết bị Trần Húc ôm vào trong ngực cảm nhận được trên người hắn cực nóng nam tử khí tức, còn có hai tay của hắn tự như vậy dán tại trên bụng của mình mang đến nhiệt lược, nhịn không được trong nội tâm mềm nhũn. Thật muốn nói, Cao Hiểu Tiết nàng như vậy lén lút trượt trở lại một mình tìm Trần Húc, đem làm nàng làm ly khai quyết định về sau cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Trần Húc, nàng thậm chí liền chạm tinh đều không có nói cho tựu thẳng chạy tới. Có thể thấy được trong lòng hắn, Trần Húc hay vẫn là chiếm cứ một cái phi thường vị trí trọng yếu. Nếu như là người bên ngoài đối với nàng như vậy, nói không chừng nha đầu kia liền trực tiếp một cái tát phung đi qua, nhưng là Trần Húc như vậy ôm nàng nàng lại cảm giác được thân thể lập tức thoáng cái tựu mềm nhũn, một điểm khí lực đều đề không đi lên. Trần Húc đem đầu gối ở cao hiểu tiết trên bờ vai nói, không phải đi. Thực tế không muốn dùng lý do này đi, ta cam đoan về sau lại cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa cho dù đã xảy ra, nếu như là nhầm vào ngươi đấy. Ta tại bên cạnh ngươi còn có thể bảo hộ ngươi. Nếu như ta không tại bên cạnh ngươi, ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không biết tha thứ chính mình địa phương. Ngươi chớ ngu rồi, cao hiểu tiết ôn nhu địa tựa ở trần húc trong ngực. Sâu kín nói, như mế ngóa đức như vậy địa địch nhân. Không phải ta và ngươi có thể chống lại địa phương. Hôm nay ngươi là may mắn, nhưng loại này may mắn có thể tiếp tục bao lâu. Chúng ta ai cũng không biết, hơn nữa bọn họ là không biết chúng ta có loại này áo chống đạn. Một khi biết rõ, bọn hắn đã có chuẩn bị, ngươi cảm thấy lần sau chúng ta còn sẽ có loại này vận khí sao không có có lần nữa, ta với người cam đoan không có có lần nữa. Trần Húc không kiên nhẫn địa quát, cho dù có, phải chết chúng ta cùng chết, ta cho người biết, kỳ thật SMMS. Nói đến đây Trần Húc đột nhiên đã cắt đứt, hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách thiếu chút nữa thốt ra. Nói SMMS tự là mình, nhưng là cuối cùng hay vẫn là không có nói ra, nhìn xem cao hiểu tiết có chút nghiêng đầu lộ ra kỳ quái biểu tình. Trần Húc thở dài, đổi giọng nói, sự tình đều phát triển đến một bước này rồi kỳ thật chính thức địa nguyên nhân, hay vẫn là nguyên ở SMMS địa trên người. Người theo ta nói thật, người có trách hắn sao? Không có, một chút cũng không có. Cao hiểu tiết chậm rãi lắc đầu, hắn giúp ta hoàn thành ta địa tâm nguyện. Ta một đời một thế địa cảm kích hắn, mặc kệ bởi vì loại chuyện này sẽ vì ta mang đến cái gì. Ta cũng sẽ không trách hắn, bởi vì ta tin tưởng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng lại để cho chúng ta lâm vào khốn cảnh địa phương trần hút thở dài một hơi cái kia đã như vậy thì ngươi cũng phải tin tưởng smms địa thực lực được không nào lúc này đây hoàn toàn là cái ngoài ý muốn tin tưởng không hội lại có lần tiếp theo rồi nếu như ngươi cứ như vậy đi nha ta sẽ hận ngươi cũng sẽ biết hận hắn ngươi không thể hận hắn cao hiểu tiết giấy dụa trần hút địa ôm ấp ngươi có hay không lương tâm à ngươi không thể bởi vì này một ít chuyện tự hận lên hắn ngươi phải biết rằng smms đã giúp chúng ta bao nhiêu lần cái kia ích cũng là SMMS địa bằng hữu a không có bọn hắn của ngươi cái kia khoản trò chơi có thể thuận lợi địa phát hành nâng lên ích trần húc đột nhiên nghĩ đến đúng vậy à mình ở sự thật chính giữa còn không có gì thế lực nhưng là ích đã có à nếu như là bọn hắn mở miệng nói chuyện nhưng rất nhanh trần húc tự bác bỏ ý nghĩ này bởi vì quá rêu rao rồi hiện tại bọn hắn muốn chính là ít xuất hiện mà cũng không phải rêu rao ích tổ chức tuy nhiên cường đại nhưng luôn sẽ có đối thủ có lẽ ít bọn hắn không nói lời nào khá tốt, một nói chuyện địch nhân của hắn tự cũng đem mục tiêu chuyển rời đến Cao Hiểu Tiết bên này làm sao bây giờ. Nếu như Cao Hiểu Tiết chính là một cái bình thường đệ tử như vậy ai sẽ đến động nàng? Ai có thể muốn tìm phiền phức của nàng? Người bình thường có người bình thường phiền não, nhưng là có càng nhiều an toàn. Ta không có ý tứ gì khác, Trần Húc nhìn xem Cao Hiểu Tiết đĩa con mắt, lưu lại được không, người như vậy nghĩ ngợi lung tung, ta rất chịu tội. Dù sao, smms băng giúp không mất người một cái còn có ta nếu như nói tương lai thật sự có người sẽ tìm smms khác bằng hữu phiền toái ta nghĩ tới ta cũng không tránh thoát cái kia đã như vậy ngươi làm gì thế phải đi lưu lại có chuyện gì chúng ta cùng đi đối mặt ngươi nói không sai smms cũng giúp ta rất nhiều hiện tại ta cho dù muốn đi bên ngoài hái cũng hái không đi ra nhưng là trần hút tay đè tại trên vai của nàng đem nàng ôm vào lòng không có nhưng là, có thể nói địa ta nói tất cả. Nếu như ngươi lại không ở lại đến, ta tự, Trần Húc cánh tay thoáng dùng sức đem nàng trở về bao quát. Giữa hai người khoảng cách tự gián đích rất gần, gần đều có thể nghe thấy được đối phương hô hấp. Cao hiểu tiết cảm thụ được Trần Húc gọi ra nóng hầm hập khí tức phun tại trên mặt của mình, cảm giác muốn hít thở không thông đồng dạng, không phải hô hấp hít thở không thông, mà là trên tinh thần hít thở không thông. Nàng cơ hồ là nói mê nói chung, ngươi được cái đó. Trần Húc cũng không biết mình làm như thế nào giặc, dựa theo trên mạng cao thủ nói pháp hắn hiện tại có lẽ trực tiếp hôn đi, vậy thì gạo nấu thành cơm rồi. Nhưng vấn đề là thò tay ôm nàng cũng đã là Trần Húc không biết cái đó gân không đúng, lại tiếp tục nữa. Trần Húc đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, vừa lúc đó, cửa phòng bệnh đột nhiên két, một tiếng bị đẩy ra. Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết đều vội vàng giống như làm tạc đồng dạng địa tách ra hướng cửa ra vào nhìn lại, mà cửa ra vào người nọ, cũng là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trần Húc bọn hắn. Quản dịch, nàng như thế nào trở lại rồi? Nhìn xem quản dịch biểu lộ vốn là kinh ngạc, tiếp theo có chút biến hóa, con mắt híp mắt. Không tốt, có sát khí. Đối với quản dịch nữ nhân này Trần Húc cũng là vô cùng rất hiểu rõ, nàng chỉ có tại tâm tình không tốt thời điểm mới có thể như vậy mắt hí con ngươi. Mà nàng tại sao phải tâm tình không tốt? Trời ạ, à, chính mình khi ở trên xe nhất thời kìm lòng không được, hôn cái này yêu tinh. Tuy nhiên là chuồn chuồn lướt nước, tuy nhiên đây là hai người lần thứ hai hôn môi nhưng lần này dù sao cũng là chính mình chủ động, nụ hôn này cùng lần trước ba người cùng giường thời điểm cái kia vô tình ý hôn hoàn toàn không phải một sự việc. Nụ hôn này, tại lúc ấy có lẽ là kìm lòng không được, nếu như Trần Húc kế tiếp trực tiếp xoài cái giám đây cũng là sự tình gì cũng không có. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại sống kiện kiện khang khang vui vẻ, cái kia cái gọi là làm mình kéo đại tiện chính mình muốn lau sạch sẽ, cái này không, người ta nữ hải đến thăm rồi, kết quả phát hiện mình còn ôm một cái khác cô nương, chật chật, loại chuyện này à ai cảm thấy thú vị phát sinh ở trên người mình tự không thú vị. Bất quá quản dịch dù sao cũng là rất nữ nhân thông minh, nữ nhân thông minh sẽ không để cho nam nhân ở trước mặt người ngoài xấu hổ, cho nên nàng ho khan một tiếng cố ý cười nói, à, ta giống như đến không phải lúc, à, cao hiểu tiết giống như cái làm sai sự tình bị lão sư phát hiện học sinh tiểu học đồng dạng, mặt bá thoáng một phát tựu đỏ lên, vội vàng nói, không có có hay không, người không muốn nghĩ lung tung. Ta cũng không nghĩ lung tung, quản dịch cố ý kéo dài âm, a à, chỉ là các ngươi đang làm cái gì nghe thế nữ nhân nói như vậy trần húc đã cảm thấy có chút đổ mồ hôi vội vàng nói vừa rồi cao hiểu tiết một mực tại tự trách ta đang an ủi nàng an ủi cần ôm cùng một chỗ à quản dịch giống như cười mà không phải cười tốt rồi tốt rồi ta cũng không có gì khác ý tứ kỳ thật trần húc à ta cảm thấy được hai người các ngươi rất hợp thích đấy ngươi xem hiện tại rất nhiều người cũng bắt đầu nói yêu thương rồi hai người các ngươi gom góp một đôi thế nhưng mà vừa vặn hiện tại hay vẫn là đồng mệnh nguyên ương đây này. lời này làm sao nghe được ê ẩm đó a. À? Trần Húc sông quản dịch nháy mắt, làm cho nàng nói chuyện đừng như vậy âm dương quái khí. Quản dịch cho hắn một cái một hồi sẽ tìm ngươi tính sổ ánh mắt, sau đó mới nói được rồi được rồi, nhìn ngươi xấu hổ đấy. a, à, không nghĩ tới cao hiểu tiết cũng có xấu hổ thời điểm à. tốt rồi không với ngươi náo loạn, ta mới vừa rồi là muốn. Trần Húc điện thoại di động của ngươi, tại thay quần áo thời điểm ở chỗ này của ta ta đặc biệt đến tiến đưa trả lại cho ngươi." Đón lấy nữ nhân này vỗ tay một cái, ra vẻ nhẹ nhõm nói, "Tốt rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi khôi phục cũng không tệ lắm. Sớm chút ra viện a, Vương Đống lão đại trở lại rồi." Vương Đống lão đại, Trần Húc biết đạo Vương tòa nhà bọn hắn đại tam, đại học năm 3 cái này một đám đệ tử tại năm sau học kỳ mới lúc bắt đầu sẽ không đến đi học, nguyên nhân là muốn tiến hành trong khi 3 tháng thực tập, tính toán thời gian hiện tại đúng lúc là nên trở lại rồi rất lâu không có gặp vị này lão đại ca trần húc thật đúng là có chút nhớ nhung hắn dù sao hắn đến một lần trường học tụ đã bị vương đống chiếu cố đó là chân chính huynh đệ quản dịch cười nói vương đống lão đại biết rõ người nhập viện rồi vốn muốn tới thăm ngươi nhưng chúng ta nói cho hắn biết ngươi bây giờ nghỉ ngơi hắn bảo ngày mai đến nếu như ngươi trời tối ngày mai có thể ra viện hãy theo lão đại uống rượu a ta cũng đi cao hiểu tiết ngươi thì sao ta thu được hắn tin nhắn rồi yên tâm ta cũng đi vậy là tốt rồi, ta thông chi đã đến, tự đi trước rồi. Quản dịch cười khóa bên trên bọc nhỏ kéo cửa ra đi ra ngoài, hơn nữa giữ cửa mang lên. Tại đóng cửa lại lập tức, cái này yêu nghiệt nữ nhân lập tức nhịn không được tựa vào trên tường, hai mắt thanh nước mắt theo gương mặt xinh đẹp chảy xuống. Quản dịch không phải người ngu, trái lại, nữ nhân này rất thông minh. Đem làm nàng chứng kiến Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết ôm cùng một chỗ thời điểm nàng đã biết rõ có một số việc đã hướng về nàng nhất không hy vọng phát triển phương hướng đi đã tiến hành cho tới nay quản dịch đều rất có nguy cơ bởi vì quay mắt về phía trần húc như vậy một cái trên mặt cảm tình ngu ngốc được rồi thật sự là hắn là cái cảm tình ngu ngốc bởi vì hiện tại chỉ cần là cá nhân có thể nhìn ra trần húc cùng các nàng ba cái quan hệ phi thường không bình thường hơn nữa cái này tam nữ một nam dưới mắt đều là độc thân bọn hắn tầm đó đến bây giờ ngoại trừ tập thể ở chung bên ngoài đơn giản chỉ cần không có gì chuyện xấu kỳ thật mà ngay cả quản dịch mình cũng có chút không tin nghĩ đến trước khi trên xe cái kia vừa hôn quản dịch đã cảm thấy trong nội tâm một hồi điềm mật, ngọt ngào một hồi đắng chát. Sau đó tự muốn xông về trong phòng đem cái kia chết không có lương tâm hoa tâm quỷ cho bắt được đến đánh một trận. Người đều hôn rồi ta người bây giờ còn ôm lấy cao hiểu tiết, người đến cùng muốn thế nào à? Trước khi nụ hôn kia ý nghĩa cũng không, điểm ấy Trần Húc biết rõ, quản dịch cũng biết. Bằng hữu cái đó sợ sẽ là tại loại này nguy cơ thời khắc, cũng tối đa cũng chỉ là ôm thoáng một phát, làm sao có thể sẽ đi đón hôn đâu này. Đã hôn môi rồi, vậy thì tuyệt đối không phải bằng hữu. Trần Húc lúc ấy kìm lòng không được một cái cử động trực tiếp đạp suốt quan khóa tính một bước, nếu như không có sự tình vừa rồi như vậy kế tiếp hắn có lẽ thuận lý thành trương tự cùng quản dịch ở cùng một chỗ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại ôm lấy cao hiểu tiết. Hai người còn vuốt ve như vậy mập mờ, làm tức chết làm tức chết. Nếu là lúc trước, quản dịch cho dù không trực tiếp xông đi lên tìm cao hiểu tiết phiền toái, tối thiểu hiện tại ra cái này cửa phòng người cũng là cao hiểu tiết mà không phải chính cô ta, nữ nhân cùng nam nhân tại ở phương diện khác là đồng dạng địa phương một người nam nhân nếu nhìn mình bạn gái cùng bằng hữu của mình ôm cùng một chỗ cũng sẽ biết gấp hơn nữa nói thật cho tới bây giờ quản dịch cảm giác mình cùng cao hiểu tiết quan hệ cũng gần kề chỉ là ở vào bằng hữu lên đem các nàng liên tiếp kết nối cùng một chỗ người tự là trần húc cho nên đối với quản dịch mà nói nàng tuy nhiên cảm thấy cao hiểu tiết người này còn có thể nhưng là một khi bằng hữu như vậy trở thành tình địch như vậy bằng hữu cái từ này đối với nàng mà nói sẽ không có ý nghĩa nhưng là đem làm nàng chính muốn nói gì thời điểm lại đột nhiên nghĩ đến xế chiều hôm nay phụ thân cho nàng đánh chính là điện thoại quản dịch chỗ xe trường học bị tập kích douglas nhất định sẽ hướng quản lão gia tử bẩm báo địa phương mà quản lão gia tử biết rõ chuyện này về sau rất là tức giận tự mình gọi điện thoại tới muốn nàng lập tức trở về đi quản dịch lúc ấy là không chịu trở về cùng Trần Húc đồng dạng, nàng hiện tại ở lại đại học động lực cũng bởi vì nơi này có nàng đáng giá lưu niệm người. Bất đồng chính là Trần Húc lưu luyến là một đám, mà nàng lại chỉ có một. Lần trước cha mình chuyên môn sang đây xem Trần Húc, nàng lại là khẩn trương lại là kích động. Bởi vì so sánh với những cái kia tự cho mình siêu phàm quý tộc công tử ca, nàng hay vẫn là rất ưa thích Trần Húc như vậy lấy chân thành đối người đấy. Lại có chút ngây ngốc, có chút cố chấp địa sinh viên đó cũng không phải nói quản dịch gặp được công tử ca đều là cái loại này nhị thế tổ, trái lại, hài lòng giáo dục cùng gia thế khiến cho đại bộ phận con dòng cháu giống tố chất đều rất cao, rất nhiều người ăn nói hữu lễ, cử chỉ hào phóng, hơn nữa học rộng tài cao. Còn tinh thông rất nhiều dạng nhạc khí các loại, nhưng những người này cho quản dịch cảm giác, thiếu đi một phần chân thành, cái loại này giao tế lễ nghi học tập khiến cho mỗi người trên mặt địa dáng tươi cười đều là như vậy khách sáo, cùng làm bất hòa. Trần húc thực, làm cho nàng cảm động. Nếu như nói trước kia song phương chỉ là lẫn nhau có hảo cảm, như vậy đem làm nàng xem thấy Trần Húc vì một xe người mà chính mình nhảy xuống xe hấp dẫn hỏa lực của địch nhân lúc, cái loại này dùng tánh mạng đem làm tiền đặt cược rung động triệt để làm cho nàng bị chinh phục. Cho nên quản dịch cự tuyệt trở về, nàng tha rằng muốn hiện tại loại này tự do tự tại sinh hoạt. Nhưng là đồng thời nàng cũng biết, chính mình cuộc sống tự do chỉ còn lại có hơn 3 năm một điểm thời gian. 3 năm về sau, đem làm đại học năm 4 tốt nghiệp thời điểm, nàng nhất định phải phải đi về, mà lúc này đây, cũng tự không thể không đối mặt chia lìa. Nếu là lúc trước, như vậy quản dịch nơi nào sẽ quản nhiều như vậy? Nàng đã bốc đồng làm ra quyết định cuộc sống tự do 4 năm, như vậy nàng cũng sẽ bốc đồng đạt được một phần mình muốn tình yêu, dù là phần này tình yêu bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 3 năm thời gian. Dù là phần này tình yêu nhất định là không có có kết cục. Về phần về sau, nàng không muốn đi cân nhắc, thế nhưng mà theo nàng cùng Trần Húc đi địa càng ngày càng gần, quan hệ càng ngày càng tốt, còn có hôm nay chuyện đã xảy ra. Nàng đột nhiên phát hiện mình Ngoan Không Hạ Cái này tâm rồi. Ngoan Không Hạ Tâm đi theo hắn cùng một chỗ, bởi vì Ngoan Không Hạ Tâm đối mặt tương lai tất nhiên muốn chia tay kết cục. Sợ chính mình rơi vào đi, cũng sợ Trần Húc rơi vào đi. Giờ khắc này quản dịch đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà bắt đầu vì người khác suy nghĩ rồi hả? Quản dịch nhưng thật ra là rất đại tiểu thư tính tình người, nàng đối xử mọi người hữu lễ là nàng từ nhỏ bồi dưỡng lên lễ phép, cùng Trần Húc đồng dạng ưa thích thuận tay trợ giúp người là vì chính cô ta không kém tiến hơn nữa là dỗi dãnh e rằng trò chuyện nhưng là nếu như nàng cho rằng là đồ đạc của mình đó là tuyệt đối sẽ không đơn giản lại để cho cho người khác đấy ví dụ như cảm tình nàng có nghĩ qua chính mình cùng trần húc ở giữa cảm tình nàng cũng biết đây là một cái tuyệt đối không có tiền đồ cảm tình bởi vì dùng trần húc gia tộc địa thực lực còn chưa đủ để dùng đánh bại mặt khác địa đối thủ cạnh tranh cưới được chính mình bởi vì theo lúc nhỏ nàng đã biết rõ như nàng loại này thế ra đệ tử Hôn nhân sáng sớm tựu là bị sắp xếp xong xuôi địa phương. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, cho nên trước khi nàng đang suy nghĩ vấn đề thời điểm căn bản là sao có suy nghĩ qua đừng, về phần tương lai sẽ như thế nào, nàng rất đại tiểu thư tính tình lựa chọn tính loại bỏ mất, chỉ cần mình những năm này có thể lưu lại một rất tốt nhớ lại, những thứ khác nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy. Nữ nhân có đôi khi bốc đồng tựa như cái tiểu hài tử, nhưng là đem làm nàng cùng Trần hút cảm tình càng tiến một bước về sau nàng mới phát giác nếu như mình thật sự làm như vậy rồi cái kia trần húc về sau làm sao bây giờ hơn nữa hắn cùng cao hiểu tiết khó không phải không sai một đôi nhưng là mình tựu nếu như vậy buông tha cho sao quyết định này nàng làm không được trong nội tâm nàng nghĩ đến có lẽ trần húc cùng cao hiểu tiết ôm gần kề chỉ là hữu nghị ôm đâu này chính mình trước kia cũng cùng trần húc ôm qua à không giống với không có chuyện gì sao cái này nữ nhân thông minh lần thứ nhất cảm giác mình không biết giải quyết thế nào rồi cái này chết không có lương tâm ra hỏa cũng không đi ra nhìn xem quản dịch ở bên ngoài sát lau nước mắt hối hận một hồi quay đầu lại nhìn xem cửa ra vào không có động tính nàng muốn trở về nhưng lại sợ thấy cái gì không nên chứng kiến đổ vật nghĩ nghĩ hay vẫn là lau khóe mắt hướng bệnh viện bên ngoài đi đến bởi vì tâm tình bực bội cho nên về đi vô cùng gấp lại là vừa đi một bên lau nước mắt cho nên không sao cả xem đường đi đến góc giờ địa phương đột nhiên quản dịch trên người tê dần giống như đập lấy người nào, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Xem quan, cái này cũng là bởi vì nàng tâm tình rối loạn. Bằng không thì dùng nữ nhân này hiện tại trình độ cùng thực lực, như vậy đột nhiên đụng truy cập là không thể nào làm cho nàng mất đi trọng tâm đấy. Quản dịch xoa bờ mông đứng, cái này mới phát hiện trước mặt nàng một cái nữ nhân cũng là xoa bờ mông, cùng chính mình đồng dạng trên mặt treo vệt nước mắt. Nữ nhân này niên kỷ có lẽ có hơn 40 tuổi rồi, bất quá bảo dưỡng không sai. Xem tối đa 30 suốt đầu. Đương nhiên nữ nhân xem nữ nhân cùng nam nhân xem là không giống với, nữ nhân dịch dung thuật lại cao đoan cũng không thể gạt được đồng tính. Quản dịch con mắt quét qua, a, à, nữ nhân này áo là vào tuần lễ trước Milan trang phục dương mới ra kiểu dáng, phải cũng là gần đây Paris thời trang dương sản phẩm mới, trong tay dẫn theo bao là Brakin bản số lượng có hạn, giá trị 30 vạn đô la. Trên người vật phẩm trang sức cũng không xa hoa, ngoại trừ một đôi khuyên tai bên ngoài cũng không có mang cái gì đồ trang sức nhìn về phía trên rất nhạt nhã hơn nữa ít xuất hiện, nhưng trong tay trái đeo đích cái kia khối đồng hồ tuyệt đối không là phàm phẩm. A, à, thủ công tinh xảo Patek Philippe đồng hồ, ánh mắt rất tốt quản dịch thấy được trên đồng hồ viết S. Ca chữ, nàng tâm niệm một chuyến, lập tức con mắt tựu mở to, chẳng lẽ là Sakelkin. Patek Philippe đỉnh cấp nhà thiết kế, hắn chế tác đồng hồ thế nhưng mà dùng tiền cũng mua không được thứ tốt à. Quản dịch rất ngạc nhiên, sao có thể ở chỗ này gặp được một cái phú bà. Hoa Hải City cũng không phải một cái phi thường phồn hoa thành thị ở trong nước nhiều nhất cũng chỉ là một đường hai tuyến như vậy so về thượng Hải Bắc Kinh thâm quyến loại này phồn hoa đại đô thị còn muốn kém một chút ở chỗ này kẻ có tiền xuất ra đi không coi là cái gì chỉ mỗi hắn có tiễn đấy có chút nhà giàu mới nổi là căn bản không có khả năng mua đến Patek Philippe loại này đỉnh cấp nhà thiết kế chuyên môn gia công tên bề ngoài đấy bởi vì muốn mua đến loại này bề ngoài ngoại trừ có tiền là trọng yếu hơn là có thân phận quản dịch vội vàng vị nữ nhân này, trong nội tâm đã làm tốt bị cái này phú bà mắng to dừng lại, một trầu, sau đó chính mình lại phản kích trở về chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới cái này phú bà ôi ôi bò, trong miệng thì thầm lấy, ôi ôi, cô nương ngươi không sao chớ. Thật sự thực xin lỗi à, ta vừa rồi trong lòng nghĩ sự tình đâu rồi, không thấy đường, không có đụng thương ngươi à. Quản dịch sừng sốt một chút, ô, không có bão nổi à. Sau đó nàng tự bình thường trở lại, có thể mua đến loại này bề ngoài, có lẽ tự là theo ý nào đó đi lên nói, xem như quý tộc một cái giai tầng rồi. Rất nhiều người đối với quý tộc có sai giải, cho rằng vi phú bất nhân, làm giàu thì thường không có nhân đức, nhưng kỳ thật bọn hắn rất nhiều người đều là phi thường có lễ phép, có lễ phép đã đến một loại khách sáo trình độ. Đương nhiên, cũng có bại hoại, nhưng nữ nhân này hẳn là cái loại này tu dưỡng rất tốt, bằng không thì, quang nàng cái kia váy tựu giá chỉ 8.888 đô la rồi, bệnh viện này sàn nhà như vậy tạng bẩn còn không nhảy chửi ầm lên nhưng kế tiếp cái này phú bà làm một động tác lại đem quản dịch cho làm choáng luôn, nàng dĩ nhiên cũng liền như vậy đỉnh đạc vỗ vỗ trên mông biết cho nói, khuê nữ, ngươi không sao chớ. Quản dịch muốn qua đời, quý tộc biết nói loại lời này sao? Quản dịch lắc đầu, có chút ngơ ngác nói, chưa, không có việc gì, thông minh như nàng, trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp rồi. Nhìn xem vị này, nếu như nói là bộc phát phú A cũng không giống, nhưng như vậy không có có hình tượng không biết trên tay nàng cái kia khối Patek Philippe làm sao đến, chẳng lẽ là trộm đến hay sao? Cái kia phú bà nhìn xem quản dịch, phát hiện trên mặt nàng còn treo móc hai cái vệt nước mắt, suy nghĩ một chút, sau đó an ủi, khuê nữ à, nén bi thương. Nhân sinh có một số việc là rất khó nói, muốn khai điểm tốt. Quản dịch sững sờ, lập tức minh bạch mình bây giờ là ở trong bệnh viện, tại bệnh viện chứng kiến một người rơi lệ, tám phần là thân nhân khả năng bất hạnh. Vì vậy quản dịch lắc đầu liên tục, không không, ngài đã hiểu lầm, ta không có thân nhân tại bệnh viện. Ách, ngài không phải là, lúc này thời điểm quản dịch cũng mới phát hiện, cái này phú bà trên mặt cũng có hai đạo vệt nước mắt, trang đều có chút bỏ ra. Cái này phú bà có lẽ tự thuộc về cái loại này đặc bát quái đặc hay nói đặc từ trước đến nay thuộc quen thuộc hơn nữa nàng xem thấy quản dịch như vậy một đại mỹ nữ thanh tú động lòng người đứng ở đó, vành mắt có chút hồng, cho dù chính mình là nữ nhân, nhưng cũng nhịn không được nữa bay lên một loại ta thấy yêu tiếc cảm giác cho nên nàng tựu thở dài nói, ta cũng không có tao ngộ cái gì bất hạnh, con của ta nhập viện rồi ta đến xem hắn. Chỉ là chồng của ta, hừ, khuê nữ người phải nhớ kỹ rồi, về sau tìm người gả, ngàn vạn không muốn đi tìm cái loại này có tiền đấy. Nam nhân có tiền tựu đổi bại, đạo lý này người phải nhớ kỹ rồi. Quản dịch nhìn xem nàng, trong nội tâm đã minh bạch, khả năng cái này phú bà là tao ngộ đến vấn đề tình cảm rồi. Đối với loại chuyện này nàng cũng không có gì hứng thú đúc kết vì vậy nàng cười cười nói ta đã biết liền chuẩn bị cáo từ đi nhưng là cái kia phú bà giống như rất ưa thích nàng đồng dạng nói khuyên nữ à người bây giờ còn đang lên đại học a gặp quản dịch gật đầu cái này phú bà tặc quá hì hì thấp giọng nói có bạn trai chưa không có ta giới thiệu con của ta cho ngươi nhận thức nhận thức con của ta rất không tệ quản dịch giờ khóc giờ cười vị này a di đầu óc có phải hay không có chút như thế nào lần thứ nhất gặp mặt tựu nói loại lời này à chứng kiến quản dịch trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ phú bà cởi mở cười cười không có gì không có gì người có thể ngàn vạn không sẽ đối thân cận loại chuyện này cảm thấy bài xích hà ta cùng chồng của ta tựu là thân cận nhận thức đấy thân cận tốt thân cận biết rõ nền tảng tối thiểu sẽ không giống các người hiện tại tiểu hài tử lưới trò chuyện mấy lần chỉ thấy mặt như vậy thân cận an toàn quản dịch thật là muốn choáng luôn xin nhờ à a à, di chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt nhận thức không đến 3 phút không còn không biết ngươi liền tên của ta cũng không biết còn nói cái gì biết tìm tòi ngọn nguồn nếu như không phải xem nàng mặc lấy một thân người bình thường muốn mua đều không có phương pháp hàng hiệu quản dịch thực cảm thấy nữ nhân này có thể là cái loại này như nhà ga lửa bán đàng hoàng phụ nữ địa ai tú bà rồi nhưng nhìn xem người ta nhiệt tình như vậy cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người nha quản dịch cũng không nên trực tiếp quay đầu tựu đi đành phải mỉm cười nói cảm ơn a di bất quá không cần ta có bạn trai đấy có bạn trai nữa à phú bà biểu tình rất tiếc hận, người xinh đẹp như vậy điện nữ hài tử. Không biết ai có cái này phúc khí, ai, tìm nam nhân nhất định phải tìm tốt, tiễn không trọng yếu, trọng yếu hơn là an tâm chịu làm, đối với ngươi lại tốt, như vậy hắn mới sẽ không đi ra bên ngoài tìm một ít địa hồ ly tinh trở lại khí ngươi. Còn luôn miệng điện nói cái gì xã giao xã giao, xã giao có tất yếu xã giao đến trên quần lót đều có vết son môi sao. Quản dịch phốc một tiếng bật cười, nhưng lập tức dừng lại, hiện tại nàng cảm thấy cái này phú bà a di thật sự là rất có yêu rất có hỉ cảm giác rồi cái này làm cho nàng phiền muộn địa tâm tình hơi chút hóa giải thoáng một phát nhịn không được nói ngài lão công nhất định là kiêu ngạo sinh ý địa a nam nhân có chút thời điểm cũng là thân bất do kỷ địa phương ai nha phú bà a di nói người niên kỷ như vậy kẻ hèn này ngàn vạn không muốn nghĩ như vậy à người bây giờ địa yêu cầu đều thấp như vậy về sau làm sao bây giờ nam nhân tựu là một loại được một tắc lại muốn tiến một thước đồ vật này nọ. Người hôm nay lại để cho hắn cùng một đám hồ bằng cầu hữu đi ra ngoài uống rượu. Vào lúc ban đêm là hắn có thể cùng đám kia đám bạn xấu đến quán ba hộp đêm ăn chơi đàng điếm. Đối với nam nhân, phải chạm đất nhanh một điểm, bằng không thì hắn hội càng ngày càng cản dỡ địa, quản dịch cười cười, như loại này giao tế hoạt động nàng kiến giải nhiều hơn. Khi còn bé nàng sinh nhật, phụ thân vì nàng chuyên môn thiết yến, trình diện địa người chỉ có hai chủng, một loại là thành công nhân sĩ hoặc là thành công nhân sĩ địa đệ tử mặt khác một loại tựu là xinh đẹp địa nữ nhân tiểu quản dịch lúc ấy vẫn không rõ những nữ nhân này xa xa không đạt được phụ thân tiêu chí chuẩn như thế nào có tư cách vào cái này môn địa phương nhưng về sau nàng đã minh bạch những nữ nhân này có một danh tự gọi là gái hồng lâu vip hàng công sở hơn nữa cùng loại này gái hồng lâu vip hàng công sở liên hệ là cơ hồ từng trình diện nam nhân đều không thể ngoại lệ địa sự tình. Những nam nhân này có hơn là xuất phát từ xã giao. Có địa tắc thì là ưa thích gặp dịp thì chơi, nhưng xã giao loại chuyện này, nhưng lại khó tránh khỏi địa phương. Đương nhiên không có nữ nhân ưa thích chính mình địa nam nhân tại bên ngoài hát hoa ngắt cỏ. Nhưng có một số việc nhưng lại không có cách nào. Đối với ở phương diện này, quản dịch xem rất mở, rất khó tưởng tượng nàng như vậy một cái không có đứng đắn nói qua yêu đương địa nữ hài tử sẽ nhớ địa như vậy mở. Bất quá lại nói trở lại, nếu như không phải nàng tiếp xúc đồ vật này nó quá nhiều, cũng sẽ không biết đến bây giờ bị Trần Húc địa chân thành đả động. Nhớ tới Trần Húc có đôi khi ngốc núc ních bộ dạng, quản dịch khóe miệng tự hiện lên một tia điềm mật, ngọt ngào mỉm cười, cái nụ cười này bị đối diện phú bà nhìn ở trong mắt, ha ha cười nói, "Ơ, nhớ tới người trong lòng rồi hả?" Quản dịch mặt đỏ lên, không có phủ nhận. Phú bà cười thở dài một hơi, "Ai, không biết cái nào Nam Hải Tử có cái này phúc khí à?" nói thật ta vừa thấy ngươi cũng rất thích ngươi, ngươi nói ta phải có một cái giống như ngươi vậy xinh đẹp lại hiểu chuyện con gái thật tốt, cũng tránh khỏi nhà của ta cái kia tiểu vương bát đàn cùng hắn lão tử cùng một chỗ cả ngày bên trên nhảy hạ nhảy khí ta. Quản dịch đổ mồ hôi thoáng một phát, nghĩ thầm con trai của ngài là tiểu vương bát đàn, vậy ngài đâu này? Đương nhiên thông minh như nàng những lời này là tuyệt đối không có khả năng mở miệng nói ra được. Cái kia phú bà giống như nói chuyện đã đến hào hứng, lôi kéo quản dịch ngồi ở bên cạnh địa trên ghế đầu, nói, ngươi là không biết à, ta một mực tựa như muốn đứa con gái, về sau thì có cái chi kỷ người có thể trò chuyện tâm sự, nhưng không nghĩ tới sinh ra cái danh con. Khi còn bé xem còn thật đáng yêu a, à, nhưng lớn lên về sau cả ngày bên trên nhảy hạ nhảy đầy đất chạy loạn, khí lão nương hận không thể bắt hắn cho nhét trở về. Quản dịch nhịn cười không được thoáng một phát, nàng cảm thấy cái này phú bà người thật sự rất không tồi, tuy nhiên là lần đầu tiên vô tình gặp được nhìn nhau, nhưng cảm giác rất thân thiết, cũng không dáng vẻ cái cớm, rất hợp nàng tính khí. Vì vậy nàng cũng không vội mà đi rồi, cười nói, a di kỳ thật nam hài tử cũng có nam hài tử chỗ tốt à. Hài tử sinh hạ đến chính là muốn ra trường thao cả đời tâm đấy. Phú bà An vị tại trên ghế đầu, thở dài vỗ sơ tay của nàng nói, khuyên nữ à, không nghĩ tới người tuổi còn nhỏ cũng biết nhiều như vậy à. Của người cha mẹ nhất định rất hạnh phúc, có như vậy cái hiểu chuyện địa con gái. Ta không có mụ mụ, quản dịch lắc đầu, ta lúc còn rất nhỏ mụ mụ tự qua đời. Ba ba từ nhỏ quản ta đặc biệt nghiêm, bước ta học cái này học cái kia, nhưng là ta rất không thích. Nói xong câu đó địa thời điểm nàng rất kỳ quái vì cái gì chính mình sẽ cùng một cái người xa lạ nói loại lời này, dùng cá tính của nàng, thậm chí cho tới bây giờ đều không có cùng Trần Húc đề cập qua gia đình của mình tình huống, nhưng là lúc này thời điểm đối mặt một cái lần thứ nhất nói chuyện phiếm. Còn không có nhận thức vượt qua 5 phút đồng hồ nữ nhân, vậy mà không tự chủ được tự nói ra. Phú bà sừng sốt một chút, sau đó thở dài nói, Khuê nữ, thực xin lỗi à? Không nên để chuyện thương tâm của ngươi. Quản dịch lắc đầu, lau khóe mắt cười lớn nói, không có việc gì, đã qua đã lâu rồi. Xem quan, kỳ thật quản dịch nay thiên địa tâm tình vốn tựu không tốt, vừa rồi bởi vì Trần Húc cùng cao hiểu tiết sự tình, bởi vì vi tương lai của mình không có cách nào bị chính mình nắm chắc. Tình cảm của mình không có tương lai mà cảm thấy nản lòng thoái chí, coi hắn như vậy kiên cường nữ hài vậy mà đều rớt xuống nước mắt, cái này đã nói lên nàng kỳ thật đã là thương tâm đã đến nhất định được trình độ. Cho nên giờ phút này tâm lý khe hở rất lớn, hơn nữa cái này phú bà cho cảm giác của nàng rất thân thiết, cho nên không tự chủ được tự nói ra. Phú bà biết rõ mình nói sai, vội vàng bổ cứu nói, ta tin tưởng mẹ của ngươi nhất định trên trời nhìn xem ngươi, chứng kiến ngươi như vậy hiểu chuyện cũng nhất định sẽ rất vui mừng địa phương. a à, ngươi bây giờ cũng đã tìm được ngươi yêu người rồi, ta muốn mẹ của ngươi nhất định sẽ rất vui mừng đấy. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói quản dịch tiểu lại nghĩ tới Trần hút cái kia không có lương tâm địa tiểu hỗn đản, sự phát hiện kia tại cùng cao hiểu thiết tại tình trạng ý thiết nhẫn tâm đoàn mệnh tiểu quỷ, nhịn không được nhất thời vừa thương xót từ đó đến. Vành mắt nhi lập tức tự đỏ lên, nàng nhìn như kiên cường, kỳ thật cũng không quá đáng chính là một cái bình thường nữ hài tử mà thôi, chỉ là từ nhỏ độc lập làm cho nàng bình thường đem chính mình bảo hộ vô cùng nghiêm, nhưng tâm phòng bị phá về sau nàng kỳ thật cũng chính là một cái bình thường nữ hài tử, thích khóc, đây là nữ hài tử thiên tính rồi chứng kiến quản dịch vành mắt lại hồng phú bà sững sờ ta còn nói sai nói cái gì sao đối với cái này rất thân thiết địa phú bà a di quản dịch đã cảm thấy cho tới bây giờ không ai như nàng như vậy mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng cảm giác rất thân thiết hơn nữa trên người nàng vẻ này khí chất lại để cho quản dịch cảm giác dễ dàng thân cận hơn nữa cái lúc này nàng thật là rất cần một người đến thổ lộ hết vì vậy nàng nghĩ nghĩ tự nói ta cùng hắn là không có tương lai đấy vì cái gì à? ngươi ưu tú như vậy, phú bà rất kỳ quái. bất quá suy nghĩ một chút dễ hiểu, nói có phải hay không người nam kia hài tử không xứng với ngươi à? quản dịch do so dự một chút, hay vẫn là chậm rãi gật đầu nói, kỳ thật ta vừa ra đời, cả đời này con đường cũng đã bị đính ra rồi. tương lai của ta cảm tình cùng hôn nhân ta hoàn toàn làm không được chủ. tuy nhiên ta còn không biết vị hôn phu của ta là ai, nhưng tuyệt đối là ba ba của ta đã đặt xong, ta tối đa chỉ có thể theo hắn chọn lựa đám người kia chính giữa lựa chọn một cái mà không có năng lực đi tự chủ lựa chọn. Không thể nào, phú bà rất giật mình, hiện tại hôn nhân tự do thời đại lại vẫn chú ý những này. Người tự không có đi tranh thủ sao? Quản dịch cười khổ lắc đầu, nàng cho mình tranh thủ nhân sinh cuối cùng 4 năm, như thế nào còn có thể tranh thủ cái khác? Hơn nữa thế hệ này, nàng là gia tộc tộc trưởng độc sinh nữ nhi, theo sinh ra bắt đầu liền quyết định ngày sau cả đời con đường. Nàng có thể cự tuyệt, thậm chí rời nhà trốn đi, nhưng là như vậy, phụ thân sản nghiệp liền đem hội rơi vào mấy cái dòng họ trong tay. tuy nhiên quản dịch không yêu tiến nhưng là nàng lại không thể thực xin lỗi phụ thân, thực xin lỗi gia tộc mấy trăm năm qua tâm huyết. phú bà nghiêng đầu nhìn xem nàng trong nhà người có phải hay không rất có tiền à? quản dịch nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn gật đầu. phú bà thở dài, điều này cũng làm cho khó trách. đón lấy tự không nói, bởi vì nàng cũng là có tiến người, tự nhiên là tiếp xúc qua cái này một loại sự tình. Loại này quan hệ thông gia thường thường cũng không giới hạn trong nữ hài tử trên người, rất nhiều nam hài cũng đều là như vậy. Trong nhà có tiền có quyền, kết hôn hàng đầu nguyên tắc là được. Môn đăng hộ đối, kỳ thật môn đăng hộ đối cũng không phải hoàn toàn không có có đạo lý, nếu như song phương gia đình trình độ tranh lệch quá lớn, như vậy từ nhỏ tiếp xúc đến giáo dục đều là không đồng dạng như vậy. Rất nhiều kẻ có tiền ra, tại đây có tiền chỉ là chân chính có tiền, tài sản hơn một ngàn vạn nhân dân tệ loại này, thật đúng là không tính là cái gì kẻ có tiền. Loại người này ra ngay tại lúc này địa quý tộc rồi, bọn hắn đối với con cái bồi dưỡng đều là phi thường coi trọng, lễ nghi, nhạc khí, cao nhã nghệ thuật, hôn cầu, thuật cưỡi ngựa chờ chờ. Rất nhiều dân chúng bình thường căn bản tiếp xúc không đến đồ vật bọn hắn từ nhỏ đều tại bồi dưỡng, bọn hắn sử dụng mau lẹ nhất không, nhất lãng phí thời gian phương pháp đến dạy bảo con cái. Không thể không nói, tại loại này giáo dục hạ phát triển hài tử. Trừ phi mình là ngu ngốc, nếu không bọn hắn địa học thức hoàn toàn chính xác hội vượt qua đại bộ phận cùng tuổi người bình thường gia đình đệ. Loại này bồi dưỡng cũng không phải là vì trang bức, mà là vì hiện tại kẻ có tiền muốn đề cao mình thưởng thức, tự không thể không đi học loại vật này. Tương lai những này quý tộc hài tử phát triển về sau, muốn tiếp quản gia tộc đích sự vật, muốn cùng cái này một người mặt người liên hệ. Cái loại này không có có lễ phép, tự cho là đặc lập độc hành, trên lỗ tai mặc vô số động, đem mình cách ăn mặc cùng quỷ đồng dạng ngược lại cho rằng Mỹ, dùng nói thô tục phi thẩm mỹ người tuyệt đối là sẽ không làm người khác ưa thích đấy. Về phần điện ảnh tiểu thuyết chính giữa cái loại này nghèo khó công tử nhà giàu nữ, hoặc là cùng cô nương trèo lên cành cây cao biến phượng hoàng địa sự tình, quá ít. Quả thực là ít đến thương cảm, dù là nhà gái có được xuất sắc dung mạo, nhưng đại đa số mộng tưởng gả vào hào phú hơn nữa vì chuyện này mà cố gắng địa người. Cuối cùng nhất chỉ có thể trở thành những cái kia hoan chàng gái hồng lâu, v, y, hàng công sở trừ phi nàng tại có tướng mạo địa thời điểm cũng muốn có đầy đủ địa thân phận ví dụ như những cái kia điện ảnh và truyền hình giới nổi danh điện nữ minh tinh lại ví dụ như quách tinh tinh như vậy địa thế giới quán quân mà về phần tiểu tử nghèo muốn kết hôn nhà giàu tiểu thư mà nhà giàu tiểu thư còn ưa thích cùng tiểu tử nghèo cùng một chỗ nói thô tục không để ý hình tượng địa ăn cái gì cái gọi là hữu tình nước uống no bụng địa sự tình cái kia càng không có thể một cái xinh đẹp địa nhà giàu tiểu thư làm sao có thể không có một đống người ngấp nghé. Hơn nữa rất nhiều hay vẫn là rất có bối cảnh địa người. Nếu một cái bình thường địa tiểu tử nghèo quả thực là cấu kết lại một cái nhà giàu tiểu thư. Cái kia tuyệt đối không muốn ba ngày, hắn nhẹ thì mặt mũi bầm dập đoạn mấy cái xương cốt ly khai cái thành phố kia. Nặng thì trực tiếp cũng sẽ bị theo nhân gian bốc hơi mất. Rất sự thật địa xã hội, không phải sao, được rồi, cho dù lui một vạn bước, cái này tiểu tử nghèo cùng nhà giàu nữ dùng cái gọi là tình yêu địa lực lượng chiến thắng trùng trùng điệp điệp khó khăn cuối cùng rốt cuộc đi đến cùng một chỗ. Vậy sau này đâu này, tiểu tử nghèo không có tiến, hắn cho rằng dùng tiền mua xa xỉ phẩm là một loại lãng phí. Nhưng là nhà giàu nữ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Nàng ưa thích thời thượng hàng hiệu địa y phục, hơn nữa thường xuyên hội mua một đống phóng trong nhà nhưng kỳ thật cũng không thế nào mặc nó. Vì bảo dưỡng thanh xuân nàng muốn đi làm spa, làm hộ lý, những điều này đều là một số tiền lớn. Nhà giàu nữ rời khỏi nhà tộc tài sản ủng hộ, nào có tiến có thể tiếp tục qua trước kia sinh hoạt. Nghèo hèn vợ chồng chăm sự tình buồn bã, nhưng lại có, nhà giàu nữ ưa thích ca kịch, ưa thích sân khấu biểu diễn, thường xuyên hội dùng tiền mua vé vào cửa nhìn biểu diễn. Nhưng tiểu tử nghèo hay vẫn là cho rằng tiền này không đáng, không bằng trong nhà làm cho máy tính hạ điện ảnh trở lại xem. Tính cách yêu thích bên trên tranh lệch, hội làm cho mâu thuẫn địa dần dần tích lũy rồi sau đó bị trở nên gay gắt, cuối cùng nhất nhà giàu nữ hội cảm giác mình rất ngu, sẽ cảm thấy trước kia nàng cho rằng nam sinh là đặc lập độc hành cái loại này nói lời thô tục là một loại thô tục, sẽ cảm thấy loại này tình yêu qua xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Cái này kỳ thật tựu là môn đăng hộ đối, đơn giản lại đánh cho cách khác, người một cái tốt nghiệp đại học, thu nhập xa xỉ cao tài sinh, sẽ lấy một cái liền tiếng phổ thông cũng sẽ không nói, cho tới bây giờ không có được đi học, không biết dùng máy tính. Xem không hiểu ngoại quốc mảng lớn ở nông thôn nữ nhân đem làm lão bà sao dù là nàng lớn lên không tệ, kết hôn cũng không phải tuyển xinh đẹp, là tuyển bầu bạn, tuyển có thể cùng cả đời người. Phú bà thở dài, có một số việc rất sự thật, sự thật lại để cho người khó có thể tiếp nhận, tối thiểu bọn hắn hiện tại cái tuổi này khó có thể tiếp nhận. Kỳ thật nếu như là vì bọn hắn về sau tốt, cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, phú bà nghĩ thầm lúc này thời điểm thừa dịp cảm tình còn không sâu thời điểm sớm chút phân ra có thể so với tốt hơn. Nhưng nhìn lấy quản dịch thương tâm bộ dạng nàng cũng có chút bất nhẫn rồi, an ủi, khuê nữ, ngươi cũng đừng hoàn toàn nản trí rồi, cái gọi là không ai mãi mãi hèn, nếu như bạn trai ngươi an tâm chịu làm, hơn nữa có năng lực, tương lai vẫn có cơ hội có thể với ngươi cùng một chỗ đấy. Quản dịch cười cười, không nói chuyện, đối với Trần Húc Điện năng lực, nàng là phi thường phi thường tin tưởng đấy, một cái sinh viên năm thứ nhất lấy được hiện tại thành tích như vậy thật sự đã rất tốt. Hơn nữa hắn vô cùng nhiều thành tích đều là bài trừ trong nhà ủng hộ nhân tố. Người như vậy nếu như nói không giỏi có thể ai đều không tin nhưng dù sao nhân lực có khi mà nghèo rất mồng tơi a Trần Húc năng lực cường thịnh trở lại, hắn cũng không có khả năng một tay sáng tạo một cái vĩ đại buôn bán đế quốc. Tối thiểu, tuyệt đối không có khả năng tại nàng bị bức phải lập gia đình trước hoàn thành cái này không có khả năng nhiệm vụ, dù là cùng kỳ cả đời, cũng không có khả năng hoàn thành cái mục tiêu này. Bởi vì quản dịch chỗ gia tộc là cùng 200 năm hơn 10 thế hệ cố gắng cùng tâm huyết mới có hôm nay cục diệt, trong đó trải qua phong hiểm, cũng trải qua kỳ ngộ, mỗi một lần kỳ ngộ đều có thể cho gia tộc mang đến cự đại mà tài phú. Loại này tài phú thu hoạch phương thức là hiện tại căn bản là không cách nào tưởng tượng đấy. Cho nên, nàng cũng không tin Trần Húc có thể làm đến. Bằng không thì dù là nàng có mảy may cơ hội, nàng đều lưu cho Trần Húc. Quản dịch gia tộc nhiều đến bao nhiêu, chó dại khắc tinh loại này dược tại toàn bộ thế giới địa tiếng vọng vậy rất tốt, hơn nữa bởi vì là hoàn toàn lũng đoạn, chỉ lần này một loại, cho nên căn bản không cần lo lắng hội bán không được. Hôm nay Trần Húc phụ thân tài sản đã đạt đến gần 2 tỷ đô la, hoàn toàn tính toán bên trên là trong nước tân tấn nổi danh phú hào rồi. Nhưng là khoản này tài sản tại trên thế giới bài danh như thế nào? Năm nay Pháp trên bảng xếp hạng, Bill Gates tiếp tục hắn đệ nhất danh kiếp sống, bất quá vị này thần thoại đồng dạng Microsoft người sáng lập sắp về hưu. Nhưng hắn 400 ước đô la địa thân ra đủ để trở thành vô số người phấn đấu mục tiêu. Theo ở phía sau cổ thần Buffett là không ước đô la, ở trong đó địa tranh lệch tựu so Trần Húc phụ thân sở hữu tất cả gia sản đều muốn nhiều hơn. Chó dại khắc tinh tuy nhiên là chiếm cứ tuyệt đối lũng đoạn địa vị, nhưng là vì cái này dược vật tính nhắm vào thật sự là quá nhỏ, hôm nay đã rất khó lại được cái gì tuyệt bút đã thu vào, trừ phi có chút địa phương bệnh chó dại đại bộc phát. Nhưng đây cơ hồ là không thể nào đấy, 3 tỷ đô la, dựa vào toàn bộ thế giới bệnh chó dại người bệnh cùng với phòng ngự cơ cấu lợi nhuận đến tiến, khấu trừ mất thuế về sau, lại đầu tư nhà xưởng các loại cũng không có còn lại bao nhiêu, cho nên nói, một tỷ đô la địa tài sản tại Pháp trên bảng kỳ thật tính toán không được cái gì, hơn nữa còn có một vấn đề. Pháp bảng xếp hạng kỳ thật một chút cũng không được, rất nhiều người đều cũng không biết, Pháp xếp hạng kỳ thật chỉ là một loại bài trí, một loại bên ngoài giá trị con người so đấu. Rất nhiều trên thế giới ẩn hình phú hào, giấu ở trong hắc ám gia tộc thế lực, là căn bản không có khả năng bên trên cái này bảng đấy. Không phải nói thân thể của bọn hắn giá không đủ, nói thật theo chân bọn họ so, đừng nói là Trần Húc gia tộc, Bill Gates cái kia ít tiền căn bản không đủ xem, là vì bọn hắn ít xuất hiện, những gia tộc này đối với toàn bộ thế giới địa kinh tế, chính trị bên trên đều có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Ví dụ như Rothschild gia tộc, bọn hắn cơ hồ đã khống chế Mỹ liên chữ, nhưng là tại chủ lưu truyền thông trên báo cáo chưa từng có chứng kiến tên của bọn hắn. Mà bị la cắt thái từ đặc gia tộc một tay nâng lên Morgan gia tộc cùng Rockefeller gia tộc, cũng không có xuất hiện tại Forbes trên bảng xếp hạng. Cái loại này giá trị con người so đấu, vốn chính là một hồi trò khôi hài. Hoặc là nói, đều là một ít nương tựa theo lực lượng của mình phấn khởi, có thể làm cho dân chúng bình thường có một niệm tưởng, giống như trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng sự tồn tại. Ví dụ như ghét, ví dụ như bốc phét, lại ví dụ như những cái kia, sau đi địa vương công quý tộc. Bọn hắn tài sản, bọn hắn địa ẩn hình tài sản, căn bản tính toán không đi ra, cho nên những người này căn bản tựu không khả năng xuất hiện tại pháp trên bảng xếp hạng những gia tộc này thật sự có thể tính toán bên trên là phú khả địch quốc rồi. Mà quản dịch gia tộc lại là một loại gì dạng tình huống đâu này? Trên thế giới có cường đại như vậy Trung Quốc gia tộc sao? Đáp án dĩ nhiên là có. Tại thế kỷ 19, đem làm tám liên minh quốc tế quân dụng kiên thuyền lợi pháo mở ra bế quan tỏa cảng thanh triều đại môn về sau, Trung Quốc lúc ấy vài tên có thấy xa quan viên, ví dụ như Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng Trương, Trái Tông Đường, tự phát khởi công việc giao thiệp với nước ngoài vận động, dùng sư di trường kỹ dùng chế san thành khẩu hiệu. Học tập nước ngoài tiên tiến kỹ thuật, tại lúc kia thì có rất nhiều người cử động ra mang khẩu đi đến nước ngoài. Những người này phần lớn là ngay lúc đó thanh niên tài tuấn, phi thường thông minh cũng phi thường có năng lực hơn nữa tiếp nhận năng lực cường. Những người này mang theo rất nhiều hoàng kim bạch ngân phiêu dương qua biển, đi tới lạ lẫm quốc gia, học tập ngoại quốc tiên tiến kỹ thuật cùng tri thức. Những người này trong đó có chút không phải cái loại này bảo thủ, ngoan cố người, rồi sau đó đến sự thật chứng minh những người này hỗn đều so những cái kia phái bảo thủ muốn tốt hơn nhiều. Bởi vì vì bọn họ không bám vào một khuôn mẫu, bọn hắn đã tiếp nhận Tây Phương lúc ấy vô cùng tân tiến lý niệm, kể cả sảng khoái lúc ngang hàng tự do quan niệm. Đám người kia mang theo rất nhiều tài phú, hơn nữa một mực tại phía sau màn hoạt động có rất ít người biết rõ bọn họ là người phương Đông. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, người châu Á đều là rất thông minh, bọn hắn mặc kệ tại cái gì lĩnh vực đều sẽ có người biểu hiện ra xuất sắc thiên phú. Nhưng người châu Á thích nhất đúng là nội đấu, lúc kia người nước ngoài, tại âm mưu quỷ kế bên trên cùng người châu Á tranh lệch không ngớt nửa lần hay một lần. Đem làm đám người kia đem tâm tư dùng để đối phó người nước ngoài lúc, bọn hắn quả thực là hỗn như cá gặp nước. Mà đám người kia chính giữa nhất thật tinh mắt một đám, bọn hắn phát hiện ngay lúc đó thanh triều chính phủ căn bản không đáng bọn hắn lại vì hắn dốc sức liều mạng cố gắng, cho nên cuối cùng liền buông tha thanh chính phủ, tự lập môn hộ. Mà cho tới bây giờ, 200 năm thời gian, những gia tộc này dần dần lớn mạnh, cách ly quốc nội cũng càng ngày càng xa. Nhưng là mấy gia tộc tổ huấn lại để cho bọn hắn biết rõ lá dụng về cội, cho nên bọn hắn mặc dù không có Trung Quốc quốc tịch, nhưng là một mực hướng phía bên này, ở trong nước cũng có chính mình tài sản. Quản dịch gia tộc, cùng đồng thanh khiết, không, đồng dơ cao gia tộc, đều là như thế. Đương nhiên, còn có những thứ khác cổ xưa gia tộc. Mà trùng hợp chính là, quản gia cùng đồng gia tổ tiên đều là đã từng hòa hài city, đương nhiên lúc kia tại đây danh tự cũng không gọi hòa hải city cho nên thế hệ này hai nhà người thừa kế vậy mà hội dùng loại phương thức này tại hòa hải city gặp mặt đến trường hơn nữa nhận thức trần húc cho nên quản dịch cũng không cho rằng trần húc có thể có bản lĩnh vượt qua gia tộc của nàng hơn nữa nàng là thế hệ này duy nhất dòng chính người thừa kế ngày sau gia đình nhà gái chủ cho nên nàng kén vợ kén chồng càng là vô cùng nghiêm khắc ngàn chọn vạn tuyển cũng không có khả năng rơi vào trần húc trên đầu đương nhiên loại chuyện này nàng là không thể nào cùng cái này phú bà nói, bởi vì loại chuyện này là cực độ cơ mật. Hiện tại nàng lại tới đây trải qua người bình thường sinh hoạt, nhưng là đồng thời nàng còn tìm một cái thế thân giả mạo tên của nàng tại Cambridge đang tại quản gia đại tiểu thư, mục đích đúng là vì ứng phó những cái kia đại gia tộc đệ tử. Ngay tại hai người đều tại thở dài thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến Trần Húc thanh âm, quản dịch, người còn chưa đi. Quản dịch quay đầu lại, thân ảnh của nàng mở ra, lại để cho Trần Húc đã gặp nàng sau lưng phú bà. Mà lúc này quản dịch chứng kiến Trần Húc biểu lộ như ánh nắng chiều sáng lặn, hắn nhìn xem cái kia phú bà, kêu một chữ, nghe thấy cái chữ, quản dịch như vậy tâm lý tố chất cũng kinh hãi thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Bởi vì Trần Húc hô chính là mẹ. Audio điện tử võ tấn bền. Nghe thế một tiếng mẹ quản dịch thiếu chút nữa giật mình hôn mê bất tỉnh, mà Trần Húc chứng kiến quản dịch vậy mà cùng chính mình lão nương cùng một chỗ, hơn nữa trò chuyện như vậy hoan cũng có chút chóng mặt, mà về phần Trần Húc lão nương, nàng chỉ là có chút kỳ quái chỉ chỉ Trần Húc nói, như thế nào, nhị tử, các ngươi nhận thức. Nhất giật mình nhất đúng là quản dịch rồi, nàng hiện tại cơ hồ muốn đánh cho động đất chui vào. Trời ạ, à, cùng chính mình hàn huyên cả buổi, một cái nàng cho rằng rất hỏa ái dễ gần a di dĩ nhiên là Trần Húc mẹ, chính mình tương lai. N, trong tưởng tượng bà bà, cái này quá không hợp thói thường rồi, nghĩ tới đây quản dịch tựu mặt mũi tràn đầy phát sốt, vội vàng nói, à, ta đi trước, đón lấy cũng không quay đầu lại tự hướng bệnh viện bên ngoài sông, liền Trần Húc cùng Trần Húc mẹ ở phía sau gọi nàng nàng đều không để ý rồi. Trần Húc mẹ có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng không có đa tưởng, nhìn xem Trần Húc nói, vừa rồi đó là người bằng hữu à. Trần Húc mình cũng buồn bực đâu rồi, mẹ như thế nào cùng quản dịch liên quan đến nhau đi, vì vậy hắn tự gật gật đầu nói, đúng vậy a, à, nàng họ quản dịch, là bạn tốt của ta. Trường không sai, người cũng tốt, thật tốt một cô nương à, trần húc mẹ không có đa tưởng nhìn xem trần húc nói oát con ngươi làm sao vậy ta đi ngươi phòng ngủ tìm ngươi ngươi phòng ngủ bạn cùng phòng nói ngươi nhập viện rồi chuyện gì xảy ra lúc này thời điểm cao hiểu tiết từ phía sau lộ ra cái đầu trần húc mẹ con mắt sáng ngời bởi vì nàng bái kiến cao hiểu tiết ảnh chụp vội vàng đi kéo cao hiểu tiết tay nói ngươi tựu là cao hiểu tiết a ôi ơ chân nhân so trên mạng ảnh chụp phải đẹp nhiều hơn cao hiểu tiết kỳ thật vừa rồi tựu đứng tại trần húc sau lưng nghe nói như thế ngoan ngoãn đi lên hô câu, bá mẫu tốt, dạng như vậy muốn nhiều thục nữ có nhiều thục nữ. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã ở bành 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 nhảy loạn. Dù sao nàng biết rõ mình bây giờ cùng Trần Húc Địa quan hệ đã không có đơn thuần như vậy rồi, mới vừa rồi còn trong phòng ấp ấp ôm một cái, hiện tại thoáng cái tự chứng kiến người ta mẹ. Loại cảm giác này cũng làm cho nàng hãi hùng khiếp phía đấy. Phải biết rằng, bà tức quan hệ, con rể cùng mẹ vợ quan hệ là cái vĩnh hằng chủ đề người yêu tầm đó tại lần thứ nhất nhìn thấy đối phương mẫu thân địa thời điểm khó tránh khỏi hội vô cùng khẩn trương nhất là con dâu gặp bà bà cho nên hiện tại cao hiểu tiết đột nhiên nhìn thấy trần húc mẹ khó tránh khỏi hội giật mình không ít trần húc cũng rất buồn bực đâu rồi chủ yếu vấn đề là hắn nào dám đem cạnh mình vừa chuyện đã xảy ra nói cho nàng biết à mễ ngóa đức tìm trần húc địa phiền toái những chuyện này là trần húc một mực lén gạt đi đấy hắn căn bản không dám nói cho người nhà bởi vì nếu để cho phụ mẫu biết rõ vậy nhất định hội buộc chính mình đuổi học, nếu không tối thiểu cũng muốn như quản dịch như vậy an bài mấy cái bảo tiêu tới. Cho nên Trần Húc vội vàng nói sang chuyện khác, gái gái đầu nói, ta cảm mạo cảm mạo đến bệnh viện thể nghiệm sinh hoạt đấy. Mẹ, người tại sao cũng tới, phụ thân đâu này, nghe Trần Húc hỏi trượng phu, Trần Húc sắc mặt của mẹ lập tức tự âm rồi, hầm hừ nói, cha người tại Hokkaido đây này. Hừ hừ, bên kia công ty cho hắn an bài một cái nữ phiên dịch, Nhật bản quỷ mặc cái kimono nhìn xem cho rằng rất thanh thuần đâu rồi, không nghĩ tới, hừ. Cái này Trần Húc xấu hổ, nghĩ thầm phụ thân sẽ không phạm vào cái gì nguyên tắc tính địa sai lầm a. À. Thật muốn phạm vào không có gì, nhưng bị mẹ bắt được cái kia vấn đề tựu lớn hơn. Vì vậy Trần Húc cười làm lành nói, "Mẹ à, phụ thân đó cũng là vì công tác. Hắn không có phạm sai lầm a." À. Lúc này thời điểm Trần Húc mẹ mới kịp phản ứng bên cạnh còn đứng lấy một cái người xa lạ đâu rồi kỳ thật nói lạ lẫm cũng không xa lạ gì rồi cái này cao hiểu tiết nàng đã biết rất sớm cùng nhà mình nhi tử làm một cái kinh thiên động địa trò chơi đi ra lại để cho bọn hắn đem làm cha mẹ trên mặt vô cùng làm dạng dỡ à hơn nữa cao hiểu tiết lớn lên xinh đẹp trần húc phụ thân cùng mẹ thế nhưng mà nhất trí coi trọng nói không chừng tương lai có thể đem làm chính mình con dâu đâu này cho nên trần húc mẹ cũng không nên lại nói mình trượng phu nói cái gì rồi cười lôi kéo cao hiểu tiết tay nói khuê nữ lớn lên thật xinh đẹp người cùng nhà của chúng ta tiểu húc mẹ trần húc lập tức minh bạch nữ nhân này có ý tứ gì kéo dài âm nói mẹ chúng ta là đồng học rất bình thường đồng học quan hệ người không muốn như vậy bát quái được không sau đó hắn đối với cao hiểu tiết nói mẹ của ta chính là như vậy người đừng để ý tới nàng à đúng rồi ngươi không phải còn có việc sao ta đưa ngươi đi cao hiểu tiết nghe hắn vừa nói như vậy đã biết rõ hắn không muốn làm cho chính mình lưu lại quá xấu hổ nói thật nàng hiện tại trong lòng cũng thật khó khăn thật muốn nói nàng cùng trần húc hiện tại quan hệ mặc dù có chút mập mờ nhưng dù sao còn không có trở thành chính thức trên ý nghĩa địa nam nữ bằng hữu cho nên hiện tại gặp đối phương cha mẹ thật sự là quá sớm điểm nhưng nàng lại muốn biểu hiện địa tốt một chút tối thiểu trước lưu lại một tốt một chút ấn tượng đầu tiên bất quá ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu như vậy lóe lên nàng biết rõ mình bây giờ ở tại chỗ này đích xác rất xấu hổ liền đại khí cũng không dám thở gấp lưu ấn tượng tốt cũng không phải loại này lưu pháp vì vậy nàng vội vàng nói n cái kia ta đi trước bá mẫu gặp lại chứng kiến cao hiểu tiết đi ra ngoài trần húc lúc này mới buông lỏng một hơi đem mẹ đưa đến trong phòng bệnh ngồi xuống về sau nói mẹ phụ thân đến cùng thế nào rồi hả không phải là thực phạm vào cái gì nguyên tắc tính sai lầm a à? trần húc mẹ liếc mắt ta nào biết được chính hắn nói không có phạm nhưng không có phạm trên quần lót tại sao có thể có nữ nhân vết son môi tử hay sao hư dù sao ta mặc kệ hắn mê tựu đi chơi không quan hệ với ta Ta trước trở lại, hắn còn có thể đùa rất tốt đâu rồi, chỗ đó thế nhưng mà hắn nhất hướng tới địa phương. Hokkaido, suối nước nóng, hừ, Trần Húc nghe xong tựu đầu lớn như cái đấu. Nhật Bản à, Nhật Bản nào đó phục vụ nghiệp phát đạt thế giới nổi tiếng, phụ thân trước kia tựu đặc ưa thích lại để cho chính mình hạ AV, tựu xem Nhật Bản đấy. Thích nhất ca sĩ tựu là cây cao Maria, về sau cây cao mỹ nữ tránh bóng phụ thân còn rất thương tâm, nói về sau kiếm tiền nhất định phải tìm nàng đập một bộ rõ ràng không mã đấy không biết hắn nguyện vọng này đến Nhật Bản hoàn thành không có. Bất quá dù sao là cha của mình mẹ à, có thể ngàn vạn không thể nhao nhao hôn thiên ám địa, vì vậy Trần Húc cười hắc hắc lại để cho mẹ trước ổn thoáng một phát, sau đó vụng trộm chạy đến một bên bấm phụ thân điện thoại. Phụ thân, làm gì vậy đâu này, mẹ tại ta cái này, à, mẹ ngươi chạy ngươi cái kia đi, nàng ngày hôm qua không nói một tiếng tựu ngồi phi cơ đi làm ta sợ muốn chết, ta bây giờ đang ở sân bay đang chuẩn bị về nước đây này. Khá tốt khá tốt, mẹ của ngươi không có sao chứ nàng làm gì vậy không nói một tiếng chạy à trần húc nghĩ thầm phụ thân ngươi sẽ không một chút cũng không có giác mộ a à. vì vậy hắn hạ giọng lấy cực nhanh ngữ nhanh chóng nói mẹ nói phát hiện quần lót ngươi bên trên có một vết son môi trần húc vốn cho rằng nói xong câu đó về sau phụ thân sẽ hối hận địa thống khổ thật không nghĩ đến rất nhanh đầu kia tự truyền đến tiếng gầm gừ bà mẹ nó tôn khải trong tiện nhân này hại lão tử nhi tử người với người mẹ nói đi cái kia trên quần lót vết son môi là người tôn thúc thúc, ngóa. Cái kia đồ chó hoang buổi tối đi mục nát rồi, kết quả bị mấy cái Nhật Bản cô nàng rót say khướt đấy, cuối cùng đem đồ lót đều đội lên trên đầu bị tiến đưa trở lại đấy. Lại nhà lại náo điện làm hại lão tử còn muốn chiếu cố hắn. Trong lúc này quần khả năng tựu là lúc ấy đến rơi xuống đấy. Không tin người cho người mẹ suy nghĩ thật kỹ, ta chưa bao giờ mặc tam giác đồ lót địa phương. Quần lót của ta đều là tứ giác quần thể thao người hỏi hắn chứng kiến cái kia đầu đồ lót có phải hay không tam giác hay sao trần húc nghe xong tự nhẹ nhàng thở ra đem phụ thân thuật lại cho mẹ cái này lão thái sau nghĩ nghĩ không nói chuyện nhưng xem trên mặt nàng biểu tình đã hỏa hoãn ra rồi còn có một tia bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng sau đó đối với trần húc vẫy tay đem điện thoại cầm tới cái này mới quả thực lại để cho trần húc yên lòng biết rõ mẹ bộ dạng như vậy là chắc chắn sẽ không lại làm cái gì máy bay rồi Nguyên Lai like làm cả buổi là cái hiểu lầm à? Ai, mẹ cũng thật sự là, loại này hiểu lầm đều có thể phạm. Xem ra cái này là cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường Trần Húc phụ mẫu thông qua điện thoại Hàn Huyên vài câu, rửa sạch hiểu lầm về sau, mẹ đột nhiên nói câu, đúng rồi lão Trần, ta vừa rồi tại bệnh viện chứng kiến cái kia cao hiểu tiết rồi. Chân nhân so trên tấm ảnh phải đẹp nhiều a, à, hắc hắc, tốt như con của chúng ta có hy vọng rồi, không tệ không tệ ta lúc ấy thậm chí nghĩ đem ta cái kia khối bề ngoài đưa cho nàng đây này, tựu xem như tương lai bà bà cho con dâu lễ gặp mặt a. À. Trần Húc nghe xong tựu đổ mồ hôi rồi, cha hắn càng đổ mồ hôi rồi, gọi thanh âm lão đại liền Trần Húc cách rất xa đều có thể nghe được, hóa, lão bà, ngươi không phải đâu, ngươi mới lần thứ nhất gặp mặt à, ngươi cái kia khối bề ngoài mắc như vậy, kỳ thật ta đã nói với ngươi à, Tiểu Húc còn có một bạn học, lớn lên rất không tồi, cùng Tiểu Húc quan hệ rất tốt à lần trước ta đi thời điểm xem hai nàng quan hệ rất mập mờ đấy. N, cô bé kia gọi là cái gì nhỉ, đúng rồi, gọi quản dịch. Quản dịch, nàng tựu là quản dịch, Trần Húc mẹ hoảng sợ thiếu chút nữa điện thoại đều mất, vẻ mặt không thể tin địa chằm chằm vào Trần Húc, nhị tử, cái kia chính là ta tương lai con dâu người được đề cử một trong quản dịch. Cái gì con dâu à, Trần Húc đều nhanh bị cái này hai vợ chồng làm hỏng mất, người nói cái này hai người một bà tuổi rồi như thế nào như vậy bát quái à. Ai, bi ai à thực bi ai à, chính mình như thế nào có như vậy đối với cực phẩm địa cha mẹ à. Nhưng Trần Húc mẹ lại không nghĩ như vậy, nàng nghĩ nghĩ vừa rồi nhìn thấy quản dịch tình cảnh, hỏi, cái này quản dịch là tốt cô nương, n, nàng mới vừa rồi là không phải tại ngươi trong phòng bệnh. Trần Húc không biết ý của nàng, gật đầu nói phải cái này khó trách. Trần Húc mẹ lầm bẩm nói, chẳng lẽ lại cái này khuê nữ. Trong nhà nàng có phải hay không rất có tiền, có lẽ rất có tiền a. À. Trần Húc gãi gãi đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này Trần Húc mẹ trong nội tâm nổi lên nói thầm, nói khe với lấy điện thoại nói, lão Trần, chính là cái quản dịch, người đi dò cha, nhìn xem trong nhà nàng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, ta cảm giác, cảm thấy sự tình có chút quái. Mẹ, ngươi làm gì thế à? Trần Húc nghe có chút khó chịu rồi, mẹ cái này có ý tứ gì à? Cha người khác, chẳng lẽ nói hiện trong nhà người đã có chút món tiền nhỏ về sau, chính mình tìm bạn gái cũng cần đi thăm dò gia đình tình huống nữa à? Vì vậy Trần Húc cũng rất khó chịu nói, mẹ, ngươi lại như vậy làm ta tức giận, bằng hữu của ta tự chính mình hiểu rõ là tốt rồi. Mặc kệ là thân phận gì ra cảnh, có phải là người hay không ra không có tiếng người tự xem thường người ta à? Người trước kia không phải như thế à? Tỏa hạ, ngồi xuống, Trần Húc mẹ phất phất tay, vẻ mặt khinh bỉ, người đem làm mẹ ngươi là người nào à? Nhà của chúng ta chính là loại ngại bẩn yêu phú người sao? Ta chỉ là muốn chứng minh là đúng một việc mà thôi, nhìn ngươi nôn nôn nóng nóng đấy. Nên đánh đòn, lời nói này đem Trần Húc sặc bị dày vò về sau, mẹ trì hoãn khẩu khí mới nói, nhi tử ai, mẹ ta hôm nay giống như tới đúng lúc à? nói thực ra a, à, cái này cao hiểu tiết, cùng cái kia quản dịch đều với ngươi quan hệ không a. À. vấn đề này Trần Húc tự nhiên là muốn kiên quyết phủ nhận, đầu của hắn dao động cùng chống bỏi giống như, nói không có, tuyệt đối không có. còn nói dối, lão nương ăn muối sau so ngươi ăn mễ còn nhiều, còn có thể nhìn không ra. Trần Húc lão nương trắng rồi nhi tử liếc, nói cái này cao hiểu tiết còn chưa tính, nhưng cái này quản dịch. Người đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ngươi lão nương, ta nói rồi nhà của chúng ta cũng không phải là cái gì ưa thích thấy người sang bắt quàng làm họ, ngại bần yêu phú người. Nói thực ra quản dịch cái này khuê nữ, ta vừa rồi cùng nàng hàn huyên, cảm giác nàng rất không tệ. Thật muốn nói, hừ hừ, nói không chừng hay vẫn là ngươi không xứng với người ta, mà không phải người ta không xứng với nhà của ta. Không phải đâu, Trần Húc rất không cho là đúng, nói thực ra hắn hiện tại cũng thật có chút kiêu ngạo rồi nhưng loại này kiêu ngạo không phải cái gì nghĩa xấu mà là đem làm người đạt tới nhất định được thân phận địa vị về sau tầm mắt tự nhiên mà vậy lên cao khí độ cũng tùy theo lên cao cái gọi là cư quý thể dưỡng xa khí ăn chơi thì cần phải tới bến tự là ý tứ này dùng trần húc hiện tại smms thân phận dù là nước mỹ tổng thống con gái cũng không có khả năng không xứng với nhưng là trần húc mẹ lại lắc đầu đương nhiên nàng không biết trần húc trên internet thân phận nhưng là với tư cách Trần Húc bằng hiếu, có lẽ không có khả năng càng không biết Trần Húc trong nhà chó dại khắc tinh sự tình. Dù sao bởi vì chó dạy khắc tinh là Trần Húc đến lớn học về sau, trải qua một lần đệ tử được bệnh chó dại về sau mới phát hiện đấy. Về phần như thế nào phát hiện, tuy nhiên Trần Húc phụ mẫu đều rất ngạc nhiên, nhưng là cũng cũng không hỏi. Bọn hắn cũng đoán được, chuyện này khả năng cùng vị kia SMMS có quan hệ. Có thể nói dùng Trần Húc trong nhà hiện tại tài sản, hắn cái dạng gì nữ nhân đều có thể tìm được. Hiện tại Trần Húc phụ mẫu mỗi ngày ở bên ngoài đi dạo không dám về nhà, sợ nhất đúng là đến thăm làm mai đấy. Ví dụ như hàng xóm à, trước kia đồng sự à các loại, đều tại chào hàng nhà bọn họ cô nương, cái này lại để cho bọn hắn cũng không nên cự tuyệt, đành phải nói nhi tử vấn để tình cảm bọn hắn không tốt nhúng tay, nhưng đến người hay vẫn là từng đợt từng đợt đấy. Hiện tại đã Trần Húc đã thừa nhận quản dịch là hắn bạn tốt, nàng kia không có khả năng không biết Trần Húc trong nhà tình huống như vậy nàng đều nói trần húc không xứng với nàng nói rõ cô bé này trong nhà khả năng không phải hai giống như có tiền chẳng những có tiền còn nhất định có địa vị trần húc mẹ nhìn như tử liếc không nói chuyện lúc này thời điểm phòng bệnh cửa phòng đột nhiên bị ba thoáng một phát đẩy ra trọng tử ngữ mang theo một cái mặc tây phục nam nhân đi đến không có đa tưởng mở miệng tựu là một câu lão trần nghe nói người bị người mai phục rồi hả như thế nào đây không có thiếu cánh tay thiếu chân a à? trọng tử ngữ thằng này xem phong trần mệt mỏi nghe nói thằng này đoạn thời gian trước đi bắc kinh nói chuyện làm ăn đi hết cách rồi tại nhà của ta viên phòng của ta cái này cực phẩm website trò chơi thôi động xuống trọng từ ngữ cộng đồng lưới lưu lượng là càng lúc càng lớn người sử dụng cũng càng ngày càng nhiều tuy nói trò chơi có thu phí đạo cụ là lại để cho một ít người chơi khó chịu nhưng là dù sao những cái kia đạo cụ cũng không phải trực tiếp ảnh hưởng đến trò chơi cân đối bất quá chỉ là một ít vật phẩm trang sức mà thôi càng nhiều nữa người chơi hiện tại khuyên hướng độ là thiên vị làm ruộng cho nên cái này lưu lượng kéo cũng rất khủng bố rồi. Đương nhiên cái này trò chơi hôm nay cũng đã bắt đầu có người phỏng chế rồi, chỉ là lớn nhất bánh ngọt bị cộng đồng lưới phân đi, những thứ khác trò chơi người sử dụng quần thể đều không có khoa trương như vậy. Lẽ ra trọng tử ngữ hiện tại thế nhưng mà Trần Húc tài thần à, dù sao hai hắn đích lợi ích là liên lạc với cùng một chỗ đấy. Nhưng bây giờ Trần Húc lại ước gì trực tiếp véo A à chết hắn. Bị mai phục, khá tốt lão đại ngươi chưa nói chúng đạn à, mẹ của ta ở chỗ này ai? ngươi không thể để cho nàng lo lắng được không? Vì vậy Trần Húc tự dốc sức liều mạng cho trọng tử ngữ nháy mắt ra dấu, trọng tử ngữ chứng kiến hắn mí mắt mãnh liệt nháy, không rõ có ý tứ gì, bất quá hắn cũng là vô cùng khôn khéo người, biết rõ hiện tại tốt nhất chính là cái gì lời nói đều không chỉ nói, vì vậy cười hắc hắc, quay đầu lại giới thiệu nói, à, vị này chính là ta tại trên máy bay gặp được bạn học của ôm hiểu bác sĩ. Hắn là, tự chính mình nói đi, cái kia đồ tây đen, tướng mạo rất cẩn thận tỉ mỉ người ho khan một tiếng, đột nhiên chen lời nói, ta là một cái bị đuổi việc mồi câu mực bác sĩ tâm lý. Cuốn gói, trọng tử ngữ biểu lộ có chút xấu hổ, vội vàng hòa giải nói, lão uông tính tình có chút cổ quái, bất quá người không tệ. Tại tâm lý học bên trên tạo nghệ rất cao, ách, vị này chính là, Trần Húc vội vàng giúp nhau làm cái giới thiệu, trọng tử ngữ nghe xong đó là Trần Húc lão nương, lập tức tự minh bạch Trần Húc y tứ, nghĩ thầm may mắn vừa mới có hơi lời nói không có nói ra, vội vàng gọi, bá mẫu tốt, Wow, bá mẫu ngài còn trẻ như vậy à? Nếu không phải lão Trần giới thiệu, ta còn tưởng rằng ngài là tỷ tỷ của hắn đâu này. Cái này Vương Bát đản quá miệng lưỡi trơn chu rồi. Quả nhiên, lời nói này Trần Húc mẹ rất là hưởng thụ. Trần Húc mắt thấy trọng tử ngữ cái này Vương Bát đản trò chuyện trò chuyện vậy mà ý định hôn lão nương tay, cái kia còn chịu nổi sao? Từng thanh hỗn đản này cho đẩy ra, trọng tử ngữ cái thằng này vẫn vẫn còn kêu lên, ta là nhìn xem bề ngoài, nhìn xem bề ngoài, bá mẫu. Ngày cái này đồng hồ rất nghiêu à. Patek Philippe, Sakelkin, không phải là hắn tự mình chế tác a, Nhưng ta thật sự muốn không Patek Philippe nhà thiết kế chính giữa còn có vị nào danh tự viết chữ giản thể là S. K rồi, Trần Húc mẹ địa mặt đều cười thành một đóa hoa rồi. Biết rõ hàng hiệu địa tác dụng sao? Hàng hiệu địa tác dụng tựu là để cho người khác tại có chút lơ đáng địa thời điểm đột nhiên phát hiện. Sau đó cao giọng địa hoan hô tán thưởng, bằng không thì, hàng hiệu tự đã mất đi hắn đại bộ phận sự tồn tại ý nghĩa trần húc trợn trắng mắt hỏi cái kia cái sa là ai trọng tử ngữ thấp giọng nói s k là patek philippe hiện tại nhất nổi danh địa vương bài nhà thiết kế patek philippe địa đồng hồ theo bên ngoài đến nội toàn bộ đều là tinh khiết thủ công chế tác địa phương s k hiện tại đã là nửa về hưu trạng thái hắn chế tác địa đồng hồ hôm nay đã là có tiền mà không mua được rồi trần húc kỳ quái địa nhìn về phía mẹ mẹ hé miệng cười cười cái này cũng không trách. SK hiện tại đã nửa về hưu rồi, tại New Zealand mua một cái nông trường, kết quả không nghĩ tới ngày nào đó không cẩn thận bị một chỉ tiểu hoán gấu cắn một cái. Là ba ba của ngươi chữa cho tốt hắn địa phương, vì báo đáp, hắn tự cho ta chuyên môn đã làm ra một khối đồng hồ. Ách, lại là cùng trọng tử ngữ đồng dạng à, Trần Húc đem tiểu tử này kéo qua đến, cười nói, lão nương, thằng này trước kia cũng là bị nhà hắn chó cắn rất cao minh bệnh chó dại rồi nhờ có có phụ thân mới đại nạn không chết địa phương. Trần Húc mẹ sướng sờ, sau đó lắc đầu cười nói, cái kia quả thực là vận khí. Mấy người hàn huyên vài câu, hào khí rất nhanh tựu hòa hợp rồi, chỉ là cái kia gọi uông hiểu địa phương, mặc đồ tây đen địa ra hỏa cũng rất là tích chữ như vàng. Đã nửa ngày tựu là ngồi ở chỗ kia một câu đều không nói. Hàn huyên một hồi, Trần Húc mẹ đứng dậy ly khai, không có lại để cho Trần Húc tiến đưa, lại để cho hắn cùng cái này hai người trẻ tuổi lưu cùng một chỗ, lúc này thời điểm trần húc mới nhẹ nhàng thở ra một bà nhéo ở trọng tử ngữ cổ hô người tên vương bát đàn này à người vừa rồi thiếu chút nữa hại chết lão tử rồi mẹ của ta không biết ta cái này chuyện phát sinh không dám nói cho nàng biết ta biết rõ ta biết rõ ta đây không phải tạm thời phanh lại không dám nói sao trọng tử ngữ kêu lên bất quá lão trần người thực không có vấn đề a à. nhìn ngươi bộ dạng như vậy giống như không có bị thương bất quá tâm lý phương diện không có lưu lại cái gì bóng mở a à ta lần này chuyên môn giúp ngươi tìm lão uông tới, nhưng hắn là tâm lý học địa chuyên gia. Lại để cho hắn giúp ngươi nhìn xem, bằng không thì ngươi nếu cả đời bất lực cũng đừng quái ca ca ta không có nhắc nhở ngươi rồi. Trần Húc sông trọng tử ngữ mắng câu đi chết, sau đó cùng uông hiểu nắm tay. Tay của hắn rất lớn, nắm rất có lực, mà biểu lộ vẫn là vạn năm không thay đổi bài tú lực khơ mặt. Người bình thường cùng hắn cùng một chỗ chỉ sợ rất khó ở chung thì tốt hơn. Trọng tử ngữ hèn mọn bị ổi hạ giọng lão Uông thế nhưng mà Harvard đại học cao tài sinh kỳ thật hắn như vậy hạ giọng hoàn toàn không có ý nghĩa bởi vì trong phòng tựu ba người cũng nghe được hắn rồi hắn muốn giấu diếm ai Uông hiểu đối xử lạnh nhạt nhìn hắn một cái nói ta không phải Harvard đấy tối thiểu bây giờ không phải là ta đã đem bọn họ cho đuổi việc đuổi việc Harvard Trần Húc cảm thấy có chút chóng mặt là như thế này Uông hiểu tỏa hạ ngồi xuống đưa trong tay cặp công văn để ở một bên trên mặt biểu tình rất bình thản nói của ta một cái đồng hương nữ đồng học tại đâu đó bị một cái nghị viên nhi tử cho cưỡng gian ai cũng biết chuyện này là tên xúc sinh kia làm nhưng là ai đều không có chứng cớ nữ hài tử kia cuối cùng cũng đã nhận được một khoản tiền không muốn lộ ra chuyện này rồi có thể ta nhìn khó chịu vì vậy ta tự đối với người kia động điểm tay chân cái gì tay chân ta đưa hắn thôi miên sau đó tại thôi miên trạng thái hạ ám chỉ hắn ta cắt tiểu đệ đệ của hắn như vậy hắn khi tỉnh lại không sẽ phát hiện trên người có một điểm vết thương nhưng là kiếp sau đều khó có khả năng lại cương lên rồi. Trần Húc bạo đổ mồ hôi, cái này cũng có thể à. Kỳ thật loại phương pháp này là đơn giản nhất một loại thôi miên đả thương người địa thủ đoạn. Đương nhiên trên sách là sẽ không dễ dàng dạy người, dù sao loại thủ đoạn này quá mức đơn giản hơn nữa ẩn nấp. Nam nhân bộ phận sinh dục nhưng thật ra là rất yếu ớt bộ vị, bất kể là sinh lý hay vẫn là tâm lý đối với bộ phận sinh dục ảnh hưởng đều rất lớn. Mà nếu như đem một người nam nhân cho thôi miên, tại thôi miên trong cho hắn tiến hành mãnh liệt ám chỉ lại để cho hắn cảm giác mình cũng bị thiến đem làm ám chỉ cường độ đạt tới nhất định được phạm vi về sau hắn sẽ quả thực cho là mình cũng bị người cho thiến sau đó lại tiến hành ra tay lại để cho hắn cho là mình bị trộm rồi lúc này thời điểm hắn địa trong tiềm thức sẽ hình thành một cái chính mình bị nghiêm khắc mất tâm lý trạng thái cho nên thôi miên giải trừ về sau người này sau này sẽ tám phần xuất hiện tính tư tưởng tính công năng chướng ngại cho tình huống Bất quá Uông hiểu việc này làm điểm mặc dù có sáng ý, nhưng về sau hay vẫn là bị người cho phát hiện. Có cao minh hơn tâm lý học chuyên gia trợ giúp cái kia ra súc trở lại như cũ trong đầu hắn bị xóa bỏ cái kia đoạn trí nhớ. Tuy nhiên không cách nào làm cho người kia khôi phục tính công năng, nhưng lại cũng phát hiện Uông Hiểu làm một chuyện. Cho nên Uông Hiểu rời đi rồi nước Mỹ, về tới trong nước. Theo Bắc Kinh ngồi phi cơ thời điểm vừa vặn gặp được trước kia bạn học cũ trọng tử ngữ, cho nên tự cùng một chỗ cùng đi qua. Nghe nói người giết người, Trọng tử ngữ nhìn xem Trần Húc, ta gặp quản thúc thúc, hắn nói. Ngươi một cái giết mười cái, ngươi đủ mãnh liệt à. Trần Húc từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó hỏi, đúng rồi, quản dịch trong nhà rốt cuộc là cái gì địa vị? Rất có tiền, cái này ngược lại là đến phiên trọng tử ngữ giật mình, như thế nào, các ngươi đều như vậy chín ngươi không phải không biết nói. Trần Húc buông buông tay, hắn giao bằng hữu chưa bao giờ hội nhìn đối phương gia đình, mặc kệ đối phương là đại phú hay vẫn là nghèo khó, đối với Trần Húc mà nói, nếu như hắn tán thành, ven đường tên ăn mày cùng thế giới nhà giàu nhất nhi tử hắn đối đãi. Trọng tử ngữ nghĩ nghĩ nói, ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng nói thực ra căn cứ theo ta hiểu rõ nhà nàng sản nghiệp không phải đại. Cùng nhà của ta so thế nào dạng, trọng tử ngữ cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cảm thấy được hay vẫn là nhà nàng càng có tiện A, tinh khiết cảm giác vấn đề. Bởi vì ta biết rõ rất nhiều phương diện đều có nhà nàng sản nghiệp tại. Nhưng trong nhà nàng cụ thể là làm cái gì ta cũng không biết, đón lấy trọng tử ngữ vỗ vỗ Trần Húc bả vai nói, bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua như vậy một đại mỹ nữ sao. Làm không được à ta, Trần Húc xem thường sông hắn vươn một căn ngón giữa, cái thằng này quá hèn mọn bị ổi rồi, mỗi ngày nắm đầu kia tát ma a khắp nơi đi tán gái, mỹ cầu thêm đẹp trai, phao ngâm khởi cô nàng đến quả thực mọi việc đều thuận lợi. Chỉ sợ gặp được nào sợ chó em em, nghe nói nghệ trường học mỹ nữ đã có mấy cái đều bị hắn cho ok rồi. Ngươi muốn hay không làm tâm lý trị liệu? Hai người cười đùa một hồi trọng tử ngữ hỏi, nếu như ngươi thực giết người, ta hay vẫn là đề nghị ngươi làm thoáng một phát. Uông hiểu thế nhưng mà người bình thường muốn mời đều thỉnh không đến đấy. Không được cảm ơn, Trần Húc mình cũng đã nghĩ thông suốt, hiện trong lòng của hắn đã không có cái loại này trầm trọng chịu tội cảm giác rồi. Có người giết người về sau thường thường hội bởi vì vì sợ hãi à các loại tạo thành cái gì trầm trọng tâm lý gánh nặng, kỳ thật Trần Húc cũng là như thế vừa lúc mới bắt đầu hắn cũng bị hù không nhẹ, ngẫm lại trước khi sự tình tựu là một trận hoảng sợ. Nhưng là đem làm hắn tiến vào giả thuyết ảo cảnh về sau, đem làm hắn chứng kiến mế ngóa đức tư tưởng về sau, Trần Húc dùng tự mình cảm giác đi nhận thức cái loại này tại bên bờ sinh tử, không thể không phấn khởi, không phải người chết chính là ta vong hoàn cảnh, dòng suy nghĩ của hắn tựu thời gian dần trôi qua bắt đầu thành thục. Cái này cũng cùng lúc trước hắn tại giả thuyết ảo cảnh trong huấn luyện có nhất định được quan hệ, Trần Húc hiện tại, hắn đã thời gian dần trôi qua trưởng thành là một gã chiến sĩ rồi. Mà về phần bác sĩ tâm lý, hắn cũng không phải cái loại này ưa thích đem mình tâm tư toàn bộ nói ra người. Hơn nữa, trong lòng của hắn có quá nhiều không thể gặp phải ánh sáng bí mật, đối mặt loại này tùy thời khả năng thôi miên người của mình, hay vẫn là giữ một khoảng cách thì tốt hơn. Đã người kiên trì, quên đi. Trọng tử ngữ nói, ta đây hiện tại sẽ đưa uông bác sĩ đi khách sạn tốt rồi, dù sao người ta thật vất vả đến một chuyến chờ ta trở lại, tìm ngươi nói chuyện lập tức muốn tiến hành hacker giải thi đấu sự tình. Lần này hacker giải thi đấu là hồng khách liên minh tổ chức, là một hồi toàn bộ Trung Quốc trong phạm vi, dùng xúc tiến Trung Quốc hacker tiến bộ phát triển là chủ yếu mục tiêu một cuộc so tài. Giải thi đấu quán quân tiền thưởng cũng không cao, chỉ có 10 vạn nhân dân tệ, đây chỉ là một loại hình thức. Trên thực tế phàm là có thể cuối cùng lấy được giải thi đấu quán quân người, đều khó có khả năng thiếu cái này chính là 10 vạn nhân dân tệ đấy nhưng là lần so tài này thỉnh đến cao thủ nhưng lại rất nhiều, kể cả lam sắc bảo bối, Lion, Quản Bình Chiều chờ chờ một đám Trung Quốc phi thường xuất sắc hacker, có thể có được bọn hắn dạy bảo, đối với rất nhiều Trung Quốc hacker mà nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Lần so tài này này đây tiểu tổ hình thức tham gia báo danh đấy. Một tiểu tổ chính giữa có thể có một người, nhưng là tối đa không thể vượt qua 5 người. Nếu như chỉ là một người, tại đối mặt rất nhiều vấn đề lúc là muốn có hại chịu thiệt rất nhiều đấy cho nên trọng tử ngữ sẽ tới tìm Trần Húc, nhìn xem có thể hay không lại liên hệ ba người, mọi người cùng nhau tham gia lần này hacker giải thi đấu. Nói lên hacker Trần Húc cái thứ nhất liền nghĩ đến Trạm Tinh, cái kia ôn nhu mà điềm tính nữ hải Trần Húc cùng Trạm Tinh đã giao thủ, sử dụng chính là cái kia đài phá máy tính. Bọn hắn giao thủ có hai lần, một lần là quang minh chính đại, một lần là nói lý ra, Trần Húc phụng trộm đi công kích nàng đấy. Cái này hai lần giao thủ lại để cho Trần Húc cả đời khó quên, rất khó bình luận cái này hai lần giao phong cái nào càng đặc sắc một điểm, càng kịch liệt một điểm. Bởi vì này hai lần giao phong, một lần là phòng ngự, một lần là tiến công. Không chê vào đâu được, lần thứ nhất cùng chạm Tinh giao thủ là Trần Húc chủ động nói ra, ngay tại hắn muốn đi theo Trạm Tinh học hacker kỹ thuật thời điểm. Hắn cũng nên đi thử một chút Trạm Tinh năng lực a. Vì vậy hai người liền mở ra máy tính, chạm Tinh đem mình địa chỉ IP nói cho Trần Húc nói một câu người tới tiến công a à. vì vậy trần húc mà bắt đầu dốc sức liều mạng công kích hắn dùng rất nhiều đích phương pháp xử lý bởi vì trần húc học tập địa tri thức phương diện đặc biệt tạp cho nên thủ đoạn của hắn cũng là rất nhiều rất nhiều giống như là cô tô mộ dung như vậy hiểu được thiên hạ võ công nhưng lại cũng cùng thiều thất đỉnh núi mộ dung phục như vậy khi thì múa kiếm khi thì hóa đao sau đó lại là phán quan bút pháp trưởng pháp các loại vũ chính là dễ nhìn nhưng đối mặt đoàn dự lục mạch thần kiếm lúc nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Hacker địa thủ đoạn cũng rất nhiều, rất nhiều hacker tinh thông phương diện đều không giống với. Có địa người đặc biệt tinh thông virus kỹ thuật, nhưng quang virus kỹ thuật thì có rất nhiều loại, còn không có cùng máy vi tính ngôn ngữ, kể cả C, áp kịch bản gốc. MSSQL chờ chờ, còn có người đặc tinh thông ngựa gỗ, số liệu bao địa ngụy trang. Còn có tự là đối với các loại thao tác hệ thống phi thường quen thuộc, có người đối với CPU kết cấu phi thường rất hiểu rõ. Trần Húc đối với Hán ngữ nói học tập, đối với những phương diện này đều hiểu rõ rất nhiều. Vậy có phải hay không nói, trong tương lai, đem làm Hán ngữ nói phổ cập về sau, mỗi người cũng có thể trở thành vi siêu cao cấp hacker đâu này. Đương nhiên không phải như vậy, đây chỉ là một thời đại địa ngôn ngữ, máy vi tính phát triển tốc độ như thế địa tấn mãnh đáng sợ, tương lai máy vi tính hàm lượng cùng hiện tại cũng không phải giống nhau mà nói đấy thử nghĩ thoáng một phát hiện tại máy vi tính kỹ thuật trong tương lai tính là cái đếch ấy à. Trong tương lai đem làm đinh ốc dây truyền kết cấu đã đã trở thành máy vi tính nguyễn kiện biên dịch chủ lưu kết cấu thời gian. Ai còn sẽ ở hiện tại những cơ sở này trên kết cấu lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cho nên hiện tại Trần Húc học hán ngữ nói tuy nhiên còn là một gà mờ, nhưng hắn trụ cột tri thức so với người bình thường muốn vững chắc khá hơn rồi. Là trọng yếu hơn là còn có tiểu mẫn ở một bên chỉ điểm. Máy vi tính phương diện đồ vật này nọ, tiểu mẫn tuyệt đối là quyền uy trần húc bên này phạm sai lầm về sau nàng lập tức là có thể cho uốn nắn có vấn đề gì không hiểu địa bên này vừa hỏi bên kia lập tức tự giải quyết loại này học tập tốc độ là thật nhanh địa ví dụ như rất nhiều người tại học tập thời điểm tựu đều gặp được một ít sai lầm nếu như cái này sai lầm không có lúc ấy uốn nắn sẽ một mực tồn tại xuống dưới thẳng đến sai lầm cuối cùng nhất định dạng tại ấn tượng chính giữa nhất là tại máy vi tính phương diện đây chính là đánh sai một chữ sẽ làm cho chương trình không cách nào vận hành đấy. Lúc này thời điểm có một tiểu mẫn ở bên cạnh chỉ đạo, gặp được sẽ không đâu tự hỏi, bên kia lập tức là có thể giải đáp. Loại này học tập tốc độ có thể là phi thường thật nhanh đấy. Tối thiểu có lý luận tri thức lên, Trần Húc xin một cái 24 tiếng đồng hồ tùy thời có thể vấn đề, hơn nữa có thể hoàn mỹ giải đáp siêu cấp giáo sư. Nhưng dù sao Trần Húc học thứ đồ vật thời gian còn rất ngắn à, cho nên tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng cũng không thể có thể một ngụm ăn vào đỉnh Cho nên khi Trần Húc lúc ấy tại sử xuất vô số đích thủ đoạn đi công kích Trạm Tinh thời điểm Lại phát hiện cô bé kia tựu là đơn giản nhất binh tới tướng đỡ Nước tới đấp đất chặn Hắn đánh ra vô số quyền đều hình như là đánh vào trên bông Nói cách khác mặc kệ hắn dùng phương pháp gì Đối với Trạm Tinh đều là một chút hiệu quả đều không có Căn bản cũng không có giao phong cơ hội Cái loại cảm giác này thật sự là lại để cho Trần Húc muốn thổ huyết tự cùng những cái kia hacker những cao thủ nhìn thấy SMMS đồng dạng. Đối phương căn bản là không với người tiến hành giao thủ. Người ta chỉ là đứng ở nơi đó, chính là hắn cường mặc hắn cường, gió mát Phật núi rồi. Cái kia một lần giao phong đánh chính là Trần Húc vô cùng đấy. Bị đè nén, bởi vì chạm tinh từ đầu tới đuôi không có phản kích, giống như một cái con lật đật như vậy đứng ở nơi đó lại để cho hắn đánh, nhưng là Trần Húc căn bản đánh bất động. Loại cảm giác này thật sự là quá bị đè nén rồi, quá không có ý nghĩa rồi. Cho nên, về sau Trần Húc lại vụng trộm, chạy tới công kích Trạm tinh máy tính rồi. Bởi vì Trần Húc biết rõ chạm tinh là nhường cho hắn, căn bản là không có lấy ra bản lĩnh thật sự. Cho nên hắn tự vụng trộm chạy tới công kích, thế nhưng mà như vậy một công kích, xong đời. Trần Húc lợi dụng vài trăm đài cương thi máy vi tính hướng chạm tinh đã phát động ra thủy chiều hung mãnh công kích, tại đối phương sở không kịp đề phòng phía dưới một lần hành động công phá bức tường lửa. Nhưng là rất nhanh, Trần Húc tổ bị một cổ càng lớn lực lượng. Cổ lực lượng kia trực tiếp phong kín Trần Húc thủ hạ cương thi máy vi tính, sau đó tìm đúng chính mình bản tôn sung phong liều chết tới. Giờ khắc này, Trần Húc thấy được chạm tinh hacker trình độ khủng bố. Trước khi chạm tinh nhường cho hắn, không có phát động tiến công chỉ là lại để cho một mặt ở phòng thủ. Mà đợi đến lúc nàng phát động khởi tiến công đã đến, Trần Húc mới phát hiện mình căn bản là không biết cái này xem rất yên tĩnh nữ hải nhi. Nàng tiến công, tấn mãnh hùng vĩ lại để cho người lập tức cũng cảm giác được chính mình phảng phất là đặt mình trong tại một mảnh minh mông biển lớn chính giữa, từng cảng đều bị gặp cường đại số liệu lưu công kích. Thật sự rất khó tưởng tượng, loại này tiến công sẽ là một cái nữ hải nhi phát lên. Nàng giống như là cái loại này điển hình danh môn chính phái thủ tịch đại đệ tử, từng chiêu từng thức thuộc về huyền môn chính tông, mở rộng ra đại hạp. Lại để cho người muốn ngăn cản cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể nhượng bộ. Quay mắt về phía vô số địa số liệu lưu công kích, trần húc bị đánh đích chỉ có thể điên cuồng mà liều mệnh điền bù đắp sàng chọn số liệu lưu bất quá đột nhiên trên màn hình bắn ra một cái đối thoại khung thượng diện tự một câu nguyên lai like là ngươi thực nghịch ngợm, sau đó mãnh liệt số liệu lưu tự lập tức biến mất kế tiếp cao hiểu tiết tự đánh đã tới cười nhạo điện thoại xem ra trạm tinh đã là cha được chính mình chân thật ip xác nhận lần này đột nhiên công kích người của nàng là mình rồi không hề có lực hoàn thủ cái này là trần húc cùng trạm tinh hai lần giao phong sau đạt được địa kết luận rất khó muốn giống như vậy một cái nữ hài vậy mà có được lấy cao như thế siêu máy vi tính kỹ thuật. Dùng Trần Húc lấy người giao thủ địa kinh nghiệm đến xem. Trình độ của nàng thậm chí có lẽ tại quản bình chiều phía trên, nói không chừng là theo lam sắc bảo bối một cấp bậc địa phương. Trọng tử ngữ nhìn xem Trần Húc trầm mặc không nói, vỗ hắn thoáng một phát, muốn cái gì đâu này, vẻ mặt dâm đãng như, muốn em em đâu này. Trần Húc lại gần một tiếng nói, chạm tinh có thể tính toán một cái đằng trước. Nàng kỹ thuật rất cao, không thể nào, Trọng Tử Ngữ cũng nhận thức chạm tinh ngạc nhiên nói, nàng còn có thể hách cơ kỹ thuật rất cao, cao bao nhiêu, vài tầng lầu cao như vậy, véo ta cùng véo lấy chơi tựa như cái này Trọng Tử Ngữ tự thật sự ngạc nhiên rồi, bởi vì hắn địa kỹ thuật cùng hiện tại Trần Húc không sai biệt lắm, tối đa tựu so Trần Húc muốn mạnh hơn một chút như vậy điểm, cho nên nghe nói chạm tinh địa kỹ thuật véo Trần Húc đều cùng véo lấy chơi đồng dạng, cái kia véo mình cũng tuyệt đối là một bữa ăn sáng rồi. Nhưng vấn đề là hắn nhận thức chạm tinh thời gian cũng không lâu rồi căn bản là một điểm cũng không biết à, người không thể xem bề ngoài, người hiểu cái cầu, đây mới thực sự là hacker, Trần Húc bẻ ngón tay, chạm tinh thêm bạn ta tựu ba người rồi, còn có hai cái đi đâu tìm, người có người chọn lựa chưa? Có một cái, trọng tử ngữ hắc hắc mà cười cười, cười vô cùng dâm đáng, ta trên mạng sư phó hả, à? rất nhiều đấy. Ta kéo hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tốt rồi, ai à, không khách trong liên minh, hừ hừ, nói ra hù chết ngươi. Người ta có thể là cao thủ chân chính, tráng niên sớm mập. Trọng tử ngữ vốn rất chờ mong Trần Húc sẽ đem kính mắt rơi trên mặt đất. Tuy nhiên Trần Húc căn bản là không đeo mắt kiếng, nhưng là tráng nhiên sớm mập tên tuổi tại hồng khách liên minh lập tức đích thật là rất tiếng nổ. Nhưng thật ra là vì vậy ra hỏa địa trình độ cao cao không tới, thấp không xong, so bình thường thái điều mạnh rất nhiều, nhưng là tại đỉnh cấp địa cái kia vòng người chính giữa nhưng lại kế cuối đấy. Nhưng bởi vì hắn rất sinh động rồi, cho nên tại hồng khách trong liên minh hỗn bên trên một thời gian ngắn địa người không có không biết hắn đấy. Trần lúc một chút cũng không có kích động, hắn chỉ là cảm thấy buồn cười, bởi vì tráng niên sớm mập cũng cùng hắn có một liên hệ, tự là lần trước giao đấu Xuân Nếch về sau chuyện phát sinh nhi. Lúc ấy tráng niên sớm mập còn khóc lấy hô hào tìm hắn bái sư đây này. Sớm biết như vậy chính mình tự thu hắn làm đồ đệ tốt rồi, cái kia trọng tử ngữ hiện tại tự là đồ tôn của mình rồi, oa ca ca tạp. Nhiều hai sự tình hà. Trọng tử ngữ nhìn xem Trần Húc không có phản ứng chỉ là đang cười, nhịn không được tụ nói, má, ngươi không phải đâu. Ngươi sẽ không không biết lão đại ta à. Nhận thức nhận thức, Trần Húc cố nín cười, hồng khách liên minh đệ nhất kẻ dở hơi, đơn giản chỉ cần đem quản bình chiều gọi trở thành quản cao trào, ai còn có thể không biết à. Trọng tử ngữ cũng hèn mọn bị ổi cười, lão đại ta cái kia tính tình, hắc. Đúng rồi, tiểu tử ngươi thật có phúc, lão đại ta lần này là đến hợp hiệp đại học nhận lời mời đấy. N phải nói mời A, à, hắn đảm đương các ngươi khoa máy tính lão sư. Không thể nào, Trần Húc sừng sốt, tráng nhiên sớm mập đến làm lão sư. Cái kia dạng có thể làm lão sư sao? Làm gì à, không tin à? Trọng tử ngữ nhìn xem hắn nói lão đại ta giàu gì cũng là khoa máy tính tiến sĩ tốt nghiệp được không? Hắn thường nói rồi, sớm biết như vậy không đến khảo thi như vậy một cái gì chó má hỏng bét tiến sĩ học vị rồi. Lãng phí hắn quá nhiều thời gian, lần này là đến hốn cái chức danh, dù sao hắn không thiếu tiễn. Trần Húc gật đầu ngẫm lại cũng thế, có thể tại hồng khách trong liên minh phủ lên số, không có khả năng thiếu tiền, tùy tùy tiện tiện đi đón điểm sống có thể lợi nhuận cái hồ lô bồn đầy bát rồi. Chỉ có điều, tráng niên sớm mập như vậy, làm gương sáng cho người khác thích hợp sao. Tả hữu vô sự, Trần Húc cũng lười được tại trong phòng bệnh ở lại đó rồi, vì vậy tự cùng trọng tử ngữ cùng một chỗ chạy ra ngoài. Hiện tại thời gian đúng là trạng vạng tối, nhanh đến tháng 6 rồi, thời tiết đã bắt đầu trở nên nóng bức. Trong sân trường nữ hài tử rất nhiều cũng bắt đầu mặc vào váy ngắn, dưới trời chiều, màn đêm đến trước khi đến, dọc theo đường từng đợt làn gió thơm thổi qua, thật là lại để cho người cảm thấy thoải mái cùng đẹp mắt. Trần Húc đã có tầm một tháng đều là buồn bực tại áo chống đạn bên trong. Tuy nói cái kia áo chống đạn chất liệu coi như mát mẻ, nhưng buồn bực tại trên thân thể rất khó chịu à. Hiện tại ngược lại là tốt rồi, áo chống đạn cũng không cần mặc, Trần Húc sẽ mặc rất quý danh cỡ lớn tê xuất áo sơ mi cùng đại quần cộc cứ như vậy mặc cái dép lê đi theo trọng tử ngữ đi tới hợp hiệp đại sân trường. Lúc chàng vạng tối là đại học Mỹ nữ nhất tập trung thời điểm, bởi vì này thời điểm thì khí trời vừa phận, hơn nữa cũng muốn đi ra ăn cơm. Cho nên trên đường đi nhìn thấy không ít ăn mặc mát lạnh nữ hải nhi. Tuy nói hợp hiệp đại học cũng không thế nào ra Mỹ nữ, nhưng nữ hài tử rất nhiều xem cũng đều là khá tốt, khoảng cách tuyệt đối Mỹ nữ tiêu chuẩn phải kém điểm, bất quá cách ăn mặc thoáng một phát nhìn xem cũng coi như cũng được cho nên dọc theo con đường này Trần Húc tự cùng trọng tử ngữ hai cái vừa đi vừa nhìn, nhàn nhã tự tại, thần kinh kéo căng thời gian dài như vậy rồi, cũng khó được có thể thư giãn một tí. Nhìn một hồi Trần Húc cũng rất tốt kỳ nói, năm nay lưu hành mặc chỉ đen à. Dọc theo con đường này thế nào chứng kiến nhiều như vậy chỉ đen đâu này. Ngươi nhìn ngươi xem, bên kia có một mỹ nữ vừa qua khỏi đi, mặc chỉ đen đấy. Chỉ đen chính là loại màu đen trường tất chân, năm nay nữ hài tử đặc lưu hành mặc loại này nhan sắc tất chân xem rất gợi cảm, bất quá lại nói trở lại, quần áo cũng phải nhìn người mặc, chân dài xinh đẹp nữ hài tử mặc tất chân đặc biệt đẹp mắt, nhưng nếu cái loại này voi chân mặc vào tất chân đã có thể rất dọa người rồi. Dọc theo con đường này Trần Húc bọn hắn chứng kiến không ít cái dáng người không tệ, rất đẹp mắt, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là cái loại này dáng người rất không được tốt lắm, xem chính là nhịn không được một hồi nhả à nhả đấy. Kỳ thật thật muốn nói có chút nữ hài tử không thích hợp mặc chỉ đen cũng thì thôi, tiểu giống như chân nha, cũng không trở thành rất ngán dù sao cái thế giới này mỹ nữ còn là đã chiếm số ít, nếu như chứng kiến người ta không xinh đẹp địa nữ hài tử tự nói nhân ra là khủng long. Đây cũng không phải là cái gì hiển lộ rõ ràng thưởng thức sự tình, đều có thể tính toán bên trên là đáng giận rồi. Nhưng vấn đề là Trần Húc cùng trọng tử ngữ không cẩn thận chứng kiến một người. Trương Tiểu Hoa cô nương, vị cô nương này vẫn luôn là đi theo, tùy tùng tại Thủy Triều Đình, hiện tại cũng mặc một kiện váy ngắn chỉ đen. Nàng đi qua một đường, người nhổ ra một đường ác làm thoáng một phát tiểu hoa cặn bá, Trần Húc bây giờ đang ở hợp hiệp đại còn là một danh nhân đấy. Không ít người đều biết, cho nên dọc theo con đường này không ít người cùng Trần Húc chào hỏi, "Ơ, hiện tại không có việc gì rồi hả?" "Ha ha, không có việc gì, không có việc gì rồi. Cảm tạ chúng ta cảnh sát thúc thúc, lão Trần, không có việc gì đi à nha. Lão Trần, lúc nào đến chỉ đạo chỉ đạo chúng ta viện đội à?" Trần Húc cười từng cái đáp lại, dọc theo con đường này cũng có em em nhìn thấy Trần Húc báo dùng mỉm cười. Xem địa một bên địa trọng tử ngữ rất là ghen ghét. Luôn nói người không thể so với ta soái à, thế nào nhân duyên tốt như vậy đâu này, cái này không có đạo lý à, đối với rất nhiều hợp hiệp đại địa các em em mà nói. Trần Húc coi như là một cái bạch mã vương tử rồi. Tuy nói lớn lên không phải đẹp trai như vậy, nhưng phương diện khác địa danh tiếng tuy nhiên cũng rất tốt chỉ là vấn đề là Trần Húc bên người Thủy Trung sẽ xuất hiện ba đóa hoa hậu giảng đường chính giữa địa một cái hoặc mấy cái. Cái kia ba nữ tử thật sự là lại để cho mặt khác địa nữ hải nhi rất có áp lực. Đương nhiên, nam những đồng bào đối với Trần Húc ý kiến cũng rất lớn. Đã có không chỉ một cái người đến tìm Trần Húc hỏi, người cùng quản dịch, chạm tinh cao hiểu tiết ba cái là quan hệ như thế nào à? Có phải hay không nam nữ bằng hữu à, nếu không phải ngươi không bên trên chúng ta tụ lên? Ngươi không thể như vậy lãng phí tài nguyên à, hay vẫn là khẽ kéo ba à đối với vấn đề này trần húc trở về phục vậy ngươi vừa ý ai nữa à ngươi vừa ý ai ngươi đuổi theo quá cái này cũng mặc kệ ta địa sự tình nói thực ra trần húc lúc nói lời này vẫn còn có chút ê ẩm đau xót đã đến đầu khớp xương địa cái loại này nhưng là hắn cũng biết những người này muốn đuổi theo cái kia ba nữ tử là không thể nào đuổi theo kịp các nàng ba thu được thư tình à cậu ái tin nhắn à các loại không biết có bao nhiêu rồi như vậy quản dịch các nàng không thể không mua cái loại này bảo hộ tự ẩn điện thoại rồi, trừ phi điện thoại bản chính giữa có đối phương tin tức, nếu không điện thoại cùng tin nhắn đều là đánh không vào. Hợp hiệp đại địa giáo khu không nhỏ, hiện tại mế ngõa đức bọn hắn cầm lấy rồi, trường học bên kia cũng bắt đầu cho đi rồi, cổng bảo vệ cũng tự không ngăn cản người rồi. Cho nên trong trường học là có thể chứng kiến một ít ra ngoài trường cỗ xe tại chậm chạp mở. Trần Húc bọn hắn ngay tại thực đường hạ mặt đi dạo một vòng, tự chứng kiến mấy chiếc không tệ xe, do vì vừa mới bỏ niêm phong, cho nên mới người không nhiều lắm, bình thường càng náo nhiệt. Bất quá so về đối diện nghệ trường học bên kia tốt xe, hay vẫn là thiếu đi rất nhiều. Trọng tử ngữ lúc này thời điểm vụng trộm nói, thừa lúc tiên tử Mỹ nữ đại xuất động, chúng ta không bằng đi nghệ cửa trường học xem một chút đi. Mà người nhìn xem nghệ trường học em em, Trần Húc ngược lại là không có ý kiến gì, hiện tại quản dịch trạm tinh cao hiểu tiết ba cái cũng không biết đã chạy đi đâu lúc này thời điểm Trần Húc cũng không muốn gọi điện thoại tìm nàng nhóm, đám bọn họ. Dù sao chủ yếu là xế chiều hôm nay có chút xấu hổ rồi, lúc này thời điểm mọi người hay vẫn là bảo trì điểm khoảng cách thì vẫn còn tốt hơn. Vì vậy Trần Húc hai người bọn họ bỏ chạy đến hợp hiệp đại đối diện, nghệ cửa trường học nhìn em em rồi. Kéo tại đây gặp may mắn địa điều kiện, một bên là rất lớn đại học, một bên là mỹ nữ như mây nghệ trường học. Cho nên cửa ra vào rất nhiều quán bán hàng, còn có rất nhiều tiểu lữ quán à các loại. N, còn có một chút lè, lè lè lấy đèn đỏ gội đầu phòng các loại. Cái này một khối là rất náo nhiệt, hơn nữa quan trọng nhất là cửa ra vào ngừng rất nhiều xe. Hơn nữa đều là không tệ mới tốt xe, Trần Húc con mắt quét qua, lại vẫn quét một cỗ Audi A8, kháo. 180 vạn à, còn có chạy băng băng Mercedes-Benz SLK ngạnh đỉnh xe hở mui. 80 vạn, những số tiền này đối với Trần Húc mà nói tính toán không được cái gì hiện tại Trần Húc chứng kiến như vậy địa xe cũng là có loại muốn mua xúc động. Bởi vì hắn hiện tại tuy nhiên còn không có lấy được bằng lái xe. Nhưng đã tại giả thuyết ảo cảnh trung học biết lái xe rồi. Hơn nữa học lái xe vốn cũng không phải là một kiện khó khăn địa sự tình, tay động ngăn cản cũng thì thôi, tự động đương quả thực cùng món đồ chơi xe không sai biệt lắm. Chỉ là Trần Húc nghĩ đến chính mình dù sao hay vẫn là đệ tử, khai cái xe thật sự là quá rêu rao rồi. Nghệ cửa trường học có ra mát ra hương vị rất không tồi, Trần Húc cùng trọng tử ngữ gật đồ nướng cùng mắt ra tỏa hạ, ngồi xuống, vừa ăn một bên xem mỹ nữ. Chứng kiến bên đường còn có bánh trưng bán Trần Húc tưởng tượng lập tức tới ngay tiết đoan ngọ rồi, vội vàng kêu lên, cho ta đến lưỡng bánh trưng. Hóa, người cố ý chính là A. Trọng tử ngữ rất phiền muộn, bởi vì hắn ngoại hiệu tựu là bánh trưng. Trần Húc cười hắc hắc, vừa ăn vừa nói, người xong rồi A, người nếu gọi loại này bánh trưng khá tốt còn nhớ gió quỷ thổi đèn ấy ư, bên trong cái loại này trường bạch mao cương thi đã kêu lông trắng đại bánh trưng. Uệ, trọng tử ngữ nhịn không được đem vừa rồi ăn thịt toàn bộ nhổ ra đi ra ngoài, ta xin nhờ ngươi được không, ăn cơm đâu rồi, đừng nói như vậy buồn nôn đồ vật được không. Hai người vừa ăn một bên cười, nói thực ra nghệ trường học bên này mỹ nữ còn thật không ít. Không dám nói những nữ hài tử này nhiều xinh đẹp, nhiều khuynh quốc khuynh thành A, nhưng tối thiểu tựu là trong đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa hay vẫn là câu nói kia, không có xấu nữ nhân, chỉ có lười nữ nhân. Nghệ trường học những nữ hài tử này tại cách ăn mặc trên mình học có thể so sánh bình thường đại học nữ sinh phải nhanh khá hơn rồi. Cái gì trang điểm à, quần áo trang phục à những này cũng đều là chuyện nhỏ, càng lớn còn có đi làm dưỡng da, châm cứu bộ phận giảm béo, gầy eo à gầy chân à, bảo trì hài lòng dáng người, những vật này nếu nói ra nam nhân 10 trong đó có 9 cái hội tráng váng đầu hoa mắt đấy. Trọng tử ngữ lão sắc lang một cái, bên cạnh ăn cái gì bên cạnh cùng Trần Húc nói nghệ trường học em em à, không thể một gậy toàn bộ đánh chết. Nhưng có chút đích thật là rất không học giỏi cái loại này. Không có nhìn đến đây nhiều như vậy tốt say nha, có rất nhiều đến tán gái, có dứt khoát tựu là tới đón người đấy. Bị người giàu có bao dưỡng em em, trọng tử ngữ nói, ta tới nơi này đi tìm, n, không có việc gì có thể tới chơi đùa, cùng những cái kia hộp đêm các loại nữ hài so sánh với có một phong vị khác. Ngươi đừng nhíu mày à, nói cho ngươi, tổ ngươi điều kiện này, vào ngâm cái xinh đẹp em em cùng đùa chơi chết đấy. Ngươi chỉ cần khai chiếc xe, xe cũng không cần phải quá tốt, 40-50 vạn tính toán không tệ được rồi. Ngươi ở này cửa ra vào ngừng lại, hút điếu thuốc. Ta đã nói với ngươi, cái kia Audi A8 thật đúng là không nhất định so với kia chiếc chạy băng băng Mercedes-Benz SLK xe hở mui phong cách. Không tin ngươi coi được rồi, A8 quá đứng đắn rồi. SLK mới được là thích hợp người trẻ tuổi mở đích. Ngươi đem xe đi ở đâu dừng lại, sau đó chỉ chốc lát thì có mỹ nữ chủ động bên trên tới tìm ngươi đến gần, hỏi ngươi có thể hay không mang các nàng thoáng một phát, đáp cái đi nhờ xe. Ngươi nếu cảm thấy cái kia em em thỏa mãn ngươi tự làm cho nàng lên xe, không hài lòng ngươi tự nói các ngươi người là được rồi. Trần Húc liếc mắt nhìn xem thằng này, thực con mẹ nó có kinh nghiệm à. Trọng tử ngữ nói tiếp đi, đến lúc đó ngươi đem em em mang lên xe, có thể thỉnh nàng đi ăn cơm, sau đó giúp nhau lưu cái số điện thoại di động tâm sự, trên cơ bản vào lúc ban đêm có thể đẩy ngã bất quá ngươi phải cẩn thận rồi, có nữ hài muốn mượn cơ hội bằng người giàu có, có thể sẽ đuổi theo ngươi không phóng, như vậy dường như khó quấn, không chừng hội làm ra cái phình bụng nói là của ngươi loại các loại. Phi, dâm tặc, Trần Húc xem thường nhìn hắn một cái, ngươi đem làm lão tử là ngươi à, như vậy khát khao. Ta là thuần khiết người, đối với loại cô nương này không có hứng thú. Trọng tử ngữ cười hắc hắc, không chút phật lòng, ngươi còn nhỏ à, tiểu sử nam một cái, không có hưởng qua mùi vị của nữ nhân chật chật, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết. Trần Húc phun hắn một ngụm, tiếp tục vùi đầu ăn mát ra. Mà lúc này trọng tử ngữ vỗ vỗ hắn nói, ô, đây không phải là ngươi tiểu biểu muội tươi đẹp tiểu lô ly sao. Trần Húc ngẩng đầu nhìn lại, thật đúng là tiểu nhị nha, nàng hiện tại chính mặc một bộ rất rộng thùng thình hip hop váy, trong tay dẫn theo một túi nóng hôi hổi thịt bò phấn hướng cửa trường học đi. Trần Húc đang muốn gọi nàng, đột nhiên bên cạnh cái kia chiếc màu đen Audi A8 chậm rãi thúc đẩy rồi, chạy đến Vương Minh mị bên cạnh thời điểm ngừng lại, cửa sổ xe cũng dao động mở, một người đối với tiểu nha đầu không biết nói cái gì đó. Chứng kiến cái này tình cảnh Trần Húc lập tức tự phát hỏa, dựa vào, chính mình lão muội cũng dám phao ngâm à. Hơn nữa quan trọng nhất là, tươi đẹp hiện tại mới 14 tuổi à. Nếu như nói là quản dịch trạm tinh cao hiểu tiết các nàng ba đi đường bên trên bị người như vậy đi lên đến gần còn chưa tính, ai làm cho các nàng mấy cái lớn lên như vậy trêu hoa gẹo nguyệt hay sao? Loại chuyện này nam nhân nếu đã biết cũng không nên như thế nào quái. Dù sao nam nhân mà, ưa thích mỹ nữ là chuyện rất bình thường. Như cái loại này tùy tiện đáp cái sán à các loại thật đúng là không tốt nổi giận. Nhưng vấn đề là tươi đẹp năm nay mới 14 tuổi à, hay vẫn là thuộc về lô ly giai đoạn đâu rồi, hơn nữa muốn nói hai nha lớn lên so sánh thành thục còn chưa tính. Hiện tại tiểu nữ hài phát dục sớm, 14 tuổi lớn lên cùng 16-17 tuổi chênh lệch cũng không phải rất lớn. Có thể vấn đề ngay tại ở tươi đẹp tuổi còn nhỏ còn chưa tính, nàng lớn lên hay vẫn là một trương mặt em bé, vóc dáng cũng không cao, đặc nhỏ nhắn xinh xắn cái chủng loại kia, xem xét tựu là một điển hình lô Đối với cái này loại lô cũng có người không biết xấu hổ ra tay à. Tuy nói Trần Húc bình thường cùng người ta đánh cái rắm thời điểm cũng ưa thích cùng một chỗ quỷ kéo nói cái gì lô có ba tốt, thanh em mờ eo nhuyễn dễ dàng đẩy ngã, nhưng là thật làm cho hắn sẽ đối một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài ra tay loại chuyện này hắn cũng làm không được. Tuy nhiên quốc gia pháp luật quy định 14 tuổi đã ngoài nữ hài có thể đẩy không tính phạm pháp, nhưng loại chuyện này dù sao quá cầm thú rồi, bình thường nói nói vui cười vui lên coi như xong, nhưng trong hiện thực loại chuyện này hay vẫn là quá gia súc rồi, quá cầm thú rồi. Bất quá Trần Húc chỉ là theo sau, hắn muốn nghe xem nói chút gì đó này nọ, vạn nhất thật sự chỉ là rất đơn thuần hỏi đường, vậy thì bỏ qua nhân ra nếu như là cái loại này biến thái quái thúc thúc hư hư dám đánh chính mình lão muội chủ ý hắn chán sống có thể trần húc vừa đi đi lên đột nhiên tự chứng kiến tiểu minh mị sắc mặt khó coi đi lên phía trước lúc này thời điểm cái kia chiếc audi a 8 lại vẫn theo đi lên một đầu cánh tay tựu vươn đi ra muốn bắt tươi đẹp cái này còn phải rồi hả trần húc vội vàng nhanh hơn bước chân chuẩn bị xông đi lên nhưng vào lúc này lại chứng kiến vương minh mị hổn hển chửi bậy một câu sắc lang, sau đó đem trong tay dẫn theo thịt bò phấn ba thoáng một phát theo trong cửa sổ xe mặt ném vào, đón lấy lập tức tựu đã nghe được trong xe nam nhân bén nhọn tiếng kêu. Ách, cái này trần hút ngược lại là vi trong xe mấy người kia lo lắng đi lên. Bởi vì này bò giống thịt phấn độ ấm đều là phi thường phi thường bị phỏng. Tối thiểu có bảy tám chục độ, như vậy một túi trực tiếp ném đi qua. Bị phỏng người ngược lại chưa hẳn, bất quá tuyệt đối không có khả năng lại để cho trong xe địa người tốt qua. Lúc này thời điểm cửa xe lập tức bị đẩy ra, hai cái ăn mặc đồ tây đen người vọt xuống tới, đều đưa lưng về phía Trần Húc nhìn không tới mặt của bọn hắn. Nhưng một người thò tay muốn tới bắt tươi đẹp, trong miệng còn không sạch sẽ chửi bậy lấy, người cái này tiểu kỹ nữ. Đến nơi này loại thời điểm Trần Húc ở đâu còn có thể chịu được. Hắn một cái bước xa tựu sông tới. Không nói hai lời trực tiếp đối với muốn thò tay chảo tươi đẹp người kia phần eo tựu hung hăng đá tới. Một cước này đá vừa vội vừa nhanh, Tuy nói Trần Húc mặc chính là dép lê không phải rất thuận tiện, nhưng là trực tiếp đem người kia cho đạp bay đi. Một cái khác đồ tây đen chứng kiến Trần Húc động thủ, sửng sốt một chút tự vung quyền đánh tới. Nhưng là cái kia nắm đấm tại Trần Húc xem ra cùng điện ảnh chính giữa pha quay chậm không sai biệt lắm, bị Trần Húc một bà trực tiếp ngã ở cái kia chiếc giá trị xa xỉ Audi A8 bên trên. Lập tức phanh một tiếng vang thật lớn, A8 xinh đẹp địa ngoại xác bị nện ra một cái hố to. Ai to gan như vậy dám đánh ta? vương minh mị vốn là sửng sốt một chút chứng kiến là trần húc về sau kích động kêu một tiếng ca lúc này bị trần húc đá bay địa tên kia bỏ kêu to muốn hướng trần húc bên này đánh tới nhưng là hắn một nhìn rõ ràng trần húc lập tức tự sửng sốt trần húc chứng kiến hắn cảm thấy người này rất quen mặt cẩn thận hồi suy nghĩ một chút về sau trần húc cũng sửng sốt nguyên lai like người này tự là lần trước quốc ăn cục đến hoạt động tra lý lượng nham tiến sĩ thời điểm cái kia bị trần húc tại chỗ cuồng đánh dừng lại một trầu cuối cùng liền thương đều đoạt đi qua địa người kia. Tên gì, dù sao Trần Húc đã đã quên tên của hắn rồi, người này tên gọi là Hứa Giang, là cái thái tử đảng trong nhà thế lực cũng coi như không nhỏ. Theo lý thuyết hắn lần trước ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, về sau không có khả năng không đến tìm Trần Húc trả thù, nhưng là đem làm Hứa Giang phụ mẫu biết rõ chuyện này về sau, hung hăng địa giáo huấn hắn dừng lại, một trầu, cuối cùng cảnh cáo hắn nói không chính xác hắn hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì tại trong kinh làm quan chính trị mẫn cảm tính đều phi thường địa cường. Tục ngữ nói không đến Bắc Kinh không biết mình quan nhỏ, bởi vì tại trong kinh, chứng kiến một phơi nắng lão đại gia nói không chừng đều là do năm trải qua trường trinh lão hồng quân. Càng nói không chừng trước kia là cái gì sư cấp cán bộ các loại. Loại người này căn bản là không thể trêu vào, cho nên những người này chính trị mẫn cảm tính đều rất cường. Gặp được sự tình gì đệ nhất kiện muốn muốn tự là người này chính mình gây không chọc được nổi, có cái gì bối cảnh quan hệ. Mà Trần Húc, vốn Trần Húc là cái không quan trọng gì nhân vật, nhưng là trước kia Thượng Hải dịch hủy hàn sự kiện trực tiếp đưa đến một cái bộ cấp cán bộ xuống đài, lại để cho người kiến thức SMMS lực ảnh hưởng. Kế tiếp, SMMS cái kia kiện áo chống đạn, chẳng khác gì là bán cho Trung Quốc sở hữu tất cả quân nhân cùng với công an hệ thống một cái thiên đại nhân tình. Phải biết rằng quân đội cùng công an hệ thống cái này lưỡng cái cơ cấu có bao nhiêu, mà phần này nhân tình lại có bao nhiêu. Hứa Giang phụ thân tựu là cùng công an hệ thống có nhất định địa liên hệ, biết rõ smms hiện tại đã ở chính giữa lãnh đạo chỗ đó phủ lên số đấy cái kia kiện áo chống đạn tư liệu đến công an hệ thống về sau không biết bao nhiêu người kích động địa vài ngày đều ngủ không ngon giấc liên tục bao nhiêu ngày trong miệng ngay tại thì thầm lấy cái này áo chống đạn cùng với hắn mang tới tốt lắm chỗ đối với cái này vì smms quả thực là hận không thể đem hắn đem làm bồ tát đồng dạng cung cấp người như vậy tuyệt đối không phải hứa giang nhà bọn họ có thể đắc tội đấy hơn nữa vị này smms rất bao che khuyết điểm dịch thủy hàn cùng hắn nhận thức không qua mấy ngày, hắn tiện tay đập phá 5.000 vạn đô la tới, còn giúp bề bộn liên hệ rồi Cisco System Company công ty tới cùng nhau phát triển nghiệp vụ. Mà Trần Húc tiểu tử này bản thân không quan trọng gì, nhưng là hắn cùng SMMS nhắc lên quan hệ, cái kia vấn đề tự lớn hơn. Cho nên cơn tức này, hứa giang hắn không nuốt xuống cũng phải nuốt xuống. Không phải là nhất thời bị thụ điểm vũ nhục nha. Tại hứa giang bọn hắn xem ra là sẽ không quản hắn khỉ gió lúc đương thời không có có đạo lý đấy nhưng là không nghĩ tới bây giờ thật là oan ra ngõ hẹp, lại đụng phải. Hơn nữa Trần Húc đi lên tựu là không nói hai lời, đạp hắn một cước. Cái này thù mới hận cố thêm, hứa gian như vậy tâm cao khí ngạo người ở đâu có thể chịu được. Nhưng Trần Húc nhìn hắn một cái về sau tựu không để ý tới hắn rồi, quay đầu hỏi rõ nghị, như thế nào, bọn hắn vừa rồi sẽ đối ngươi làm cái gì. Từ lần trước Trần Húc một người sâu lâu nhiều cái giữ trật tự đô thị, lại đang võ đạo ra bên trên băng, giúp Trung Quốc người chơi hung hăng thở một hơi về sau, ở ngoài sáng nghị tiểu lô ly trong nội tâm, chính mình cái biểu ca thật giống như núi cao đồng dạng hùng vĩ, sự tình gì đều có thể giải quyết. Cho nên chứng kiến Trần Húc về sau nàng tâm lập tức tự để xuống. Chỉ vào hứa giang nói, ca, giúp ta đánh sắc lang. Hai người này, hừ hừ, đi lên tự hỏi ta muốn hay không theo chân bọn họ đi chơi, bọn hắn có thể cho ta rất nhiều tiến các loại. Ta không đáp ứng, bọn hắn còn dây dưa ta, còn uy hiếp ta. Cái này Trần Húc thật sự tự phát hỏa, quá con mẹ nó không có nhân tính rồi. Nhỏ như vậy Loli cũng không biết xấu hổ hỏi như vậy. Trước khi Trần Húc cùng trọng tử ngữ đã cảm thấy kỳ quái, cái này chiếc Audi A8 đứng ở cửa ra vào thời gian rất lâu rồi, bởi vì xe tốt. 180 vạn xe à, tuy nhiên ít xuất hiện điểm, nhưng là có rất nhiều biết hàng địa phương. Cho nên một mực có em em đi lên đến gần, nhưng bọn hắn một mực không có lý vốn đang cho là bọn họ là bọn người đấy kết quả không nghĩ tới là tới chở lô ly đấy biến thái quái thúc thúc à vì vậy trần húc liền mắng nói người mẹ nó bước qua chứ người tốt xấu còn là một quốc gia cán bộ không nghĩ tới người biến thái như vậy còn ưa thích ấu nữ bị trần húc như vậy trước mặt mọi người một mắng hứa răng đô hận không thể tìm một cái lỗ toản chui vào đi xuống kỳ thật không phải hắn đối với ấu nữ đặc có cảm giác mà là hắn đi theo chính là cái người kia đặc ưa thích lô ly mười phần yêu thích tiểu lô ly nói với hắn lô ly thì tốt hơn tự lại để cho hắn đến nếm thử tiên phao ngâm một cái thử xem kết quả không nghĩ tới thoáng cái đụng vào thiết bản rồi lúc này thời điểm cùng hứa giang nhất khởi chính là cái kia mặc đồ vét ra hỏa lên đây nói ngươi là người nào lại dám đánh chúng ta ngươi có biết hay không thân phận của chúng ta ngươi còn đem ta địa xe cho ta làm hư rồi tiểu nha đầu này đem lão tử đồ vét đều làm bẩn rồi các ngươi còn đánh người Ngươi cái gì trường học địa, ta nhất định phải các ngươi trường học lãnh đạo cho ta cái bản giao, nhắn nhủ. Các ngươi muốn bồi thường, lúc này thời điểm trọng tử ngữ cũng theo đi lên, liếc qua cái kia xe có lọng tre đã bị nện quát đâu xe, cười lạnh một tiếng nói, Audi A8 à, tốt xe. Đồ vét cái gì bài địa, bao nhiêu tiền, u phục đen nghe xong xe tới kính rồi, kêu lên, ác đấy. Mười vạn khối tiền đồ vét, bị các ngươi làm bẩn còn thế nào mặc, còn có ta xe, làm thành như vậy, cũng muốn 10 vạn. Cầm 20 vạn đi ra, việc này ta tự không truy cứu rồi, bằng không thì. Hừ, Trần Húc nghe xong sẽ tới phát hỏa. Lúc này thời điểm trọng tử ngữ đã đến hắn một bà, cười lạnh một tiếng. Nhưng hắn là hoan chàng lão luyện rồi. Biết rõ người này nói như vậy kỳ thật tầm nhìn vẫn là vì đánh tươi đẹp chủ ý. Người xem hắn ánh mắt kia, đang nói chuyện địa thời điểm tựu nhìn chầm chầm vào tươi đẹp xem sẽ biết. Cái này đồ tây đen không biết Trần Húc thân Phật, nhưng là hứa giang nhưng lại biết đến muốn nổi giận lại nghĩ tới phụ thân nghiêm khắc giáo huấn, hơn nữa hắn cũng vụng trộm điều tra qua Trần Húc, biết rõ trong nhà nàng là bán cái kia khoản chó dại khắc tinh dược đấy. Chút tiền ấy với hắn mà nói tính toán không được cái gì, nhưng là chỉ sợ sau lưng của hắn SMMS, sở hữu tất cả hứa giang nhịn không được tại trong bụng mắng một câu, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, sau đó tự kéo kéo cái kia đồ tây đen, nói được rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng này đồ tây đen cũng rất nghiêu ngóc lên đầu, nói, đừng đánh cho người đập hư xe của ta cứ như vậy được rồi nào có tốt như vậy sự tình hôm nay việc này các người không để cho ta một cái công đạo các người đều đừng muốn đi cho tiền hay không không trả tiền ta tự gọi điện thoại báo động ta cho người biết ta thượng diện có người nghe nói như thế trần húc hiếu chút nữa cười phun ra đến bất quá hắn cố ý làm làm ra một bộ khó xử bộ dám nói cái kia chúng ta không có tiến bồi làm sao bây giờ không có tiến đồ tây đen thoáng cái tinh thần tỉnh táo gom góp tới cười hắc hắc nói, không có tiến cũng không có việc gì. Ngươi lại để cho tiểu cô nương này cùng chúng ta uống chút rượu là được rồi. Ba, Trần Húc một cái tát rút tới, lần này Trần Húc giận giữ phía dưới, ra tay không có bất kỳ lính bảo an địa phương lưu. Hắn trưởng lực hiện tại đã rất lớn rồi, một tát này rắn rắn chắc chắc quất vào cái kia đồ tây đen địa trên mặt, lập tức đánh rất hắn tối thiểu một nửa hàm răng. Cả há mồm đều tại phun huyết, ngươi, hứa giang nhất nhìn đồ tây đen thảm trạng, nhịn không được hướng phía Trần Húc trợn mắt nhìn, mà Trần Húc không sợ chút nào hắn, chừng mắt ngược trở về, như thế nào, lần trước giáo huấn ngươi còn chưa đủ. Có phải hay không cũng muốn đến thử xem. Hứa Giang lúc này thời điểm hận không thể đem Trần Húc cho tươi sống bới, nghĩ thầm ngươi chảnh cái gì chứ à. Ngươi không phải là có một SMMS ở sau lưng sao. Không có hắn ngươi tính là cái đếch ấy à. Lão từ một đầu ngón tay có thể nghiền chết ngươi. Lời này nếu để cho Trần Húc nghe được đoán chừng có thể cười bể cả bụng, bất quá lúc này thời điểm hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Đối với Trần Húc mà nói, hắn gần đây không quan tâm đem có thể khi dễ người lại khi dễ một lần, nhất là loại người này lại đến khiêu khích hắn thời điểm. Lúc này thời điểm vừa rồi cái kia bị Trần Húc một cái tát phiến qua một bên ra hỏa cũng không dám lên đây, che miệng hoa hoa kêu, sau đó từ trong lòng ngược lấy điện thoại cầm tay ra hoa hoa không biết nói cái gì đó. Dù sao thân thể to lớn ý tứ thì ra là hắn ở nơi nào bị khi phụ sỉ nhục rồi, hô người đến hỗ trợ các loại. Người hội hô người ta không biết a à. Trần Húc cảm thấy lúc này thời điểm tìm người đánh một trận rất hả giận, nhất là nay thiên lúc chiều đã trải qua lớn như vậy sống chết trước mắt áp lực, cho nên hiện tại cần muốn thư giãn một tí. Bất quá xong quyền nan địch tứ thủ đạo lý Trần Húc hay vẫn là hiểu, hắn bên này cũng lấy điện thoại cầm tay ra, trước cho Nam Cung Lam đánh cho một cái, sau đó cho Tiểu Ngạn cũng đánh cho một cái, lại để cho hắn hô người tới. Nói thực ra kỳ thật Trần Húc như vậy cử động có chút quá tính trẻ con rồi kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đủ đem tên kia theo như trên mặt đất dừng lại một trầu đánh cho tên người đánh xong về sau tìm người tới thu thập tàn cuộc mà không phải giống như bây giờ cố ý đem sự tình làm đại nhưng là muốn lý giải à trần húc hiện tại trong lòng rất nén giận áp lực lại lớn như vậy lúc này thời điểm thật vất vả có một bao cát đưa tới cửa đã đến đó không phải là cùng muốn lúc ngủ vừa vặn có người đưa lên đến gối đầu à hơn nữa chủ yếu vấn đề là cái này đồ tây đen quá không lịch sự đánh cho một cái tát cũng sắp bắt hắn cho đánh ngất đi thôi lại để cho hắn gọi mấy cái kinh trải qua đánh chính là đống cát tới cũng không uổng công trần húc vừa vặn đi ra ăn hết bữa này mắt ra coi như sau khi ăn xong tiêu hóa trần húc lúc này thời điểm rất thích ha đem tiểu minh mị kéo ra phía sau mình che chở cùng trọng tử ngữ cười cười nói nói đấy muốn nói trọng tử ngữ cũng không cho không đấy theo chính hắn theo như lời từ nhỏ đến lớn hắn tại trong quán rượu tán gái, lấy người tranh giành tình nhân tất cả lớn nhỏ cũng đánh vượt qua trăm trống, cái gì móc đao tử. Chai rượu, loại này chàng diện đều trải qua, trước mắt cái này một ít chuyện hoàn toàn là đồ chơi cho con nít. Huống chi trọng tử ngữ cũng nhận thức nam cung lam, nghe xong Trần Húc gọi điện thoại gọi hắn đã đến lập tức tụ một điểm áp lực cũng bị mất. Chê cười, người tựu là đến ba năm mươi cái không có luyện qua địa trang hán, một cái nam cung lam tại đây cũng toàn bộ đều làm tốt rồi. Bên cạnh quán bán hàng sạp hàng nhỏ lão bản thấy như vậy một màn, quen thuộc mà đem quầy hàng tự rút lui đi trở về. Cái gì chai bia giao phai toàn bộ thu, người ta quen thuộc à, bởi vì nghệ trường học bên này em em mặc dù nhiều. Có thể nhiều hơn nữa cũng là sói nhiều thịt ít cục diện à. Tới nơi này tán gái không ít xuất hiện cái loại này hai cái khoản ra đồng thời xem bên trên một cô nương, sau đó ai cũng không chịu lại để cho địa sự tình. Cho nên nghề cửa trường học con đường này bên trên cũng không thiểu đổ máu mọi người gặp cũng cũng đã quen rồi, nhắc tới ở bên trong khó xử nhất địa tựu là hứa giang rồi. Bởi vì lần trước hắn bị Trần Húc Béo đánh một trận, dùng hắn đại thiếu gia tính tình vậy mà sống sờ sờ nhịn xuống một mực không có đi tìm Trần Húc phiền toái, cái này đã nói lên hắn đối với Trần Húc bối cảnh là phi thường phi thường kiêng kỵ đấy. Cho nên đây cũng là Trần Húc nghĩ tới điểm ấy, hắn nhịn lần thứ nhất nhất định phải muốn nhẫn lần thứ hai, bằng không thì hắn tự cũng không nhẫn. Mà cái này đồ tây đen là hứa giang địa bằng hiếu, hôm nay cũng là chuyên môn dẫn hắn đến tìm thú vui đấy hứa giang cơn tức này nếu nuốt xuống rồi hắn địa danh đầu tự triệt để đã xong cho nên hứa giang phiền muộn à vì cái gì buổi tối hôm nay không có việc gì muốn tới cái này cô gái em em còn chuyên môn tìm lô ly toàn bộ hòa hải city không nói tự nói nghệ trường học đằng sau cái kia phố đầy đường đều là nghe hồng lập lòe hộp đêm tốn chút tiễn là được làm sao có hôm nay loại này phiền toái à cái kia đồ tây đen nói chuyện điện thoại xong còn vỗ một cái hứa giang mồm miệng không rõ nói không có việc gì người yên tâm nơi này là địa bàn của ta ta hôm nay nếu không đem cái này mấy cái ra hỏa đánh răng rơi đầy đất lão tử về sau sẽ đem họ đảo lại ghi hứa giang lúc này thời điểm thật là dở khóc dở cười hắn thật sự muốn nói ca ca chúng ta đi thôi được rồi người họ đảo lại ghi cũng là điền người con mẹ nó hoành lấy ghi đều được cái này vũng nước đục chúng ta không chuyến rồi Chuyến không nổi a. À. Cái kia đồ tây đen còn chỉ cao khí ngang chỉ vào Trần Húc nói, có gan ngươi đừng chạy. Rất nhanh, mấy chiếc xe thể thao dùng 70 mã tốc độ ào ào xôn xao phi chạy tới, cái này mấy chiếc xe nhìn xem cũng khỏe, giá vị đều là 50 vạn trở lên địa phương. Nhưng vấn đề là những này xe rõ ràng đều là cải trang qua, cải trang bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không biết. Xe thể thao dừng lại, lập tức tự là một đám tiểu thanh niên vọt xuống tới, có mấy cái trong tay còn cầm ống tiếp gậy bóng chạy đấy chạy đến đồ tây đen bên cạnh la lớn, điền ca, ai đánh ngươi? Trần Húc rất thất vọng, thật sự rất thất vọng. hắn vốn cho rằng sẽ đến bên trên tối thiểu mười mấy chiếc xe, đều là cái loại này màu đen xe con, mỗi chiếc xe xuống năm cái mặc đồ tây đen mang kính dâm, sau đó nhân thủ một thanh khảm đao. đó mới gọi soái à? sẽ tới cái này mấy người. hơn nữa xem xét giống như là những cái kia kẻ có tiền ra hài tử, niên kỷ đều không thế nào đại, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc trên lỗ tai còn đánh cho không ít động xem xét tự là đang làm hành vi nghệ thuật cái chủng loại kia. Không phải Trần Húc khinh bỉ bọn hắn, những này hoàn toàn tự là người bình thường à, đánh nhau tự xem ai hung ác mà thôi. Đánh đám người kia, quá không có kỹ thuật hàm lượng rồi. Đồ Tây đen rõ ràng cũng rất bất mãn, thấp giọng nói, làm sao lại đến mấy người các ngươi. Lão từ đâu này, một cái tóc vàng nói, lão